thú nhân kỵ binh thể hiện ra lực cơ động, hướng thẳng đến nỗ lực rút lui dị trùng đại quân triển khai bọc đánh chặn đường, một bên nương tựa theo trùng phong công kích, giết chết đại lượng dị trùng, một bên không ngừng phong tỏa dị trùng đại quân đường lui. Trong đó, la tập bọn họ vạn giới văn minh ma lan kỵ binh cùng mảnh long kỵ binh tại một đám thú nhân kỵ binh bên trong, lộ ra phá lệ chói mắt. Đồ đằng giác tỉnh, đối với triệu hành thú nhân quân đoàn tới nói cũng không hiếm lạ. Nhưng là, mượn nhờ luyện kim văn minh gian luyện kim kỹ thuật, cùng tinh linh văn minh cực ám chi đầm chỗ nghiên cứu ra cơ nhân biến dị dược tề, hoàn thành cơ nhân biến dị ma lan tọa kỵ cùng mảnh long tọa kỵ, cũng không phải phổ thông thú nhân văn minh có thể có được. Bọn họ vạn giới văn minh ma lan kỵ binh cùng mảnh long kỵ binh, cơ bản các phương các mặt đều nghiền ép bình thường thú nhân văn minh lan kỵ binh cùng tấn long kỵ binh một đầu, về sau triển hiện ra chiến lực, càng là mạnh mẽ vô cùng, để triệu hành thấy thèm rất lâu. Bất quá, đối với chuyện này, La Tập cũng là đã sớm cùng hắn giảng minh bạch, những vật này, phổ thông thú nhân văn minh là không làm được, cái này khiến triệu hành tâm lý tiếc núi rất lâu. Bây giờ lần nữa nhìn đến cái này hai chi thú nhân kỵ binh, trên chiến trường đại triển thần uy tư thái, trong lúc nhất thời, triệu hành tâm lý cổ này tiếc núi, cũng là lập tức thì tăng lên tới một loại mức độ không còn gì hơn. Càng xem càng muốn, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi chính là không lấy được cái này, cái này rất đáng ghét. Mà giờ này khắc này, chính xuất lĩnh lấy ma lan kỵ binh cùng mảnh long kỵ binh trên chiến trường không ngừng trùng sát lý âm cùng va cát, cái kia cả một cái chú ý lực, không hề nghi ngờ toàn bộ tập trung đến trước mắt chiến đấu phía trên. Cái này hai chi thú nhân kỵ binh, tại một bọn kỵ binh trong đơn vị, trên thực tế đều là thuộc về vô cùng linh hoạt tồn tại, cho dù là tại phức tạp như rừng rậm, loại hình địa hình bên trong, bọn họ cũng có thể nhanh chóng xuyên thẳng qua. Nhưng làm nắm giữ cái này một phần linh hoạt tính đại giới, bọn họ chính diện đập vào năng lực, cùng truyền thống loại hình kỵ binh so sánh, liền muốn một chút kém một chút. Thật muốn so lên, chính diện đập vào năng lực, mảnh long kỵ binh muốn sao ma lan kỵ binh mạnh hơn một số. Nhưng ngay cả như vậy, lướt qua một số tình huống đặc biệt không đề cập tới, và Caff cũng rất ít sẽ xuất lĩnh dưới trướng mảnh long kỵ binh, đối với địch phương đại quân trực tiếp triển khai chính diện đập vào. Càng nhiều, vẫn là cùng ma lan kỵ binh một dạng, từ chiến trường cánh thân cận đi lên, sau đó theo bên ngoài đối địch quân triển khai tần số cao liên tục trảm sát. Cái này một đợt, hiển nhiên cũng là như thế. Thậm chí cân nhắc đến trên người bọn họ cái kia vây giết chặn đường nhiệm vụ, Ma Lan kỵ binh cùng Mảnh Long kỵ binh lúc đó dọc theo địch quân cánh phát động công kích tiến công hình thức, ngược lại là đạt được tốt hơn phát huy. Mang theo lấy tọa kỵ thế xong, Ma Lan kỵ binh cùng Mảnh Long kỵ binh nhóm vũ khí trong tay, biến đến càng thêm không thể ngăn cản. Liên tục quét ngang phía dưới, trực tiếp chém giết mảng lớn dị trùng. Duy trì lấy thu hoạch tiết tấu thú nhân bọn kỵ binh càng giết càng hung, lại phối hợp phía sau đại bộ đội truy kích, dị trùng đại quân binh lực bắt đầu thẳng tắp hạ xuống. Bất quá, cái này dị trùng đại quân quy mô chung quy là to lớn, hơn 10 triệu binh lực, cũng không phải nói giết hết liền có thể giết hết. Tại đối phương một lòng muốn rút lui tình huống dưới, muốn đem cái này dị trùng đại quân đều chặn giết, không thể nghi ngờ là có chút nói chuyện viễn vông. Đến tiếp sau tiếp tục tính truy kích nhiệm vụ, tự nhiên là toàn bộ rơi xuống bao quát kỵ binh ở bên trong bộ đội cơ động trên thân. Bọn họ vạn giới văn minh ma lan kỵ binh bộ đội cùng mãnh liệt long kỵ binh bộ đội, không thể nghi ngờ cũng là truy kích bộ đội một viên. Tại cái này về sau, bất tử tộc đại quân một phương huyết tộc kỵ sĩ cũng là tùy theo truy giết đi lên duy trì lấy truy sát tình thế trận này truy sát chiến trực tiếp thì kéo dài mấy ngày mấy đêm minh hà văn minh đại khái là bị văn minh đặc tính ảnh hưởng không trung mặt trời bày biện ra một loại cho tàn đồng dạng nhan sắc phải xuống tới ánh sáng mặt trời không mang theo nửa điểm nhiệt độ cho dù là tại ban ngày cũng sẽ không đối bất tử tộc đại quân chiến đấu lực cấu thành ảnh hưởng mà khi tiến vào đêm tối về sau cả một cái giả ngoại khu vực càng trực tiếp biến đến đưa tay không thấy được năm ngón, đại đại ảnh hưởng tầm thường bộ đội truy kích năng lực. Đồng thời cũng để cho vô cùng thích ứng hắc ám hoàn cảnh dị trùng nhóm, biến đến không thành thật lắm lên, bắt đầu ở dị trùng quan chỉ huy chỉ huy phía dưới, liên tiếp khởi xướng phản công, để không ít truy kích bộ đội, đều bỏ ra nhất định thương vong đại giới. Nhưng lan nhân tộc kỵ binh cùng tích dịch nhân kỵ binh hiển nhiên không ở trong đám này. Cái này hai tộc, đều là ban đêm tác chiến một tay hảo thủ. Nhất là lan nhân tộc, tại đêm xuống, dù là không có trăng sáng, đều có thể thu hoạch được trình độ nhất định chiến lực tăng thêm, tổng hợp chiến đấu lực, rõ ràng muốn sau ban ngày mạnh hơn một đoạn. Trong tay mang theo đồ đằng đường vân song đao huy động liên tục ở giữa, lấy lý âm cầm đầu ma lan kỵ binh, thì giống như như chém dưa thái rau, không ngừng trảm sát lấy những cái kia khởi xướng phản công dị trùng. Cùng một thời gian, cách đó không xa một mảnh khác giả ngoài chiến trường, nguyên một đám thân mang hoa lệ kỵ sĩ khải giáp huyết tộc kỵ sĩ, trong đêm tối, cái kia từng đôi tinh hồng ánh mắt, cũng là sáng làm cho người bỡ ngỡ huyết tộc không có đủ ban đêm năng lực tác chiến. Cái này nghe quả thực tự như là cái sức sẹo chê cười. Minh Hà văn minh tất cả đơn vị, tại ban đêm, cơ hồ đều có thể thu hoạch được chiến lực tăng thêm, huyết tộc kỵ sĩ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Trong tay cái kia từ bọn họ tự thân huyết dịch ngưng tụ mà thành đặc thù trường kiếm, mỗi một lần vung vẩy, tại trảm sát dị trùng đồng thời, cũng sẽ ở cái kia màn đêm đen kịch bên trong, nhấc lên từng đạo từng đạo tinh hồng quang hồ. Chiến lực hung mảnh, tựa như không biết mệt mỏi truy sát bộ đội, đưa cho nỗ lực khởi xướng phản công dị trùng bộ đội đóng đầu thống kích. Duy trì lấy cái này truy kích tình thế, bọn họ cứ như vậy một đường truy sát đến dị trùng một phương phòng thủ trận địa bên ngoài, lúc này mới thoáng chậm lại thế công. Dù sao, đại bộ đội còn ở phía sau, bọn họ một chi truy kích bộ đội, bay thẳng đối diện trận địa, vậy cũng quá mạo hiểm. Tại cái tiền đề này dưới, thú nhân kỵ binh chẳng qua là thể lực cùng sức chịu đựng phi thường xuất sắc mà thôi, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn họ sẽ không mệt mỏi, tại đi qua cường độ cao liên tục truy kích về sau, bọn họ cũng cần một chút thời gian đến thật tốt khôi phục một chút thể lực. Đến mức huyết tộc kỵ sĩ. Bọn họ bất tử tộc đích thật là không tồn tại cái gì thể lực vấn đề, nhưng tinh lực hao tổn lại là có, bởi vậy cũng đồng dạng cần chỉnh đốn. Rút về phe mình trận địa dị trùng đại quân, tại cái này về sau cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, muốn đến là tại trùng sào bên trong điên cuồng sinh binh, muốn bổ sung binh lực. Bất quá, vô luận là bên trong tinh cầu bất tử tộc trú quân, vẫn là làm viện quân trợ giúp tới Triệu Hành cùng Tịch Sâm, hiển nhiên đều không có ý định cho đối diện cơ hội này. Cái kia một trận đại chiến sau khi đánh xong, đang đuổi đánh bộ đội một đường truy vết tới đồng thời, bọn họ đến tiếp sau đại bộ đội, cũng là tại hơi chút chỉnh đốn về sau, lập tức đuổi theo. Bây giờ cùng truy kích bộ đội ở giữa lộ trình, không đến 10 ngày, rất nhanh liền cùng truy kích bộ đội hoàn thành tụ hợp. Về sau xuất phát từ cẩn thận lý do, Triệu Hành cùng Tịch Sâm bọn họ tạm thời là lại tiến hành 3 ngày chỉnh đốn sau đó lập tức liên hợp bất tử tộc đại quân, hướng về dị trùng một phương trận địa, phát khởi thế công. Đi qua ba ngày ngắn ngủi chỉnh đốn về sau, Trung Quốc trận doanh bên này, lấy bất tử tộc đại quân làm chủ yếu chiến lực đến tiếp sau thế công rất nhanh triển khai. Dị trùng một phương, lưng tựa trùng sào, tử thủ phòng tuyến trận địa, nỗ lực ổn định cục diện. Thế mà, chiến đấu đều đã đánh đến trình độ này, tại dị trùng một phương vốn là ngày càng thế nhỏ giai đoạn này, cho dù là sau lưng dựa vào trùng sào tình huống dưới, bọn họ muốn đứng vững Trung Quốc một phương liên tục tiến công, cũng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Về sau không ra thời gian nửa tháng, dị trùng trận địa phòng tuyến sụp đổ, bị ép bỏ qua một bộ phận trùng sào, tiếp tục lùi lại. Đối mặt cái này tình huống, dự định trong thời gian ngắn nhất, việc đi dị trùng trú quân triệu hành cùng tịch xâm bọn họ, đương nhiên không có khả năng cứ như vậy buông tha đối phương. Liên hợp đại quân tiếp tục đẩy mạnh, một đường truy giết tới. Mà bị bọn họ công chiếm xong tới cái này một tòa trùng sào, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cũng là đến mau chóng phá hủy. Đến mức cái này phá hủy nhiệm vụ. Không có chút nào ngoài ý muốn chính là rơi xuống vạn giới văn minh bộ đội trên đầu. Tựa như la tập lúc đó cùng chung mặt nói như vậy, đối phó dị trùng, bọn họ kinh nghiệm phong phú, mà lại vô cùng chuyên nghiệp. Phá nhà năng lực càng là tiêu chuẩn. Lưu lại phá nhà tiểu tổ ở phía sau công tác về sau, vạn giới văn minh bộ đội rất nhanh liền một lần nữa gia nhập đến tiền tuyến trong chiến đấu. Trong lúc này, thân ở một đầu khác chiến trường ma huyễn văn minh đại quân, có vẻ như cũng là đã nhận ra động tĩnh bên này. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn họ lại có thể làm gì chứ? Cái này một mảnh chiến khu bên trong, dị trùng đại quân triệt để bại vong, đã là trở thành một kiện chuyện chắc như đinh đóng cột. Tại không có nước ngoài liên hợp đại quân cùng dị trùng trú quân uy hiếp về sau, bên này địch nhân chiến lực, cũng chỉ còn lại có một cổ, cái kia chính là ma huyễn văn minh đại quân. Bất quá la tập cùng triệu hành có thể đều không có định nhúng tay. Đang đợi được bất tử tộc đại quân binh lực hội tụ một chỗ về sau, tuy nhiên theo tổng thể cục thế đến xem, bọn họ tạm thời vẫn như cũ ở vào một loại lọc vào địch quân áp chế, chỉ có thể tử thủ phòng tuyến một cái trạng thái, nhưng tịch sâm nhìn ra được, cùng trước đó cái kia tràn ngập nguy hiểm trạng thái so sánh, bên này phòng tuyến, kỳ thật đã ổn định. Dưới loại trạng thái này, ma huyễn văn minh đại quân muốn lại công phá đạo phòng tuyến này, có thể không dễ dàng như vậy. Tiếp đó, La Tập cũng không cùng thân ở mảnh này chiến khu tên kia hoàng kim người chơi khách khí, tương đương dứt khoát nhận đối phương tạ lễ triệu hành tại lễ là cái gì, la tập là không biết. có điều hắn tại lễ thì tương đối đơn giản, trực tiếp cũng là 500 triệu văn minh một chút đếm cùng một bộ phận phát triển tư nguyên. những cái kia phổ thông thiên khoa kỹ văn minh ai tắm hoàng kim, tuyệt đại bộ phận đối với la tập tới nói đều đã không có gì trứng dùng. tại cái tiền đề này dưới, trực tiếp cho hắn văn minh một chút đếm, ngược lại là chân thật nhất. chờ bên này chiến tranh toàn diện triệt để kết thúc về sau, hắn có thể cầm lấy khoản này văn minh một chút đếm, đi cho mình điều chỉnh thời gian lưu tốc thu hoạch được càng thêm sung túc phát triển thời gian. Trừ cái đó ra, cũng có thể dùng để thăng cấp mở khóa phát triển hạng mục. Xác thực nhận tại lễ la tập, tại phát một cái tin, cùng triệu hành nói một tiếng về sau, viễn chinh bộ đội rất nhanh liền bước lên trở về con đường. Bất quá, công tác của bọn hắn, hiển nhiên cũng sẽ không như vậy kết thúc. Đến tiếp sau mỗi cái sinh ý rất nhanh hơn cửa. Cứu được một bên, mặt khác mấy cái một bên, ngươi có phải hay không cũng phải cứu một chút. Tại mở tiền lệ về sau, đối với tiếp xuống đến cửa sinh ý vẫn thật là không tiện cự tuyệt la tập cùng triệu hành cũng coi là nhận thua trực tiếp mở cửa làm ăn làm lên lính đánh thuê việc đương nhiên tại chào giá thời điểm bọn họ là tuyệt đối sẽ không thách khí thú nhân quân đoàn siêu cường sức khôi phục để bọn hắn có liên tục xuất chinh năng lực cơ bản vấn đề không lớn bất quá tinh tế hạm đội bên này sẽ phải phiền phức nhiều tiền tuyến bên này nhân lực đối lập có hạn tại hợi bá long hạm đội cùng hủy diệt chi chù y hạm đội từ tiền tuyến rút lui sau khi trở về chỉ là tiến hành phổ thông bảo hành kiểm tra chỉ sợ đều phải phí tổn thời gian hai ba tháng nhưng may ra la tập trong tay ngoại trừ hợi bá long hạm đội cùng hủy diệt chi chủ y hạm đội bên ngoài còn có viên hy khai thác giả hạm đội cùng ép thơ ám tinh hạm đội đem cái này bốn chi hạm đội làm hai nhóm thay phiên xuất chiến vấn đề thì cơ bản có thể có được giải quyết những ngày tiếp theo tại quen thuộc lính đánh thuê sinh hoạt về sau Triệu hành gần đây tâm tình, kỳ thật coi như không tệ. Chủ yếu là cái này mấy bút sinh ý để hắn kiếm lời không ít. Thậm chí có thể nói là để triệu hành sớm hồi vốn. La tập kỳ thật cũng coi là phát một phen phát tài, nhưng hắn cả một cái trạng thái, sẽ phải so triệu hành bình tĩnh nhiều hơn. Có thể đại kiếm một món tiền, đó là đương nhiên là chuyện tốt, nhưng so sánh với lên kiếm một món hời, hiện giai đoạn, la tập kỳ thật càng muốn duy trì trước đó trạng thái, thật tốt giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác, để tránh mình bị rau ăn, bô để mắc tới. Mà trên thực tế, bọn họ trong khoảng thời gian này, đích thật là có chút nhảy quá vui mừng. Cứ việc mỗi một lần trợ giúp, bọn họ đều chọn tránh đi cùng ma huyễn văn minh đại quân tiến hành tiếp xúc, thế nhưng không ngừng tiêu diệt toàn bộ nước ngoài liên hợp đại quân cùng dị trùng trú quân cử động, cũng là làm đến nước ngoài liên minh hoàng kim các người chơi tiếng oán than dậy đất. Chính mình trong liên minh nước ngoài các người chơi, không ngừng hướng về hắn kêu cha gọi mẹ, rau ăn, bô muốn không chú ý đến đều không được nhưng cục diện dưới mắt hắn cũng rất đau đầu a à. nếu là không có chung mặt bất tử tộc đại quân dưới trướng hắn ma huyễn văn minh đại quân muốn giết chết cái hoàng kim người chơi còn không phải vài phút sự tình thậm chí thật nếu nói đồng dạng là hoàng kim người chơi trung quốc trận doanh làm sao lại có thể đánh như vậy các ngươi làm sao lại như vậy đồ ăn a à. cái này nguyên nhân căn bản chẳng lẽ không phải bởi vì các ngươi thực sự quá phế vật sao cứ việc đã sớm biết chính mình dưới trướng cái kia nước ngoài liên minh hoàng kim chiến lực không được tốt lắm nhưng đám gia hỏa này vậy mà như vậy đồ ăn rau ăn bô lét trước đó còn thật chỉ là có chút không nghĩ tới nhưng trên thực tế nước ngoài liên minh hoàng kim các người chơi thực lực như thế đồ ăn còn thật chỉ là có chút nguyên nhân trong đó nguyên nhân lớn nhất cũng là trận chiến đánh ít không sai cũng là đơn giản như vậy tuy nói nhàn hạ phát triển có lợi cho bọn họ làm phát triển cùng góp nhặt tư nguyên nhưng một cái thời gian dài không có đường đường chính chính đánh qua trận đánh ác liệt một cái văn minh bọn họ tất nhiên sẽ lâm vào một loại khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến tình huống xem xét lại trung quốc trận doanh bởi vì europa trận doanh cái này đối thủ một mất một còn tồn tại bọn họ trung quốc trận doanh sẽ rất ít có đặc biệt nhàn hạ thời kỳ về sau nắm lấy cơ hội xông lên hoàng kim đẳng cấp tân nhân người chơi không nói trước trung quốc trong trận doanh lâu năm hoàng kim người chơi cùng hoàng kim lão đại cơ bản từng cái đều là chân ướt chân ráo liều đi lên dựa vào là tất cả đều là cứng thực lực hai bên vừa đánh nhau thực lực này tự nhiên là muốn sau một đường né tránh chiến đấu tìm kiếm nhàn hạ phát triển nước ngoài liên minh người chơi càng mạnh thế mà lời tuy như thế nhưng rau ăn bô lét vẫn thật là không thể hoàn toàn mặc kệ dưới trướng hắn những cái kia nước ngoài liên minh người chơi coi như lại đồ ăn cũng ít nhiều còn có chút tác dụng chớ nói chi là hắn kế hoạch nếu như tiến hành thuận lợi tương lai hắn còn trông cậy vào nương tựa theo hoàng kim chiến lực để cho mình ngồi trên thế giới bá chủ ngai vàng đây theo thời gian trôi qua mở cửa làm lên buôn bán la tập cùng triệu hành, gọi là một cái sinh ý hưng thịnh. Bởi vì không chỉ là Minh Hà Văn Minh cùng Ma Huyễn Văn Minh biên cảnh chiến khu bên này, trước kia Minh Hà Văn Minh cùng dị trùng Văn Minh biên cảnh chiến khu bên kia, cũng còn có không ít dị trùng biên cảnh trú quân tồn tại. Tại la tập cùng triệu hành khai trương làm ăn tình huống dưới, không ít thực lực chưa đủ hoàng kim người chơi hiển nhiên đều không ngại nỗ lực một khoản thù lao, đến mời bọn họ đi qua, giúp bọn hắn cải thiện một dưới sinh tồn hoàn cảnh. Đương nhiên, La Tập cùng Triệu Hành kiếm tiền về kiếm tiền, nhưng làm lên sự tình đến, vẫn tương đối có chừng mực. Dị trùng bên kia chiến khu, cơ bản ra không là cái gì đại sự, cho nên bọn họ bình thường đều là ưu tiên trợ giúp cùng ma huyễn văn minh tương liên cái này một bên biên cảnh chiến khu. Một ngày này, vừa tốt luân phiên đến phiên viên hy cùng Esther, xuất lĩnh lấy mỗi người dưới trướng khai thác giả hạm đội cùng ám tinh hạm đội, lấy một bộ nhằm vào thiên khoa kỹ văn minh thường quy thao tác, dễ như trở bàn tay vì chiến khu bên trong, nước ngoài liên hợp đại quân phía sau trận địa mang đến hạch bình sau đó liền tại bọn hắn chuẩn bị chuyển di vị trí, đi đã kích nước ngoài liên minh chủ lực đại quân thời điểm. Phía sau trận địa phụ cận, cái nào đó ẩn nấp hầm trú ẩn bên trong, một tên nước ngoài quân quan sát mặt âm trầm bóp nát trong tay một khối màu trắng bạc thủy tinh. Rất nhanh, khoảng cách vùng này ước chừng 100 km bên ngoài một mảnh không vực bên trong, một cái không gian thật lớn cửa cấp tốc mở ra. Cùng một thời gian, khai thác giả hạm đội cùng ám tinh hạm đội chủ kỳ hạm tổng chỉ huy trong phòng, đang minh sát kiểm trắc đến mảnh liệt á không gian từ trường ba động về sau, viên hy cùng ép thơ sắc mặt đồng thời trầm xuống. Phiền phức tới. Đúng vậy, phiền phức tới. Vì phòng bị bọn họ Trung Quốc chi này hoàng kim bộ đội, Rao An, Bô cố ý để tiền tuyến đại quân cho nước ngoài liên minh các chi hoàng kim bộ đội đều trang bị một cái thủy tinh. Cái này mai thủy tinh, bản thân cũng không phải là lợi hại gì pháp thuật đạo cụ. Duy nhất hiệu quả, cũng là tại bóp nát về sau, sẽ hướng nắm giữ một cái khác mai thủy tinh người, trực tiếp gửi đi lúc đó cụ thể sở tại vị trí không gian tọa độ bất quá ma huyễn văn minh cái này một bên bộ đội hiển nhiên cũng không có trực tiếp khóa chặt vị trí tọa độ mở ra cổng không gian mà là cố ý kéo ra một khoảng cách đây cũng là một loại thường thức không có thời gian suy nghĩ nhiều viên hy cùng ether phản ứng đầu tiên cũng là để nóng hạch năng lượng pháo cùng nguyên tố ma đạo pháo khai hỏa trực tiếp phá hủy không gian kia cửa cửa ra vào dùng cái này ngăn chặn đối diện ma huyễn văn minh bộ đội trợ giúp vì ứng đối loại này đột phát tình huống giống nóng hạch năng lượng pháo cùng nguyên tố ma đạo pháo loại này cần thời gian tiến hành bổ sung năng lượng chủ pháo cấp vũ khí bọn họ trong quá trình chiến đấu đều sẽ một mực để hắn bảo trì một loại nửa bổ sung năng lượng trạng thái bởi như vậy thật đến cần sử dụng thời điểm liền có thể trong khoảng thời gian ngắn bổ sung năng lượng hoàn tất đồng thời khai hỏa nhưng ngay cả như vậy bọn họ cũng vẫn là chậm một nhịp chỉ thấy không gian kia cửa bên trong một chiếc thể tích to lớn ma huyễn chiến hạm trực tiếp theo bên trong bay ra mà nóng hạch năng lượng pháo cùng nguyên tố ma đạo pháo công kích thì là toàn bộ đánh vào lao ra cái kia chiếc ma huyễn chiến hạm trên thân. Tại cái tiền đề này dưới, đối phương hiển nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị, chiến hạm hộ tráo trực tiếp căng ra, đồng thời vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hộ tráo cường độ vừa lên đến thì chạy đến lớn nhất. Tinh tế hạm đội hỏa lực đã kích, trong lúc nhất thời lại là có chút không làm gì được đối phương. Mà ở trong quá trình này, cái kia bên trong cửa không gian, một loạt ma huyễn chiến hạm đã nối đuôi nhau mà ra. Rút lui, hướng về bất tử tộc đại quân chỗ trận địa rút lui. Giờ khắc này, sự hiện hữu của bọn hắn, không thể nghi ngờ là đã bị đối phương cho khóa chặt. Trực tiếp hướng tinh cầu bên ngoài chạy, sớm muộn sẽ bị đuổi kịp, sau đó giết chết, hướng bên trong tinh cầu bất tử tộc đại quân phòng tuyến rút lui, nếu như động tác rất nhanh, thì có rất lớn tỷ lệ, có thể thu hoạch được bên trong tinh cầu bất tử tộc trú quân tiếp ứng. Hiển nhiên, trận đánh lúc trước nước ngoài liên hợp đại quân cùng dị trùng trú quân liên chiến liên thắng, cũng không có để bọn hắn bành trướng cẩn tuân bọn họ bệ hạ căng dặn, một khi gặp phải ma huyễn văn minh bộ đội, vậy thì nhanh lên chạy, lấy né tránh chiến đấu là ưu tiên hàng đầu. Không phải vạn bất đắc dĩ cấp độ, tuyệt không cùng đối phương chính diện đánh lên. Đối mặt tốc độ cao nhất thoát đi khai thác giả hạm đội cùng ám tinh hạm đội, theo trong cánh cửa không gian, lao nhanh ra ma huyễn hạm đội, ngay đầu tiên triển khai truy kích. Ma huyễn văn minh chiến hạm, tuy nhiên không giống bọn họ vạn giới văn minh ma đạo chiến hạm một dạng, nắm giữ ma đạo lò động lực cung cấp động lực, nhưng đồng dạng cũng là lấy pháp lực tiến hành khu động. Tỷ Mỹ nhìn sang, rất dễ dàng thì sẽ phát hiện, những cái kia ma huyễn chiến hạm quanh thân, phân bố đại lượng to to nhỏ nhỏ thiên thanh sắc cùng màu bạc trắng trận pháp. Có là phân bố tại thân hạm hai bên, có là phân bố tại chiến hạm dưới đáy, mà trong đó có bốn cái đặc biệt to lớn cùng bốn cái đối lập lớn hơn thiên thanh sắc trận pháp, thì là đều đều phân bố tại một chiếc ma huyễn chiến hạm đuôi chiến hạm chỗ. Không cần nhiều lời, cái này ma huyễn chiến hạm có thể trên không trung thậm chí trong vũ trụ tiến hành như thế nhanh chóng di động, cũng là may mắn mà có những thứ này trải rộng thân hạm các nơi trận pháp. Truy sát trên đường, nương theo lấy nguyên tố lực lượng phun trào, cái kia từng chiếc từng chiếc ma huyễn chiến hạm bốn phía, nguyên một đám đường kính ước chừng chừng 20 mét màu đỏ thắm trận pháp, thổ hoàng sắc trận pháp cùng thiên thanh sắc trận pháp lẫn nhau điệp ra lấy cấp tốc trải rộng ra. Một giây sau, chỉ thấy cái kia trải rộng ra pháp trong trận, từng mai từng mai to lớn thạch đạn, không ngừng bắn ra, tại xuyên qua màu đỏ thắm trận pháp trong nháy mắt, trực tiếp bao khỏa lên một tầng nguyên tố hỏa diễm, ngay sau đó lại xuyên qua thiên thanh sắc trận pháp. Chỉ một thoáng, tại phong nguyên tố lực lượng gia trì phía dưới, nguyên tố hỏa diễm thiêu đốt càng thêm hung mãnh, đồng thời càng là mang theo tốc độ kinh người, trực tiếp biến thành một mảnh hỏa lưu tinh, hướng về chính đang thoát đi bên trong hai chi tinh tế hạm đội cùng cuộn cuốn tới. Viên Hy cùng Ether từ vừa mới bắt đầu, liền không có cảm giác đối phương đang đuổi giết quá trình bên trong, sẽ không hề làm gì. Hai chi hạm đội hộ tráo đã toàn bộ căng ra, đồng thời còn trực tiếp đem hộ tráo cường độ chạy đến lớn nhất. Giờ này khắc này, đối mặt vậy tuyệt đối được xưng tụng là tổ hợp pháp thuật hỏa lưu tinh công kích, các chiếc ma đạo chiến hạm bên trong, tính ngưỡng lực tiêu hao bắt đầu thẳng tắp tăng vọt. Cứ việc đối mặt ma huyễn văn minh hạm đội, giống như cũng không có ma đạo pháo loại hình vũ khí, thế nhưng pháp thuật công kích vi lực, nhưng cũng là không chút nào mang hàm hồ. Thông qua tổng chỉ huy trong phòng bày biện ra tới chiến trường hình ảnh, lúc này cái kia ma huyễn hạm đội bốn phía, cơ hồ là đã hiện đầy các loại trận pháp làm chính lọc vào truy sát phía kia, chiến trận này, dưới cái nhìn của bọn họ quả thực dọa người. Nhớ ngày đó, Rao An, Bolet Ma huyễn hạm đội đối lên Cassandon và Diego, kết quả trực tiếp bị đối phương cho đánh nổ, cho người ta một loại giống như rất yếu dáng vẻ. Nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy, là Cassandon, Diego quá mạnh. Mà lại giống chiến hạm loại này cự hình quân sự trang bị, dùng để đánh Cassandon, Diego loại này từng binh sĩ đơn vị, hoàn toàn là thuộc về chuyên nghiệp không nhọc gáy, đánh như thế nào đều khó có khả năng thuận tay. Nhưng lần này, tình huống nhưng là khác rồi. La tập hai chi tinh tế hạm đội, thực lực cũng không có đạt tới đơn Diego cấp bậc kia, đồng thời đối phương cũng không tồn tại ngành nào không nhọc gáy tình huống. Cuối cùng đưa đến kết quả chính là, bọn họ hoàn toàn bị rau ăn, bolet ma huyễn hạm đội chế trụ. Ở phía sau đuổi giết bọn hắn ma huyễn chiến hạm số lượng nhìn ra là có 450 chiếc, đơn liều chiến hạm số lượng, viên hy khai thác giả hạm đội cùng ép ám tinh hạm đội chung vào một chỗ, là hoàn toàn vượt qua đối phương nhưng trận chiến đấu này số lượng hiển nhiên cũng không thể đại biểu hết thảy đối diện cái kia hỏa lưu tinh công kích một phát quy lực khả năng căn bản so bất quá bọn hắn nóng hạch năng lượng pháo nhưng là người ta số lượng nhiều a thì cùng một trận siêu đại quy mô mưa sao băng giống như liên miên liên miên đập tới đem viên hy cùng ép thơ hạm đội hoàn toàn chế trụ đồng thời ở trong quá trình này tốc độ phi hành chậm nhất tổ ông, tinh tế hàng mẫu không thể nghi ngờ là trở thành bọn họ liên lụy bị đối diện vô tình tập kích. Nhưng đối với điểm này, viên hy cùng Esther ý nghĩ ngược lại là cũng không có bao nhiêu. Bởi vì căn cứ phán đoán của bọn hắn, thì coi như bọn họ đã quyết định tráng sĩ tự chặt tay quyết tâm, bỏ tổ ông tinh tế hàng mẫu tốc độ cao nhất thoát đi, nương tựa theo bọn họ tinh tế hạm đội trước mắt lực cơ động, muốn thoát khỏi ma huyễn hạm đội truy sát, đó cũng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Một vị muốn chạy trốn, là trốn không thoát. Ý thức được điểm này viên hy cùng Esther, phối hợp với nhau lấy, tiến vào một loại vừa đánh vừa lui trạng thái bên trong. Hai người tạm thời cũng được xưng tụng là lão chiến hữu. Lại thêm gần đây trong khoảng thời gian này, hai người bọn họ chi hạm đội vẫn luôn là cộng đồng hành động. Bây giờ phối hợp lại, tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Các chiếc ma đạo trên chiến hạm, tất cả hỏa lực vũ khí giao thế khai hỏa, cùng một thời gian, làm tốc độ phi hành chậm nhất, tổ ong, tinh tế hàng mẫu, vì để tránh cho chính mình hoàn toàn thành làm một cái liên lụy, các chiếc tổ ong, tinh tế hàng mẫu cất cánh kho bên trong, một nhóm tiếp lấy một nhóm bầy ông không người máy bay chiến đấu cùng hắc ưng máy bay chiến đấu chính đang không ngừng cất cánh máy bay chiến đấu bộ đội tại hình thành quy mô về sau nhanh chóng thẳng hướng truy ở phía sau ma huyễn hạm đội nỗ lực kéo chậm truy kích của đối phương tốc độ để cho khai thác giả hạm đội cùng ám tinh hạm đội kéo dài khoảng cách thế mà lý tưởng rất đầy đặn hiện thực cũng rất mảnh mai ma huyễn hạm đội tự thân tự mang đặc thù năng lượng từ trường cái này ở một mức độ rất lớn quấy nhiễu mang theo tự động nhắm chuẩn cùng truy tung công năng vũ khí đây đối với bầy ong không người máy bay chiến đấu ảnh hưởng là rất lớn. Pháo máy vũ khí, tạm thời còn có thể sử dụng, nhưng là lắp đặt tại không người máy bay chiến đấu bụng phát xạ kho bên trong, làm hỏa lực nặng phát ra máy bay chiến đấu tên lửa, lại là không có cách nào sử dụng. Mà so sánh với lên lâm vào quẩn cảnh, phát ra nhận hạn chế, bầy ong không người máy bay chiến đấu, hải nhân tộc hắc ưng máy bay chiến đấu bộ đội, cái kia cả một cái chiến đấu lực, ngược lại là cơ bản không có bị bao nhiêu ảnh hưởng. Tuy nói khoa học kỹ thuật phát triển đến bây giờ, Hắc Ưng bên trong chiến đấu cơ bộ cũng an trí không ít trí năng thiết bị phụ trợ ải nhân phi công tiến hành chiến đấu, nhưng ải nhân các phi công thứ nhất ỷ lại, còn là mình thao tác kỹ thuật. Máy bay chiến đấu tên lửa không có cách nào truy tung nhắm chuẩn. Vậy bọn hắn trực tiếp dùng tay nhắm chuẩn chẳng phải kết rồi? Là thời điểm bày ra chân chính kỹ thuật. Phi nhanh quá trình bên trong, rút ngắn đến khoảng cách nhất định Hắc Ưng máy bay chiến đấu, bụng bọc thép ào ào mở ra, từng mai từng mai máy bay chiến đấu tên lửa trực tiếp bắn ra. Ngồi tại bên trong buồng lái này, chuyên môn phụ trách vũ khí thao tác tên kia ải nhân binh lính động tác lưu loát không ngừng đối chiến máy đạo đạn phi hành đường đạn tiến hành hiệu chỉnh cuối cùng khiến cho trực kích mục tiêu cái này một đợt tới dù sao không phải ma huyễn văn minh đại bộ đội đồng thời tiền tuyến bên này ma huyễn văn minh đại quân cũng không có khả năng phái đại bộ đội tới trừ phi bất tử tộc đại quân chết hết trực tiếp dùng tới tên lửa vũ khí máy bay chiến đấu bộ đội hỏa lực phát ra cái này một khối vẫn rất có bảo hộ giờ phút này hắc ưng chiến máy cứu hỏa phát ra lại phối hợp thêm hai chi hạm đội chiến hạm hỏa lực ma huyễn hạm đội bên này phòng ngự hộ tráo áp lực cũng là thẳng tắp tăng lên tình huống này vẫn thật là là để đối diện cảm nhận được mấy phần kinh dị phụ trách chỉ huy chi hạm đội này tác chiến ma huyễn văn minh quân quan cái này hắn xem như biết trước đó những cái kia nước ngoài liên hợp đại quân bộ đội vì sao lại bị đối phương nhấn tại trên mặt đất ma sát dưới tình huống bình thường bọn họ đối lên hoàng kim bộ đội nguyên tố hộ tráo vừa mở trực tiếp đứng ở thế bất bại bởi vì phổ thông hoàng kim bộ đội tại khoa học kỹ thuật vũ khí bị quấy rầy rất khó trực kích mục tiêu tình huống dưới muốn đánh đổ bọn họ nguyên tố hộ tráo quả thực khó như lên trời nhưng giờ này khắc này bọn họ đồng thời đối mặt vạn giới văn minh khai thác giả hạm đội cùng ám tinh hạm đội tập hợp hỏa công kích trong đó mấy chiếc lọc vào trọng điểm chiếu cố ma huyễn chiến hạm cái kia nguyên tố hộ tráo đúng là có như vậy mấy phần tràn ngập nguy hiểm cảm giác vừa nghĩ đến đây ma huyễn văn minh một phương quan chỉ huy hạm đội cũng là vội vàng đánh lên mấy phần tinh thần không dám kinh thường, tại ra hiệu mấy chiếc kia ma huyễn chiến hạm lùi lại, đổi những chiến hạm khác chống đi tới hấp dẫn hỏa lực đồng thời, cũng là phái ra bọn họ không trung bộ đội, đi đối vạn giới văn minh máy bay chiến đấu bộ đội tiến hành kiềm chế. Lần này, theo cái kia từng chiếc từng chiếc ma huyễn chiến hạm bên trong giết ra tới, cũng không phải là trước đó thấy qua thiên mã kỵ sĩ. Có thể thi triển các loại chúc phúc cùng cường hóa pháp thuật, phụ trợ kỵ sĩ tác chiến thiên mã, cho dù là tại Rao An, Bolet ma huyễn văn minh bên trong, đều là thuộc về hi hữu tọa kỵ, cũng không phải cái gì có đầu đường mặt hàng nó địa vị không sai biệt lắm thì tương đương với là hôi tinh linh nhất tộc sư thứ đối lập thưa thất số lượng để thiên mã kỵ sĩ đã định trước không có thể trở thành chủ lực kỵ binh mà tại rao ăn bô lét ma huyễn văn minh bên trong chân chính chủ giữa bầu trời kỵ binh chính là tuấn ưng kỵ sĩ đoàn tựa như kỵ sĩ đoàn tên một dạng bọn kỵ binh ngồi cưỡi lấy là một loại tên là tuấn ưng thú phong hệ ma thú tên mặc dù là kêu là tuấn ưng thú nhưng trên thực tế cái này một ma thú lại không phải là đơn thuần ưng loài ma thú. Nó mọc ra diều hâu một dạng đầu cùng cánh, nhưng là mọc ra tựa như lập tức loại sinh vật đồng dạng chủ chốt. Nghe giống như cùng sư thú có như vậy một số cùng loại, nhưng trên thực tế nhìn một cái, lại là mang theo trên lệch rõ ràng. Đồng thời trên cấp bậc, đương nhiên cũng không thể so. Tại ma thú bên trong, sư thú tính được là là khá cao cấp bậc cao đẳng ma thú, thực lực cùng tiềm lực cũng rất cao, thật cốt bồi dưỡng, một khi tiến giai thành hoàng nhà sư thú, cái kia trực tiếp liền có thể đưa thân đỉnh cấp ma thú hàng ngũ. Tướng tương đối, phổ thông tuấn ưng thú, chẳng qua là một loại số lượng tương đương khả quan ma thú cấp thấp, cho dù là tại tiến giai về sau, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đưa thân trung đẳng ma thú hàng ngũ. Bất quá bọn họ số lượng chung quy là nhiều, loại hình là thuộc về phụ trợ tác chiến vật cưỡi ma thú, lại phối hợp thêm mặt nguyên bộ pháp thuật trang bị, đồng thời nghiêm chỉnh huấn luyện ma thú kỵ binh, theo tổng hợp chiến lực cái này một khối mà nói, lăn lộn cái cấp độ nhập môn cao cấp binh chủng, vẫn là không có vấn đề đại lượng trùng sát đi ra tuấn ưng kỵ sĩ, không thể nghi ngờ đối chiến máy bộ đội phát ra hoàn cảnh tạo thành minh sát uy hiếp. Vốn là phát ra hỏa lực cũng bởi vì đối diện năng lượng từ trường mà nhận lấy nhất định hạn chế, bầy ong, không người máy bay chiến đấu, cái này không thể nghi ngờ là biến đến càng thêm khó chịu. Bầy ong, không người máy bay chiến đấu ngoại giáp thiên hướng về khinh bạc, cơ bản không có bao nhiêu phòng ngự lực, tuấn ưng kỵ sĩ tay trúng pháp thuật vũ khí công kích, có thể dễ như trở bàn tay đối không người máy bay chiến đấu cấu thành phá hư. Tuy nói, còn có tự bảo cái này một cuối cùng thủ đoạn, nhưng đối diện Tuấn ưng kỵ sĩ dù sao không ngốc. Đang ăn qua một lần thua thiệt về sau, thì có phòng bị, về sau không người máy bay chiến đấu tự bảo công kích, đối bọn hắn tạo thành uy hiếp, liền đã đối lập có hạn. Cường hóa pháp thuật gia trì lên đi, Tuấn ưng thú một đường phi nhanh, bay lượng mà qua Tuấn ưng kỵ sĩ, tại dùng trong tay pháp thuật vũ khí đối không người máy bay chiến đấu cấu thành phá hư đồng thời, dưới trướng Tuấn ưng thú trực tiếp gia tốc mang theo Tuấn ưng kỵ sĩ nên ngang rời đi. Thế mà, ngay tại tên kia Tuấn ưng kỵ sĩ chuẩn bị tìm kiếm cái kế tiếp mục tiêu công kích thời điểm, một đạo thiên thanh sắc thân ảnh to lớn, tại mang theo lấy âm bạo bay qua đồng thời, trong nháy mắt đoạt đi tính mạng của hắn. Trên người pháp thuật trang bị không thể bảo trụ tính mạng của hắn, liền kỵ sĩ mang tọa kỵ cùng một chỗ, tên kia Tuấn ưng kỵ sĩ trong nháy mắt thì bị vô tình xé nát. Không cần nhiều lời, giờ phút này giết vào chiến trường, đúng là bọn họ vạn giới văn minh cấp chiến lược cự thú đơn vị, bạo phong cự ưng. Nương theo lấy một đám bạo phong cự ưng giết vào, ưng nhân tộc bộ đội cùng tích dịch nhân nhất tộc ma dực long kỵ thủ bộ đội cũng là cấp tốc cắt vào chiến trường. Trong lúc này, cùng vạn giới văn minh bộ đội cùng nhau hành động triệu hành, tự nhiên cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến, ưng nhân tộc cùng tích dịch nhân bộ đội, hắn cũng là phát triển lên kích thước nhất định. Đồng thời làm ưng nhân tộc cự thú cánh lớn chiến ưng, trước mắt hắn trong tay cũng có 39 chỉ. Tuy nhiên còn còn lâu mới có thể cùng trong tay hắn xà nhân tộc cự thú số lượng so sánh, nhưng hắn hợp nhất cùng phát triển ưng nhân tộc thời gian, dù sao còn thiếu, có thế có hiện tại cái này quy mô, kỳ thật đã rất tốt. Bây giờ xem xét cái kia ma huyễn văn minh hạm đội truy kích tình thế hung mảnh, triệu hành cũng là không dám giấu dốt, vội vàng thì đem trong tay mình không trung bộ đội đầu nhập vào trên chiến trường, hiệp trợ vạn giới văn minh bộ đội tiến hành tác chiến. Thú nhân bộ đội giết vào, không thể nghi ngờ là ở một mức độ nào đó, đối ma huyễn văn minh một phương tuấn ưng kỵ sĩ tạo thành một loại chế ước, làm đối phương không thể giống như ngay từ đầu như thế không kiên nể gì cả nhất là triệu hành cánh lớn chiến ưng, tuy nói cá thể chiến lực cùng la tập cái kia dựa vào lấy vạn giới văn minh đặc tính, phát sinh tiến hóa bạo phong cự ưng so sánh, muốn có chút không bằng, nhưng triệu hành cánh lớn chiến ưng thắng ở số lượng càng nhiều a. Tại cái tiền đề này dưới, tiền kỳ chuyên tâm phát triển xà nhân tộc triệu hành, trong tay thú nhân điểm số cũng là tích lũy lấy một số lớn, phát triển mới chủng tộc về sau, các loại cường hóa hạng mục, vài phút cho ngươi chỉ đến mắt cấp. Tại một đống hạng mục bút gia trì phía dưới, cánh lớn chiến ưng chiến lực không thể nghi ngờ là đạt được bảo hộ. Thật muốn tính toán ra, cho tới bây giờ, triệu hành cái này 39 chỉ cánh lớn chiến ưng chung vào một chỗ tổng hợp biểu hiện, tuyệt đối phải vượt qua la tập cái kia chính cái bạo phong cự ưng. Chiến đấu tiếp tục tiến hành, bạo phong cự ưng cùng cánh lớn chiến ưng mấy cái này cấp chiến lược đơn vị, bọn chúng mục tiêu công kích chủ yếu, hiển nhiên cũng không phải là thả tại những cái kia tuấn ưng kỵ sĩ trên người. Ven đường giết chết tuấn ưng kỵ sĩ, đơn thuần thuận tay, bọn họ ưu tiên nhất mục tiêu công kích, không hề nghi ngờ thì là đối diện ma huyễn chiến hạm. Ưng trảo cùng ưng mỏ không ngừng luân chuyển lấy hướng về cái kia ma huyễn chiến hạm hộ tráo khởi xướng liên tục công kích. Tuy nói những thứ này cự thú đơn vị đòn công kích bình thường, bạo phát lực kém xa những cái kia cấp chiến lược pháp thuật, nhưng lại thắng tại tần suất công kích cực cao, gia tăng thật lớn hộ tráo gánh vác. Đối với bọn hắn những thứ này ma huyễn chiến hạm tới nói, chiến hạm bản thân, phòng ngự lực tuy nhiên cũng là có, nhưng chống cự công kích, chủ yếu vẫn là dựa vào hộ tráo. Hộ tráo một khi bị đánh bạo, cái kia tình cảnh của bọn hắn thì sẽ tương đối nguy hiểm. Trong lòng rõ ràng điểm này ma huyễn quan chỉ huy hạm đội, tự nhiên là không thể thả mặt cho bạo phong cự ưng cùng cánh lớn chiến ưng tiếp tục muốn làm gì thì làm đi xuống. Tại ra hiệu ma huyễn chiến hạm không ngừng điều chỉnh vị trí, nếm thử thoát khỏi ưng nhân tộc cự thú truy sát đồng thời, chiến hạm bong thuyền phía trên, làm vì bọn họ ma huyễn văn minh mạnh nhất phát ra hỏa lực, pháp sư đoàn đã trải rộng ra trận hình, triển khai liên hợp thi pháp. Cứ việc trao an, bô ma huyễn văn minh cũng có rất nhiều chiến sĩ hình binh chủng, nhưng nhất định phải nói cho đúng là, hắn Ma Huyễn Văn Minh chiến lực mạnh nhất vẫn là pháp sư. Nếu như đem hắn Ma Huyễn Văn Minh tổng hợp chiến đấu lực chia làm 10 thành, như vậy pháp sư bộ đội chiến đấu lực trực tiếp chiếm rơi trong đó một nửa, cũng chính là ngũ thành, còn lại ngũ thành, những bộ đội khác phân. Nói lại thẳng thắng hơn, những bộ đội khác tồn tại cũng là vì cho pháp sư bộ đội cung cấp phục vụ. Tại Ma Huyễn Văn Minh bên trong, pháp sư bộ đội tồn tại thì tương đương với là một chi hoàng kim trong hạm đội tàu sân bay một dạng làm đó là cái gì quỷ lúc đó đang cùng tịch sâm đợi tại cùng một chiếc ma đạo chiến hạm bên trong thông qua truyền về chiến trường hình ảnh xác nhận tình hình chiến đấu triệu hành khi nhìn đến mới nhất đồng bộ trở về hình ảnh về sau nhất thời không có thể chịu ở tại chỗ thì nổ lên nói tục chỉ thấy giờ này khắc này nơi xa cái kia từng chiếc từng chiếc ma huyễn hạm đội chiến hạm bong thuyền phía trên đúng là đột nhiên xông lên từng cái từng cái hình thể to lớn tư thái giữ tận đỏ ngọn lửa màu vàng cự xà cái kia hỏa diễm cự xà đánh giết tốc độ vô cùng mãnh liệt trong đó một cái cánh lớn chiến ưng hoàn toàn là bị đánh trở tay không kịp khi nhìn đến một đạo hỏa quang lóe lên đồng thời thân thể liền đã bị cái kia hỏa diễm cự xà cắn một cái vào tại một đám cự thú trong đơn vị cánh lớn chiến ưng phòng ngự lực từ trước đến nay là xếp tại hạng chót mấy vị hỏa diễm cự xà cái kia bén nhọn răng nanh dễ như trở bàn tay chui vào thân thể của nó cùng một thời gian trên người lông vũ tức thì bị cái kia hỏa diễm cự xà hỏa diễm nhen nhóm một khắc này cánh lớn chiến ưng phản ứng đầu tiên cũng là dãy dụa ưng mỏ hướng thẳng đến cái kia hỏa diễm cự xà đầu mổ đi nỗ lực phá hủy hỏa diễm cự xà đầu lâu sau đó thoát khốn mà ra nhưng không ngờ cái kia hỏa diễm cự xà đúng là số lượng đông đảo căn bản cũng không dừng một đầu tại nó bị trong đó một đầu hỏa diễm cự xà cắn về sau chung quanh cái kia không ngừng luồn lên cái khác hỏa diễm cự xà cũng là theo sát lấy thì đánh giết tới mấy cái hỏa diễm cự xà mở ra miệng to như chậu máu đem cái kia cánh lớn chiến ưng chết cắn không ngừng tạo nên thống khổ, để cái kia cánh lớn chiến ưng liên tiếp phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, dần dần mất đi tự khống năng lực cánh lớn chiến ưng, hai mắt cấp tốc sung huyết, cuối cùng tại một tiếng bạo lệ tiếng gào thét bên trong trực tiếp tiến vào cùng hóa trạng thái, nỗ lực liều mạng một lần. Không sai mà đã chậm. Cùng hóa trạng thái cũng không có thể làm cho cái kia cánh lớn chiến ưng khiến cho một đường sinh cơ. Bởi vì cái kia hỏa diễm cự xà lửa cháy nóng rực, đã đốt cháy toàn thân của nó, cái kia đỏ kim sắc hỏa diễm, nhiệt độ hiển nhiên là cao kinh người, trong khoảng thời gian ngắn, liền đem cái kia cánh lớn chiến ưng, đốt thành một bộ than cốc. Trong lúc này, bọn họ vạn giới văn minh bạo phong cự ưng, không thể nghi ngờ cũng là bị giống nhau công kích. Bất quá, hoàn thành tiến hóa bạo phong cự ưng, có thể đối chung quanh phong nguyên tố tiến hành cảm ứng, hình thành một vòng đặc thù cảnh giới lưới, cả một cái phạm vi cảnh giới so cánh lớn chiến ưng càng lớn, đồng thời cũng càng thêm nhạy cảm. Cơ hồ là đoạt tại hỏa diễm cự xà chính thức hiện thân trước đó, phát giác được mãnh liệt nguyên tố ba động một đám bạo phong cự ưng liền đã một bên phát ra cảnh cáo ưng lệ một bên cấp tốc hướng phía sau thối lui vô hụt hỏa diễm cự xà trực tiếp hóa thành một đạo mãnh liệt hỏa quang nỗ lực truy vết đi lên nhưng bạo phong cự ưng tốc độ rõ ràng càng nhanh vũ dực vỗ phía dưới trong chớp mắt liền chạy ra cái kia hỏa diễm cự xà phạm vi công kích mà lúc đó thân ở ma đạo chiến hạm tổng chỉ huy trong phòng vừa tốt thấy được chính mình cánh lớn chiến ưng tại cái kia hỏa diễm cự xà công kích đến bị rõ ràng thiêu chết triệu hành cái kia cả một cái tâm tình không thể nghi ngờ là có chút phát điên và số lượng rất nhiều thị huyết cự mãn khác biệt hắn những năm này bồi dưỡng được như thế điểm cánh lớn chiến ưng cũng không dễ dàng a à. làm sao cũng không nghĩ tới cái này một đợt bọn họ đúng là lật thuyền trong mương để hắn đại xuất huyết đó là pháp thuật có lẽ vậy nhìn thoáng qua hơi có chút phát điên triệu hành tổng chỉ huy trong phòng tịch sâm cũng là nhíu chặt lông mày cân nhắc đến đối phương ma huyễn văn minh cái này một thân phận Giờ phút này sử dụng, 100% là hỏa hệ pháp thuật. Bất quá, cái này hỏa hệ pháp thuật bọn họ vạn giới văn minh hiển nhiên cũng không có đủ, bởi vậy có thể hiểu đến tình huống, cũng là phi thường có hạn. Nhìn xa xa cái kia từng cái từng cái tại địch nhân ma huyễn chiến hạm bong tàu cùng vũ đỏ kim sắc hỏa diễm cự xà, trước mắt bọn họ tối đa cũng cũng là phân tích ra một số cơ sở tình báo. Theo vừa mới cái kia hỏa diễm cự xà biểu hiện đến xem, đây cũng là cái mang theo tiếp tục công kích năng lực tiếp tục tiêu hao hình pháp thuật. Hỏa diễm cự xà tại thành hình về sau, từ người thi thuật tiến hành thống chế, phát động công kích. Cùng thổ hệ thượng vị pháp thuật đại địa hóa thân, gai, cùng thủy hệ thượng vị pháp thuật hải long hóa thân có chút cùng loại. Bất quá, làm một tên được chứng kiến không ít thượng vị pháp thuật tướng lãnh, căn cứ tịch xâm phán đoán cá nhân, cái kia hỏa diễm cự xà cần phải cũng không phải là thượng vị pháp thuật. Một mặt là uy lực bên trên kém như vậy một chút ý tứ, mà một phương diện khác thì là bởi vì cái nhìn này nhìn sang đem những cái kia theo mỗi một chiếc ma huyễn chiến hạm bong tàu xông tới hỏa diễm cự xà chung vào một chỗ, số lượng nói ít cũng có trên trăm đầu. Nếu như đây là thượng vị pháp thuật, vậy đối phương liền xem như siêu quy cách văn minh, cái kia không khỏi cũng quá đáng một chút. Sự thật chứng minh, cái này hỏa diễm cự xà hoàn toàn chính xác không phải thượng vị pháp thuật, mà chính là hỏa hệ cấp 4 trung vị pháp thuật, tên là hỏa xà cùng vũ. Bất quá tại một đám hỏa hệ pháp sư liên thủ thi pháp phía dưới, cái này hỏa diễm cự xà cũng là cho thấy tương đương mạnh mẽ chiến đấu năng lực, chiến đấu phạm vi, tự thân hình thể cùng pháp thuật tiếp tục thời gian đều thu được tăng lên cực lớn. Bảo vệ mỗi người vị trí cái kia một chiếc ma huyễn chiến hạm bốn phía, cùng bạo phong cự ưng cùng cánh lớn chiến ưng tiến hành truyền đấu, cơ bản vấn đề không lớn. Bạo phong cự ưng cùng cánh lớn chiến ưng, bọn họ đều là cự thú bên trong giòn da đơn vị, mà nguyên tố hỏa diễm quy lực lại là vượt xa tầm thường hỏa diễm. Bởi vậy cái này hỏa diễm cự xa tồn tại, cho dù là đối với bạo phong cự ưng tới nói, đều là một cái uy hiếp không nhỏ nhất là tại số lượng còn nhiều như vậy tình huống dưới. Một cái sơ sẩy, vạn giới văn minh bên này, một cái bạo phong cự ưng cũng là bị tam điều hỏa diễm cự xà dây dưa. Phát giác được uy hiếp bạo phong cự ưng ngay đầu tiên liền muốn kéo dài khoảng cách, chạy ra phạm vi công kích của đối phương, nhưng cái kia hỏa diễm cự xà đánh giết đi ra cái kia một chút, động tác nhanh như tia chớp. Đồng thời, đối diện phụ trách khống chế hỏa diễm cự xà phát động công kích các pháp sư, cái kia cả một cái khống chế thủ pháp cũng là cây độc vô cùng, tam điều hỏa diễm cự xà góc độ công kích gọi là một cái xảo trá, dưới trạng thái bình thường, đối mặt cái này bạo phát thức đánh giết, bạo phong cự ưng muốn toàn thân trở ra, vẫn thật là là có chút khó khăn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy bạo phong cự ưng đang vì mình gia trì lên một cái cường hóa pháp thuật đồng thời, bỗng nhiên một cái chính mình cái kia khổng lồ vũ dực, một cái động tác đơn giản, lại là trực tiếp tạo thành một cổ mạnh mẽ sức gió, hung hăng đánh vào hướng về chính mình vô giết tới hỏa diễm cự xà trên thân. Cái này đơn giản nhất kích, uy lực cũng không tính mạnh, nhưng đối với tốc độ kinh người bạo phong cự ưng tới nói trong nháy mắt đó trở ngại cũng đã đủ rồi vũ dực kịch liệt chấn động phía dưới nắm lấy cơ hội bạo phong cự ưng một hơi trốn ra hỏa diễm cự xà phạm vi công kích nhưng điều này hiển nhiên cũng không thể tại trên bản chất giải quyết vấn đề tịch sâm cùng triệu hành lựa chọn phái ra bạo phong cự ưng cùng cánh lớn chiến ưng hiệp trợ chiến đấu nguyên nhân căn bản là vì để chúng nó có thể phá hủy ma huyễn chiến hạm hộ tráo tại cho hạm đội phe địch mang đến uy hiếp đồng thời vì bên này chiến đấu mở ra cục diện nhưng đối phương hiện tại triệu hoán đi ra hỏa diễm cự xà, lại là trực tiếp hóa thân thành những cái kia ma huyễn chiến hạm cận vệ. Vô luận là bạo phong cự ưng vẫn là cánh lớn chiến ưng, chỉ cần dám can đảm hướng giết tới phát động công kích, như vậy nhất định không sai là đến tiếp nhận đối diện hỏa diễm cự xà mang đến uy hiếp. Cục diện này, lập tức thì dằn có A. Nếu như hai phe bọn họ, là thế lực ngang nhau song phương, cái kia tịch xâm khẳng định không ngại kéo dài một chút thời gian. Tuy nói như loại này triệu hoán hình pháp thuật, chỉ cần thành công triệu hoán đi ra, đến tiếp sau duy trì cần thiết tiêu hao pháp lực, thì sẽ biến rất nhỏ, nhưng cái kia hỏa diễm cự xà cuối cùng là không thể nào một mực tiếp tục kéo dài. Chỉ cần kéo tới đối diện pháp thuật kết thúc, liền có thể phá cục. Mặc dù là cái đần biện pháp, nhưng vẫn tương đối dùng tốt. Nhưng bây giờ vấn đề ở chỗ, bọn họ cũng không phải là thế lực ngang nhau song phương. Đối diện ma huyễn hạm đội thực lực rõ ràng mạnh hơn, mà bọn họ ở thế yếu. Chiến đấu này mỗi nhiều đánh một giây, bọn họ liền phải đều nhờ thụ một giây áp lực cùng tổn thất. Tại cái tiền đề này dưới, kéo dài thời gian kế hoạch này, đối bọn hắn tới nói nhưng là quá đau đớn. Đi lại đi không được, kéo lại kéo không ngừng, lấy triệu hành cùng tịch sâm cầm đầu bộ đội tiếp viện, giờ phút này hoàn toàn xa vào đến một loại tiếng thoái lưỡng nan trong cảnh địa. Ở trong quá trình này, đối diện ma huyễn hạm đội tuyệt đối không có khả năng không hề làm gì. Nghĩ tới đây, cả một cái người rõ ràng có chút căng cứng viên hy, nhịn không được nói một câu ta có loại dự cảm bất tường. Ta cũng thế. Cơ hồ ngay tại Ether nói ra ba chữ này đồng thời, bọn họ hạm đội vị trí khu vực ngay phía trên, một cái diện tích to lớn đến quả thực khoa trương trận pháp màu vàng đã trải rộng ra. Gặp quỷ. Truyền lệnh toàn hạm đội, tốc độ cao nhất thoát ly địch nhân trận pháp phạm vi bao trùm. Đừng quản cái kia trận pháp đến tục cùng là cái hiệu quả gì, dù sao chuẩn không có chuyện tốt. Phát giác được mỗi người hạm đội bị cái kia trận pháp màu vàng bao phủ đi vào viên hy cùng Ether, cơ hồ là trong cùng một lúc, đem đạo mệnh lệnh này hạ đi xuống. Nhưng đối diện pháp thuật, hiển nhiên là đã cơ bản thành hình, hai chi hạm đội, còn chưa kịp bay ra bao xa, cái kia trận pháp màu vàng phạm vi bao phủ bên trong, vô số kim quang, liền đã trực tiếp hóa thành một phiến quang vũ ầm ầm xuống. Đây chính là ma huyễn văn minh quan hệ cấp 6 thượng vị pháp thuật, cực quan tử hình. Cái này một đợt, thân ở mảnh này chiến khu ma huyễn văn minh tổng tư lệnh, tuy nhiên cũng không có phái ra nhiều đại quy mô ma huyễn hạm đội, nhưng là, để bảo đảm không có sơ hở nào, hắn chuyên môn an bài một tên quan hệ đại pháp sư đến hiệp trợ bên này chiến đấu. Tại một đám cấp 6 thượng vị pháp thuật bên trong, cực quan tử hình đơn thể sát thương năng lực, tuy nhiên không tính là mạnh, nhưng đã kích phạm vi lại là tuyệt đối có thể đưa thân trước ba, đồng thời công kích tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn là một tay mang theo tiếp tục phát ra năng lực pháp thuật. Ma huyễn văn minh hỏa lực phát ra, phối hợp thêm cực quan tử hình liên tục mật độ cao đã kích lúc đó vừa tốt ngay tại pháp thuật đã kích phạm vi bên trong hắc ưng máy bay chiến đấu cùng bầy ông không người máy bay chiến đấu cơ hồ không một may mắn thoát khỏi toàn bộ đều bị đều đánh rơi trong lúc này hộ tráo cường độ tương đối hơi yếu ma đạo tiên phong hạm xuất hiện trước nhất tình huống không chịu nổi gánh nặng chiến hạm hộ tráo bị liên tiếp đánh nổ một chiếc tiếp lấy một chiếc ma đạo tiên phong hạm liên tiếp bị cái kia kinh khủng quan vũ chỗ ngồi cuốn vào chỉ một chiêu trực tiếp thì cho khai thác giả hạm đội cùng ám tinh hạm đội mang đến thảm trọng tổn thất Ma huyễn văn minh bộ đội, dần dần cho thấy bọn họ cái kia siêu cường phát ra hỏa lực. Đối diện đang thi triển cực quan tử hình thời điểm, cái kia thi pháp vị trí, hiển nhiên là muốn tiến hành sớm dự phán, đại diện tích phạm vi, toàn bộ che trùng lên đường lui của bọn hắn phía trên. Tại cái tiền đề này dưới, muốn thoát khỏi cực quan tử hình đã kích, ngắn nhất lộ tuyến cũng là quay đầu. Giờ này khắc này, viên hy cùng ép thơ cũng là quả quyết, đoạt tại hạm đội tổn thất càng tiến một bước tăng lên trước đó, hai người quyết định thật nhanh, trực tiếp hạ giết trở về mệnh lệnh. Ở trong quá trình này, bọn họ nhất định phải thừa nhận, đối diện xác thực đủ hung ác, đến trình độ này, đối mặt cái kia cứng thực lực áp chế, bọn họ muốn khiến cho một đường sinh cơ, nhất định phải đến lựa chọn liều mạng. Vừa nghĩ đến đây, bạn theo mệnh lệnh hạ đạt, tại bị đối diện cực quan tử hình ngắn ngủi tẩy lễ về sau, còn có lực đánh một trận ma đạo tiên phong hạm cấp tốc tụ họp lại, trải rộng ra đánh bất ngờ trận hình giết trở về. Nhìn lấy bị cực quan tử hình bức quay trở về khai thác giả hạm đội cùng ám tinh hạm đội, Bây giờ đã triệt để cho thấy cứng rắn thực lực sai biệt ma huyễn hạm đội, tự nhiên là không mang theo hoảng. Bọn họ cơ bản rõ ràng đối diện là cái ý tưởng gì. Đơn giản cũng là xem bọn hắn bên này là một đám pháp sư tại đánh hỏa lực phát ra, liền muốn bất chợt tới mặt. Hoàn toàn chính xác, giống pháp sư loại này cần ngâm sướng thi pháp giòn da đơn vị, một khi bị chiến sĩ đơn vị bất chợt tới mặt, thế cục kia liền sẽ lập tức biến đến vô cùng bất lợi, thậm chí bị một đợt nghịch chuyển đều nói không chừng. Nhưng muốn bất chợt tới mặt của bọn hắn lại nào có dễ dàng như vậy. Giờ khắc này, chỉ thấy cái kia trải rộng ma huyễn chiến hạm bốn phía thiên thanh sắc cùng màu bạc trắng trận pháp hào quang tỏa sáng, nương theo lấy nguyên tố lực lượng phun trào, cái kia từng chiếc từng chiếc to lớn ma huyễn chiến hạm, lại là cho thấy tốc độ kinh người cùng linh hoạt. Bọn họ vạn giới văn minh bên này ma đạo tiên phong hạm, đã là bọn họ bên này lực cơ động mạnh nhất ma đạo hạm, nhưng trong lúc nhất thời, lại là hoàn toàn đuổi không kịp đi. Hiển nhiên, đây chính là ma huyễn hạm đội lực lượng một trong. Tình huống này để viên hy cùng Esther đều là tương đương khó chịu. Nhất là Esther. Đối với Esther tới nói, hắn theo đi theo Crip đến bây giờ, lần đầu gặp phải địch nhân trận trong doanh trại, chiến hạm tốc độ còn nhanh hơn bọn họ. Không có lực cơ động cái này một ưu thế, sẽ để bọn hắn biến đến vô cùng bị động. Một đường vọt tới trước ma đạo tiên phong hạm, trực tiếp bị đối diện thả lên cánh diều, ma huyễn chiến hạm một bên di động, vừa khai hỏa, không ra một lát sau, bọn họ bên này ma đạo tiên phong hạm liền đã bị đánh chìm mấy chiếc không biết tình huống, để Viên Hy cùng Esther đều là bình tĩnh khuôn mặt. Ở trong quá trình này, bọn họ không phải là không có nghĩ tới thừa dịp ma đạo tiên phong hạm cuốn lấy đối phương cơ hội, để ma đạo hỏa lực hạm mang theo tổ ông tinh tế hàng mẫu rút đi. Nhưng là, đối diện tại cùng ma đạo tiên phong hạm dây dưa thời điểm, hiển nhiên cũng không có xem nhẹ sự hiện hữu của bọn hắn. Bọn họ bên này vừa mới có động tác, đối diện ma huyễn chiến hạm liền theo chi triển khai động tác. Bọn họ ma đạo tiên phong hạm cũng không thể đồng thời uy hiếp được mỗi một chiếc địch nhân ma huyễn chiến hạm. Trong lúc này, đối diện không ngừng trải rộng ra trận hình, mơ hồ trong đó đã tạo thành một loại vây quanh tình thế. Đối mặt loại này tại chiến hạm tính năng cùng cứng thực lực lên đều mang theo áp chế lực địch nhân, các phương các mặt đều hãm sâu thế yếu viên hy cùng Ether, chỉ là chỉ huy hạm đội, ổn định cục thế, không bị đối phương đánh nổ, liền đã đem hết tất cả vốn liếng. Bất quá, cho dù là tại loại cục diện này phía dưới bọn họ cũng vẫn như cũ còn có một tia hy vọng. Nương theo lấy một tiếng giống như sấm trên đồng dạng nổ vang, trong đó một chiếc ma đạo tiên phong hạm mũi tàu bong thuyền phía trên, một đạo người khoác huyền giáp bóng người bay thẳng lui mà ra, chính là La Dũng. Ngay sau đó, các chiếc ma đạo tiên phong hạm phía trên, một đám huyền giáp quân tướng sĩ, theo sát phía sau, ào ào giết ra. Không cần nhiều lời, đây chính là La Tập lưu cho viên hy cùng ép thơ bọn họ bảo mệnh ác chủ bài. Mới đầu thời điểm, La Tập là có nghĩ qua, phái cái cao giai pháp sư, theo viên hy bọn họ cùng nhau hành động. Nhưng về sau tỉ mỉ nghĩ lại, hắn liền phát hiện không tốt phái. Một mặt là mỗi cái cao giai pháp sư, bọn họ nắm giữ thượng vị pháp thuật không giống nhau, đồng thời cũng đều tồn tại nhất định tính hạn chế, hơn nữa còn lại nhận hoàn cảnh nhân tố ảnh hưởng. Vô luận phái cái nào, giống như cũng không quá bảo hiểm. Toàn phái đi qua đi, vậy chính hắn bên này không liền không có. Vạn nhất ra cái gì đột phát tình huống, vậy coi như nhức đầu. Mà một phương diện khác, cái này ma huyễn văn minh, rõ ràng cũng là lấy pháp thuật thực lực tăng trưởng. La Tập hiển nhiên còn không tự đại đến cảm thấy mình vạn giới văn minh pháp sư, thực lực đã có thế cùng rao anh, bô lét ma huyễn văn minh xoay cổ tay. Tại cái tiền đề này dưới, hắn phái pháp sư đi qua, không sẽ chờ cùng với là tại đối phương mạnh nhất lĩnh vực bên trong, cùng đối phương phân cao thấp sao. Cái kia còn có thể có bao nhiêu phần thắng. Lúc đó ý thức được điểm này La Tập, trực tiếp gãy mất ý nghĩ này, ngược lại phái ra dưới trướng võ đạo bộ đội, sau cùng quyết định vì huyền giáp quân trong này tự nhiên cũng có lo nghĩ của hắn thân là huyền giác quân thủ lĩnh trước mắt võ đạo tu vi đạt đến vô song cảnh đại thành la dũng là bọn họ vạn giới văn minh võ đạo tu vi cao nhất người vô luận là giết địch vẫn là cùng đối diện mãnh tướng cường giả đơn đấu la dũng cơ bản đều có thể đảm nhiệm đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất là la dũng hiện tại là có phục sinh cơ hội lúc này thời điểm khả năng có người kỳ quái không phải mỗi cái võ tướng đều có sao không sai vốn là bọn họ là đều có nhưng là những năm qua này, đối mặt cấp bậc hoàn toàn vượt qua chính mình cường địch, la tập dưới trướng một đám mảnh tướng cũng không ít chết. Tuy nhiên nương tựa theo chuyển sinh thuật, cơ bản đều sống lại, nhưng tiêu hao vẫn phải có A. Một cái chuyên trúc linh hồn thủy tinh, mỗi lần bể nát về sau, cần 1.500 cái dực nhân điểm số tiến hành chữa trị, đồng thời còn có một năm thời gian côn đao. Thời gian côn đao không nói trước, 1.500 cái dực nhân điểm số, mới đầu thời điểm, la tập đương nhiên là gánh vác lên nhưng cũng không chịu đựng nổi nhiều lần như vậy a. À. Trừ cái đó ra, trước đó vì cứu chung mặt lão đại thê tử, hắn cũng là lại tốn 3.000 dực nhân điểm số, đổi một khối mới linh hồn thủy tinh. Số lần càng nhiều, la tập trong tay dực nhân điểm số làm sao có thể chịu nổi. Mấy cái vỏ tướng linh hồn thủy tinh hiện tại còn nát đây, căn bản là không có biện pháp tiến hành chữa trị. Đồng thời, cái kia chuyển sinh trì bên trong tính ngưỡng tinh hoa, tiêu hao cũng là nhanh chóng. Dựa theo An Lai Di báo cáo mới nhất, trước mắt chuyển sinh trì đã nhanh sắp thấy đấy, còn lại lượng, chỉ sợ tối đa cũng thì chống đỡ thêm nàng thi triển 2 đến 3 lượt chuyển sinh thuật. Tại cái tiền đề này dưới, hắn mảnh tướng nhóm, ngược lại là vẫn như cũ biểu hiện chẳng sợ hãi. Nhưng tại không có linh hồn thủy tinh bảo mệnh điều kiện tiên quyết, la tập lại sao có thể yên tâm để cho mình dưới trướng các đại tướng cứ như vậy đến trên chiến trường trùng sát. Như thế như vậy, kết hợp đủ loại nguyên nhân, la tập thì phái ra trước mắt linh hồn thủy tinh hoàn hảo, còn có phục sinh cơ hội la dũng theo hạm đội tiếp viện cùng nhau hành động. Cũng coi là với hắn mà nói, bảo đảm nhất một cái cách làm. Kinh lôi bộ thể hiện ra bạo phát thức tốc độ, để la dũng một hơi tới gần mục tiêu. Trong lúc này, ma huyễn văn minh hạm đội, tự nhiên là phát hiện la dũng tồn tại. Cơ hồ là ngay đầu tiên, phía sau một chiếc ma huyễn chiến hạm bông thuyền phía trên, một tên mặt lấy một thân màu trắng bạc kỵ sĩ khải giáp tuấn ưng kỵ sĩ tướng lãnh, liền đã phi nhanh mà ra, chủ động nên hướng hướng giết đi lên la dũng. Tuấn ưng thú cùng thiên mã, theo ma thú cấp bậc đến xem, khả năng có chút không bằng, nhưng trên thực tế, bọn họ hoàn toàn cũng là hai loại không đồng loại hình vật cưỡi ma thú, một cái là có thể phụ trợ chiến đấu tọa kỵ, một cái là thuần trợ giúp phụ trợ, bản thân cũng không có quá mạnh mẽ tấn công đánh tính tọa kỵ, cưỡng ép đặt chung một chỗ tiến hành so sánh, có vẻ như cũng rất không có đạo lý. Căn cứ kỵ sĩ phong cách tác chiến cùng tính cách biến hóa, tại ma huyễn văn minh bên trong, ưa thích hai loại tọa kỵ tướng lãnh, kỳ thật đều không ít. Mà giờ này khắc này, giết ra tới cái này một viên tướng lãnh, không thể nghi ngờ cũng là thuộc về càng thêm ưa thích tuấn ưng thú một loại kia, đoán chừng còn tại chính mình cái này một thất tuấn ưng thú trên thân, đầu nhập vào số lượng khá là khổng lồ tư nguyên. Có thể minh xác nhìn ra, cái này một thất tuấn ưng thú là có đi qua chăm chú bồi dưỡng, tầm thường giống tuấn ưng thú cấp bậc này vật cưỡi ma thú, có thể lên tới cấp 2, không sai biệt lắm thì là cực hạn, nhưng giờ này khắc này, cái này tướng lãnh dưới trướng tuấn ưng thú, lại là 10 phần hiếm thấy đạt đến tam giai. Tuy nói tổng hợp tố chất, khả năng vẹn vẹn chỉ là tam giai bên trong hạng chót, nhưng tam giai chung quy là tam giai, cũng không phải tầm thường cấp hai tọa kỵ có thể so sánh. Bây giờ tốc độ bạo phát cũng là tương đương kinh người. Khoảng cách cấp tốc rút ngắn, nhìn lấy người khoác màu đen bọc thép, tay cầm đại đao, một đường bạo xông tới La Dũng, cái này Tuấn Ưng kỵ sĩ tướng lãnh chẳng sợ hãi. Dưới trướng tam giai Tuấn Ưng thú phát ra to rõ tê minh, trong tay cái kia hiện đầy pháp thuật chú văn kỵ sĩ trên đại kiếm, lực lượng khổng lồ đã ngưng tụ. Trong điện quan hỏa thạch, chỉ nghe được một tiếng binh khí va chạm tiếng vang, La Dũng trong tay thiên quân đao, đã là cùng đối phương kỵ sĩ đại kiếm hung hăng đụng đụng vào nhau. Trong chốc lát, điên cuồng đè ép hai cổ lực lượng, trực tiếp mang theo một trận không bạo, nhấc lên một trận lực lượng kinh người trùng kích, cơ hồ là đem chung quanh không vực tất cả tầng mây, quét sạch sành xanh. Đồng thời cũng chính là trong khoảnh khắc đó, lúc đó rơi ở phía sau huyền giáp quân các tướng sĩ, tại nhìn thấy màn này về sau, trong óc đồng thời nổi lên bốn chữ tới. A, à, kết thúc điên cuồng bạo phát đi ra cương khí, mang theo lấy long ngâm giống như kêu thanh âm, nứt gan bàn tay, mang theo lấy cốt cách tiếng vỡ vụn, không ngừng đè ép tới lực lượng, để tên kia tuấn ưng kỵ sĩ tướng lãnh trong nháy mắt đổi sắc mặt. Đến trình độ này, lại nghĩ tránh lui, đã là một chuyện không thể nào. Chết! Hét to âm thanh bên trong, tên kia tuấn ưng kỵ sĩ tướng lãnh, thì giống như một cái diều bị đứt dây đồng dạng, tại chỗ té bay ra ngoài. Tình cảnh này cảnh tượng, đối với huyền giác quân các tướng sĩ tới nói, là không thể bình thường hơn được không quan tâm thực lực ngươi đến tột cùng như thế nào, một khi triển khai chính diện liều mạng, lực lượng mạnh hơn phía bên kia, liền sẽ chiếm cứ ưu thế thật lớn. Nhiều năm như vậy xuống tới, bọn họ vẫn thật là chưa thấy qua có tên nào, ở chính diện thời điểm liều mạng, có thể liều đến qua bọn họ tướng quân. Cái này một cái, hiển nhiên cũng không có ngoại lệ. Đối phương vũ khí trong tay cùng trên người pháp thuật khải giáp, đem la dũng một kích kia tạo thành lực lượng trùng kích triệt tiêu không ít, ở một mức độ rất lớn, bảo vệ tên kia tuấn ưng kỵ sĩ tướng lãnh tánh mạng nhưng ngay cả như vậy, trạng thái của hắn bây giờ cũng cũng không tốt đẹp gì. Cầm kiếm hai tay, máu tươi bốn phía, xương tay vỡ vụn phía dưới, kỵ sĩ đại kiếm sớm cũng không biết bị đánh bay đi nơi nào. Lực lượng kinh khủng trùng kích, suýt nữa liền muốn đem hắn cả một cái người xương cốt đều triệt để chấn vỡ, ngũ tạng lục phủ cảm giác đều nhanh muốn bị quấy thành một đoàn. Trong lúc này, làm tuấn ưng kỵ sĩ tướng lãnh vật cưỡi ma thú, cái kia tam giai tuấn ưng thú không thể nghi ngờ cũng là đã nhận lấy một phần lực lượng. Nhưng La Dũng ngay lúc đó công kích, dù sao không là hướng về phía nó tới lại thêm thân là tam giai ma thú nó thể trạng cũng coi như cường kiện ngược lại là cứ thế mà tới đỉnh bây giờ nó xem xét la dũng đang cố gắng đối với mình kỵ sĩ khởi xướng truy kích ý thức được tình huống không ổn tam giai tuấn ưng thú trực tiếp thì hướng về la dũng hướng đụng tới vung lên hai cái chân trước móng ngựa nỗ lực phát động công kích đánh gãy truy kích của đối phương cái này tam giai tuấn ưng thú vó ngựa cũng không phải tốt như vậy nhận cái kia một móng đi xuống đoán chừng vỏ bọc thép đều có thể cho ngươi đạp lõm đi xuống trong khoảnh khắc đó la dũng suy nghĩ rất nhiều nói ví dụ muốn hay không đem cái này thất tam giai tuấn ưng thú bắt sống trở về nhưng cuối cùng la dũng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này trong tay thiên quân đao trở tay một đao thì hướng về cái kia tam giai tuấn ưng thú vung bổ tới ma thú linh trí vốn là rất cao tam giai ma thú càng là như vậy như muốn bắt sống thuần phục quá khó khăn trước đó bọn họ bắt sống cái kia hai thất thiên mã chỉ có thể nói tình huống đặc thù. Một mặt là lúc đó chiến đấu đã kết thúc, bọn họ có nhiều thời gian, chậm rãi thu thập cái kia hai thất thiên mã. Mà một phương diện khác là cái kia hai thất thiên mã chỉ là ma thú cấp 2, bản thân cũng không có gì công kích tính, mà lại có liệu nguyên hỏa cái này thất tam giai ma thú đè ép, xem như so sánh có bảo hộ, không sợ chúng nó náo ra loạn gì tới. Nhưng lần này, tình huống hiển nhiên khác biệt, hiện tại chiến đấu đánh tới một nửa, liệu nguyên hỏa cũng không ở chỗ này, bọn họ cũng không có cái kia dư lực đi bắt sống cái gì tam giai tuấn ưng thú, coi như bắt sống đến, về sau tạm giam lên, cũng vô cùng phiền phức, vẫn là giết dứt khoát. Bất quá, cái này tam giai tuấn ưng thú hiển nhiên cũng không ngốc, theo trước đó La Dũng đem cái kia tuấn ưng kỵ sĩ tướng lãnh đánh bay ra ngoài một kích kia, nó liền đã minh xác ý thức được La Dũng lực lượng kinh người. Giờ phút này đối mặt La Dũng công kích, nó căn bản thì không đón đỡ, xem xét cái kia thiên quân đao vung chặt tới, tuấn ưng thú vũ dực vỗ, phối hợp phong nguyên tố lực lượng gia trì, trực tiếp thể hiện ra kinh người mau lẹ thân pháp tránh qua tránh né công kích cái này một đợt nó không thể nghi ngờ là đã tìm đúng phương pháp cùng la dũng đánh liền không thể chính diện đón đỡ trước đó cái kia tuấn ưng kỵ sĩ tướng lãnh cũng là ăn tình báo chưa đủ thua thiệt nhất kích liền bị đánh không có nửa cái mạng trên cơ bản là không chết cũng tàn phế bây giờ đối mặt cái này tam giai tuấn ưng thú dây dưa la dũng nhíu mày trước mắt hắn trên người chủ yếu nhiệm vụ muốn đi tập kích đối diện ma huyễn chiến hạm giải quyết bong tàu những pháp sư kia, đồng thời mới vừa rồi bị hắn nhất kích đánh thành nửa tàn tuấn ưng kỵ sĩ tướng lãnh, tốt nhất cũng là đi bổ cái đao, có thể không có tâm tình gì ở chỗ này cùng một thức tam giai ma thú dây dưa a. À. Mà liền tại La Dũng như thế phiền lấy thời điểm, phía sau hắn huyền giáp quân các tướng sĩ đã chi viện tới. Tướng quân, cái này giao cho chúng ta. Nghe nói như thế, La Dũng không nói hai lời, tại nhẹ gật đầu về sau, trực tiếp thi triển kinh lôi bộ rời đi. Cái kia tam giai tuấn ưng thú có lòng muốn truy, lại bị từ phía sau trợ giúp đi lên huyền giáp quân nhanh chóng cuốn lấy, trong lúc nhất thời, cũng là khó có thể thoát thân. Thoát khỏi tam giai Tuấn ưng thú dây dưa, La Dũng phản ứng đầu tiên, cũng là tìm cái kia Tuấn ưng kỵ sĩ tướng lãnh bổ đao, cứ việc đối mới bị hắn một đao chặt nửa tàn, nhưng La Dũng trên thực tế có thế theo cái kia một cái đối bính bên trong, cảm nhận được đối phương cái kia thực lực không tầm thường, giữ lấy thủy chung là cái bi hiếp, vẫn là trước tiên đem cái kia gia hỏa giải quyết triệt để lại nói mà lúc đó bị La Dũng một kích kia đánh trực tiếp bay rớt ra ngoài Tuấn ưng kỵ sĩ tướng lãnh, tại duy trì lấy tương đương tốc độ kinh người, bay ngược một đoạn đường về sau, thì hung hăng đâm vào trong đó một chiếc ma huyễn chiến hạm hộ tráo phía trên. Tình cảnh này, thế nhưng là đem bên này ma huyễn hạm đội đám binh sĩ dọa cho phát sợ. Hiển nhiên, tên kia Tuấn ưng kỵ sĩ tướng lãnh tại bọn họ ma huyễn văn minh bên trong địa vị cùng thực lực đều không thấp. Điểm này, theo cái kia thất tam giai Tuấn ưng thú tọa kỵ liền có thể nhìn ra có thể đem tam giai ma thú làm thú cưỡi, bản thân thì có thể nói rõ rất nhiều vấn đề, mà lại, cũng bởi vì cá nhân yêu thích, liền đem tuấn ưng thú loại này đồng dạng bồi dưỡng đến cấp 2 thì không sai biệt lắm ma thú, cưỡng ép bồi dưỡng đến tam giai, trong này cần thiết hao phí tư nguyên hạng gì to lớn. Vô luận tại người nào xem ra, đây đều là cái vô cùng tùy hứng, lại xa xỉ cử động. Không có chút thực lực cùng tư bản, người nào dám làm như thế? Người nào lại có năng lực làm như thế? Cái này tuấn ưng kỵ sĩ tướng lãnh cá nhân thực lực, cho dù là tại ma huyễn văn minh một đám mảnh tướng bên trong, đều có thể hàng tiếng thê đội thứ nhất, là không thể nghi ngờ cấp chiến lược đơn vị. Cái này một đợt bị La Dũng nhất kích đánh thành nửa tàn, thuần túy là bởi vì hắn đối La Dũng không ăn ý, mà đối thực lực của mình lại quá tự tin, kết quả đụng đầu vào trên vết đao, kém chút liền đem cái mạng nhỏ của mình cho bồi đi vào. Đối mặt loại này đột phát tình huống, lúc đó thì thân ở ma huyễn chiến hạm bông tàu một bọn binh lính, tự nhiên là không dám đi lêu lỏng, vội vàng thận trọng đem đem đến bong tàu giờ này khắc này vị này nguyên bản cao cao tại thượng cấp chiến lược mãnh tướng cả một cái bộ dáng lộ ra có chút chật vật cầm kiếm hai tay xuất hiện rõ ràng vặn vẹo biến hình quả thực vô cùng thê thảm trên thân cái kia có giá trị không nhỏ pháp thuật khải giáp tại triệt tiêu la dũng cái kia toàn lực sau một kích tổng thể có vẻ hơi ảm đạm vô quan trong lúc này bên trong hạ mục sư vội vàng chạy đến lấy tốc độ nhanh nhất đối với hắn thi triển lên đại trì vũ thuật mấy cái đại trì vũ thuật đi xuống nương theo lấy một trận mãnh liệt cụ phụ ra mấy miệng tụ huyết tuấn ưng kỵ sĩ tướng lãnh, cảm giác cả một cái người một chút dễ chịu một chút. Bất quá, hắn thương thế này, rõ ràng cũng không phải là mấy cái đại trì vũ thuật có thể giải quyết. Hắn hiện tại nhiều lắm là tính toán là vừa vặn hoàn thành cứu giúp. Tại cái này về sau, hồi tưởng lại vừa mới một kích kia, tuấn ưng kỵ sĩ tướng lãnh trong lòng cũng là vừa sợ vừa giận. Theo hắn trước đó sử dụng kỵ sĩ đại kiếm liền có thể nhìn ra, bản thân hắn cũng là một tên sử dụng vũ khí hạng nặng, am hiểu cùng địch nhân tiến hành chính diện liều mạng mảnh tướng. Cũng là bởi vì đối lực lượng của mình vô cùng tự tin, mới có thể thể hiện ra như thế đấu pháp. Thế mà, nhất kích, vẻn vẹn nhất kích. Tự tin của hắn liền bị la dũng nghiền cái vỡ nát. Gặp quỷ, cái kia đến tục cùng là cái quái vật gì a à? Giờ khắc này, Tuấn ưng kỵ sĩ tướng lãnh trong lòng, quả thực có chút không quá nguyện ý tin tưởng la dũng là cái nhân loại. Dù sao đối phương toàn thân cao thấp, đều bao bọc ở cái kia màu đen bọc thép phía dưới, trời mới biết cái kia màu đen bọc thép phía dưới trang lấy chính là cái gì. Không chừng là cái gì ma thú quái vật đây. Kết quả, ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, tại dưới trướng huyền giáp quân tướng sĩ trợ giúp phía dưới, thành công thoát khỏi tam giai tuấn ưng thú dây dưa la dũng, đã giết tới đây. Chiến hạm bong thuyền phía trên, cảnh báo mãnh liệt, từng chiếc từng chiếc ma huyễn chiến hạm, hướng thẳng đến cấp tốc tới gần tới la dũng ầm ầm hai sóng hỏa lực. Đối mặt cái kia dày đặc hỏa lưu tinh công kích, la dũng đạp không mà đi, một đường lóe chuyển xe dịch, gặp phải thực sự không kịp tránh, liền dứt khoát một đao chặt bạo. Như loại này đối hạm cấp bậc vũ khí, dùng để công kích giống la dũng loại này từng binh sĩ đơn vị, thật sự là không có đủ bất kỳ ưu thế nào. Ma huyễn hạm đội bên này, đương nhiên cũng rõ ràng điểm này, chiến hạm hỏa lực đã kích, chẳng qua là vì cho bọn hắn tranh thủ đến thi pháp cùng tập kết binh lực thời gian thôi. Cứ như vậy một lát sau, đại lượng tuấn ưng kỵ sĩ, liền đã vây giết đi lên. Đối mặt số lượng đông đảo tuấn ưng kỵ sĩ, muốn toàn bộ giết hết, liền xem như đối với La Dũng mà nói, cũng có chút độ khó khăn, cần bỏ phí không ít thời gian. Nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là phá vòng vây lời nói, vậy liền không tồn tại bất kỳ vấn đề gì. Kiên quân đao vung vẫy ở giữa, Tuấn ưng kỵ sĩ đoàn vây giết căn bản là không có cách ngăn lại La Dũng, nương theo lấy hơn 10 người Tuấn ưng kỵ sĩ chết đi, cả một cái vòng vây rất nhanh liền bị xé mở một lỗ lớn. Lúc này đạp lên kinh lôi bộ La Dũng, thì giống như một cái bất ngờ hỏa tiễn, một hơi thì theo cái kia người bên trong vọt ra, kết quả, cái kia đón đầu hướng về hắn vô giết tới, lại là tam điều giữ tận hỏa diễm cự xà. Giờ này khắc này, cái kia tam điều hỏa diễm cự xà đã hướng về hắn mở ra miệng to như chậu máu, tự như là muốn đem hắn một miệng nuốt vào. Phá cho ta. Đối mặt cái này chiến trận, la dũng ánh mắt ngưng tụ, tiếng hét phẫn nộ bên trong, trong tay thiên quân đao trực tiếp vung ra một đạo cương mảnh vô cùng cương khí trảm, một đao liền đem cái kia tam điều hỏa diễm cự xà đều chém chết. Pháp thuật bị cưỡng ép đánh nổ, lúc đó ngay tại ma huyễn chiến hạm bông tàu triển khai liên thủ thi pháp một đám hỏa hệ pháp sư tại chỗ bị phản vệ trực tiếp thổ huyết ngã đầy đất một đi ngang qua năm cửa trảm lục tướng mắt thấy la dũng liền muốn triệt để tới gần cái kia chiếc ma huyễn chiến hạm nhưng không ngờ đúng lúc này một cổ lực lượng vô hình đột nhiên bao phủ tại trên người hắn khiến la dũng cái kia một đường bất ngờ thân hình đột nhiên dừng lại loại cảm giác này đối với la dũng tới nói phi thường kỳ diệu giống như là không khí chung quanh đột nhiên ngưng kết đồng dạng mà thân ở cái này một đoàn trong không khí hắn, cứ như vậy bị đông lạnh, tại đoàn kia trong không khí, cho thấy tương đương mạnh mẽ lực khống chế. Bất quá La Dũng cũng không có lộ ra quá nhiều bối rối, loại này kỳ quái năng lực, bản thân giống như cũng không mang theo phá hư tính, ngay tại La Dũng chuẩn bị bạo phát cương khí, trực tiếp cưỡng ép xông phá lúc đi ra. Phía sau hắn không gian, thế mà sinh ra một trận kịch liệt vặn vẹo, trong chớp mắt công phu, một cái đường kính ước chừng 3 mét màu trắng bạc tiểu hình không gian cửa, thì đột nhiên như vậy mở ra không tốt. Phát giác được sau lưng động tỉnh La Dũng tại thời khắc này rốt cục triệt để đổi sắc mặt. Thể nội cương khí bạo phát xuống, hắn không gian chung quanh tựa như là tồn tại cái gì mắt thường khó phân biệt trong suốt vật chất đồng dạng, giờ này khắc này, ở trong cơ thể hắn cương khí trùng kích phía dưới, cấp tốc hiện đầy đại lượng lít nha lít nhít vết nứt. Mắt thấy liền muốn thoát khốn mà ra, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Tại phía sau hắn cấp tốc mở ra cổng không gian, trực tiếp đem hắn cả một cái người nuốt sống đi vào. Sau đó, ngay tại chiến hạm bong tàu triển khai liên thủ thi pháp một đám không gian pháp sư nhóm, vội vàng khu tay pháp trượng, đem không gian kia cửa cưỡng ép đóng lại. Một khắc này, nương theo lấy cổng không gian biến mất không còn tâm tích, bị cổng không gian chìm ngập la dũng, cũng là hoàn toàn biến mất tại cái này một mảnh chiến trường trên không. Nhìn lấy bị cổng không gian nuốt không tiến vào la dũng, trụ trong tay cái kia thanh theo bên cạnh binh lính chỗ ấy mượn tới đơn thủ kiếm, tên kia tuấn ưng kỵ sĩ tướng lãnh thật to nhẹ nhàng thở ra. Cái này nếu là thật làm cho đối phương hướng giết đi lên, Y theo hiện tại cái trạng thái này, chiếc này ma huyễn chiến hạm hộ tráo 89 phần 10 là đến bị đối phương cưỡng ép đánh nổ. Đến lúc đó, hắn cơ bản cũng liền theo cùng một chỗ xong. Toàn thịnh thời kỳ còn có thể nói một chút, nhưng bây giờ hắn bản thân bị trọng thương, làm sao có thể là quái vật kia đối thủ. Mà trong lúc này, nắm lấy cơ hội, thành công hoàn thành một bộ này thao tác không gian hệ các pháp sư, cũng là có loại cảm giác như trút được gánh nặng. Cái này một đợt, bọn họ cũng là bắt lấy đối phương đối bọn hắn pháp thuật còn chưa quen thuộc cơ hội đánh trái đối phương một trở tay không kịp bọn họ lúc đó thi triển ra pháp thuật chính là không gian hệ tam giai trung vị pháp thuật không gian ngưng kết đừng nhìn đây chỉ là cái tam giai pháp thuật nhưng pháp thuật này cùng cùng là tam giai không gian truyền tống là giống nhau thi triển hạng mức cao nhất phi thường cao tam giai chẳng qua là tu tập cánh cửa thôi có thể làm đến mức nào đều xem người thi thuật thực lực tại một đám không gian hệ pháp sư liên thủ thi pháp phía dưới liền xem như cấp chiến lược đơn vị, bọn họ đều có thể tạm thời khống chế lại. Lại thêm la dũng đối pháp thuật này không quen, không biết cụ thể là cái tình huống như thế nào, không thể lấy tốc độ nhanh nhất thoát khỏi khống chế, kết quả là lấy đối diện nói. Phối hợp không gian truyền tống, trực tiếp liền bị ném vào trong không gian môn. Về phần hắn sẽ bị truyền đưa đến đâu bên trong. Đám này không gian pháp sư tại đem la dũng nhốt vào trong nháy mắt, trực tiếp thì triệt bỏ pháp thuật. Đã mất đi pháp thuật chèo chống không gian, trong nháy mắt sụp đổ nếu như vận khí tốt, La Dũng sẽ bị tùy cơ truyền tống đến một cái cái gì địa phương đi. Mà muốn là vận khí không tốt, nhẹ thì cùng trước đó lên một dạng, mất phương hướng tại kẻ hở không gian bên trong, nặng thì, trực tiếp liền bị không gian loạn lưu treo cổ. Đương nhiên, những chuyện này, hiện tại cũng không cần bọn họ đi vào được quan tâm. Bởi vì đối với bọn hắn tới nói, phiền toái trước mắt, có thể so sánh La Dũng chết sống muốn mạng nhiều. Giờ này khắc này, chiến hạm này bong thuyền phía trên, Pháp Sư đổ một mảnh, không gian pháp sư nhóm cũng bởi vì la dũng sau cùng giải dụa mà đã nhận lấy nhất định phản vệ giờ phút này từng cái sắc mặt trắng bệch tùy thời mà động đối mặt lần nữa vây giết đi lên bạo phong cự ưng cùng cánh lớn chiến ưng trong lúc nhất thời bọn họ đúng là không có đủ mạnh lực chế ước tại mấy cái cấp chiến lược cự thú điên cùng công kích phía dưới cái này một chiếc ma huyễn chiến hạm hộ tráo rất nhanh liền bị triệt để đánh nổ cắn chặt răng để cách đó không xa một sư lại cho mình ném lên một cái đại trì vũ thuật, sau đó lại gia trì lên các loại cường hóa pháp thuật, nắm chặt trong tay đơn thủ kiếm, cục diện dưới mắt, giờ phút này còn bản thân bị trọng thương tuấn ưng kỵ sĩ tướng lãnh, là căn bản không có lựa chọn khác, không muốn lên cũng phải lên. Kết quả còn không đợi hắn chính thức triển khai động tác, bong tàu hư không, một tràng tiếng xé gió vang đã hướng về hắn tiến tới gần. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tuấn ưng kỵ sĩ quan tướng tay cầm đơn thủ kiếm, một tay vịn thân kiếm, trực tiếp đem vũ khí nghiêng ngăn tại trước người của mình. Một khắc này, nương theo lấy một tiếng binh khí va chạm tiếng vang, kịch liệt trùng kích lực đau tuấn ưng kỵ sĩ quan tướng cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, cảm giác vừa mới tại đại trì vũ thuật chữa trị hiệu quả dưới, chậm rãi cầm máu khép lại vết thương, cái này lại toàn bộ vỡ ra tới. Nhưng may mắn, hắn thực lực vẫn có chút, nương theo lấy lui lại giảm bất lực động tác, cái này một đợt quả thực là để hắn đem công kích của đối phương cho cản lại. Một giây sau, ngắn mũi giằng co, để hắn thấy rõ tập kích giả hình dáng chính là ân nhân tộc tộc trưởng soi giờ phút này đang cùng trong tay hắn đơn thủ kiếm phát sinh kịch liệt va chạm là đối phương ưng trảo cái kia cả một cái ưng trảo hoàn toàn bị bao khỏa tại một cái hư hư thực thực nhận trảo đồng dạng kim loại trang bị bên trong cùng kiếm nhận phát sinh ma sát không ngừng phát ra trận trận âm thanh chói tai không cần nhiều lời chính là ân nhân tộc đồ đằng vũ khí chính mình một cái đá bay bị đối phương ngăn lại soi một lát không ngừng nương theo lấy hai cánh vỗ trên thân đồ đằng lực lượng cấp tốc kích phát ra đến ngay sau đó một bộ thập nhị lộ đàm thối thì hướng về cái kia tuấn ưng kỵ sĩ quan tướng công tới tại đồ đằng lực lượng gia trì phía dưới soi mỗi một chân đá ra đều sẽ trực tiếp mang theo kinh người âm bạo đối mặt như vậy hung mãnh thế công cái kia tuấn ưng kỵ sĩ quan tướng bằng vào trong tay đơn thủ kiếm không ngừng chống đỡ một đường vừa đánh vừa lui nỗ lực tiến hành tiêu trừ đồ đằng lực lượng phối hợp thêm thập nhị lộ đàm thối ho rút một bộ này bạo phát vốn là vô cùng hung mãnh tại cái tiền đề này dưới, lại dựa vào bọn họ ưng nhân tộc đồ đằng vũ khí, tiến công cường độ tự nhiên là biến đến càng khủng bố hơn, có thể xưng chiêu chiêu đoạt mệnh. Tại loại này liên kích quá trình bên trong, còn không đợi bản thân bị trọng thương tuấn ưng kỵ sĩ quan tướng chính mình bất lực chống đỡ, trong tay hắn đơn thủ kiếm, liền đã trước một bước tại nhẹ vang lên âm thanh bên trong đức thành từng khúc. Tuy nói đều là pháp thuật vũ khí, nhưng phân phối cho phổ thông binh sĩ pháp thuật vũ khí, cùng vì hắn chuyên môn lượng thân mà làm pháp thuật vũ khí, tại chất lượng phía trên, hiển nhiên vẫn là tồn tại trên lệch cực lớn. Trạng huống này quá đột nhiên, để cái kia tuấn ưng kỵ sĩ quan tướng trong lúc nhất thời căn bản không kịp tiến hành phản ứng, so cái kia mang theo lấy âm bạo nổ vang thứ sáu chân, liền đã hung hăng đá vào trên lồng ngực của hắn. Trên thân lực lượng kia khô kiệt pháp thuật khải giáp, nhiều ít còn có thể cung cấp một số vật lý tầng trên mặt phòng ngự, nhưng cái này vẫn như cũ không cách nào cải biến hắn bị một cước này đạp bay ra ngoài vận mệnh. Thế mà cái này vẫn chưa xong, thi triển thập nhị lộ đàm thối soi, giờ phút này trực tiếp mang theo một cổ kinh người liên kích tình thế. Hai cánh chấn động ở giữa, mang theo lấy một thân đồ đằng lực lượng soi, bộc phát ra kinh người cực tốc, một bên truy một bên tiếp tục liên kích. Chờ thứ 12 chân đá ra trong nháy mắt, bị đoạt mệnh liên kích tuấn ưng kỵ sĩ quan tướng, đã là liên tục đụng thủng nặng bao nhiêu chiến hạm thiết bị, cuối cùng tại tiếng oanh minh vang bên trong, triệt để gãy mất sinh cơ, ngã xuống một đống phế tích bên trong. Trong lúc này, cái này nghiêm chỉnh chiếc ma huyễn chiến hạm, cũng là bị triệt để đánh chìm, hướng xuống đất rơi xuống cảnh tượng này, ở một mức độ nào đó cổ vũ vạn giới văn minh một phương sĩ khí, nhưng hiển nhiên hoàn toàn không đủ để cải biến cục diện. Bởi vì giống như vậy ma huyễn chiến hạm, đối diện còn có hơn mấy chục chiếc. Nguyên bản cầm giữ có vô song cảnh võ đạo Tu Vi La Dũng, là có thể trở thành cái kia đột phá khẩu, nhưng hắn lại gặp đến đối diện không gian pháp thuật lưu đầy, trước mắt sống chết chưa biết. Xem xét lại đối diện, tuy nhiên cũng đã chết một cái cấp chiến lược mảnh tướng. Nhưng cuối cùng, đối phương từ vừa mới bắt đầu, cũng không phải là bằng vào cái này mảnh tướng thành lập được ưu thế. Tuấn ưng kỵ sĩ quan tướng chết, mặc dù sẽ đối với đối phương chiến lực, cấu thành nhất định ảnh hưởng, nhưng còn còn lâu mới có được đạt tới có thể dao động bọn họ ưu thế cấp độ. Tại thời khắc này, dấu ở phía sau chủ trong soái hạm, đã nhận lấy tổn thất tổng tư lệnh hạm đội, đang chờ ra lệnh, khởi xướng cường công, một hơi xử lý Trung Quốc bộ đội. Kết quả, thì ở giây tiếp theo, xa giữa không trung, cấp tốc cuốn tới một trận tử linh khí, khiến sắc mặt của hắn lập tức âm trầm tới cực điểm, là Minh Hà Văn Minh U Linh hạm đội giết tới. Hiển nhiên, sớm tại đối diện Ma Huyễn Văn Minh hạm đội hiện thân trong nháy mắt, Triệu Hành liền đã quyết định thật nhanh liên hệ chung mặt lão đại. Hiểu rõ tình huống chung mặt, tự nhiên là ngay đầu tiên, cho trú đóng ở mảnh này chiến khu bất tử tộc đại quân ra lệnh, phái ra hạm đội, đến đây tiến hành tiếp ứng. Hiện tại xem ra, tại chung mặt lão đại tự mình hạ lệnh tình huống dưới, bên này bất tử tộc trú quân trợ giúp hiệu suất vẫn là vô cùng cao nhìn xa xa đã đến chiến trường ngoại vi u linh hạm đội ma huyễn hạm đội quan chỉ huy biết cái này một đợt xem như không có đánh trực tiếp quyết định thật nhanh hạ mệnh lệnh rút lui thu đến mệnh lệnh ma huyễn hạm đội một lát không ngừng cấp tốc rút đi cũng không có muốn cùng u linh hạm đội trực tiếp đánh lên ý tứ đến tận đây bên này chiến đấu xem như tạm thời đã qua một đoạn thời gian mà cùng lúc đó la tập chỗ biên cảnh tinh cầu gần đây bọn họ cái này một mảnh chiến khu kỳ thật không tính là an bình đối diện ma huyễn văn minh đại quân vì kiềm chế lại lấy bờ rút thân vương cầm đầu bất tử tộc đại quân cho nên một mực tại tinh cầu của bọn hắn bên ngoài không ngừng bồi hồi bờ rút thân vương trực tiếp xuất quân cùng đối phương tại tinh cầu bên ngoài triển khai đối kháng mà la tập thì là hoàn toàn không đếm xỉ đến tại bên trong tinh cầu bộ dày vào hắn xây dựng cơ bản công tác hẳn đến cái kia liên tiếp tin tức truyền đến giờ này khắc này la tập tâm tình đại khái là có thể sử dụng nửa vui nửa buồn bốn chữ này đến tiến hành hình dung thì lúc trước chung mặt phát tới tin tức nói bọn họ trước đó chiếm lĩnh viên kia dị trùng văn minh biên cảnh tinh cầu trực tiếp đưa cho hắn viên kia biên cảnh tinh cầu bản thân liền là hắn cùng bất tử tộc đại quân hợp lực đánh xuống bất quá bất tử tộc đại quân xuất lực ra càng nhiều nếu như ấn cổ phần đến coi là hắn vạn giới văn minh hẳn là chiếm cái tinh cầu kia hai đến ba phần cổ phần đến mức còn lại cổ phần đương nhiên là toàn ở chung mặt lão đại trong tay mà bây giờ chung mặt lão đại nói cho hắn biết cái tinh cầu kia trực tiếp đưa cho hắn, xem như hắn trong khoảng thời gian này bốn phía trợ giúp khổ cực phí. Đối với cái này, La Tập không có đạo lý không tiếp thụ A, về sau chiến lợi phẩm bên trong, trực tiếp thì nhiều hơn một khỏa tinh cầu, đây đối với La Tập tới nói, đương nhiên là một chuyện thật tốt. Dù sao, đây cũng không phải là một khỏa hệ thống bổ sung tiến đến phe thứ ba tinh cầu A, mà chính là thật sự văn minh tinh cầu, bên trong là mang theo tư nguyên, mà lại cái kia tư nguyên dự trữ lượng còn tương đương phong phú. Đồng thời, Cân nhắc đến về sau chính mình văn minh nội bộ vũ trụ khai thác công tác, viên tinh cầu này tồn tại, tuyệt đối có thể làm cho hắn làm ít công to, lập tức liền để la tập có một loại kiếm lợi lớn cảm giác. Chi sau đó hào hứng la tập, đều đã bắt đầu chuẩn bị lên cái này một khỏa tinh cầu về sau khai phát cùng phát triển kế hoạch. Kết quả, còn không đợi hắn cao hứng bao nhiêu một hồi, tịch xâm thì thông qua tín ngưỡng mạng lưới, cho hắn truyền đến một cái tin dữ. Sự trợ giúp của bọn họ bộ đội tại trợ giúp quá trình bên trong, bị ma huyễn văn minh hạm đội tập kích, tổn thất nặng nề, đồng thời La Dũng bị cuốn vào trong không gian môn, trước mắt tung tích không rõ, sinh tử chưa biết. Cái này khiến La Tập trước đó thu hoạch một khỏa tinh cầu cảm giác vui sướng, lập tức liền bị hòa tan không ít. Nhưng trên thực tế, hắn coi như tương đối bình tĩnh. La Dũng là có phục sinh bảo hộ, cho nên hắn cũng không cần quá mức bối rối. Cùng lắm thì liền để hắn đi chuyển sinh trì bên trong tắm rửa thôi, còn có thể thế nào? Bộ đội tổn thất, La Tập tuy nhiên đau lòng, nhưng thật muốn tính toán ra, hoàng kim người chơi thù lao, hắn nhận, trừ cái đó ra, lại thêm chung mặt lão đại viên tinh cầu này chỗ có thể vì hắn mang tới trường kỳ lợi ích, cái này một đợt, vẫn thật là không thể nói thua thiệt. Trừ cái đó ra, cái kia một trận chiến đấu, bởi vì U Linh hạm đội tiền thân, để đối diện ma huyễn văn minh hạm đội bị ép rút đi, rất nhiều thứ cũng không kịp thu, để bọn hắn kiếm không ít chiến lợi phẩm. Một số binh lính pháp thuật trang bị cùng tuấn ưng thú thi thể, cũng không cần nói, trong đó thu hoạch lớn nhất, hẳn là cái kia một chiếc rơi vỡ ma huyễn văn minh chiến hạm. Cùng cái kia hạm thuyền phía trên, số ít còn sống sót ma huyễn văn minh pháp sư. Những pháp sư kia, coi như không nguyện ý quy thuận, bọn họ bắt về, ném đến ám bộ tiến hành thẩm vấn, cũng không nhỏ tỷ lệ, có thể từ đối phương trong miệng này ra một số pháp thuật chú văn đến, vận khí tốt, có thể làm đến không ít pháp thuật mới chú văn. Theo lý thuyết, những cái kia pháp thuật, bọn họ vạn giới văn minh cũng đều là có thể sử dụng mới đúng. Chỉ cần có thể thành, vậy liền kiếm lợi lớn đến mức cái kia ma huyễn hài cốt của chiến hạm, cái kia càng là có nghiên cứu. Trước đó một lần đại chiến, trung mặt lão đại tuy nói là đem ma huyễn văn minh đại quân trang bị cho hết hắn, nhưng là đối diện đám người kia hiển nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị, rơi vỡ ma huyễn chiến hạm cơ bản đều bị phá hủy hầu như không còn, rơi xuống la tập trong tay cũng là một đống linh linh toái toái đồ bỏ đi, đến bây giờ cũng không có nghiên cứu ra thứ gì tới. Nhưng lần này không giống nhau a, à, u linh hạm đội đuổi tới, để đối diện rút lui vội vàng cái kia chiếc rơi vỡ ma huyễn chiến hạm chưa kịp tiến hành tiêu hủy, bây giờ đã bị viên hy cùng Esther làm chiến lợi phẩm thu được xuống. Về sau rút lui trở về thời điểm, bọn họ sẽ đem cái kia chiếc ma huyễn hài cốt của chiến hạm cùng một chỗ kéo về. Nghĩ tới đây, la tập trong lòng vẫn thật là là dâng lên như vậy mấy phần tiểu chờ mong. Đương nhiên, tại cái này về sau, la tập thật cũng không đem la dũng đem quên đi. Muốn xác nhận la dũng sinh tử, đối với la tập tới nói, vẫn là vô cùng đơn giản hắn trước là thông qua tín ngưỡng mạng lưới nỗ lực cùng la dũng bắt được liên lạc thế mà hắn phát ra ngoài tin tức lại là giống như đá chìm đáy biển đồng dạng mịt mù không tin tức hoàn toàn không có thu đến bất kỳ trả lời bất quá điều này hiển nhiên cũng không thể đại biểu la dũng đã chết giả thiết đối phương đánh mất ý thức hoặc là ý thức chính mơ hồ cũng có khả năng sẽ xuất hiện giống tình huống như vậy cho nên vì thu hoạch được càng thêm chính xác tình huống la tập lại thông qua tín ngưỡng mạng lưới liên lạc nữ nhi của mình an la di để An Lai Di đi xác nhận liếc một chút La Dũng linh hồn thủy tinh liền biết. An Lai Di động tác rất nhanh, xác nhận hoàn tất về sau, lập tức thì cho La tập trả lời chắc chắn. La Dũng linh hồn thủy tinh không có việc gì, nói cách khác, hắn còn sống. Cho nên, hiện tại La Dũng rất có thể là đánh mất ý thức, cho nên trong thời gian ngắn không có cách nào tiến hành đáp lại. Tại cái này về sau, La tập cách mỗi nửa giờ thì thông qua tín ngưỡng mạng lưới liên lạc La Dũng một lần. Không có để hắn phí tổn thời gian quá dài vẻn vẹn lần thứ hai liên hệ la dũng bên kia thì có phản hồi bệ bệ hạ là ta la dũng ngươi bây giờ ở nơi nào tình huống thế nào ý thức tầng mặt tình báo giao lưu nói thanh âm khả năng có chút kỳ quái khả la tập đích thật là nghe ra la dũng thanh âm có vẻ hơi suy yếu cùng mơ hồ xem ra hắn chỉ sợ là mới vừa từ trạng thái hôn mê bên trong tỉnh lại chỉ thấy giờ này khắc này mảnh này chiến tranh toàn diện chiến trường nơi nào đó trên thân cái kia một bộ màu đen bọc thép đã phân mảnh, máu me khắp người thân thể, mảng lớn bại lộ trong không khí la dũng, chính dựa vào một cây đại thụ, dị thường cực lực ngồi dậy. Liếc một vòng bốn phía, la dũng hiển nhiên cũng không biết mình hiện tại là ở nơi nào. Chỉ có thể đại khái phán đoán ra, chính mình tựa như là thân ở nào đó mảnh sơn lâm bên trong. Đang trả lời la tập vấn đề đồng thời, la dũng cũng là trên người mình một trận tìm tòi, muốn hướng chính mình trong miệng rót một bình tinh linh linh dược, khôi phục một chút thương thế trên người nhưng cuối cùng lại sờ soạn cái hư không trên người hắn bộ kia hỗn hợp nguyên tố hợp kim cùng huyền giáp chiến tê ngoại giáp bọc thép đồ phòng ngự đều đã nát rối tinh rối mù mang ở trên người tinh linh linh dược hiển nhiên cũng là không thể may mắn thoát khỏi đoán chừng là ở trên người bọc thép vỡ vụn thời điểm thì cùng theo một lúc bị xoắn nát cái này một đợt hắn cũng thật là vận khí tốt tại không gian thông đạo sụp đổ đồng thời trực tiếp thì tiến vào một khe hở không gian bên trong sau đó liền bị tùy cơ vứt xuống bên này theo la dũng trong miệng sơ bộ hiểu rõ một chút tình huống la tập tại hơi hơi nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng là nhíu nhíu mày la dũng hiện tại vị trí hoàn cảnh chung quanh có thảm thực vật tồn tại vậy đã nói rõ hắn là tại một cái mang theo bầu khí quyển tinh cầu bên trong nhưng là điểm này hiển nhiên cũng không thể nói rằng cái gì bởi vì bọn hắn hiện tại thân chỗ cái này một mảnh chiến tranh toàn diện chiến trường cho dù là tại không tính hệ thống bổ sung tiến đến phe thứ ba khu vực điều kiện tiên quyết chỉ là tinh hệ cũng có trọn vẹn năm cái phân biệt là chung mặt lão đại minh hà văn minh rao an bolet ma huyễn văn minh casendon diego dị trùng văn minh la tập chính mình vạn giới văn minh cùng triệu hành thú nhân văn minh suy nghĩ xoay nhanh ở giữa la tập trực tiếp hỏi người bên kia có ánh sáng mặt trời sao mặt đối với vấn đề này la dũng hơi có vẻ vô lực ngửa đầu nhìn qua hắn hiện tại vị trí nơi này đại thụ dài đến vẫn rất tươi tốt đỉnh đầu tuyệt đại bộ phận bầu trời đều bị cành lá che phủ lên bất quá theo cái kia cành lá khe hở lờ mờ vẫn có một ít ánh sáng mặt trời vải xuống tới la dũng có thể cảm nhận được cái kia ánh sáng mặt trời mang cho hắn tia chút ấm áp có có ánh sáng mặt trời đạt được đáp án này la tập cơ bản có thể bài trừ la dũng là bị ném đến minh hà văn minh khả năng minh hà văn minh tuy nhiên cũng có ánh sáng mặt trời nhưng thái dương là màu tro tàn mà lại không có bất kỳ cái gì nhiệt độ đồng thời căn cứ trong khoảng thời gian này yêu tinh tộc các binh sĩ bồi dưỡng thực vật chỗ tích lũy kinh nghiệm Bọn họ phát hiện, cái này Minh Hà Văn Minh mặt trời không chỉ là xem ra cùng phổ thông mặt trời hoàn toàn khác biệt, hiệu quả thực tế hiển nhiên cũng cũng không giống nhau. Trước mắt bọn họ có thể xác định chính là, mặt trời này đối thực vật sinh trưởng, lên không đến bất luận cái gì có ích, thậm chí còn có tác dụng phụ, ở một mức độ nào đó, thấp xuống bọn họ chỗ bồi dưỡng thực vật tốc độ phát triển. Đến mức nói, mặt trời này có thể hay không đối bọn hắn cũng cấu thành một ít gì phụ diện ảnh hưởng, cái này trước mắt còn tại xác nhận bên trong. Bất quá cái này minh hà văn minh mặt trời vẫn là thiếu phơi thì tốt hơn đối với việc này bọn họ không thể nghi ngờ là đã đạt thành chung nhận thức nói về chính đề tại loại bỏ minh hà văn minh về sau còn lại mấy cái văn minh thậm chí một số mang theo bầu khí quyển phe thứ ba tinh cầu cũng có thể trong lúc này dị trùng văn minh khả năng đối lập nhỏ bé dị trùng văn minh tuy nhiên càng cỗi nhưng thảm thực vật kỳ thật vẫn là có điểm nhưng căn cứ la tập hiểu rõ là cũng không tươi tốt tại cái tiền đề này dưới La Dũng chỉ cần chớ bị tùy cơ ném đến rau an, bô lét trên địa bàn, như vậy vô luận là ở đâu hành tinh phía trên, kỳ thật đều là tương đối an toàn. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập lần nữa căn dặn La Dũng cẩn thận làm việc, trước thật tốt dưỡng thương, chờ thương thế khôi phục một số về sau, lại đi xác nhận một chút phụ cận hoàn cảnh, làm rõ ràng chính mình đến tục cùng là ở nơi nào lại nói. Về sau truyền tin có một kết thúc, đối với La Dũng, La Tập kỳ thật vẫn là so sánh yên tâm. Như vậy kinh nghiệm nhiều năm còn tại đó, trên cơ bản, tuyệt đại bộ phận tình huống, La Dũng cần phải đều có thể ứng phó tới. Mà lúc này, còn không biết mình thân ở nơi nào La Dũng, đích thật là biểu hiện ra trấn định dị thường. Thông qua cảm giác siêu cường năng lực, hắn cơ bản có thể xác định, khu vực phụ cận bên trong, cũng không tồn tại cái uy hiếp gì. Tại cái này về sau, La Dũng cũng không vội mà động đậy, mà chính là cứ như vậy ngồi dựa vào một cây đại thụ dưới đáy, điều tức. Lúc đó đang bị cổng không gian nuốt đi vào về sau, đối mặt sụp đổ không gian thông đạo, trước đó không có chút nào ứng đối kinh nghiệm La Dũng, cơ hồ là toàn lực bạo phát cương khí đến bảo đảm an toàn của mình. Mà bây giờ, trong cơ thể hắn cương khí, cơ hồ là tiêu hao hầu như không còn. Mặc kệ hắn sau đó phải làm cái gì, trước khôi phục một số cương khí, không thể nghi ngờ là lớn nhất việc cấp bách một việc. Trong lúc này, La Tập mặc dù có chút để ý La Dũng tình huống bên kia, nhưng trong tay hắn phía trên sự tình, dù sao cũng là thật nhiều, trong lúc nhất thời, vẫn thật là không có cách nào phân tâm. Hắn đến La Dũng chủ động liên lạc hắn. Trừng sâu núi thẳm bên trong sao. Trong khoảng thời gian này xuống tới, khôi phục một chút cương khí La Dũng, cũng là bắt đầu từ từ đối chung quanh tiến hành thăm dò. Bất quá, hắn tựa như là bị ném đến một mảnh rừng sâu núi thẳm bên trong, đừng nói là thành thị, phụ cận liền cái bóng người đều không nhìn thấy. Tình huống này, để La Tập cơ bản loại bỏ La Dũng bị ném đến vạn giới văn minh khả năng. Hắn vạn giới văn minh trước mắt triệt để nắm trong tay quyền khống chế tinh cầu chỉ có hai khỏa, trừ bọn họ chủ tinh cầu bên ngoài, cũng là mặt trăng. Mặt trăng thì không cần nói nhiều, chủ tinh cầu lúc trước mấy trăm năm đang phát triển, các khối đại lục cũng sớm đã bị hắn tiến hành triệt để khai phát. Sơn lâm mặc dù là có, nhưng ngươi muốn nói gì không hề giấu chân người rừng sâu núi thẳm. Cái kia tại hắn vạn giới văn minh chủ tinh cầu phía trên, trên cơ bản là tìm không thấy. Đồng thời, căn cứ la dũng thuyết pháp, mảnh rừng núi này bên trong có động vật. Mang theo bầu khí quyển phe thứ ba tinh cầu bên trên, Tuy nhiên có một ít bao quát sơn lâm ở bên trong cơ sở địa hình, nhưng giống động vật loại hình tư nguyên là căn bản không có. Cho nên xác nhận có động vật thì có thể bài trừ la dũng là tại phe thứ ba tinh cầu bên trên khả năng. Tại đêm có thể bài trừ toàn bộ bài trừ về sau, vậy liền cơ bản chỉ còn lại có ma huyễn văn minh cùng triệu hành thú nhân văn minh. Không có dấu giếm, la tập trực tiếp đem suy đoán của chính mình phân tích toàn bộ nói cho la dũng. La tập trong lòng đã làm tốt dự tính xấu nhất, mà la dũng, ngược lại là thoải mái vô cùng, cùng lắm thì cũng là vừa chết chết hắn cũng còn có thể lại phục sinh không mang theo sợ bất quá tuân theo la tập căn dặn hắn hành động vẫn là biến đến càng thêm cẩn thận đến mức triệu hành bên kia la tập tạm thời cũng cùng triệu hành nói một lần chuyện này triệu hành sau khi nghe phản ứng đầu tiên chính là muốn không muốn phái người đi tìm đối với cái này la tập biểu thị không cần thời gian này điểm bên trên thì liền la dũng chính mình cũng không biết mình tại chỗ nào triệu hành có thế làm sao tìm được đem chính mình nghiêm chỉnh hành tinh lật một lần sau. Vậy nhưng thật không phải bình thường dày vào người, đồng thời cũng không cần phải vậy. La tập chỗ lấy tìm tới triệu hành, thuần túy là muốn để triệu hành truyền đạo mệnh lệnh trở về, vạn nhất la dũng ngay tại cái kia, đến lúc đó cùng hắn tinh cầu bên trên thú nhân gặp được, đừng làm rộn ra mâu thuẫn gì xung đột tới. Chỉ phải giải quyết điểm này, la dũng người nếu quả thật tại thú nhân văn minh, vậy chính hắn liền có thể theo cái kia rừng sâu núi thẳm bên trong chạy ra đến. Căn bản không cần triệu hành phái người đi tìm. Bất kể nói thế nào, La Dũng bên này, kế tiếp là chỉ có thể dựa vào chính hắn. Mà trong lúc này, sự trợ giúp của bọn họ bộ đội, cũng là thuận lợi quay trở về bên này tiền tuyến khu vực. Tổng thất phương diện, tịch xâm cùng viên hy bọn họ, trước đó liền đã hướng hắn báo cáo qua, La Tập cũng đã sớm tiếp nhận, cho nên không có gì đáng nói. Cái này một đợt, La Tập chú ý lực, không thể nghi ngờ là tập trung đặt ở ma huyễn văn minh cái kia tàu chiến hạm phía trên. Lúc đó đã nhận lấy bạo phong cự ưng cùng cánh lớn chiến ưng công kích, lại thêm soi cùng tên kia tuấn ưng kỵ sĩ quan tướng chiến đấu dẫn đến chiếc này ma huyễn chiến hạm bong tàu trên cơ bản là một mảnh hỗn độn rơi vỡ về sau cùng mặt đất phát sinh đập vào thân hạm cũng xuất hiện đại diện tích tổn hại nhưng nội bộ một số thiết bị lại là bảo tồn coi như có thể làm chiến lợi phẩm cái này đã được xưng tụng là độ hoàn hảo tương đối tốt tại mấy cái tên lính chỉ huy dưới la tập tạm thời là đi vào dạo qua một vòng nhìn một cái cùng bọn hắn vạn giới văn minh cái kia đã mang theo rõ ràng khoa huyển gió ma đạo chiến hạm khác biệt, ma huyễn văn minh ma huyễn chiến hạm, tổng thể kiểu dáng, vẫn là thiên hướng về tương đối phục của một loại hạm thuyền. Bất quá, cả một cái thân hạm lại không phải là thuần một chất, là loại kia xây dựng ở kiểu cũ sắt thép chiến hạm trên cơ sở, lại nhiều hơn mấy phần ma huyễn sắc thái cảm giác. Nội bộ, không có chút nào ngoài ý muốn chính là nhìn không đến bất luận cái gì thiên khoa kỹ thiết bị, đang đến gần tại thân hạm hạch tâm trong một cái phòng, La Tập thấy được một khối phi thường to lớn, độ cao chí ít đạt tới 50m trở lên lăng hình thủy tinh, bị cố định ở nơi đó. Nghiêm chỉnh khối thủy tinh, trong suốt sáng long lanh, nội bộ có rõ ràng quang hoa chớp động. Lúc đó cùng theo một lúc tiến đến tinh linh công tượng, có thể minh xác cảm nhận được, cái kia lăng hình thủy tinh nội bộ, ẩn chứa tương đương pháp lực khổng lồ. Nếu như đoán không sai, khối này lăng hình thủy tinh, chỉ sợ sẽ là chiếc này ma huyễn chiến hạm động lực nơi phát ra. Về sau, bọn họ lại đi cái này ma huyễn chiến hạm các nơi nhìn một cái. Cái này ma huyễn chiến hạm không thể nghi ngờ là quá phức tạp đi, nội bộ các nơi đều hiện đầy lít nha lít nhít chú văn, có chú văn 10 phân rõ ràng, mà có chú văn thì là nương theo lấy chiến hạm tổn hại mà phá nứt huyết tổn, khối vụn không biết bay đi đến nơi nào. Mỗi lần gặp phải loại tình huống này, cùng theo một lúc tiến đến tinh linh đám thợ thủ công, luôn luôn nhịn không được bóp cổ tay thở dài. Thật là đáng tiếc. Nếu là có thể thu hoạch được trọn vẹn hoàn chỉnh chú văn, cái kia đối với bọn hắn tới nói, giá trị tuyệt đối lớn hơn. Mà lại, nghiên cứu, độ khó khăn cũng có thể một chút giảm xuống như vậy một chút. Về phần hiện tại, phức tạp như vậy tổ hợp hình chú văn, vốn là nghiên cứu độ khó khăn thì phi thường cao, hiện tại còn xuất hiện không ít khuyết tổn, vậy cũng không cũng là càng khó nghiên cứu sao. Bất quá, cái này dù sao chỉ là chiến lợi phẩm, tại hoàn chỉnh tính cái này một khối phía trên, bọn họ cũng không cần cầu quá nhiều. Tiền tuyến bên này, điều kiện không đủ, bọn họ hiển nhiên là không có cách nào nghiên cứu. Dù sao bọn họ đối với những thứ này chú Văn còn chưa quen thuộc, tự tiện làm những gì, vạn nhất phát động cái gì công kích chú Văn, cũng hoặc là cái gì khác chú Văn, đây chính là vô cùng nguy hiểm một động tác. Cho nên, để cho an toàn, chiếc này ma huyễn chiến hạm, tốt nhất vẫn là đưa về phía sau, để phía sau ban ngành liên quan chậm rãi tiến hành phá giải nghiên cứu, mà không phải ở tiền tuyến bên này, tự tiện triển khai công tác. Đối với điểm này, La Tập đương nhiên là tán đồng nhưng là la tập hiện tại có một kiện so sánh lo lắng sự tình. Cái này ma huyễn chiến hạm không so còn lại, bên trong thiết bị đồ vật quá nhiều cũng quá phức tạp đi, bọn họ người nào có thể bảo chứng, cái này ma huyễn chiến hạm bên trong, sẽ có hay không có chút cùng loại với định vị trang bị một dạng đồ vật. Trao an Bolet ma huyễn văn minh, thế nhưng là có không gian xuyên toa năng lực. Nếu như hắn đem chiếc này ma huyễn văn minh chiến hạm, đưa về vạn giới văn minh phía sau, kết quả bại lộ hắn vạn giới văn minh vị trí tọa độ, đây chẳng phải là nguy hiểm. Tại la tập đem chính mình ý nghĩ này báo cho tinh linh công tượng về sau, cái kia tinh linh công tượng vẫn thật là không thể nói hoàn toàn không có cái này khả năng. Đối với ma huyễn văn minh rất nhiều kỹ thuật, bọn họ trước mắt cũng còn chưa không rõ ràng, cái này tiềm ẩn mạo hiểm, đích thật là có. Nghĩ tới đây, la tập cũng là thoáng cải biến chính mình nguyên kế hoạch. Cái này ma huyễn chiến hạm muốn hay không giao dịch trở về? Vậy khẳng định là muốn giao dịch trở về. Dù sao hình thể khổng lồ như vậy một tàu chiến hạm, một mực thả ở chỗ này cũng rất dành chỗ đưa bất quá tại giao dịch sau khi trở về hắn chuyên môn căn dặn dịp thanh tuyền tạm thời trước hết bảo quản tại nàng hệ thống trong ba lô khắc lấy ra cụ thể nghiên cứu liền chờ đến trận chiến này sau khi đánh xong lại nói tốt đến lúc đó chiến trường giải trừ hắn về tới chính mình bản thổ thế giới bên trong chiếc này ma huyễn chiến hạm liền có thể muốn làm sao nghiên cứu thì làm sao nghiên cứu tạm thời tại đem chiếc này ma huyễn chiến hạm thu lại về sau tiếp đó muốn an trí không thể nghi ngờ thì là đối diện những cái kia bị bọn họ tù binh pháp sư lúc đó chiến hạm theo cao như vậy địa phương rơi vỡ xuống tới, tuy nói chiến hạm bản thân bảo hộ cơ chế, đem cái kia trùng kích lực lượng triệt tiêu không ít, nhưng pháp sư cái kia thân thể, lại có thể tiếp nhận bao nhiêu lực lượng trùng kích. Chớ nói chi là cái kia tàu chiến hạm phía trên, không ít pháp sư, trước đó cũng bởi vì tiếp nhận pháp thuật phản vệ mà thổ huyết hôn mê, đối với lực lượng kia trùng kích, có thể nói là không có chút nào phòng bị. Tuyệt đại bộ phận đều cho cái kia rơi vỡ ma huyễn chiến hạm chung cùng, bất quá, còn có mấy cái vận khí tốt tại tịch sâm bọn họ thu về chiếc này ma huyễn chiến hạm thời điểm phát hiện trọng thương ngã gục bọn họ sau đó kịp thời đoạt cứu lại bây giờ thương thế tuy nhiên còn không có khôi phục nhưng ý thức lại là đã khôi phục trước mắt đang bị tập trung tạm giam tại một nơi cái này một nhóm pháp sư tù binh cũng không cần phải đặc biệt chuyển di đi hậu phương hắn tiền tuyến bên này thì có ám bộ người muốn muốn thẩm vấn tùy thời đều có thể tiến hành đương nhiên ở trước đó cho dù là mang một loại đi theo quy trình tâm tình hắn khẳng định cũng muốn xem trước một chút có thể hay không đối những pháp sư kia tiến hành chiêu hàng nếu có thể thành công chiêu hàng mấy cái tới vậy dĩ nhiên thì càng bất việc sau cùng những cái kia không nguyện ý quy hàng lại toàn bộ giao cho ám bộ người đi xử lý mà những chuyện này dưới tay hắn đều có chuyên nghiệp nhân viên không cần la tập quan tâm la tập cần thiết việc cần phải làm cũng là tại phát đi lên xin phía trên cho phê chuẩn cho phép bọn họ tiến hành tiếp xuống công tác tại đem chính mình chuyện bên này an bài hoàn tất về sau La Tập trực tiếp hẹn Triệu Hành gặp mặt trao đổi chuyện sau đó. Chuyện lần này, để bọn hắn minh xác ý thức được, trao An, Bô Ma Huyễn Văn Minh, đã bắt đầu nhằm vào bọn họ. Lần này, nỗ lực tổn thất không chỉ có riêng chỉ có La Tập, Triệu Hành bên này, không trung bộ đội cũng tổn thất không nhỏ, nhất là cánh lớn chiến ưng, chết mấy cái, để Triệu Hành đau lòng một lúc lâu. Như thế như vậy, dựa theo La Tập ý nghĩ là, đến đón lấy bọn họ trước, không tiếp tục kinh doanh một hồi. Trước đó liền đã kiếm lời lớn mấy bút triệu hành, rất nhanh liền biểu thị ra đồng ý. Sau đó, trực tiếp từ hắn ra mặt, tại Hoàng Kim quần tổ bên trong tiến hành tuyên bố. Để những cái kia Hoàng Kim các người chơi, trong thời gian ngắn không dùng để phiền bọn họ, trả lời hết thảy là cự tuyệt. La Tập cùng Triệu Hành, lính đánh thuê công ty, mặc dù là tạm thời không tiếp tục kinh doanh, nhưng trên thực tế, trước đó bọn họ một trận pha trộn, cũng sớm đã đem đường biên giới phía trên, nước ngoài liên minh cái kia rất tốt cục diện, quấy đến rối loạn. Nguyên bản rau An, Bolet nắm lấy cơ hội, tạo dựng lên điểm này ưu thế, cơ bản đều đã bị các mảnh chiến khu phía trên bất tử tộc trú quân cho sang đều tỷ số. Bây giờ cục diện này, tuy nói ngoại trừ giống bờ rút thân vương bên này tình huống đặc biệt bên ngoài, tuyệt đại bộ phận chiến khu, trước mắt còn duy trì lấy một cái bị động bị đánh, trú đóng ở không ra tư thái. Nhưng trên thực tế, ma huyễn văn minh đại quân đến tiếp sau tiến công, muốn lại uy hiếp được bất tử tộc đại quân biên cảnh phòng tuyến, bây giờ đã là vô cùng khó khăn. La tập cùng triệu hành cái kia bộ đội tiếp viện tồn tại, Tự nhiên là một trong những nguyên nhân, công lao không nhỏ. Nhưng trên thực tế còn có một cái vô cùng nguyên nhân chủ yếu là bởi vì theo đối dị trùng văn minh tiêu diệt công tác dần dần tiến vào khâu cuối cùng, trung mặt lão đại đã bắt đầu từng bước đem ở vào tiền tuyến binh lực trở về điều. Mà những thứ này đều trở về binh lực, không hề nghi ngờ chính là thẳng đến đang cùng Rao An Bolet giao chiến đạo này phòng tuyến. Cục diện này làm đến Rao An Bolet tâm tình lộ ra thoáng có chút nóng nảy, nhưng lại lại không thể làm gì duy trì lấy cục diện như vậy hai tháng sau, dị trùng văn minh tàn đảng, tại trung mặt lão đại cái kia bất tử tộc đại quân vây quét phía dưới triệt để hủy diệt. Ngay sau đó, trung mặt lão đại dưới trướng bất tử tộc đại quân thì ngựa không ngừng vó áp hướng về phía cái này một mảnh chiến khu. Từ giờ khắc này, Trung Quốc trận doanh triệt để nhất lên phản kích tình thế. Mà trước đó bận biểu tứ phía, bốn phía cứu tràng la tập cùng triệu hành, cái này một đợt thì là quan minh chính đại ở phía sau vẽ lên nước. Bọn họ mới không vội mà xông đi lên đây. Để bất tử tộc đại quân lên trước, cùng đối diện đánh lên hai bánh, giữ chặt cừu hận về sau, bọn họ lại cử động thân cũng không muộn. Đối với hai người cái kia không chút nào che giấu điệu bộ, chung mặt lão đại nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không nói gì. Dù sao, bọn họ trước đó đích thật là bôn ba quá sức, bây giờ muốn muốn nghỉ ngơi, đó cũng là nghỉ ngơi lẽ thẳng khí hùng. Chớ nói chi là, như vậy một chuyến xuống tới, như hôm nay hướng trận doanh bên trong, một món lớn hoàng kim người chơi, đều thiếu nợ lấy bọn hắn nhân tình, thậm chí bao gồm chung mặt mình tại bên trong, cái này còn có thể nói cái gì đó. Nhưng may mắn, chủ lực đại quân đã hoàn toàn tập kết đến bên này chung mặt, cũng là không giả cái kia rau ăn, bô lét. Dù cho la tập cùng triệu hành ở phía sau vẫy nước, từ Brook thân vương phụ trách cái này một mảnh chiến khu, cũng hoàn toàn có thể chống lên cả một cái cục diện. Trận chiến đấu này, đầu hai bánh, tuyệt đối là có đánh. Bởi vì chung mặt Minh Hà Văn Minh cùng dị trùng Văn Minh theo chiến thuật loại hình tới giảng, là tiếp cận với cùng một loại hình, cái kia liền là phi thường am hiểu dụng binh biển chiến thuật đánh tiêu hao chiến. Tại song phương thế lực ngang nhau tình huống dưới, đối mặt một cái am hiểu đánh tiêu hao chiến đối thủ, cái kia một vòng chiến đấu thời gian thường thường sẽ kéo đến cực kỳ dài. Nhất là đến cấp bậc này. Bọn họ một trận tiến công, trung gian không gián đoạn, trực tiếp đánh phía trên mấy ngày mấy đêm, vậy cũng là thuộc tại tình huống bình thường, thậm chí trực tiếp đánh lên 10 ngày nửa tháng, đều không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Đây chính là binh lực nhiều chỗ kinh khủng. Đồng thời đối lên lấy rau ăn, bô lét cầm đầu nước ngoài liên minh, chung mặt còn có cái lớn vô cùng ưu thế, cái kia chính là giết chết địch nhân về sau, trực tiếp liền có thể đem thi thể của địch nhân, chuyển hóa thành bất tử tộc binh loại. Hoàn toàn không giống trước đó cùng dị trùng văn minh đánh thời điểm như thế, hạ cấp dị trùng đều không có cách nào tiến hành chuyển hóa. Cho nên bên này chiến đấu, có thể nói là đem chung mặt cái kia minh hà văn minh ưu thế, hoàn toàn phát huy đi ra. Lại thêm bất tử tộc đại quân cái kia không biết mệt mỏi đặc tính, đổi công làm thủ rau An bô Gần đây thời gian vẫn thật là không tốt lắm. Ngươi hỏi Rao An, bullet trong tay có hay không đại chiêu? Có. Nhưng là hắn đại chiêu, muốn dùng tại nghiền chết đối diện bất tử tộc cao cấp bộ đội lên a. Coi như không có cao cấp bộ đội, vậy cũng tốt xấu đến trung cấp bộ đội ý tứ ý tứ nha. Dùng để rõ ràng tạp binh. Luôn luôn có loại bệnh thiếu máu 100 triệu cảm giác. Đồng thời đáng ghét nhất chính là, đối diện cái này tạp binh, ngươi rõ ràng hết một đợt, đợt tiếp theo lập tức thì xông tới sẽ cho người sinh ra một loại mở lớn kết quả là mở cái tịch mịch cảm giác bị thất bại. Cái này khiến rau ăn, bô lét bên này, thì càng không nguyện ý đem cấp chiến lược đã kích lãng phí ở những thứ này không đáng tiền tạp binh trên thân. Có thể hết lần này tới lần khác chung mặt dưới trướng cái kia mỗi cái chiến khu tổng tư lệnh, cũng đều là cây độc vô cùng. Người muốn đem đại chiêu tích lũy lấy thì tích lũy lấy, bọn họ hiện giai đoạn binh lực dồi dào, hơn nữa còn có thế một bên đánh một bên bổ sung, phái hạ cấp binh chủng đánh, hoàn toàn cũng là dư xài, căn bản cũng không có muốn phái cao cấp bộ đội tất yếu. Hai hạng dằn co phía dưới, cuối cùng vẫn rao ăn, bô bên này trước nhận thua. Không có cách, hắn ma huyễn văn minh, lại không lấy binh lực tăng trưởng, đồng thời, dưới trướng bộ đội, tiếp tục năng lực tác chiến cũng đối lập yếu kém. Chiếu vào cái kia tình thế dông dài, cuối cùng bị kéo đổ, cũng sẽ chỉ là hắn. Mở lớn rõ ràng tạp binh cũng không có biện pháp, chí ít trước làm dịu mấy đợt áp lực lại nói. Tại chính thức quyết định về sau, ma huyễn văn minh một phương, cấp chiến lược pháp thuật bắt đầu ấp ủ. Đối mặt tuôn ra mà đến bất tử tộc đại quân, bọn họ cũng không có lựa chọn thi triển độ không tuyệt đối cái này một phạm vi cực lớn quần thể sát chiêu, ngược lại cũng không phải là muốn giấu hậu thủ. Mà là bởi vì độ không tuyệt đối chiêu này, đối vật sống lực sát thương là phi thường kinh người, nhưng là đối diện cái kia một đoàn gia hỏa bên trong, liền không có một cái là sống. Cái này độ không tuyệt đối lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể đem đã chết bộ xương khô cùng zombie lại chết cống một lần. Hiển nhiên không có khả năng cho nên một chiêu này đối với bất tử tộc đại quân tới nói, hiệu quả rất kém cỏi. rõ ràng điểm này ma huyễn văn minh trú quân, tự nhiên cũng không có ý định tại một chiêu này phía trên lãng phí pháp lực. Tại một chúng pháp sư liên thủ thi pháp phía dưới, ma huyễn văn minh bên này thi pháp hiệu suất cực cao. Không ra một lát sau, nương theo lấy một trận thiên địa đều biến, một cái tựa như ở trong thiên địa gào thét gào thét gió lốc, đã trong khoảng thời gian ngắn triệt để thành hình. Chính là cái kia có thể xưng thanh binh thần kỹ phong hệ cấp 5 thượng vị pháp thuật, cụ phong thuật không cần nhiều lời, cái này pháp thuật hệ thống cùng pháp thuật hệ thống ở giữa rõ ràng là tồn tại nhất định trung tính, bởi vậy, trao an, lét ma huyễn văn minh cũng sẽ chiêu này. cái này liên thủ thi triển ra cụ phong thuật, gọi là một cái thanh thế to lớn, thậm chí có thể vô cùng minh xác nói, cái chi cả một cái gió lốc quy mô rõ ràng vượt qua lúc đó ngã phất sâm cùng mi liên thủ thi triển hiệu quả. giờ phút này liên thủ thi pháp phong hệ cao giai pháp sư, nói ít là đến có 4 người trở lên mới có thể thể hiện ra giống hiệu quả như vậy đương nhiên, hiện tại vẫn chưa thể nói rõ toàn bộ. Đối với cụ phong thuật pháp thuật này tới nói, tiếp tục thời gian cũng phi thường trọng yếu. Nó chỗ lấy là thanh binh thần kỹ, không chỉ là bởi vì nó tự mang sức gió, có thể đem địch nhân ở chung quanh toàn bộ chỗ ngồi cuốn vào, cũng bởi vì nó là một cái thượng vị pháp thuật, tiếp tục thời gian còn vô cùng có thể nhìn. Tại các pháp sư khống chế phía dưới, hoàn toàn có thể trên chiến trường vừa đi vừa về trùng sát. Thậm chí tại pháp lực sung túc tình huống dưới, chỉ dựa vào một cái cụ phong thuật, liền trực tiếp diệt đi đối diện một nhánh đại quân, đều là hoàn toàn không có vấn đề. Ma huyễn văn minh một phương phong hệ cao giai pháp sư, số lượng rõ ràng không ít, cái này một đợt, liên thủ thi triển siêu đại quy mô cụ phong thuật, tiếp tục thời gian cũng là tương đương kinh người. Bất tử tộc đại quân một phương, tại ý thức đến cụ phong thuật thành hình trong nháy mắt, bọn họ liền đã ngay đầu tiên hạ sơ tán mệnh lệnh, đồng thời đình chỉ đến tiền tuyến chiến trường tiếp tục tăng binh một cử động kia. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không thể thành công tránh cho hàng phía trước hạ cấp binh chủng đại quy mô thương vong. Cái kia siêu đại quy mô cụ phong thuật, tại đối diện phong hệ các pháp sư khống chế phía dưới, trực tiếp trên chiến trường, triển khai một đợt có thể xưng thảm thức càng quét, đem khu vực bên trong, tất cả bất tử tộc hạ cấp bộ đội, toàn bộ quét cái không còn một mảnh. Trực tiếp cứ như vậy dùng một cái pháp thuật, diệt đi bất tử tộc đại quân một đợt thi triều, quả thực vô tình. Liền xem như chung mặt đều phải đến thừa nhận, mà huyễn văn minh bạo phát lực, căn bản cũng không phải là hắn có thể so sánh người ta một bộ pháp thuật, trực tiếp đem ngươi mang đi, lời này thật không phải tại tùy tiện nói một chút. Bất quá một mã thì một mã, bị đối phương dùng cấp chiến lược pháp thuật xử lý mấy đợt thi triều chuẩn bị tâm lý, bọn họ cũng sớm đã làm xong. Bây giờ chuyện này, chẳng qua là xác thực phát sinh mà thôi. Trong dự liệu tình huống, hiển nhiên hoàn toàn không đủ để để bọn hắn loạn điều trận cước. Ngươi cái này pháp thuật muốn chuyển, trước hết để ngươi chuyển, chờ ngươi pháp thuật rút lui, chúng ta lại đến. Biện pháp này rất đơn giản, trước đó trợ giúp đại quân bị ma huyễn hạm đội tập kích thời điểm, viên hy bọn họ thì có nghĩ qua, bất quá bọn hắn lúc đó, hai bên thực lực sai biệt quá lớn, căn bản cũng không có tư bản cùng đối diện hao tổn. Nhưng chung mặt bất tử tộc đại quân cũng không đồng dạng, bọn họ có là tư bản. Đừng nói là tiêu hao như thế một hồi, trực tiếp tiêu hao 100 năm, đem đối diện sống sờ sờ mài chết, bọn họ đều có cái này lực lượng. Hai bên cứ như vậy lần nữa so sánh hăng say đến, cùng một thời gian, một đầu đường biên giới phía trên còn lại chiến khu cũng không không biết có phải hay không là tất cả mọi người nhanh đến cực hạn tại thời gian này điểm bên trên các nơi ma Huyễn văn minh trú quân cơ hồ là liên tiếp ra chiêu khai lớn bắt đầu phát động cấp chiến lược đã kích cắt giảm bất tử tộc đại quân binh lực dùng cái này chậm lại tự thân áp lực trong lúc này thân ở phía sau một mực quan minh chính đại vẫy nước la tập cùng triệu hành cũng rốt cuộc chính thức có động tác la tập tại ngay từ đầu thì cùng triệu hành thương lượng xong đối diện cái gì thời điểm mở lớn bọn họ thì lúc nào lên đường Rao An Bolet cái kia ma huyễn đại quân, muốn là trong tay nắm lấy một nắm lớn cấp chiến lược pháp thuật, bọn họ nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất một bộ hướng thẳng đến bọn họ đập tới, bọn họ còn không phải tại chỗ bốc hơi. Đương nhiên, hiện tại cũng không thể nói đối diện trong tay không có cấp chiến lược pháp thuật, thậm chí có thể nói đối diện trong tay 100% còn có. Nhưng là, tại đã ném qua một vòng bạo phát điều kiện tiên quyết, trong tay đối phương còn lại cấp chiến lược pháp thuật, lại muốn phóng xuất, khẳng định trước tiên cần phải cân nhắc một chút A. À bọn họ đến phòng bị trước mắt bất tử tộc đại quân cuối cùng chung mặt bất tử tộc đại quân mới là số một của bọn họ đại địch không có khả năng nói trực tiếp mặc kệ bất tử tộc đại quân có thể mang cho uy hiếp của bọn hắn trực tiếp thì đem trong tay còn lại cấp chiến lược đã kích hướng về la tập bọn họ bên này đập tới loại này giống như là tự sát một dạng hành động trao ăn bô lét trú quân làm sao có thể sẽ làm trừ phi bọn họ choáng váng lần này la tập cùng triệu hành mục đích đương nhiên không cần nhiều lời thì là hướng về phía đối diện nước ngoài liên minh hoàng kim người chơi địa bàn đi. 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Chuyến này, nếu là không hung hăng kiếm lời hắn một phiếu, quả thực có lỗi với bọn họ chính mình. Xông vào tinh cầu chiến trường về sau, xuất phát từ lý do an toàn, chiến trường chính bên kia, La tập tuy nhiên không có ý định lẫn vào, nhưng tình báo vẫn là đến thu thập. Đến lúc đó, coi như ra cái gì đột phát tình huống, bọn họ tốt xấu cũng có thể sớm có chuẩn bị tâm lý bằng không ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Chuyện kế tiếp liền dễ làm, La là tập Ma đạo hạm đội trực tiếp mở ra hổ tráo, hướng cái kia nước ngoài liên minh hoàng kim người chơi văn minh lãnh thổ trên không đè ép. Ta thì hỏi ngươi, ngươi có thể làm gì ta a? À? Căn bản không có cách. Đối với nước ngoài liên minh đám này hoàng kim người chơi tới nói, La tập tồn tại, quả thực cũng là hàng duy đã kích. Điện tử chiến đánh, trực tiếp ngốc rơi. Trước đó ở tiền tuyến chiến trường bên kia, Đối lên La tập cùng triệu hành sự trợ giúp của bọn họ quân đoàn, nước ngoài hoàng kim các người chơi thu tập được tình báo, không có cách nào vì bọn họ cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Đối mặt cái này một phần khoa học kỹ thuật lực áp chế, bọn họ một cái kia cái thiên khoa kỹ văn minh, coi như biết, lại có thể thế nào? Đây tuyệt đối áp chế, là để ngươi không có lực phản kháng chút nào. Về sau bom hydro vừa bay, chiến đấu theo bắt đầu đến kết thúc, cũng là đơn giản như vậy. La tập muốn công chiếm những thứ này nước ngoài hoàng kim người chơi văn minh lãnh thổ, căn bản cũng không cần triệu hành giúp đỡ, từ đầu tới đuôi, hắn quan dựa vào bản thân ma đạo hạm đội, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Bất quá, triệu hành lần này cũng là mang kiếm một món hời tâm thái tới, cái này toàn bộ hành trình, hắn đương nhiên không có khả năng cũng chỉ là ở bên cạnh nhìn lấy. Cho nên, bọn họ cũng là đã sớm nói tốt. Đến lúc đó, hắn hai thì toàn bằng bản sự, đều chiếm một cái phương vị, phát khởi thế công, những thành thị kia lãnh thổ, bọn họ người nào trước đoạt đến, thì về người nào đây cũng là liên thủ tiến công hình thức dưới vô cùng thường gặp một cái biện pháp tại cái tiền đề này dưới cân nhắc đến chiến hữu phúc lợi la tập cũng là trực tiếp cùng triệu hành biểu thị đối phương muốn là đoạt đến cái gì không dùng đến tư nguyên điểm có thể tìm hắn đến đổi bởi vì giống bọn họ dạng này trực tiếp công thành chiếm diện tích đoạt tư nguyên phương thức sau cùng có thế đoạt đến cái gì tư nguyên điểm vẫn thật là phải xem điểm vận khí đối với la tập vạn giới văn minh tới nói tuy nhiên trên cơ bản cái gì tư nguyên đều hữu dụng nhưng muốn là một mực đoạt đến một số không đáng tiền giá rẻ tư nguyên, hắn cũng sẽ cảm giác so sánh suối quẩy. Mà triệu hành, thì là một cái khác tình huống. Thú nhân văn minh, là một cái cơ bản không có gì khoa học kỹ thuật lực phát triển văn minh, điều này sẽ đưa đến có chút tư nguyên đối với thú nhân văn minh tới nói, căn bản vô dụng. Mà những cái kia đối thú nhân văn minh không có tác dụng gì tư nguyên bên trong, có không ít, đối với một cái thiên khoa kỹ văn minh tới nói, nhưng thật ra là hy hữu tư nguyên. La tập làm như vậy, cũng coi là đôi bên cùng có lợi, triệu hành không có khả năng không hiểu. Tại công phá biên cảnh sau phòng tuyến, la tập bên này, là trực tiếp tiến vào một loại một đường đẩy trạng thái. Triệu hành bên kia, ỉ vào lấy bắt đầu cự xà xá ra cầm đầu một đám cự thú, thế công tuy nhiên cũng là hung mảnh cùng cực, nhưng hiển nhiên là không có cách nào cùng có thể xưng hạch bình sứ giả la tập so sánh. La tập bên này, đều nhanh muốn công chiếm xong đối diện một nửa lãnh thổ, nhưng triệu hành bên kia, lại mới miễn miễn cưỡng cưỡng, cưỡng cầm xuống hai ba mươi tòa thành thị hiệu suất kia phía trên trên lệch có thể nói là vô cùng lớn. bất quá tại đánh đến mức nhất định về sau, la tập ngược lại là cũng không có vội vã tiếp tục đi chiếm lĩnh những thành thị khác. nếu như đem công chiếm thành thị chuyện này, so sánh là ăn cơm, người tại có một bữa cơm no đủ về sau, dù sao cũng phải có cái quá trình tiêu hóa, không phải vậy thì dễ dàng đem chính mình làm tiêu hóa không tốt. cho nên la tập hiện tại chính là muốn một chút tiêu hóa một chút, mà lại dựa theo bọn họ nguyên kế hoạch, tiếp đó bọn họ là muốn dọc theo đường biên giới đem những cái kia nước ngoài liên minh hoàng kim người chơi lần lượt điểm nổ. Cái gì gọi là kiếm một món hời? Đây mới gọi là kiếm một món hời. Đến lúc đó, lãnh thổ Tư Nguyên có rất nhiều, không cần thiết vô cùng lo lắng đoạt cái này vài tòa. La Tập cùng Triệu Hành bên này, đánh gọi là một cái thư giãn thích ý. Mà xem như bị đánh phía bên kia, đối diện nước ngoài hoàng kim người chơi, tại gần đây, ngoại trừ đem La Tập cùng Triệu Hành tổ tông 18 đời toàn bộ thăm hỏi một lần đồng thời, cả một cái kinh lịch, đại khái có thể hiểu thành Uy, Yêu yêu linh sao? Cái gì? Là không số. Thật là muốn hô cứu mạng đều không địa phương hô. Đối mặt chung mặt cái kia bất tử tộc đại quân mang đến áp lực, lúc này cục diện này, bản thân binh lực thì không nhiều, một mực là đi tin anh lộ tuyến ma huyễn văn minh trú quân, căn bản là không rảnh đến phản ứng đến hắn, chớ nói chi là những cái kia hoàng kim người chơi. Cả một cái trạng thái, gọi là một cái kêu trời trời không linh, gọi đất đất không ứng. Ở trong quá trình này, đại khái là thực sự bị đối phương phiền không được, đồng thời, hắn kế hoạch tiếp theo, cũng xác thực cần hoàng kim chiến lực, cho nên rau ăn, bô lét cũng là đưa ra một cái đề nghị. Cái kia chính là có thể để tên kia nước ngoài liên minh hoàng kim người chơi chạy đến hắn lãnh thổ bên trong tiến hành lánh nạn. Tuy nói cách làm này, giống như là là triệt để từ bỏ lãnh thổ của mình. Nhưng tốt xấu mệnh là bảo vệ nha. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt nha. Đồng thời, Rao An, Bolét cũng là trực tiếp đem đề nghị này phát cho tất cả nước ngoài Liên Minh Hoàng Kim người chơi, đang bày tỏ chính mình đối xử như nhau đồng thời cũng là đang biến tướng nói cho còn lại nước ngoài Liên Minh Hoàng Kim người chơi khác hướng ta cầu viện, cầu viện kết quả chính là cái này. Đối với dạng này một cái đề nghị, cho dù là cũng đã gần muốn bị La Tập cùng triệu hành ép lên tuyệt lộ tên kia Hoàng Kim người chơi, đều là lâm vào thật sâu xoắn xuyết. Bởi vì đó đã không phải là Tráng Sĩ tự chặt tay, bốn chữ này có thể hình dung, mà chính là cái cổ trở xuống trực tiếp cắt chi A. Chính mình nhiều năm như vậy tâm huyết, liền muốn như thế không có, đổi ai có thể không xoắn suýt. Nhưng cuối cùng, tên kia hoàng kim người chơi vẫn là cắn răng nhận thua. Muốn là một đầu sinh lộ cũng bị mất, vậy hắn có thể sẽ đuổi tại địch nhân giết tới trước đó, quyết định tự sát, miễn chiến tiện nghi địch nhân, nhưng bây giờ, có một đầu sinh lộ bày ở trước mắt, vậy hắn lại làm sao có thể lựa chọn tử lộ. Thừa dịp lãnh thổ của mình còn không có triệt để luân hãm, vội vàng đem người trọng yếu mới cùng có thế mang tư nguyên toàn bộ mang lên, cái này một đợt, hắn là dự định trong đêm đường chạy. Không dám từ không trung đi, dễ dàng bị phát hiện, bây giờ, chính hắn dưới chân mảnh này lãnh thổ không vực, đều cũng sớm đã không là chính hắn định đoạt, cho nên vẫn là đi đường bộ tương đối an toàn một số. Kết quả, khởi hành về sau, vừa mới qua ba ngày. Nhìn lấy không trung cái kia từng cái phá không bay tới, bầy ông, không người máy bay chiến đấu, ngồi tại bên trong xe chỉ huy nước ngoài hoàng kim người chơi, sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệch. Đánh rơi, đem bọn nó đánh rơi xuống tới. Nghe lấy bọn hắn hoàng đế bệ hạ cái kia lượt mang theo mấy phần bén nhọn thanh âm, đồng dạng thân ở bên trong xe chỉ huy lục quân tư lệnh quan viên cũng là kiên trì, quay kiến xe xuống, gào thét lớn ra lệnh. Không có cách, đối phương vừa đến, bọn họ thiết bị điện tử thì toàn bộ đứng máy, truyền tin thiết bị tự nhiên cũng không có cách nào dùng. Bây giờ ra lệnh, toàn bộ nhờ cái kia một bộ giọng. Đương nhiên, mặc cho hắn giọng lại lớn, cũng không có khả năng kêu nghiêm chỉnh chi đội xe toàn bộ nghe được, cho nên cái này xe chỉ huy bên ngoài, bọn họ chuyên môn an bài mấy cái lính liên lạc truyền đạt mệnh lệnh. đồng thời hiện tại cục diện này đối với dưới trướng các chi bộ đội quân quan tùy cơ ứng biến năng lực cũng là thử thách to lớn. mặt đối với địch phương điện tử chiến áp chế, bọn họ bên này trên cơ bản là còn không có đánh cũng đã thua hơn phân nữa. bất quá cũng không định nhẫn cổ thụ lục bọn họ, cô lại vẫn làm một số chuẩn bị. Tại phòng không tên lửa không có cách nào khóa chặt mục tiêu tiến hành phát xạ tình huống dưới, phòng không đại bác còn có thể khai hỏa, cũng là không có cách nào tự động tác địch, đến toàn bộ nhờ các pháo binh dùng tay thao tác. Trừ cái đó ra, quấy nhiễu đạn cũng có thể dùng tay phát xạ. Tại mệnh lệnh truyền đạt phía dưới, phụ trách chỉ huy chi bộ đội này quân quan, hiển nhiên là đã sớm ra lệnh, cái kia từng chiếc tự mình cao pháo, theo đội xe di động đồng thời, cũng là cấp tốc trải rộng ra một cái đối không hỏa lực trận hình. Chỉ chờ phía trên ra lệnh một tiếng, liền có thể trực tiếp khai hỏa. Thế mà này đến phía dưới rõ ràng như vậy chiến trận, truy vết tới bầy ong không người máy bay chiến đấu, lại làm sao có thể chú ý không đến đâu? Tại trí năng tác chiến hệ thống cao tốc vận chuyển phía dưới, cái kia từng cái bầy ong không người máy bay chiến đấu dưới đáy ổ đạn cấp tốc mở ra, ngay sau đó làm bầy ong không người máy bay chiến đấu phù hợp, một phát tiếp lấy một phát bầy ong tên lửa, liền đã hướng về cái kia phòng không trận địa bay bắn xuyên qua thiết bị điện tử đứng máy phòng không hệ thống không cách nào vận chuyển bình thường nước ngoài hoàng kim bộ đội trước mắt đối tên lửa công kích ngăn cản năng lực quả thực thấp đến đáng thương giờ phút này đối mặt công kích dùng quấy nhiễu đạn để đối diện tên lửa mất đi chính xác thành bọn họ chỗ dựa lớn nhất thế mà hiện thực lại là tàn khốc làm người tuyệt vọng bởi vì bọn hắn phát hiện đối diện tên lửa xa so với bọn hắn trong dự đoán còn muốn càng thêm thông minh bọn họ quấy nhiễu đạn căn bản là không có biện pháp đối với hắn cấu thành quấy nhiễu liên tiếp bầy ong tên lửa tại ở gần đến khoảng cách nhất định về sau, liên tiếp nổ tung. Bầy ong tên lửa là phi thường điển hình nhiều đầu đạn tên lửa, nổ tung về sau, ở trong chứa nhiều cái đầu đạn trực tiếp liền có thể oanh tạc chung quanh nghiêm chỉnh khu vực. Một vòng oanh tạc phía dưới, đối diện phòng không bộ đội nhất thời quân lính tan rã. Thu đến tin tức này phản hồi lục quân tư lệnh quan viên, trên mặt lộ ra một mảnh thảm sắc. Đây cũng không phải là năng lực vấn đề. Thực lực sai biệt quá lớn, đối diện đánh ngươi, trực tiếp cũng là không não thao tác tại cái tiền đề này dưới đối mặt cứng thực lực mạnh mẽ như vậy địch nhân mặc cho ngươi một cái quan chỉ huy cá nhân năng lực lại xuất chúng trong đầu cợt nhã thao tác lại nhiều nhưng chỉ cần dưới tay bộ đội không có cách nào đem kế hoạch của ngươi áp dụng cái kia hết thảy cũng là không tốt cái này một đợt đối diện hiển nhiên cũng không có muốn bắt người sống ý tứ tại la tập xem ra đối diện đào mệnh đều phải mang theo người bình thường độ trung thành đều khó có khả năng có vấn đề ít nhất là thuộc về tâm phúc cấp bậc mà giống loại này người, thành công suối dục khả năng chẳng nhiều lắm. Lại thêm hắn về sau còn muốn vội vàng đi điểm bạo còn lại nước ngoài người chơi, cũng không rảnh phản ứng đến hắn nhóm, cho nên, trực tiếp một đợt xử lý, nhất là bất việc. Bây giờ, trí năng tác chiến hệ thống không thể nghi ngờ là trung thực thi hành mệnh lệnh của hắn, tại một vòng anh tạc, phá hủy địch nhân phòng không trận địa về sau, bay trên không trung, bầy ong, không người máy bay chiến đấu, trực tiếp bắt đầu chuyển xe lửa đội. Liên tiếp bay ra bầy ong tên lửa, nương theo lấy giày đặc quanh tạc âm thanh, để chúng nó trực tiếp tiến vào một loại thu hoạch hình thức bên trong. Cùng một thời gian, ải nhân di động khu vực tổng chỉ huy trong phòng, nghe đối phương người chơi tử vong, chính mình thành công thu hoạch được di vật bao hệ thống nhắc nhở, la tập một mặt bình tĩnh duỗi lưng một cái. Đối diện con hàng này, vẫn rất có thể giày vò, chạy trốn thời điểm, phân ra mấy chi đội xe làm mồi nhữ. Bất quá chiêu này đối với hắn có thế hữu dụng. Trực tiếp phái ra, bầy ông, không người máy bay chiến đấu triển khai đồng thời truy sát, sau đó đem những xe kia đội toàn bộ điểm bạo thực lực áp chế, đánh cũng là nhẹ nhàng như vậy. Cái này nước ngoài hoàng kim người chơi, lòng bàn chân bôi dầu, triển khai chạy trốn sự tình, hiển nhiên không có khả năng báo cho hắn quốc dân, khẳng định là lén lút tiến hành. Bây giờ đối phương xong đời, la tập vì tăng tốc chính mình đối với mấy cái này lãnh thổ tiếp nhận, vậy dĩ nhiên là muốn giúp hắn thật tốt tuyên truyền một phen. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, tin tức này một vụ nổ ra ngoài, đối phương dưới sự cai trị nhân dân nhóm trực tiếp thì nổ. Bọn họ đều cũng bởi vì chiến tranh, mà sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, kết quả, vốn hẳn nên đứng ra ngăn cơn sóng giữ hoàng đế bệ hạ, vậy mà lén lút đường chạy. Như thế rất tốt, nguyên bản bởi vì liên chiến liên bại, danh vọng này đã rơi xuống thung lũng nước ngoài người chơi, cái này, hắn ở chỗ này danh vọng là đến trực tiếp biến thành số âm. Thậm chí hắn bản quốc nhân dân quần chúng bên trong, đều đã có không ít thanh âm ở nơi đó hô to, bị chết tốt. Mà la tập, tự nhiên là đuổi gấp nắm lấy cơ hội, đối những cái kia đã bị hắn chiếm trước xuống nước ngoài lãnh thổ tiến hành tiếp nhận chữa trị một trận thao tác để bọn hắn tiếp xuống công tác quả thực làm ít công to bất quá cái kia tiêu tốn thì gian vẫn là đến hoa cái này một đống lớn thành thị lãnh thổ hắn chắc chắn sẽ không muốn hết a à. cho nên tại an bài chữa trị nhân viên đồng thời la tập cũng là mau để cho người đem có thể xác nhận tư nguyên đều trước xác nhận một lần sau đó chỉnh lý một phần thống kê báo cáo nhanh cho hắn một số hắn khẳng định sẽ muốn lãnh thổ cái kia từ hiện tại liền có thể trực tiếp chính thức chữa trị đi lên miễn cho đến lúc đó toàn bộ tụ tập quấn tới cùng một chỗ làm đến người luống cuốn tay chân đến mức một số hắn sẽ không cần lãnh thổ vậy dĩ nhiên là trước duy trì lấy là được không cần đầu nhập quá mức nhân lực vật lực để tránh tạo thành không cần thiết lãng phí nhưng không thể không nói cái này hoàng kim người chơi địa bàn phát triển tuy nhiên không có gì đẹp mắt nhưng cái này tư nguyên vẫn thật là là rất có đáng xem y theo la tập hiện tại trạng thái hắn bốc lên tư nguyên đến có thể là phi thường bắt bẻ có thể cho dù là tại loại này vô cùng bắt bẻ sàng chọn quá trình bên trong, vẫn như cũ có thế có rất nhiều lãnh thổ bị la tập xếp vào, giữ lại, trong danh sách. Không cần nhiều lời, những thứ này lãnh thổ, tự nhiên đều là có tương đương khả quan tư nguyên số lượng, cũng hoặc là là hy hữu tư nguyên. Trong lúc này, triệu hành bên kia, không thể nghi ngờ cũng là đem chính mình cái này một đợt cướp đoạt đến tư nguyên, xác nhận không sai biệt lắm. Sau đó dựa theo bọn họ sự tình đầu tiên nói trước ước định, dùng mỗi người không cần một số tư nguyên, tiến hành trao đổi cái này một đợt trao đổi, lại để cho La Tập có một cái tiểu kinh hỉ. Bởi vì hắn phát hiện, Triệu Hành trong tay lại là có ba tòa Urani. Đương nhiên, Triệu Hành cũng biết, Urani đối với thiên khoa kỹ văn minh tới nói, giá trị là lớn đến bao nhiêu. Cho nên hắn mở bản giá, tự nhiên cũng không rẻ. Không có khả năng nói, để La Tập tùy tiện dùng vài tòa mỏ than đá hoặc là cơ sở mỏ quặng thì trao đổi đi qua. Nhưng đối với La Tập mà nói, cái này đều không là vấn đề cái này nước ngoài hoàng kim người chơi lãnh thổ, hắn trực tiếp thì chiếm hạ gần 2 phần 3. Một trận sàng chọn về sau, cái này 2 phần 3 lĩnh trong đất, với hắn mà nói, không thế nào trọng yếu tư nguyên điểm còn nhiều, mà những tư nguyên này điểm, thú nhân văn minh cơ bản đều có thể dùng, bởi vậy hắn hiện tại trong tay có là thẻ đánh bạc. Một đợt giao dịch xuống tới, hai bên có thể nói là đều thật hài lòng. Từ miệng đầu giao dịch xong, đến chính thức hoàn thành tiếp nhận, trong thời gian này, không sai biệt lắm là bỏ ra nửa tháng thời gian la tập bên này hiệu suất là rất cao trên cơ bản không đến nửa tháng thì toàn bộ làm xong chậm chính là triệu hành bên kia thú nhân tộc không am hiểu làm loại công việc này là một trong những nguyên nhân còn có cái nguyên nhân chủ yếu là so sánh với lên la tập cần tiếp nhận thành thị thú nhân bên kia cần tiếp nhận thành thị càng nhiều cho nên lượng công việc cũng muốn lớn hơn mà tại triệu hành bên kia vội vàng tiếp nhận công tác trong khoảng thời gian này la tập cũng không có nhàn rỗi chỉnh đốn bộ đội kỳ thật không có gì tốt chỉnh đốn trận này hành hạ người mới cục hắn trực tiếp thì lấy được nghiền ép thức thắng lợi ngoại trừ tiêu hao một số đạn dược bên ngoài phe mình tình huống thương vong cơ hồ có thể không cần tính cho nên hắn trong khoảng thời gian này chủ việc cần phải làm ngoại trừ cho những cái kia đã xác nhận muốn bảo vệ lưu lại thành thị an bài đến tiếp sau phát triển kiến thiết kế hoạch đồng thời cũng là đi xác nhận chiến trường chính tình huống bên kia bởi vì dựa theo kế hoạch tiếp theo bọn họ liền muốn xuất phát đi còn lại chiến khu tiến hành quét sạch đến lúc đó binh lực khẳng định là muốn điều một bộ phận đi tại cái tiền đề này dưới đối diện ma huyễn văn minh đại quân nếu là không có bị chung mặt lão đại bất tử tộc đại quân triệt để ngăn chặn bọn họ cũng không dám hành hạ như thế thì trước mắt tình huống này đến xem mặt đối bất tử tộc đại quân thi triều thế công ma hóa văn minh một phương trú quân tổng thể vẫn là bày biện ra một loại thủ thế có vẻ như cũng không có muốn hành động thiếu suy nghĩ cảm giác về sau đang đợi triệu hành chuyện bên kia toàn bộ giải quyết về sau liền để chung mặt lão đại chuyên môn phối cho bọn hắn chi kia tiểu hình u linh hạm đội mở đường hướng về cái kế tiếp chiến khu đánh tới hiển nhiên cử động này của bọn họ cũng coi là chung mặt ngầm đồng ý bằng không y theo la tập cùng triệu hành cái kia tinh tế hành quân hiệu suất chỉ là thay cái chiến khu bọn họ liền phải đổi được ngày tháng năm nào đi sao có thể hành hạ như thế tại chuyển thủ làm công tình huống dưới dứt tới ma huyễn văn minh biên cảnh tinh cầu bên trên bọn họ trung quốc trận doanh bên này dứt tới ngoại trừ bất tử tộc trú quân bên ngoài đương nhiên còn có theo bất tử tộc trú quân cùng đi đến hoàng kim bộ đội mọi người hiển nhiên đều không ngốc tại thời gian khổ cực hết khổ về sau đến đóng lấy chờ lấy bọn họ đương nhiên thì là ngày tốt cái này một đợt tiến công hai phe bọn họ trận doanh cũng là binh đối binh tướng đối tướng chung mặt lão đại bất tử tộc đại quân đối phó ma huyễn văn minh đại quân mà bọn họ những thứ này hoàng kim người chơi bộ đội thì tập trung đi đối phó đối diện nước ngoài hoàng kim người chơi tại cùng cấp bậc tình huống dưới Trung Quốc trận danh bên này Hoàng Kim Lão đại từng cái đều là kinh nghiệm xa trường, kiêu dũng thiện chiến, đánh đối diện nước ngoài Hoàng Kim người chơi. Cho dù không giống La tập dạng này, trực tiếp đem đối diện nhấn tại trên mặt đất, tùy ý ma sát, nhưng cũng là chiếm đối lập rõ ràng thượng phong. Đến mức nói những cái kia thực lực đối lập đồng dạng Hoàng Kim người chơi cùng Hoàng Kim tân nhân. Mỗi cái liên minh Hoàng Kim các đại lão nguyện ý mang thì mang một chút, không nguyện ý mang cái kia trên cơ bản thì tùy bọn hắn tự sinh tự diệt. Lần này chiến tranh toàn diện chung mặt lão đại thư cầu viện bên trong tuy nhiên không nói không cho hoàng kim tân nhân lẫn vào nhưng mọi người tâm lý đều biết hắn chủ yếu kéo khẳng định là trận doanh bên trong hoàng kim các đại lão đến mức những cái kia hoàng kim tân nhân đơn thuần là xem xét trận chiến này có chung mặt lão đại cùng nhiều như vậy hoàng kim lão đại tại cho nên thì mang một loại theo ở phía sau vẫy nước kiếm tiện nghi thuận tiện lăn lộn cái bảo trương tâm thái chui vào kết quả vừa tiến đến choáng váng trên đời này tiện nghi cái nào là dễ nhặt như vậy sớm muộn đến nếm đến điểm huyết giáo huấn nhưng cái này lại có thể trách ai đâu người này sống một thế nên đi đường quanh co vẫn là đến đi một chút cái kia ăn giáo huấn cũng phải ngoan ngoãn ăn hết bọn họ trung quốc trận doanh nội bộ tuy nhiên tương đối mà nói muốn đoàn kết nhiều nhưng các đại lão cũng không có gì thánh mẫu tâm không có khả năng nói thật cho các ngươi đám này tân nhân làm bảo mẫu la tập cùng triệu hành đến tuy nhiên có như vậy một chút giật đồ chia các ban đầu vốn thuộc tại ích lợi của bọn hắn hiềm nghi nhưng nói tóm lại đối với phụ trách cái kia mảnh chiến khu Trung Quốc Hoàng Kim bộ đội, vẫn là lợi nhiều hơn hại. Dù sao, để chính bọn hắn đánh, mặc dù là chiếm ưu thế không sai, nhưng song phương thực lực sai biệt cũng còn không có lớn đến có thể nhẹ nhõm hành hạ người mới cấp độ. Cho nên tại giao chiến quá trình bên trong, phe mình tất nhiên cũng phải đánh đổi khá nhiều. Nhưng la tập bọn họ vừa đến, tình huống kia nhưng là khác rồi. Mặc dù bọn hắn là mỗi người tiến công phương hướng khác nhau, nhưng đối với phe phòng thủ tới nói, trong đó một phương sập bàn, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tổng thể cục thế. Đơn giản mà nói, là Tập cùng Triệu Hành gia nhập, đủ để cho sự tiến công của bọn họ độ khó khăn hạ xuống một đến hai cái cấp bậc. Mà tiến công khó khăn hạ xuống, đại biểu cho hắn có thể giảm bớt dưới trướng bộ đội thương vong, lấy càng trả giá thật nhỏ, tới lấy thu được thắng lợi quả. Đương nhiên, còn có cái càng thêm nguyên nhân chủ yếu là, người ta đoạn thời gian trước mới vừa vạn trợ giúp qua ngươi, tại còn thiếu người ta một người như vậy tình điều kiện tiên quyết, ngươi có thế không nể mặt, nói với người ta, ngươi đi ra, những thứ này tất cả đều là ta, sao? Giờ khắc này, tên kia hoàng kim người chơi đột nhiên sinh ra một loại mình bị xáo lộ cảm giác. Đồng thời nhất làm cho hắn cảm thấy buồn bực là, lúc trước còn là chính hắn chủ động chui vào cái kia bộ bên trong. Bất quá bây giờ xoắn suýt vấn đề này, hiển nhiên là đã là chuyện vô bổ. Tiến vào chiến trường la tập bọn họ, tại cùng mảnh này chiến khu hoàng kim người chơi lấy được liên hệ, đồng thời thuận lợi hoàn thành phân phối công tác về sau, rất nhanh liền triển khai thế công. Ngay sau đó, lúc trước cái kia mảnh chiến khu liền đã trình diễn qua một lần tiếp một lần nữa trình diễn. La tập cái kia ma đạo hạm đội tồn tại, thì cùng ngoại tinh hạm đội xâm lấn địa cầu đồng dạng, dễ như trở bàn tay đem đối diện nước ngoài hoàng kim người chơi biên cảnh trú quân đánh tan. Sau đó hóa thân thạch bình sứ giả, bắt đầu đại quy mô công chiếm thành thị lãnh thổ. La tập cho đối diện nước ngoài người chơi mang đến trùng kích, trực tiếp bao trùm cả một cái văn minh, nhìn chính xác cơ hội triệu hành cùng bên trong tinh cầu Trung Quốc hoàng kim người chơi đồng thời khởi xướng cường công, một đợt đi xuống, tại chỗ liền để đối diện toàn tuyến sập bàn. Tình huống này, đừng nói là đối diện, thì liền bọn họ Trung Quốc một phương tên kia hoàng kim người chơi, đều là lấy làm kinh hải. Hắn có nghĩ qua, la tập cùng triệu hành gia nhập, sẽ để cho hắn bên này chiến đấu nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng hắn không nghĩ tới, sẽ nhẹ nhõm nhiều như vậy a. À. Cảm giác này, quả thực thì cùng ôm bắt đùi nằm thắng một dạng. Bên này tin tức, một tại quần tổ bên trong khuếch tán ra đến về sau, không ít hoàng kim người chơi, tâm lý đều đã nhảy cẩn hoang hô đi lên một số đánh không thế nào thuận phổ thông hoàng kim người chơi thậm chí hoàng kim tân nhân ào ào tại quần tổ bên trong phản đối lên la tập đồng thời ào ào phát ra lão đại lúc nào lật bài của ta con a tin tức đến biểu thị thỉnh cầu la tập lần lượt sủng hạnh mà so sánh với lên gần đây bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt trung quốc quần tổ một bên khác nương theo lấy người thứ hai nước ngoài hoàng kim người chơi bại vong nước ngoài liên minh quần tổ bên trong đã sinh ra một cổ khủng hoảng la tập tồn tại đối với bọn hắn tới nói quả thực thì giống như đại ma vương đồng dạng trên cơ bản chỉ đến ai ai liền phải chết trong lúc nhất thời cũng là làm đến nước ngoài liên minh nội bộ người người cảm thấy bất an mà xem như đã bị không ít hoàng kim các người chơi mang lên đại ma vương vị trí bản thân nhìn lấy quần tổ bên trong tin tức la tập không khỏi nhíu nhíu mày công chiếm lãnh thổ cướp đoạt tư nguyên đó là đối chính hắn hữu ích sự tình hắn tự nhiên là không có ý tưởng gì có thể bản thân hắn tính cách kỳ thật cũng không thế nào ưa thích bị người giống như vậy đẩy đến trên đầu gió đỉnh sóng nhưng hắn hiện tại có vẻ như cũng là không có lựa chọn nào khác đối với la tập hiện tại trạng thái triệu hành kỳ thật hiểu khá rõ bởi vì hắn năm đó cũng có một đoạn như vậy thời kỳ trên thực tế rất nhiều hoàng kim lão đại tại vừa mới quật khởi thời điểm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xuất hiện loại tình huống này chu văn binh mạnh hiên bọn hắn cũng đều từng có vấn đề này nói trắng ra là cũng là những cái kia hoàng kim những người mới muốn muốn làm bọn hắn vui lòng, ôm bắt đùi của bọn hắn. Lại thêm lão bài cường giả, cơ bản đều đã hướng tới nội liễm, sẽ không giống vừa mới cuộc khởi bọn họ một dạng phong mang tất lộ. Cho nên, dưới loại trạng thái này, bọn họ rất dễ dàng liền sẽ bị đẩy đến trên đầu gió đỉnh sóng. Mà hiếm có so sánh hưởng thụ loại này thổi phòng người, rất dễ dàng liền sẽ tại loại này trong không khí, sinh ra một loại mình đã thiên hạ vô địch ảo giác, không cẩn thận, liền sẽ bị dựng nên lên không ít địch nhân, có như vậy mấy phần nâng giết ý tứ. Bất quá đối với la tập, triệu hành ngược lại là cũng không thế nào lo lắng. Thời gian dài như vậy hùng vốn xuống tới, đối với la tập tính tình, hắn tạm thời xem như hiểu khá rõ, tuyệt đối không phải loại kia nghe được vài câu thổi phòng, thì lân lân cái chủng loại kia người. Đồng thời, y theo la tập thực lực bây giờ, cả một cái Trung Quốc trong trận doanh, thực lực siêu qua hắn, chỉ sợ cũng chỉ có chung mặt lão đại. Mà tại triệu hành xem ra, la tập cùng chung mặt lão đại quan hệ, vẫn luôn là rất không bình thường dù sao tại năm đó một lần điều giải trong hội nghị chung mặt lão đại thế nhưng là biến tướng đem người cho che lên bởi vậy tại không thiếu hoàng kim lão đại trong mắt la tập vẫn luôn là chung mặt lão đại người cho nên tại trung quốc trận doanh bên trong căn bản liền không có ai có thể uy hiếp được hắn tự nhiên cũng sẽ không cần lo lắng gây thù hàng sự tình tắt liền quần tổ không có đi để ý tới đám kia tân nhân tại trong những ngày kế tiếp la tập cùng triệu hành vẫn như cũ là chiếu vào chính mình tiết tấu lại lại giải quyết một cái nước ngoài liên minh hoàng kim người chơi về sau, hai người quyết định, trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ngược lại không phải là nói, bọn họ xuất hiện thương vong cần chỉnh đốn, mà là bởi vì công chiếm nhiều như vậy lãnh thổ, bọn họ coi như không phái người chữa trị, chí ít cũng phải trước phái quy mô đầy đủ bộ đội tiến hành đóng giữ, mới có thể bảo đảm ổn định chiếm lĩnh. Bằng vào tiền tuyến điểm ấy binh lực, khẳng định là không đủ dùng, cho nên bọn họ nhất định phải từ phía sau điều binh tới. Nhưng tại cái tiền đề này dưới, sự tiến công của bọn họ hiệu suất thật sự là quá cao dẫn đến phía sau đóng giữ bộ đội đều còn chưa kịp đến tiền tuyến đâu bọn họ liền đã chiếm lĩnh hạ rất nhiều lãnh thổ những thứ này lãnh thổ trước mắt đều là từ bọn họ tiền tuyến quân chính quy bộ đội tại tiến hành đóng giữ đây cũng không phải là cái biện pháp một mực tiếp tục như thế sẽ chỉ làm trong tay bọn họ quân chính quy binh lực không ngừng phân tán càng ngày càng ít cho nên nhất định phải chậm một hồi chờ phía sau bộ đội đến tiền tuyến cùng quân chính quy bộ đội hoàn thành một chút đóng giữ nhiệm vụ giao tiếp mới được. Trừ cái đó ra, còn có một cái nho nhỏ mục đích, thì là thấy tốt thì lấy, thích hợp giảm xuống một chút chính mình tồn tại cảm giác, miễn cho lại như trước đó như thế, không cẩn thận lãng lên, kết cấu bị ma huyễn văn minh hạm đội, đột nhiên mở cổng không gian phát động tập kích. Mà tại chỉnh đốn trong khoảng thời gian này, cần chuyện phân phó, cũng sớm đã phân phó, tại cái kia về sau, la tập cùng triệu hành kỳ thật cũng không có cái gì quá nhiều chuyện muốn làm hai người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, sau cùng dứt khoát thì nhìn lên chiến trường chính bên này trò vui. Đương nhiên, là thông qua truyền về chiến trường hình ảnh. Thật để bọn hắn chạy đến chiến trường chính bên kia đi, cái này tính nguy hiểm còn là rất lớn, hai người còn không có làm như vậy chết. Dưới tình huống bình thường, Minh Hà Văn Minh Đại Quân cùng Ma Huyễn Văn Minh Đại Quân tề tụ chiến trường chính phía trên, hai cổ đặc thù năng lượng từ trường, tại lẫn nhau đang xen kẽ, đè ép phía dưới, sẽ biến vô cùng phức tạp lại không ổn định. Phổ thông thiên khoa kỹ thiết bị, căn bản là không có biện pháp tiến hành quay chụp, chớ nói chi là truyền về hình ảnh. nhưng là tập cái kia vạn giới văn minh thiết bị, hiển nhiên rất không có khả năng cùng phổ thông hai chữ này đáp lên quan hệ. kết hợp từ trường ba động, tại một chút tiến hành một phen điều chỉnh về sau, hình ảnh rất nhanh liền truyền trở về. trung mặt lão đại dưới trướng, cái kia bất tử tộc đại quân thi triều căn bản không cần nhiều lời, mênh mông hùng vĩ vô cùng, khắp nơi đều là thi thể, vẫn thật là người xem có chút tê cả da đầu. bất quá. Bởi vì bọn họ trước đó cũng đã từng gặp qua Cassandra, Diego cái kia trùng triều nguyên nhân, cho nên hình tượng này mang cho bọn hắn trùng kích, kỳ thật cũng không phải là đặc biệt lớn, hoặc là nói là có chút quen thuộc. Giờ này khắc này, chiến trường chính phía trên phát ra không khí, thì giống như trước bão tác yên tĩnh đồng dạng. Trảo chuẩn một cái cơ hội, một mực tử thủ trận địa ma huyễn văn minh, trực tiếp bạo phát phản công. Một cái tiếp theo một cái cấp chiến lược đã kích, không ngừng hướng về chiến trường chính phía trên bất tử tộc đại quân cuồn cuộn cuốn tới đem trên chiến trường cái kia cả một cái tràn diện làm nổi bật giống như ngày tận thế đồng dạng cái kia thật là là quá dọa người dù là chỉ là tại đơn thuần nhìn lấy cái kia truyền về hình ảnh thân ở phía sau la tập cùng triệu hành thần tình trên mặt đều là khó nén vẻ kinh hãi cái kia ma huyễn văn minh bạo phát năng lực dưới cái nhìn của bọn họ quả thực phát rồ như thế một bộ người có thể chịu nổi sao ngồi tại la tập bên cạnh còn đắm chìm trong cái kia cổ trùng kích bên trong triệu hành ngơ ngác hỏi một câu Mặt đối với vấn đề này, la tập ha ha, cười khang một tiếng. Làm sao đỉnh? Đúng vậy a, à, tràng diện kia, bọn họ có thể làm sao đỉnh a? À? Lúc đó ma huyễn văn minh chiến trận kia, nói là hủy thiên diệt địa đều không đủ. Nếu như phiến chiến trường này bên trong, không có chung mặt lão đại bất tử tộc đại quân tại, như vậy bọn họ cơ bản thì chỉ có bị rau ăn, bô lét ma huyễn văn minh lần lượt miễu sát phần. Muốn không, chúng ta lại nhiều chỉnh đốn mấy tháng. Nhìn qua chiến trận kia triệu hành, tâm lý một trận bỡ ngỡ, quá mẹ nó dọa người. Đối với cái này, la tập lại là lắc đầu. Cái này cũng không cần, ma huyễn văn minh đại quân vừa mới bạo phát một đợt, đối với chúng ta mà nói, ngược lại an toàn. Nghe nói như vậy triệu hành, nhịn không được vỗ một cái trán của mình. Vừa mới hình ảnh, mang cho hắn trùng kích thật sự là quá lớn, hoàn toàn tiến nhập một loại bị kinh ngạc đến ngay người, trạng thái, thậm chí tại lúc nói chuyện, trong đầu hắn đều tất cả đều là cái kia ma huyễn văn minh cấp chiến lược pháp thuật điên cuồng đánh nổ hình ảnh. Cái này dẫn đến hắn não tử trong lúc nhất thời căn bản là không có quay lại. Hiện tại la tập kiểu nói này, hắn cũng là rất nhanh liền kịp phản ứng. Đúng, ma Huyễn văn minh bạo phát, trên cơ bản đều là một bộ một bộ tới, một bộ sau khi đánh xong, đối diện thì lại bởi vì pháp lực đại lượng tiêu hao, mà không thể tránh khỏi xuất hiện chiến đấu lực trượt, tiến vào một loại co đầu rút cổ tích lũy kỹ năng thời kỳ. Cái này đối với bọn hắn tới nói, chính là xuất thủ thời cơ tốt A. Nắm lấy cơ hội la tập cùng triệu hành rất nhanh liền lần nữa hướng về nước ngoài liên minh hoàng kim người chơi lộ ra răng nanh. Cùng một thời gian, chung mặt lão đại bất tử tộc đại quân, cũng là có hành động mới. Trước đó ma huyễn văn minh một bộ bạo phát, tuy nhiên cho bất tử tộc đại quân mang đến khá là khổng lồ binh lực tổn thất, nhưng trong trận chiến đấu này, bất tử tộc đại quân binh lực, kỳ thật cũng vẫn luôn có tại tiến hành bổ sung. Chủ yếu bổ sung con đường, cũng không phải là ma huyễn văn minh bỏ mình binh lính, mà chính là những cái kia nước ngoài liên minh hoàng kim người chơi lãnh thổ phía trên người chết. Không sai, la tập bọn họ bên này, tất cả thi thể của địch nhân, toàn bộ đều là giao cho bất tử tộc đại quân chuyển hóa thành bất tử tộc đơn vị. Bây giờ đối diện một đợt bạo phát về sau, nhìn chính xác cơ hội bất tử tộc đại quân, tại lại đầu nhập vào hai sóng thi triều đồng thời, cũng là từng bước đầu nhập một số bọn họ bất tử tộc bên trong trung cấp binh chủng, bắt đầu càng tiến một bước dẫn dụ đối diện ra chiêu. Hiển nhiên, bọn họ cơ hồ là 100% hoàn toàn chính xác tin, đối diện ma huyễn văn minh trú quân, tuyệt đối còn cất giấu một tay bọn họ hiện tại việc cần phải làm, cũng là bức bách đối phương đem chiêu này đánh ra tới. Trung cấp binh chủng gia nhập, đối lập rõ ràng tăng lên bất tử tộc đại quân tiến công cường độ. Trong lúc này, ở vào phía sau khô lâu pháp sư, cũng là bắt đầu thi pháp. Đại lượng khô lâu binh thi thể, tại pháp lực dẫn dắt dưới, trực tiếp hội tụ thành nguyên một đám đạt đến cấp chiến lược khác khô lâu cự nhân, nhanh chóng hướng về ma huyễn văn minh phòng tuyến trận địa đẩy mạnh đi qua. Tuy nói, khô lâu cự nhân cũng chẳng qua là cánh cửa cấp bậc cấp chiến lược đơn vị, thế nhưng đông đảo số lượng, để uy hiếp của bọn nó biến đến không thể bỏ qua. Đối mặt bắt đầu từng bước phát lực bất tử tộc đại quân, rõ ràng lâm vào bị động ma huyễn văn minh trú quân, trừ phi là dự định trực tiếp từ bỏ đạo phòng tuyến này, bằng không, bọn họ nhất định phải đến tiếp chiêu. Một giây sau, đại bắt đầu tại kịch chấn bên trong cấp tốc nước toát. Kinh người chấn cảm cùng vỡ ra tới từng đạo từng đạo to lớn khe nước, đem vô số bất tử tộc bộ đội trực tiếp nuốt sống đi vào. Chỉ chớp mắt công phu, cái này nghiêm chỉnh mảnh chiến trường, đã là không có một tất hoàn chỉnh đất đai. Là cấp 6 thổ hệ thượng vị pháp thuật, địa chấn thuật. Đối diện trực tiếp dùng hành động thực tế, biểu đạt thái độ của mình. Bọn họ tiếp chiêu. Đối diện cái này trực tiếp dùng siêu đại quy mô địa chấn thuật, phá hủy trận chiến dưới mặt đất tràn, ngăn cản không tử tộc đại quân mặt đất binh lực đẩy mạnh thủ đoạn, không thể nghi ngờ là đơn giản thô bạo tới cực điểm. Nhưng địa chấn thuật bản chất, dù sao vẫn là dùng để phá hủy trận địa cùng thiết thi quân sự. Đối một nhánh đại quân thực tế sát thương năng lực, kỳ thật xa kém xa những chiến lược khác cấp pháp thuật đối với bất tử tộc đại quân hiệu quả thì càng không cần giảm chiêu này chỉ có thể ngăn cản nhất thời những cái kia ngã tiến vào trong khe bất tử tộc đơn vị có thể sẽ bị cái kia kẻ đất khốn ở một thời gian ngắn nhưng tuyệt đối sẽ không chết tại cái kia kẻ đất bên trong ma huyễn văn minh một phương trú quân quan chỉ huy trong lòng không thể nghi ngờ cũng là rõ ràng điểm này với hắn mà nói chiêu này địa chấn thuật chẳng qua là vì hắn tranh thủ một cái cơ hội thôi một cái phản công cơ hội cơ hồ là tại địa chấn thuật thi triển đồng thời thanh thế to lớn ma huyễn hạm đội liền đã theo trú quân trận địa phía sau bay ra cùng một thời gian tại sụp sôi tiếng kèn bên trong ma huyễn văn minh một bên đại lượng không trung bộ đội bắt đầu dứt vào chiến trường mang theo ma huyễn hạm đội đánh thẳng bất tử tộc đại quân phía sau trận địa trước đó một mực an phận đánh lấy phòng thủ chiến ma huyễn văn minh bất thình lình một đợt là trực tiếp muốn cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến a cái này ít nhiều khiến bọn họ có chút trở tay không kịp căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều, thân là cái này một mảnh chiến khu thống soái tối cao, khô lâu vương ngô sấm vung trong tay khô lâu đại kiếm, sau đó tung người một cái, nhảy tới chính mình cốt long tọa kỵ trên lưng. Toàn quân xuất kích. Trận chiến dưới mặt đất tràn đại quy mô vỡ nát, dẫn đến bất tử tộc đại quân đến tiếp sau bộ đội trên đất liền, trong khoảng thời gian ngắn, không có cách nào lại đối ma huyễn văn minh một phương trú quân trận địa, cấu thành uy hiếp. Chiêu này đối với bất tử tộc đại quân tới nói, ảnh hưởng vẫn là tương đối lớn. Tướng tương đối, lấy pháp thuật công kích làm chủ ma huyễn văn minh trú quân viễn trình phát ra hỏa lực hung mãnh vô cùng không đánh tiếp cận chiến liều viễn trình hỏa lực quả thực cũng là như bọn họ nguyện cơ hồ là trên không trung bộ đội triển khai động tác đồng thời trận địa bên trong một vòng tiếp lấy một vòng pháp thuật đã kích đã bao trùm tới bộ đội trên đất liền trong lúc nhất thời bị ác chế trụ ngô sấm vội vàng ra lệnh ra hiệu bộ đội trên đất liền tạm thời lùi lại rút khỏi đối diện viễn trình hỏa lực phạm vi bao trùm mà cũng đúng lúc này trên bầu trời một cái cự đại trận pháp màu vàng trải rộng ra. Một giây sau, một trận cơ hồ bao trùm nghiêm chỉnh mảnh chiến trường khủng bố quan vũ, cứ như vậy ầm ầm mà xuống, vô số bất tử tộc đơn vị, tại chỗ ngay tại trận này quan vũ triệt để nuốt không tiến vào. Cực quan tử hình đại quy mô tẩy lễ, không thể nghi ngờ là càng tiến một bước gia tăng bất tử tộc đại quân binh lực tổn thất, đối mặt như vậy chiến trận, khô lâu vương ngô sấm trong hốc mắt hai đóa hồn hỏa không ngừng nhảy lên, dưới trướng cốt long phát ra gào thét, nắm chặt trong tay khô lâu đại kiếm ngô sấm bay thẳng không trung trong lúc này, ma huyễn văn minh trú quân một phương một lát không ngừng. Bay ở cứ điểm trên trận địa trống không ma huyễn văn minh hạm đội bốn phía, đại lượng lít nha lít nhíp trận pháp cấp tốc trải rộng ra, trực tiếp phát khởi càng tiến một bước hỏa lực đã kích. Đối với cái này, bất tử tộc đại quân không trung trong bộ đội, ba đạo sau lưng mọc lên vũ dực bóng người cấp tốc bay ra, sau đó đồng thời phiến động trong tay bảo phiến. Chỉ một thoáng, bên trong thiên địa cuồng phong gào thét, cuồng phong gào thét, trực tiếp xen lẫn thành một trận kinh khủng phong bạo hướng về ma huyễn văn minh một phương trận địa cuồn cuộn cuốn tới. Giờ phút này xuất thủ, chính là lúc trước bách quỷ văn minh bên trong, bị chung mặt chuyển hóa thành bất tử tộc mấy cái kia đại thiên cẩu, trong đó ba cái, ngay tại mảnh này chiến khu. Đối mặt như vậy chiến trận, ma huyễn văn minh một phương, một đám phong hệ pháp sư, cường thế tiếp chiêu. Một khắc này, đại thiên cẩu yêu thuật, giao đấu ma huyễn văn minh pháp thuật, hai cổ lực lượng, bắt đầu giữa phiến thiên địa này sinh ra điên cùng va chạm, trực tiếp đánh lên lôi đài. Bất quá, bên này đại thiên cẩu chỉ có ba người, mà một bên khác, lấy phong hệ đại pháp sư cầm đầu, trực tiếp thì có nghiêm chỉnh chi pháp sư bộ đội liên thủ thi pháp. Quy mô phía trên trên lệch, đã chú định ba tên đại thiên cẩu rất khó cùng đối phương chống lại. Đối với điểm này, ngô sấm trong lòng tự nhiên cũng là rất rõ ràng. Xa xa nhìn thoáng qua cái kia một mảnh tại phong bạo tàn phá bừa bãi phía dưới, giống như tử vong khu vực một dạng không vực, ngô sấm cũng không có muốn hành động thiếu suy nghĩ dự định. Đồng thời ở nơi này, ma huyễn hạm đội bốn phía, không gian một trận vặn vẹo ba động, một giây sau, từng cái từng cái toàn thân tản ra màu u lam chết linh khí hư không con rết cùng từng đầu to lớn hư không đào đất trùng, đúng là cứ như vậy theo hư không vết nứt bên trong liên tiếp chui ra. Thế mà ma huyễn văn minh, là một cái đồng dạng đối không gian lực lượng có nắm giữ văn minh, tại hư không đào đất trùng cùng hư không con rết hiện thân trước đó, không gian xung quanh sinh ra đặc thù ba động, bọn họ có thể sẽ không có chút nào cảnh giác sao. Đương nhiên không có khả năng. Các chiếc ma huyễn chiến hạm, cơ hồ là ngay đầu tiên khóa chặt vị trí cũng tại bọn họ hiện thân trong nháy mắt trực tiếp triển khai tập hợp hỏa công kích đại lượng hư không con rết cùng hư không đào đất trùng vừa mới theo cái kia hư không khe hở bên trong dò ra cái đầu đến liền bị ma huyễn hạm đội hỏa lực trong nháy mắt nuốt sống đi vào bất quá ngô sấm căn bản không hoảng hốt trước đó mới cùng dị trùng văn minh đánh xong bọn họ trong tay có đại lượng bị chuyển hóa thành bất tử tộc hư không con rết cùng hư không đào đất trùng những thứ này dị trùng đơn vị bản thân thân thể thì không yếu mà đang bị chuyển hóa thành bất tử tộc về sau dù là thân thể bị đánh nhão nhoẹt cũng không quan hệ chỉ cần linh hồn còn không có tiêu tán thân thể còn có thể nhúc nhích bọn họ liền có thể không ngừng phát động công kích cái này một bất tử tộc đơn vị đặc tính lại thêm cái kia khổng lồ số lượng liền xem như rau ăn bô lét ma huyễn hạm đội muốn phải giải quyết cũng sẽ không quá nhẹ nhõm đối với cái này ma huyễn hạm đội một phương gặp chiêu phá chiêu nguyên tố lực lượng phun trào phía dưới từng cái từng cái tư thái giữ tận hỏa diễm cự xà đã xuất hiện ở mỗi một chiếc ma huyễn chiến hạm bốn phía. Sau đó không giống nhau những cái kia hư không con rết cùng hư không đào đất trùng đánh vỡ hộ tráo giết tiến đến, những cái kia hỏa diễm cự xà liền đã trước một bước giết ra ngoài. Song phương điên cùng dây dưa quá trình bên trong, tự mang khủng bố nhiệt độ cao hỏa diễm cự xà, quanh thân nguyên tố hỏa diễm không ngừng đối với chi truyền đấu hư không con rết cùng hư không đào đất trùng tiến hành đốt cháy. Bị chuyển hóa thành bất tử tộc đơn vị hư không con rết cùng hư không đào đất trùng, tuy nhiên cũng sẽ không cảm giác được cái gì cảm giác đau đớn, nhưng chúng nó cũng vô pháp ngăn cản thân thể bị nguyên tố hỏa diễm thiêu hủy. Các chiếc ma huyễn trên chiến hạm, hỏa hệ các pháp sư xuất thủ, tại để cái này cả một cái cục diện thoáng ổn định đồng thời, cũng là để chung quanh bọn họ chiến đấu, dần dần tiến vào một loại lẫn nhau tiêu hao giai đoạn. Mà ở trong quá trình này, Ngô Sấm yên lặng tích lũy sức mạnh, chỉ chờ phong bạo tản ra, ngồi cưỡi lấy cốt long hắn trực tiếp đi đầu, hướng về nơi xa cái kia chính lọc vào hư không đào đất trùng cùng hư không con rết dây dưa ma huyễn hạm đội vồ giết tới. Ma Huyễn Văn Minh trú quân đột nhiên phát khởi cường lực phản công, không thể nghi ngờ là ở một mức độ rất lớn, liên hồi bên này chiến đấu cường độ. Theo lý thuyết, giống cục diện như vậy, Ngô Sấm cần phải lấy lui làm tiếng mới đúng. Bất quá ở trước đó, hắn hiển nhiên là dự định sờ kỹ một chút đối diện nội tình, đồng thời nhìn nhìn lại có cơ hội hay không chèn ép một chút đối diện binh lực. Đối mặt từ không trung cực tốc tiến tới gần bất tử tộc đại quân, Ma Huyễn Văn Minh một phương không trung bộ đội dứt khoát nghênh kích, xông lên phía trước nhất, chính là làm ma huyễn văn minh đỉnh cấp binh chủng thiên mã kỵ sĩ đoàn phi nhanh quá trình bên trong thiên mã tọa kỵ phát huy lực lượng đem liên tiếp tăng thêm hiệu quả không ngừng gia trì tại mỗi người kỵ sĩ trên thân hai quân giao hội trong nháy mắt cầm đầu thiên mã kỵ sĩ tướng lãnh trong tay kỵ sĩ đại kiếm cùng khô lâu vương ngô sấm trong tay khô lâu đại kiếm hung hăng đụng đụng vào nhau trong lúc nhất thời đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào không thể không nói ma huyễn văn minh tổng thể phong cách cùng dị trùng văn minh có thể là hoàn toàn khác biệt từ trước đến nay là lấy số lượng thủ thắng dị trùng văn minh cấp chiến lược đơn vị số lượng cũng rất nhiều nhưng trên thực tế ngoại trừ giống casendon diego dạng này trường hợp đặc biệt bên ngoài dị trùng văn minh một đám cấp chiến lược đơn vị bọn chúng cá thể thực lực kỳ thật đều rất khó đưa thân chân chính cấp chiến lược một đường đây cũng là lúc trước già lam cùng hoàng sâm tại đối mặt dị trùng một phương quan tướng vây công thời điểm cơ bản đều có thể lấy một địch nhiều nguyên nhân chủ yếu nhưng ma huyễn văn minh nhưng khác biệt ma huyễn văn minh bộ đội từ trước đến nay đều là thiếu mà tinh điển hình. Mặc dù bọn hắn văn minh bên trong chiến lực mạnh nhất, cơ bản đều tập trung ở pháp sư trên thân, nhưng hiếm có mảnh tướng thực lực, cũng đồng dạng có thể vững vàng đưa thân một đường hàng ngũ. Thì nói ví dụ hiện tại cái này một vị, hoàn toàn có cùng khô lâu vương ngô sấm một đối một đơn đấu thực lực. Bên này, chiến đấu kịch liệt đánh túi bụi, một bên khác, hóa thân hạch bình sứ giả, la tập, cũng là đang bận tại đối diện nước ngoài hoàng kim người chơi trên địa bàn đại sát đặc sát. La tập bên này, tự nhiên là không thể có thể xảy ra chuyện gì. Tướng tương đối, đối mặt ma huyễn văn minh đại quân bạo phát thức phản công, bỏ ra không nhỏ thương vong đại giới bất tử tộc đại quân, tại lại cùng đối diện tiến hành hai bánh kịch chiến về sau, lựa chọn tạm thời lùi lại. Tin tức này, rất nhanh liền truyền đến la tập trong lỗ tai. Bất quá la tập ngay lúc đó trạng thái, biểu hiện coi như trấn định. Bởi vì căn cứ đến tiếp sau tình báo cho thấy, tại bất tử tộc đại quân tạm thời lùi lại về sau, đối diện ma huyễn văn minh đại quân giống như cũng không có khởi xướng quá mức cường lực truy kích. Thậm chí có thể nói là hoàn toàn ngược lại, ma huyễn văn minh đại quân tại tiến hành một phen tượng trưng truy kích về sau, rất nhanh liền thu về. Cái này còn có thể là nguyên nhân gì? Không có kỹ năng thôi. Lúc đó cái kia trên chiến trường, một cái tiếp theo một cái cấp chiến lược pháp thuật, đánh ác như vậy, hiện tại trong tay còn có thể còn lại bao nhiêu lực lượng. Dựa theo la tập ý nghĩ, thời khắc này ma huyễn văn minh liền giống với là một cái sử dụng hết một bộ liên chiêu bạo phát pháp sư hắn không thể đem bất tử tộc đại quân cho một bộ mang đi nhưng chỉ còn lại bình a năng lực hắn nhưng cũng là đã mất đi tiếp tục truy kích bất tử tộc đại quân lực lượng đối với ma huyễn văn minh la tập hiển nhiên là không có ý định đi chủ động trêu chọc đối phương coi như đối phương mới vừa cùng bất tử tộc đại quân liều mạng hết một đợt cũng không phải hắn có thể chọc nổi đối với điểm này hắn vẫn là rất có tự biết rõ cho nên hiện tại đối với la tập tới nói vấn đề trọng yếu nhất là hắn không đi trêu chọc đối phương đối phương sẽ tới hay không trêu chọc hắn một chút suy nghĩ về sau hắn đạt được một đáp án hẳn là sẽ không bất tử tộc đại quân cái này một đợt mặc dù là đã nhận lấy tổn thất không nhỏ nhưng bọn hắn dù sao cũng là không có bị đối diện đánh tan tác bọn họ là nhìn tình huống chủ động rút lui theo kết quả đến xem giống như đều không khác mấy nhưng trên thực tế trong này khác biệt còn là rất lớn đồng dạng bị địch nhân đánh tan tác đại quân gặp phải rất nhiều vấn đề phiền toái, tỉ như thương vong, binh lực, sĩ khí. Vân vân. Những vấn đề này, đủ để cho cái kia nhánh đại quân trong khoảng thời gian ngắn, cơ bản không có cách nào lại đối với địch nhân tố thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng chủ động rút lui thì không đồng dạng, chủ động rút lui bộ đội, bình thường đều là còn bảo vệ có tương đương trình độ công kích năng lực. Vừa mới đánh xong một đợt bạo phát ma huyễn văn minh trú quân, đối mặt còn có uy hiếp bất tử tộc đại quân, đoán chừng là liền chính mình sự tình đều nhanh không quản được, đâu còn có cái kia thời gian rỗi quản sự tình khác. Kết quả chứng minh, phân tích của hắn không có vấn đề. Bây giờ Rao An, Bô Lét, đã là hoàn toàn không rảnh quản những cái kia hoàng kim người chơi. Cùng dị trùng văn minh lâu dài giao chiến, cũng không có để chung mặt cái kia minh hà văn minh tổng thể thực lực xuất hiện trên diện rộng hạ xuống. Thậm chí theo trình độ nào đó tới nói, cùng dị trùng văn minh giao chiến sau đó bất tử tộc đại quân, còn biến đến so trước đó càng thêm khó chơi. Bởi vì chung mặt tại tiêu diệt toàn bộ dị trùng văn minh quá trình bên trong, thông qua bọn họ minh hà văn minh chuyển hóa thủ đoạn vì hắn bất tử tộc đại quân bổ sung đại lượng tân binh loại những tân binh này loại gia nhập sẽ để cho bất tử tộc đại quân tiến công thủ đoạn biến đến càng thêm phong phú tiến công hình thức cũng biến thành càng nhiều hơn biến thì nói ví dụ trước đó hư không con rết cùng hư không đào đất trùng trực tiếp nhảy sau tập kích tại trước kia bất tử tộc đại quân có thể cũng không có đủ giống công kích như vậy thủ đoạn nhưng bây giờ lại là có đồng thời trực tiếp vận dụng đến cùng ma huyễn văn minh giao chiến bên trong cái này một đợt, tạm thời tránh lui cũng không có để bất tử tộc đại quân lâm vào bị động bên trong, tại đi qua ngắn ngủi chỉnh đốn về sau, ngô sấm rất nhanh liền xuất lĩnh lấy dưới trướng đại quân, lần nữa đẩy mạnh tới. Khô lâu pháp sư nhóm pháp thuật thi triển ra, tại tử linh lực lượng dẫn dắt phía dưới, chiến trường các nơi, cái kia vô số cổ hoặc hoàn chỉnh hoặc tàn khuyết thi thể, hài cốt, ào ào dãy dụ thân thể, sống, đi qua, trở thành bất tử tộc đại quân một viên. Tại cái này về sau, ngô sấm trực tiếp phát khởi một trận tiếp tục thời gian dài tới một tháng liên tục tấn công mạnh lần này đối mặt cái kia càng ngày càng tăng áp lực dần dần ý thức được tình huống không ổn ma Huyễn văn minh trú quân cuối cùng vẫn từ bỏ trên viên tinh cầu này phòng tuyến lựa chọn làm ra chiến lược tính lùi lại không tranh cái này nhất thời được mất chỉ cần binh lực vẫn còn chờ bọn hắn thật tốt chỉnh đốn khôi phục chiến lược về sau cái này mất đi tinh cầu bọn họ sớm muộn còn có thể lại cướp về thế mà lấy ngô sấm cầm đầu bất tử tộc đại quân lại nơi nào sẽ cho đối diện cơ hội này. Duy trì lấy tình thế, liền chỉnh đốn đều không có chỉnh đốn, ngô sấm mang theo dưới trướng bất tử tộc đại quân, cứ như vậy một đường truy sát đi lên. Nương tựa theo không gian truyền tống thủ đoạn, ma huyễn văn minh bộ đội cho dù có thể ở phía sau rút lui trên đường, thoát khỏi bất tử tộc đại quân truy sát, nhưng chỉ cần mục đích của bọn họ vẫn là phía sau cái tinh cầu kia, như vậy bọn họ liền không khả năng đúng nghĩa đem bất tử tộc đại quân vứt bỏ. Đồng thời, bọn họ cái này một đợt chiến lược tính lùi lại, cần thiết phải chịu áp lực, kỳ thật cũng không nhỏ. Bởi vì cái này vừa rút lui, trực tiếp liền sẽ đạo đưa bọn họ ma huyễn văn minh biên cảnh phòng tuyến phía trên xuất hiện một lỗ hổng, từ đó đối cả một cái biên cảnh cục thế tạo thành ảnh hưởng. Trung mặt đương nhiên không có khả năng bỏ qua cơ hội này, tại xác nhận cục thế về sau, lấy cái kia mảnh chiến khu làm trung tâm, hắn lập tức liền bắt đầu hướng về cái kia hai cái liền nhau chiến khu tăng số người binh lực, nỗ lực càng tiến một bước mở rộng cái này lỗ hổng. Mà không muốn để cho trung mặt như nguyện rau ăn, bô lét, tự nhiên là cũng tại tăng số người binh lực, nỗ lực đem cả một cái tràn diện cưỡng ép khống chế lại. Chiến trận này, liền như là xoay cổ tay đồng dạng, hai vị siêu quy cách cấp bậc lão đại đồng thời phát lực, khiến cục thế lâm vào giằng co. Ngắn một cái ba tháng đi qua, đoạn này giằng co kỳ, so la tập trong dự đoán còn muốn lâu. Giờ này khắc này, hắn cùng triệu hành bộ đội, thì tại bên trong một cái chiến khu bên trong, đồng thời vừa mới giải quyết triệt để bên trong tinh cầu tên kia nước ngoài hoàng kim người chơi. Dựa theo bọn họ nguyên kế hoạch, là theo chân chung mặt lão đại tiết tấu đánh. Đơn giản mà nói cũng là bất tử tộc đại quân công chiếm cái nào hành tinh, bọn họ liền đi cái nào hành tinh. Bọn họ trước đó hành động, vẫn luôn là bốc lên bị ma huyễn văn minh đại quân công kích mạo hiểm tại tiến hành triển khai. Có thể chỉ cần bên trong tinh cầu, ma huyễn văn minh đại quân bị bất tử tộc đại quân đánh lui, cũng để bất tử tộc đại quân một đường đẩy mạnh đi lên, để ma huyễn văn minh biên cảnh tinh cầu, từng bước biến thành phía sau, cái kia bởi như vậy, thân ở biên cảnh tinh cầu bên trong bọn họ, tự thân cả một cái an toàn tính cũng chắc chắn tăng lên rất nhiều. Nhưng bây giờ, kế hoạch của hắn lại là ra như vậy một chút vấn đề nho nhỏ. Cái kia chính là liền nhau hai cái chiến khu Ma Huyễn Văn Minh Trú quân, so với hắn trong dự đoán còn muốn ngoan cường nhiều. Bất tử tộc đại quân có chút khuyết thiếu bạo phát lực, trong thời gian ngắn muốn công chiếm xong đến, vẫn thật là không rất dễ dàng. Chiếu vào cái này tình thế đi xuống, dần dần, nguyên bản bị ép lui giữ chi kia Ma Huyễn Văn Minh đại quân, vạn nhất đang khôi phục chiến lực về sau, một đợt bạo phát lại đánh trở về cái kia chuyện lúc trước cũng không thì toàn bộ không tốt sao nghĩ tới đây la tập trong đầu không khỏi dâng lên một cái ý nghĩ muốn hay không trộn lẫn một tay ân ừ. thôi được rồi sợ một sợ sợ ra một mảnh bầu trời cẩu thả một cẩu thả cẩu thả ra một cái tương lai cái này thần tiên đánh nhau hắn một kẻ phàm nhân vẫn là thiếu lẫn vào thì tốt hơn mà lại hắn thật đúng là cũng không tin tại sát vách chiến khu đã mở ra cục diện điều kiện tiên quyết, chung mặt lão đại có thế không có chút thủ đoạn. Quả thật đúng là không sai, bên này chiến đấu, tại dằn co sau 3 tháng, chung mặt lão đại rốt cuộc bắt đầu ra chiêu. Tại một vòng mới tiến công bên trong, bên này chiến trường chính phía trên, bất tử tộc đại quân trận trong đất, đột nhiên giết ra một đầu quái vật khổng lồ đến, để chính thông qua hình ảnh, nhìn lấy trò vui la tập cùng triệu hành, đều là một trận mắt trận tròn. Cửu đầu xa. Xá xa, xa. Một khắc này, nhìn lấy trong hình ảnh xuất hiện đầu kia quái vật, phản ứng của hai người không hoàn toàn giống nhau. Nhưng lại đại khái có thể nói rõ một vài vấn đề. Chỉ thấy giờ này khắc này, xuất hiện tại cái kia chiến trường chính phía trên quái vật, đúng là một đầu mọc ra nhiều cái xà đầu, hình thể còn giống như núi cao quái vật kinh khủng. Không thể nghi ngờ, nhiều cái xà đầu hình tượng, hoàn toàn phù hợp cửu đầu xà cùng xá xa, xa đặc tính, cho nên, lúc đó thấy được đầu kia quái vật la tập cùng triệu hành, mới có thể xuất hiện phản ứng như vậy. Bất quá la tập rất nhanh phát hiện, trên chiến trường đầu kia mọc ra nhiều cái xà đầu cự xà, cần phải cũng không phải là cửu đầu xà. Bởi vì nó chỉ có 8 cái xà đầu. Tuy nói tiểu bác, cũng chính là cửu đầu xà lạc khắc, nó cũng bởi vì trước kia thụ thương, bên trong một cái xà đầu bị hủy diệt, cho nên chỉ còn lại có 8 cái xà đầu. Nhưng là loại tình huống này mà nói, bình thường đều sẽ lưu lại hết sức rõ ràng vết thương. Mà trên chiến trường đầu kia nhiều mặt cự xà trên thân, la tập hiển nhiên cũng không nhìn thấy giống như vậy vết thương cái này khiến la tập trong lòng cơ bản xác định đối phương xác thực không phải cửu đầu xà đồng thời nhìn kỹ đến cũng không biết có phải hay không là bởi vì bị chung mặt lão đại chuyển hóa thành bất tử tộc đơn vị nguyên nhân tại thân thể cùng lân giáp về màu sắc đầu này nhiều mặt cự xà cũng cùng cửu đầu xà cũng tồn tại đối lập rõ ràng khác biệt quanh thân quấn quanh lấy những cái kia màu u lam tử linh khí thì càng không cần phải nói đồng dạng thực lực cường đại bất tử tộc sinh vật hoặc nhiều hoặc ít đều có tử linh khí tràn ra ngoài tình huống so sánh với lên cơ bản đã loại bỏ cửu đầu xà khả năng này la tập triệu hành hiển nhiên còn đang xoắn xuýt cứ việc làm xá xa, xa tại chỉ có 8 cái đầu lâu tình huống dưới hình thể có vẻ như lớn có chút khoa trương nhưng cân nhắc đến một số tình huống đặc biệt cự thú chỉ cần bị vô hạn kéo dài tính mạng sống được đầy đủ lâu hình thể lớn lên đến nước này kỳ thật cũng cũng không là chuyện không thể nào kết quả còn không đợi triệu hành ý nghĩ này rơi xuống nương theo lấy trên chiến trường đầu kia nhiều mặt cự xà hành động không ngừng hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt to lớn thân thể, rất nhanh liền để bọn hắn phát hiện, không đúng, địa phương. Con cự xà kia có thật nhiều cái đuôi. Phát hiện điểm này la tập, nhìn không được dụi dụi con mắt. Đầu kia nhiều mặt cự xà một mực tại vạn vẹo thân rắn tiến hành di động, mấy điều cái đuôi ở nơi đó uống qua uống lại, người xem có chút chói mắt. Thế mà, vô luận là cửu đầu xà, vẫn là bắt đầu cự xà xá xa, bọn họ tuy nhiên đều tồn tại nhiều cái xà đầu, nhưng cái đuôi lại là chỉ có một đầu. Không cần nhiều lời, cái này mọc ra tám đầu bác vĩ hình thể giống như giống như núi cao quái vật chính là bị chuyển hóa thành bất tử tộc sinh vật bác kỳ đại xà làm lúc trước igarashi Senro dưới trướng mạnh nhất cấp chiến lược đơn vị bác kỳ đại xà đang bị chung mặt thành công chuyển hóa thành bất tử tộc đơn vị về sau cũng là cho thấy siêu cường cá thể thực lực trở thành chung mặt dưới trướng cá thể chiến lược cực kỳ kinh người đỉnh phong cấp chiến lược đơn vị một trong bây giờ bác kỳ đại xà xuất hiện ở đây không thể nghi ngờ là đại biểu cho chung mặt đã bắt đầu ra ngoan chiêu không có bất kỳ cái gì lòe loẹ loẹt thủ đoạn, bác kỳ đại xà cứ như vậy dãy dụa thân rắn, bộc phát ra tốc độ kinh người, nhào về phía nơi xa ma huyễn văn minh đại quân đóng giữ trận địa. Cảm nhận được uy hiếp ma huyễn văn minh trú quân, tất nhiên là sẽ không ngồi chờ chết. Chỉ thấy mây đen kia tràn đầy trên không trung, vô số lôi quan thoáng qua, cùng bạo lôi nguyên tố lực lượng điên cùng hội tụ phía dưới, cấp 6 lôi hệ thượng vị pháp thuật tận thế lôi kiếp trực tiếp bổ về phía cái kia giống như giống như núi cao bát kỳ đại xà lôi quan bên trong bác kỳ đại xà thân thể điên cuồng vặn vẹo. Bị chuyển hóa thành bất tử tộc đơn vị bác kỳ đại xà, cũng sớm đã không có cảm giác đau, không cảm giác được chút cảm giác đau đớn nào, nhưng nó lại có thể cảm nhận được cái kia ẩn chứa ở trong sấm sét hủy diệt lực lượng. Đổi thành tầm thường cấp chiến lược đơn vị, chỉ sợ là đã sớm tại cái này kinh khủng ti chất phía dưới hôi phi yên diệt A. Mang ý nghĩ như vậy, bác kỳ đại xà bên trong một cái xà đầu một bên dãy dụa, một bên phát ra cơ hồ chấn thiên động địa gào thét. Một khắc này, rơi xuống nó trên thân tận thế lôi kiếp, tựa như nhận lấy lực lượng nào đó ảnh hưởng, bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Sau đó, còn không đợi đối diện ma huyễn văn minh trú quân kỳ quái chuyện gì xảy ra, bác kỳ đại xà viên kia xà đầu, lại lần nữa phát ra gào thét. Tiếng gầm gừ bên trong, một đạo dọa người lôi quang, trực tiếp theo nó tấm kia miệng to như chậu máu bên trong phun ra ngoài. Bột phát ra bẻ gãy nghiền nát giống như lực lượng, trong nháy mắt phá hủy cái kia bao phủ nghiêm chỉnh tòa ma huyễn văn minh trận địa cứ điểm hộ tráo, cũng đem cái kia tại hộ tráo bảo vệ dưới trận địa, tại chỗ đánh cái xuyên thấu. Ven đường chỗ có sinh vật, đều biến thành tro bụi. Không sai, đây chính là bác kỳ đại xà chỗ kinh khủng. Ngoại trừ trung gian viên kia phụ trách trụ tính chung khống chế xà đầu bên ngoài, bác kỳ đại xà còn lại 7 viên xà đầu, phân biệt đại biểu cho gió, hỏa, nước, băng, lôi, thổ, độc bảy loại thuộc tính. Cái này bảy loại thuộc tính, giao phó bác kỳ đại xà siêu cường thuộc tính kháng thể, đơn giản mà nói cũng là cái này bảy loại thuộc tính công kích, đánh vào nó trên thân, thương tổn trực tiếp giảm xuống 70%, đối thuộc tính công kích phòng ngự năng lực, quả thực mạnh dọa người. Tại cái tiền đề này dưới, bất kỳ đại xà ngoại trừ viên kia mang theo độc thuộc tính xà đầu, có thể theo làm bộ phận túi độc bên trong phun ra kịch độc bên ngoài, còn lại 6 viên mang có thuộc tính khác nhau xà đầu, bọn họ tại dưới trạng thái bình thường, nhưng thật ra là cũng không thể thi triển bất luận cái gì yêu thuật. Nhưng mỗi một viên xà đầu đều có thể hấp thu tương ứng thuộc tính lực lượng. Hấp thu trị số cùng nó miễn dịch thuộc tính thương tổn trị số là hoàn toàn tương tự, cũng chính là 70%. Cái này 70% thuộc tính lực lượng, tại hoàn thành hấp thu về sau, có thể thông qua tương ứng thuộc tính xà đầu phun ra mà ra, tựa như viên kia lôi thuộc tính xà đầu một dạng, trực tiếp phát ra thổ tức, đồng dạng siêu cường thuộc tính công kích. Làm Igarashi Senro mạnh nhất sát chiêu ác chủ bài, bất kỳ đại xà chiến đấu lực, thật là không phải đùa với ngươi. Theo trình độ nào đó tới nói, nó tồn tại quả thực cũng là đem rau an, bô ma huyễn văn minh cho khắc chết rồi. Trước mắt còn chưa không rõ ràng bác kỳ đại xà những năng lực này ma huyễn văn minh trú quân, rất nhanh liền bởi vì tình báo không đủ, mà bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nghiêm chỉnh tòa cứ điểm, cứ như vậy tại bác kỳ đại xà thổ tức công kích phía dưới, biến thành một vùng phế tích. Bác kỳ đại xà cái kia mang theo tính áp đảo lực lượng, trong nháy mắt phá vỡ cái này một mảnh chiến khu thăng bằng. Nguyên bản cân nhắc đến các loại khả năng phát sinh tình huống đặc biệt, viên tinh cầu này bên trong ma huyễn văn minh trú quân, trên thực tế là đã làm tốt tùy thời lùi lại, bảo toàn binh lực chuẩn bị tâm tư. Nhưng bác kỳ đại xà xuất hiện thật sự là quá đột nhiên, hoàn toàn đem bọn hắn đánh trở tay không kịp. Cảm thụ được của lực lượng khủng bố kia áp bách, trong lúc nhất thời, cái này một mảnh chiến khu bên trong ma huyễn văn minh trú quân, đúng là đã hiển lộ ra mấy phần tan tác xu thế, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng phía sau bỏ chạy. Mà trong lúc này, nhìn lấy trong hình ảnh, bác kỳ đại xà vậy đơn giản phát rồ phát huy, La Tập cùng Triệu Hành tâm tình, cũng là thật lâu không cách nào bình tĩnh. Trong đó La Tập càng là suy nghĩ rất nhiều. Cái này cấp chiến lược đơn vị, chung mặt lão đại lúc trước đối phó dị trùng văn minh trong chiến đấu, tuyệt đối là không có xúc động qua. Bằng không, ma huyễn văn minh một phương không có khả năng không có chút nào phòng bị, gửi tới khiến cho bọn hắn trọng yếu biên cảnh phòng tuyến bị nhẹ nhàng như vậy đánh nổ. Nhìn từ điểm này, chung mặt lão đại chỉ sợ là đã sớm nghĩ kỹ muốn đối phó ma huyễn văn minh, cho nên cố ý lưu lại như thế một tay nhưng bất kể nói thế nào, hiện giai đoạn, ma huyễn văn minh bị đánh bạo, đối với hắn và triệu hành mà nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Đợi đến bất tử tộc đại quân triệt để đánh tới đối diện lãnh thổ nội bộ, thân ở đường biên giới phía trên bọn họ, liền có thể càng thêm muốn làm gì thì làm. Nói thật, gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn cùng triệu hành, đã là kiếm lời lật trời. Thành thị nhân khẩu cái gì, kỳ thật cũng không đáng kể, nhưng những cái kia tư nguyên điểm, thật là là quá ra sức cho dù là tại la tập thiêu tam giảng tứ điều kiện tiên quyết, tầng tầng sàn chọn xuống tới, hắn bây giờ trong tay tư nguyên điểm, cũng đã nhiều đến 371 cái. Trong đó có 43 tòa là Urani. Còn lại cái kia hơn 300 cái tư nguyên điểm bên trong, khi hữu tư nguyên cũng còn nhiều muốn chết. Mà xem như la tập đối tác. Cứ việc triệu hành thú nhân quân đoàn, cái kia công chiếm thành thị lãnh thổ hiệu suất, kém xa la tập ma đạo hạm đội, nhưng là đoạn đường này xuống tới, la tập phát hiện, triệu hành vận khí là thật tốt thường xuyên chiếm được một số với hắn mà nói vô cùng hy hữu tư nguyên về sau cầm lấy cái kia tư nguyên điểm triệu hành có thể theo hắn chỗ này đổi được rất nhiều thú nhân văn minh cần tư nguyên điểm mà cũng chính bởi vì nguyên nhân này hiện giai đoạn triệu hành trong tay tư nguyên điểm số lượng trên thực tế là không có chút nào so la tập thiếu kiếm lời gọi là một cái bát đầy bồn tròn gần nhất trong khoảng thời gian này đoán chừng triệu hành là liền ngủ đều có thể cười ra tiếng đồng thời trọng yếu nhất là đến trình độ này bọn họ đối đầu này đường biên giới chiến khu càng quét, cũng mới vừa qua khỏi một nửa, còn có rất nhiều tư nguyên, chờ lấy bọn họ đi thu đâu. Giữ vững tinh thần, theo sát bất tử tộc đại quân tiến công tiết tấu, la tập cùng triệu hành dựa theo bọn họ đã sớm chế định tốt kế hoạch, đem ở vào mỗi cái biên cảnh chiến khu nước ngoài liên minh người chơi lần lượt điểm bạo. Tại cái này một toàn bộ quá trình bên trong, phụ trách cái kia chiến khu Trung Quốc hoàng kim người chơi, tuyệt đại bộ phận vẫn là vô cùng hoan nghênh bọn họ. Nhưng tướng đúng, cũng có một phần nhỏ, viễn chuyển biểu thị ra không cần giúp đỡ. Chu Văn Binh cùng Mạnh Hiên không thể nghi ngờ thì bao quát tại cái kia một phần nhỏ bên trong. Lúc trước ma huyễn Văn Minh đại quân mang theo nước ngoài liên minh phát khởi thế công thời điểm, Chu Văn Binh cùng Mạnh Hiên thời gian, tuy nhiên qua được so sánh khẩn trương, nhưng cũng không có hướng la tập cùng triệu hành thỉnh cầu trợ giúp. Bởi vậy, cũng không có thiếu nhân tình của bọn hắn. Cái này một đợt chuyển thủ làm công, tại bất tử tộc đại quân ngăn chặn đối diện ma huyễn Văn Minh trú quân điều kiện tiên quyết, y theo Chu Văn Binh cùng Mạnh Hiên thực lực, khuyết ngược đối diện nước ngoài hoàng kim người chơi hiển nhiên cũng không thành vấn đề hoàn toàn không cần la tập bọn họ trợ giúp đối với cái này la tập cùng triệu hành tự nhiên cũng là cũng không bắt buộc bất quá tại tinh tế hành quân quá trình bên trong chu văn binh cùng mạnh hiên vị trí chiến khu đối bọn hắn tới nói là một cái trọng yếu trạm trung chuyển bọn họ cũng không có cách nào không nhìn mảnh này chiến khu trực tiếp nhảy qua đi cho nên la tập vẫn là hỏi bọn hắn mượn cái địa phương chờ đợi một đoạn thời gian để bộ đội dưới cờ tiến hành chỉnh đốn ở trong quá trình này, bởi vì Chu Văn Binh tồn tại, Triệu Hành trên mặt viết đầy suối quẩy, thế nhưng cả một cái trạng thái, lại là mang theo một cổ không che giấu được đắc ý. Vấn đề này, nhắc tới cũng đơn giản, hắn hiện tại văn minh giai đoạn phát triển thế nhưng là đè qua Chu Văn Binh A. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, Triệu Hành ngược lại là ước gì Chu Văn Binh mỗi ngày xuất hiện tại trước mắt của mình, để hắn thật tốt trào phúng một phen. Xuất phát từ mục đích này, Triệu Hành hiện tại mỗi ngày thì ở bên ngoài tản bộ, tìm kiếm lấy Chu Văn Binh bóng dáng nhưng làm lẫn nhau dỗi nhiều năm như vậy đối thủ một mất một còn chu văn binh có thế không rõ ràng triệu hành cái kia đầu bên trong đang suy nghĩ chút gì sao cho nên vì không cho triệu hành trào phúng cơ hội của chính mình từ trước đến nay không thích tố tại một chỗ chu văn binh gần nhất quả thực là nhịn được không nhúc nhích suốt ngày cái nào đều không đi thì đợi tại chính mình khu vực tổng trong phòng chỉ huy đối với cái này một đôi ấu trĩ quỷ la tập trong lòng tại cảm thấy im lặng đồng thời kỳ thật cũng không có gì quá nhiều ý nghĩ bởi vì như loại này ấu trĩ quỷ tại hoàng kim lão đại bên trong, số lượng vẫn thật là không tính thiếu. Người trưởng thành, thường thường là có một cái tuần hoàng chu kỳ. Theo lúc mới đầu ấu trĩ ngây ngô, dần dần đi hướng thành thục ổn trọng, thậm chí đa mưu túc trí. Sau đó theo lấy thực lực tăng lên, tại mạnh đến nhất định cấp độ về sau, bọn họ lại sẽ dần dần biến đến tùy hứng lên, cũng có thể hiểu thành muốn làm gì thì làm. Đến giai đoạn này bọn họ, ngược lại sẽ không lại giống trước một cái giai đoạn sâu như vậy nặng. Bởi vì bọn họ thực lực đã đầy đủ mạnh, không cần những cái kia công công lượng lượng đồ vật làm sự tình sẽ biến càng thêm trực tiếp thực lực là bọn họ tùy hứng tư bản theo lấy thực lực càng ngày càng mạnh rất nhiều hoàng kim người chơi thường thường sẽ biến càng ngày càng tùy hứng sau cùng triệt để biến thành một cái ấu trĩ quỷ chu văn binh cùng triệu hành cũng là thuộc về vô cùng điển hình còn lại hoàng kim lão đại tương đối mà nói cũng không có rõ ràng như vậy nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút tình huống như vậy thậm chí bao gồm la tập mình tại bên trong khả năng la tập chính mình cũng không có cái kia ý thức nhưng ở thuộc hạ của hắn các thần tử xem ra bọn họ hoàng đế bệ hạ một mực thẳng bốc đồng đương nhiên lời này bọn họ chỉ sẽ để ở trong lòng không thèm quan tâm so sánh lên kình triệu hành cùng chu văn binh la tập tại đoạn này thời gian nghỉ ngơi bên trong nhàn rỗi không chuyện gì chú ý lực chủ yếu thì tập trung ở bên trong tinh cầu chu văn binh cùng mạnh hiên bọn họ chiến đấu phía trên tục xưng xem kịch chu văn binh cùng mạnh hiên bọn họ hiện giai đoạn chủ lực đại quân cũng sớm đã toàn diện thăng cấp làm không trung hàng mẫu, mà lại quy mô thật lớn. Đánh những cái kia nước ngoài hoàng kim người chơi, hoàn toàn là dư xài. Tuy nhiên cả một cái tiếng công hiệu suất, cùng la tập tướng tương đối, là muốn chậm như vậy một số. Nhưng bây giờ, bên này chiến đấu, trên cơ bản cũng đã chuẩn bị kết thúc. La tập một chút đánh giá tính một chút, chậm nhất nửa tháng, mảnh này chiến khu bên trong nước ngoài hoàng kim người chơi, liền nên triệt để hủy diệt. Mảnh này chiến khu bên trong tình hình chiến đấu, cuối cùng cũng không có vượt quá la tập đoán trước. Không biết có phải hay không là bởi vì bọn họ tồn tại, Chu Văn Binh cùng Mạnh Hiên hoặc nhiều hoặc ít tăng nhanh tiến công hiệu suất, về sau thời gian mới qua 11 ngày, chiến khu bên trong nước ngoài hoàng kim các người chơi thì triệt để bại vong, so trong dự đoán còn nhanh hơn không ít. Bất quá cũng không quan trọng, la tập hiển nhiên không có ý định đợi lâu ở chỗ này, bỏ ra hơn 10 ngày, tiến hành một phen đơn giản chỉnh đốn về sau, liền chuẩn bị lần nữa động thân. Trong đoạn thời gian này, không thành công bắt được Chu Văn Binh tên kia, Tuy nhiên để triệu hành hơi có chút phiền muộn, nhưng đối với triệu hành tới nói, hiển nhiên còn tiếp tục kiếm lời lớn trọng yếu hơn, cho nên đi được thời điểm, cũng là tương đương dứt khoát. Tiếp đó, bọn họ việc cần phải làm thì đơn giản, theo bất tử tộc đại quân tiết tấu đi. Trung mặt Minh Hà Văn Minh bên trong, có tam đại cường tộc. Theo thứ tự là lấy vu yêu vương Soren cầm đầu vu yêu tộc, lấy khô lâu vương Ngô Sấm cầm đầu khô lâu tộc, cùng lấy huyết tộc Chi vương Dracula cầm đầu huyết tộc. Mặt khác, u hồn kỵ sĩ kỳ thật cũng coi là vu yêu tộc một viên nhưng trước kia thì đã nói qua tại vu yêu trong tộc tình huống của bọn hắn là thuộc về vô cùng đặc thù một loại kia xem như đã theo vu yêu trong tộc đi ra ngoài chi nhánh bây giờ minh hà văn minh bên trong dưới tình huống bình thường là đã sẽ không tướng vu yêu tộc cùng u hồn kỵ sĩ quy về nhất tộc nói về chính đề trên cơ bản có soren ngô sấm cùng dracula cái này tam vương trấn giữ ba khối chiến khu thực lực khẳng định là mạnh nhất tại khô vương ngô sấm khối kia chiến khu bị mở ra lỗ hổng về sau, từ vua yêu vương Soren cùng huyết tộc chi vương Dracula chỗ phụ trách chiến khu, cũng là tuần tự lấy được chiến quả, đánh lui ma huyễn văn minh một phương biên cảnh trú quân. Cái này, cục diện xem như bị triệt triệt để để mở ra. Đối với Rao An, Bolet tới nói, hắn mỗi cái biên cảnh chiến khu chiến đấu, đã là dần dần mất khống chế. Trong đó, bất kỳ đại xà xuất hiện, càng là càng tiến một bước liên hồi tình huống này. Đối mặt cái này tình huống, Rao An, Bolet cũng coi là quyết định thật nhanh, trực tiếp hạ lệnh, bàn tuyến lui giữ thứ hai phòng tuyến. Lựa chọn không ở cái này trong lúc mấu chốt, cùng chung mặt bất tử tộc đại quân cùng chết. Đồng thời, hắn cũng phải tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút, giải quyết như thế nào rơi cái kia đáng chết Bác Kỳ đại xà. Chung mặt cái kia Minh Vương Long tồn tại, cũng đã đầy đủ để hắn cảm giác đến đau đầu, bây giờ vậy mà lại xuất hiện như thế một cái quái vật. Chung mặt tên kia, đến tột cùng còn cất giấu nắm chắc bao nhiêu bài. Nghĩ tới đây, Trao An Bolet sắc mặt rõ ràng một trận biến ảo không ngừng. Muốn là Sa vẫn còn ở đó. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Rao An, Bô Lét hướng thẳng đến bên cạnh thân binh hỏi. Gần nhất có tin tức sao? Cứ việc Rao An, Bô Lét hỏi lời này không đầu không đuôi, nhưng làm thân binh của hắn, đối phương tự nhiên biết, bọn họ Hoàng đế bệ hạ hỏi là cái kia Hoàng Kim Cự Long Sa Lê tin tức. Từ khi bọn họ Ma Huyễn Văn Minh cùng Minh Hà Văn Minh khai chiến về sau, bọn họ vẫn tại tìm kiếm Hoàng Kim Cự Long Sa Lê hạ lạc. Thế mà, cho tới bây giờ, cũng không có tin tức gì. Hiện tại bọn hắn cơ bản có thể xác định, cái kia hoàng kim cự long xa lê, tuyệt đối không có tại bọn họ ma huyễn văn minh cảnh nội. Tại cái tiền đề này dưới, đối phương khả năng chạy tới địa phương, có thể thì có nhiều lắm, rất nhiều nơi, là bọn họ căn bản không có cách nào đi tìm, nghĩ đến đây, rau ăn, bô lét vẫn thật là có chút phát điên. Khoảng cách buổi chiều hội nghị còn có bao nhiêu thời gian? Đem văn kiện trong tay báo cáo bỏ trên bàn, rau ăn, bô lét lên tiếng hỏi. Còn có 37 phút đồng hồ, bệ hạ. Đạt được đáp án này rao an, bô Lép vất vất tay, ra hiệu thân binh của hắn trước lui ra ngoài. Buổi chiều hội nghị, ngoại trừ thảo luận tiếp xuống chiến cục an bài bên ngoài, còn có cũng là thảo luận làm sao đối phó đầu kia đáng chết bác kỳ đại xà. Bất quá ở trước đó, đã còn có thời gian, như vậy. Thở ra một miệng thở dài, rao an bô đưa tay khoác lên trước mắt mình một khối thủy tinh phía trên. Chỉ một thoáng, thủy tinh bên trong, bắt đầu tản mát ra từng đợt ánh sáng nhu hòa. Xa lê cắt hạ, xa lê cắt hạ không cần nhiều lời, khối này thủy tinh, không sai biệt lắm thì tương đương với là bọn họ ma huyễn văn minh bộ đàm. Truyền âm thuật thi triển, là đến tiêu hao pháp lực. Trên cơ bản là khoảng cách cách càng xa, pháp lực tiêu hao lại càng lớn. Trao An Bolet tự thân tuy nhiên có như vậy một chút tu vi pháp thuật, nhưng hắn chủ muốn năng lực, vẫn là tập trung ở chính vụ xử lý cùng văn minh phát triển phía trên, bằng không, bằng vào cá thể thực lực cường đại, hắn ma huyễn văn minh có thể phát triển không đến nước này cho nên tự thân pháp thuật thực lực đối lập đồng dạng hắn, thường thường rất ỷ lại loại pháp thuật này đạo cụ. Mà hắn hiện đang sử dụng cái này bộ đàm, cũng là chuyên môn dùng để cùng Hoàng Kim Cự Long Sa Lê lấy được liên lạc. Tại bộ đàm khởi động về sau, Rao An, Bô một lần lại một lần hô hoáng Sa Lê tên. Duy trì lấy loại trạng thái này, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, chậm chạp không thể đạt được đáp lại Rao An, Bô dần dần bắt đầu ủ rũ. Ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, một cái hơi có vẻ không nhịn được thanh âm, đột nhiên vang lên. ồn ào quá, nhân loại. Theo Hoàng Kim Cự Long Sa Lê mất tích đến bây giờ, Rao An, Bô Lét cũng không phải lần đầu tiên thông qua bộ đàm, nỗ lực cùng nó dựng lên liên hệ. Có điều hắn truyền đi tin tức, thường thường là còn như đá ném vào biển rộng đồng dạng, mịt mù không tin tức, đến không đến bất luận cái gì trả lời. Mà lần này, đột nhiên xuất hiện trả lời chắc chắn, tại để Rao An, Bô Lét sửng sốt một chút về sau, cái kia trên mặt thần sắc trong nháy mắt liền bị một cổ cùng hỉ thay thế. Đang khi nói chuyện, Rao An Bolet cũng là lập tức không để lại dư lực biểu hiện một chút đối xa quan tâm. Những thứ này lời quan tâm, cũng tịnh không phải tất cả đều là giả. Bởi vì mặt đối hiện tại cái này cục diện, Rao An Bolet là thật thì trông cậy vào xa đến trợ nó lật bàn, bởi vậy, đối với xa trạng thái, hắn đương nhiên quan tâm á. Xa cũng không phải cái đần độn, nói nơi nào sẽ không rõ ràng Rao An Bolet tâm bên trong khẳng định có chỗ tính toán. Bất quá, có câu lời nói được tốt, thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Đối mặt cái này vừa lên đến thì hỏi Hang Ân cần rau ăn, Bolet, lê trong lúc nhất thời còn thật liền không nói được chút gì. lê cách hạ, ngài hiện tại là ở đâu? Ta tốt phái người tới đón ngài a. Dựa theo rau ăn, Bolet ý nghĩ là trước tiên đem lê làm trở lại hẳn nói. Chỉ cần lê tại hắn Ma Huyễn Văn Minh cảnh nội, đến lúc đó, mặt đối bất tử tộc đại quân quy mô xâm lấn, thân là Ma Huyễn Văn Minh dân bản địa, Đối phương tổng không đến mức hoàn toàn không đếm xỉ đến A Rao An, Bolet cái kia trong đầu tính toán nhỏ nhặt, đánh gọi là một cái lưu loát Nhưng không biết sao Sa Lê, căn bản cũng không ấn thói quen đến A Chỉ thấy lúc đó chính duy trì lấy thân rồng, ghé vào vạn giới văn minh quân khu lòng đất Sa Lê Nhằm chán ngáp một cái, sau đó trở về Rao An, Bolet ba chữ Không biết Rao An, Bolet là làm sao không chút suy nghĩ đến Sa Lê vậy mà lại trực tiếp trở về hắn một cái, không biết đối với Scarlett đến tột cùng là thật không biết, hay là giả không biết chuyện này, lúc này rau ăn, bô còn thật chỉ là có chút đắn đo khó định. Dù sao, mảnh này chiến tranh toàn diện chiến trường, ghép lại mấy mảnh tinh hệ, chiến trường diện tích có thể nói là bát ngát dọa người, giống la tập cùng triệu hành loại này, sơ bộ nắm giữ tinh tế hành quân năng lực người chơi, để bọn hắn vòng quanh mảnh này chiến tranh toàn diện chiến trường lượng quanh phía trên một vòng, cho bọn hắn mấy trăm năm, bọn họ đoán chừng đều lượng quanh không hết. Sa chạy loạn phía dưới, không biết mình chạy đi nơi nào là hoàn toàn có khả năng bất quá rao an bô hiển nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ sau đó bất động thanh sắc đem chung mặt minh hà văn minh trong đại quân cốt long cùng minh vương long dời đi ra phát sinh chuyện lúc trước rao an bô biết sa giống như đối cốt long cùng minh vương long cực độ bài xích cho nên muốn mượn cơ hội này thông qua dựng nên lên một cái địch nhân chung phương thức đến để sa lệch chủ động giúp hắn tại nhất lên minh hà văn minh minh vương long cùng cốt long về sau sa lê tâm tình rõ ràng biến đến có chút hỏng bét vô ý thức ở giữa khuếch tán ra tới long uy để thủ ở bên ngoài mấy tên vạn giới văn minh binh lính thân thể đều là một trận cứng ngắc đem bọn hắn cho giật nảy mình bất quá loại trạng thái này cũng không có tiếp tục quá lâu nhỏ vi điều chỉnh một chút hô hấp sa lê rất nhanh liền đem chính mình cái kia khuếch tán ra tới long uy một lần nữa thu liễm đợi tại vạn giới văn minh trong khoảng thời gian này nó tuy nhiên vẫn luôn tại quân khu dưới nền đất tu dưỡng, nhưng nó đối với Long Uy khống chế ý thức, cũng là biến đến càng ngày càng mạnh. Nhân loại, ta đã đã giúp ngươi một lần, tướng tương đối, ngươi cam kết với ta sự tình, nhưng đến bây giờ đều còn không có làm đến. Nói ra lời này xa lê, trong giọng nói đã mang tới mấy phần không tốt. Nó lại không ngốc, theo Rao An, Bô Lét đem Minh Vương Long cùng Cốt Long khiên ra tới một khắc kia trở đi, nó liền biết, đối phương là muốn coi nó là thương sử. Đối với Minh Vương Long cùng Cốt Long tồn tại, nó thật sự là vô cùng phẫn nộ, nhưng bởi vì trước đó cuộc chiến đấu kia, nó thụ trọng thương linh hồn, còn còn lâu mới có được khôi phục, nó không có khả năng dưới loại trạng thái này, đần độn giết ra ngoài. Nghe được Sa trong giọng nói cái kia một tia không tốt, Rao An, Bô trong lòng rung lên. Đồng thời, đối với Sa cái kia một phen, Rao An, Bô cũng là cảm thấy trở nên đau đầu. Bởi vì tại hắn văn minh nội bộ, trồng loại sinh vật này cơ hồ là tuyệt tích, chớ nói chi là cổ long. Trên thực tế, thật phải nghiêm khắc tính toán ra, dây cùng ni đâu đều là không phù hợp yêu cầu. Cổ long có thể hiểu thành là một loại huyết thống vô cùng thuần chính thuần huyết long chủng, mà dây cùng ni đâu hiển nhiên cũng không phải là, bọn họ chỉ là mang theo một bộ phận long tộc huyết thống mà thôi. Trao An bolet hiển nhiên không có định lúc này từ bỏ. Bởi vì hắn thấy, muốn phải giải quyết bác kỳ đại xà, biện pháp đơn giản nhất, cũng là để Scarlet xuất thủ. Tuyệt đối có thể xong. Gần nhất trong khoảng thời gian này xuống tới, đối với bác kỳ đại xà một số năng lực cùng đặc tính bọn họ không sai biệt lắm cũng là làm rõ ràng cho nên rao an bolet vô cùng xác định bác kỳ đại xà là không có cách nào khắc chế đến starlight thậm chí starlight không chừng còn có thể bằng vào cái kia siêu cường cận chiến năng lực phản khắc bác kỳ đại xà thế mà vấn đề này lại là tiến hành cũng không thuận lợi sau đó phải nói lời để rao an bolet hơi có chút do dự nhưng đang nghĩ đến muốn về sau hắn phát hiện mình thật sự là không có biện pháp khác sau đó mang một loại lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái, biểu thị, nếu như hắn chiến bại, ma huyễn văn minh luân hãm, vậy nó Scarlet tuyệt đối cũng phải theo xong đời. Đồng thời, hắn chỉ có thật tốt sống sót, mới có thể tiếp tục giúp nó tìm tộc nhân. Trao An Bolet Phen này lý do thoái thác, kỳ thật đã ẩn ẩn có như vậy mấy phần uy hiếp ý tứ. Đây cũng là hắn do dự nguyên nhân căn bản. Đối với cái này, Scarlet đáp lại là Ha ha! Cười xong, trực tiếp chủ động cắt ra cùng Rao An, Bolet liên hệ. Cùng một thời gian, thân ở bên trong phòng làm việc của mình, Rao An, Bolet sắc mặt một mảnh tái nhật. Theo bộ đàm pháp lực tiêu hao đến xem, hắn có thể phán đoán ra xa cách hắn hiện tại vị trí, đích thật là vô cùng xa xôi. Nhưng bởi vì xa quanh thân tồn tại rất mạnh năng lượng từ trường nguyên nhân, dẫn đến hắn bên này hoàn toàn không cách nào tin chuẩn khóa chặt xa hiện tại vị trí. Ngay tại Rao An, Bolet buồn bực như vậy lấy thời điểm. Đông 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 hắn văn phòng đại môn bị người gõ vang sau đó trước đó thối lui đến ngoài cửa thân binh đẩy cửa đi đến bệ hà thời gian không sai biệt lắm biết tại ngữ khí mang theo bực bội lên tiếng về sau trao an bô thu hồi bộ đàm sau đó đứng dậy bước nhanh hướng về phòng họp đi đến cùng lúc đó chủ động cắt cắt đứt liên lạc xa lệch ghé vào cái kia trong tầng hầm ngầm tùy ý trật bổng nhúc nhích thân rồng cho mình đổi cái tư thế thoải mái vốn là muốn muốn tiếp tục ngủ nhưng là Giao an, Bolet nâng lên Minh Vương Long cùng cốt Long sự tình. Đích thật là để nó có chút tâm phiền. Tại cổ này tâm tình ảnh hưởng phía dưới, nó trong lúc nhất thời lại là có chút không ngủ được. Phiền. Trên thực tế, nó trước đó cũng không thể nói là đang ngủ. Tuy nói, đối mặt loại này linh hồn bị thương, đối với nó tới nói, biện pháp tốt nhất cũng là rơi vào trạng thái ngủ say. Tại trạng thái ngủ say bên trong chậm rãi khôi phục. Nhưng đối với vạn giới văn minh, Sa lê hiển nhiên còn cũng không hề hoàn toàn để xuống cảnh giác nó thật sự là đem la tập làm bằng hữu, nhưng người bạn này còn chưa tới làm cho nó tánh mạng nhờ vả cấp độ. Trước đó tình trạng của nó, cùng nói là đang ngủ, còn không bằng nói là nhắm mắt lại, một chút hít mắt trong chốc lát. Mà liền tại Starlet như thế phiền lòng thời điểm, an trí ở phòng hầm bên trong cái kia tòa tiểu hình tượng thần, bao phủ ở chung quanh trong suốt bạch quan, rõ ràng biến đến mãnh liệt mấy phần, sau đó cấp tốc ngưng tụ thành một cái hình người, la tập ý thức buông xuống nơi này. Ánh mắt giao hội ở giữa, La Tập trực tiếp thẳng thắn biểu thị. Ngươi vừa mới động tĩnh cũng không nhỏ a. À. Là xảy ra chuyện gì sao? Tại cùng Sa Lê chính thức xác lập lên bằng hữu quan hệ về sau, bọn họ giữa song phương nói chuyện với nhau, vẫn tương đối thẳng tiếp. Sa Lê còn thật thích trực tiếp như vậy, so rao ăn, bô câu nói kia bên trong tàn thoại gia hỏa tốt hơn nhiều. Lúc này đối mặt La Tập vấn đề, Sa Lê cũng hoàn toàn không có muốn che giấu ý tứ. Chủ yếu là, chuyện kia dưới cái nhìn của nó cũng không trọng yếu, không có che giấu tất yếu hiểu rõ tình huống la tập trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn nhưng lại cũng không có quá phận truy vấn mà chính là trực tiếp đem thoại đề chuyển đến một chuyện khác phía trên gần nhất khôi phục thế nào tạm được linh hồn của nó bị thương cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể khỏi hẳn bất quá mấy năm này nghỉ ngơi một chút đến vẫn là có một chút như vậy chuyển biến tốt đẹp nói tóm lại starlet vẫn là rất ưa thích cùng la tập nói chuyện trời đất nhất là ở cái này nó ngủ cũng ngủ không được thời gian điểm bên trên bất quá còn có chuyện muốn làm la tập hiển nhiên không có khả năng một mực cùng nó rảnh rỗi như vậy trò chuyện đi xuống đang giải trừ thần thuật trước đó nhìn lấy buồn bực ngán ngẫm sa lê la tập động tác một trận có muốn hay không ta tìm người dẫn người đi các nơi đi loanh quanh cái này đối với la tập cái này đột nhiên đề nghị sa trong lòng có chút ngoài ý muốn thật không có vấn đề sao hiển nhiên sa lê rất tiếp tiếp gần xã hội loài người chỉ có mấy lần đều mang theo không nhỏ bạo động hắn thấy nhân loại thì là một đám ồn ào mà nhỏ yếu sinh vật vừa nhìn thấy nó thì điên cuồng thét lên sau đó chạy tán loạn khắp nơi không biết muốn muốn làm gì bây giờ nó đã là mượn la tập địa phương tiến hành nghỉ ngơi thật sự là không muốn lại cho la tập thêm phiền toái gì đại khái là nhìn ra lệch lo lắng la tập trực tiếp biểu thị chỉ cần ngươi một mực bảo trì rộng nhân hình thái vấn đề liền không lớn tốt à, a lệch tâm động cuối cùng vẫn không có thể cự tuyệt la tập đề nghị này bất quá vì để tránh cho tạo thành cái gì hiểu lầm hoặc là chuyện phiền toái, La Tập vẫn là chuyên môn dặn dò một phen cho Starley quán thâu một số cơ sở thường thức. Sau đó đang bày tỏ sẽ cho nó tiến hành an bài về sau, giải trừ thần thuật. Ngay tại vừa mới như vậy không lâu sau bên trong, La Tập trong đầu kỳ thật liền đã chỉnh lý tốt một cái kế hoạch. Nhằm vào Starley, việc hắn muốn làm chính là muốn cùng đối phương kết giao bằng hữu mà không phải mang một loại công danh lợi lộc tâm thái đến gần đối phương. Tại cái tiền đề này dưới hắn nhất định phải học sẽ từ từ đến, trước mắt đến xem, hiệu quả vẫn là tương đối không tệ. Phía sau sự tình, tạm thời không thèm quan tâm. Giải trừ thần thuộc la tập, chú ý lực rất nhanh liền một lần nữa chuyển dời đến tiền tuyến bên này. Bởi vì ma huyễn văn minh bộ đội toàn tuyến lùi lại, bọn họ bên này bất tử tộc đại quân, cũng là thuận thế đẩy mạnh đi lên. Cái này một đợt, bọn họ xem như triệt triệt để để đánh vào ma huyễn văn minh cảnh nội. Bất quá, đối với chung mặt bất tử tộc đại quân tới nói, hiện giai đoạn, kỳ thật còn còn lâu mới có được đến có thể buông lỏng chủ quan cấp độ. Bởi vì vì bọn họ cũng đều biết, lui giữ thứ hai phòng tuyến ma huyễn văn minh trú quân là tại để dành một đợt bạo phát. Trung mặt hiển nhiên không muốn cho đối diện cơ hội này, trực tiếp bắt đầu hướng an bài bác kỳ đại xà cái kia mảnh chiến khu tăng số người binh lực, đồng thời tự thân cũng là khống chế minh vương long thân phó chiến trường. Bác kỳ đại xà tăng thêm minh vương long, nhóm này hợp cơ hồ là mang tới một loại thần cản giết thần, phật cản giết phật, đồng dạng khí thế lại dựa vào bất tử tộc đại quân, trực tiếp tạo thành một cái có thể xưng vô địch đồng dạng chiến trận. Không cần nhiều lời, chung mặt tiếp đó, hiển nhiên là dự định tập trung chiến lực, dĩ điểm phá diện, chuyên công cái này một cái chiến khu. Từ Minh Vương Long cùng bác kỳ đại xà đi đầu, bất tử tộc đại quân tiến công tính tăng lên trên diện rộng, qua đánh, lôi cuốn lấy hung mảnh thế công trực tiếp bất chợt tới mặt, cái này tổ hợp, liền xem như cấp chiến lược pháp thuật, đều không đánh nổi bọn họ, Trao An Bolet tuy nhiên khẩn cấp điều động chính mình văn minh bên trong một đám cấp chiến lược mảnh tướng đơn vị, tiến đến tiến hành trợ giúp, nhưng vẫn như cũ không có thể ngăn ở Minh Vương Long cùng bác kỳ đại xà thế công, trong đó một chỗ quan trọng chiến khu thứ hai phòng tuyến, trong khoảng thời gian ngắn, liền bị cưỡng ép công phá. Rút dây động rừng, bên này thứ hai phòng tuyến một phá, còn lại mỗi cái chiến khu, đều là chịu ảnh hưởng, để ma huyễn văn minh tình cảnh lập tức biến đến càng thêm bị động. chung mặt lão đại cái kia bác kỳ đại xà ác chủ bài vừa đưa ra đến, la tập liền biết, đây là muốn bắt đầu phát lực. Lấy bác kỳ đại xà làm làm cơ hội, nhất triều đắc thế chung mặt lão đại, cái này một đợt hiển nhiên là dự định trực tiếp đem rau ăn, bô lét đè đến chết rồi, hoàn toàn không định cho đối phương nín đại chiêu phản đánh cơ hội. Vốn là, rau ăn, bô lét thực lực muốn là đủ cứng, ngược lại là có thể thử một chút cưỡng ép đứng vững thế công, biệt xuất một đợt bạo phát tới. Thế mà, Minh Vương Long cùng bác kỳ đại xà thế công, quả thực thế như trẻ tre. Rao An, Bolet căn bản là không chịu đựng nổi đỉnh một khi đón đánh tuyệt đối là thương vong thảm trọng trong khoảng thời gian này mặt đối bất tử tộc đại quân thế công hắn tiêu hao đại lượng trân quý pháp thuật quyển trục cả một cái tổn thất liền xem như hắn đều đã không nhịn được cảm thấy đau lòng nhưng ngay cả như vậy cái kia nghiêm chỉnh nói phòng tuyến cũng vẫn như cũ không cách nào ổn định không thể làm gì rao an bolet chỉ có thể lựa chọn sử dụng cuối cùng thủ đoạn cái kia chính là để trú quân chủ động từ bỏ lãnh thổ lùi lại dùng cái này đến tranh thủ thời gian tích lũy ra một đợt bạo phát nhưng là, đến đón lấy đâu? Liền xem như tích lũy lên một đợt bạo phát, đối mặt Minh Vương Long cùng bác kỳ đại xà hai cái này siêu quy cách cấp bậc tồn tại, Trao An, Bô Lét cũng vẫn như cũ là cảm thấy một trận lực lượng không đủ. Bây giờ tại mảnh này chiến tranh toàn diện chiến trường bên trong, có tỷ lệ có thể ngăn chặn lại cái này hai đầu quái vật, chỉ sợ cũng chỉ có Hoàng Kim Cự Long Sa Lê. Không có lựa chọn nào khác Trao An, Bô Lét, gần đây cũng là kiên trì liên tiếp hướng hoàng kim cự long Sa lê khởi xướng liên lạc nỗ lực có thể tranh thủ đến một đường chuyển cơ nhưng không có đến đến bất kỳ đáp lại nào. Scarlett gần đây thời gian có thể vội vàng đâu, nào có cái kia thời gian rỗi phản ứng đến hắn. La tập vạn giới văn minh, so với nó trong dự đoán còn còn có ý nghĩa nhiều. Trước kia nó xuất hiện tại nhân loại thành thị, trên cơ bản nó vừa hiện thân, trong thành những cái kia nhân loại, thì sẽ bắt đầu một bên thét chói tai vang lên một bên tứ tán đào mệnh. Nghiêm chỉnh tòa thành thị, không ra một lát sau, thì nhìn không đến bất kỳ một cái nào bóng người. Cho nên, Tại trong ấn tượng nhân loại thành thị cơ bản cũng cứ như vậy nhưng vạn giới văn minh bên này hiển nhiên rất không giống nhau tại nó đem long uy hoàn toàn thu liễm tình huống dưới duy trì lấy rộng nhân hình thái nó trên lưng mọc ra cái kia đôi long giật tuy nhiên hơi tăng lên nó tồn tại cảm giác nhưng chung quanh lui tới người đi đường phần lớn là đang nhìn nó hai mắt về sau thì không còn quan tâm bởi vì tại người bình thường dân nhóm xem ra sa cơ bản cũng là cái mọc ra một đôi cánh hơi có chút đặc thù thú nhân mà thú nhân tồn tại Đối với vạn giới văn minh nhân dân nhóm tới nói là không thể bình thường hơn được. Thậm chí thật nếu nói, tại bọn họ vạn giới văn minh, tùy tiện một cái trưởng thành tượng nhân, hình thể ít nhất là tại 10m trở lên, đến cảng khẩu thành thị, còn có thể nhìn đến hình thể 2-30m, thậm chí 4-50m ngư nhân. Tại thú nhân hành tỉnh bên kia, càng là còn có thể thường xuyên nhìn đến cự thú. Xem xét lại Scarlet, nó cái này hình thể, lúc đầu là lấy la tập làm làm bản gốc tiến hành biến hóa, cho nên thân cao cũng là cùng la tập giống như đúc dạng này một cái thể trạng làm nhân loại ngược lại là có thế xếp vào người cao hàng ngũ nhưng là làm thú nhân có thể nói là không chút nào thu hút cái kia một thân hoàng kim long vẫy cùng long dực đã là đang vì nó gia tăng tồn tại cảm giác nhưng cả một cái tồn tại cảm giác vẫn như cũ không cách nào cùng những cái kia cự hình thú nhân so sánh đối mặt tình huống như vậy mới đầu thời điểm lê vẫn thật là có chút không quá thói quen bất quá giống như vậy trạng thái cũng không có tiếp tục quá lâu bởi vì nó rất nhanh liền bị trong thành những cái kia đủ loại đồ vật hấp dẫn chú ý lực. Đến mức rau ăn, bô cái gì? Sớm bị nó ném sau óc. Đối mặt một đường hát vang tiếng mạnh bất tử tộc đại quân, không đoạn hậu rút lui, tích lũy sức mạnh rau ăn, bô lét rốt cục biệt xuất một đợt bạo phát, cái này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là cuối cùng phản công cơ hội. Nắm lấy cơ hội, một phát tiếp lấy một phát, giống như thiên tai đồng dạng thượng vị pháp thuật đã kích, trực tiếp hợp thành một bộ kinh khủng liên chiêu bạo phát thức điên cùng oanh sát, khiến chiến trường chính phía trên, bất tử tộc đại quân gần 8 thành binh lực trong nháy mắt bốc hơi. Bất tử tộc đại quân binh lực hạng gì khoa trương. Ma huyễn văn minh một bộ này bạo phát sát thương năng lực có bao nhiêu dọa người, bởi vậy có thể thấy được lốm đốn. Vốn là muốn cướp tại đối phương tích lũy ra cái này sóng bạo phát trước đó, để chiến trường chiến tranh toàn diện triệt để kết thúc chung mặt, cuối cùng vẫn không thể toại nguyện, làm cho đối phương đem bộ này bạo phát đánh ra. Bất quá vấn đề không lớn sụt sôi tiếng kèn bên trong đối mặt không ngừng trùng sát đi ra ma huyễn văn minh bộ đội chung mặt trực tiếp ra hiệu bắc kỳ đại xà mang theo còn lại binh lực nghiên kích tạm thời ngăn chặn đối phương tiến công tình thế mà ý thức đã chuyển dời đến minh vương long thể nội chung mặt thì là trực tiếp tại trong tầng mây thi triển lên pháp thuật nương theo lấy pháp thuật thi triển dọa người tử linh lực lượng không ngừng theo minh vương long các vị trí cơ thể tràn ra bị tử linh lực lượng dẫn dắt cái kia một mảnh hỗn độn trên chiến trường vô số thi thể ào ào sống đi qua trực tiếp dùng một phát siêu đại quy mô tử linh pháp thuật, lấy tốc độ nhanh nhất, vì chính mình một lần nữa kéo một đợt binh lực chung mặt, đã là ở một mức độ nào đó ổn định cục diện. Thế mà, ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa khởi xướng cường công, triệt để khế định thắng cục một khắc này, nơi sa ma huyễn văn minh trận trong đất, một vệt ngân ánh sáng màu trắng, thì giống như một khỏa siêu cấp tân tinh đồng dạng từ từ bay lên. Nương tựa theo minh vương long hình thái hạ thị lực, chung mặt liếc một chút thì khóa chặt mục tiêu. Đó là một cái pháp trượng, một cái màu bạc trắng pháp trượng pháp trượng toàn thân, tựa như là từ một loại đặc thù tinh thể tạo thành, quanh thân trải rộng đại lượng phức tạp màu trắng bạc trận pháp, tựa như là có ngàn vạn nhiều, tản ra vô cùng hào quang chó sáng. Cùng một thời gian, cái kia cứ điểm phía sau, không gian thật lớn cửa đã mở ra, đại lượng ma huyễn văn minh bộ đội, đúng là chính lấy tốc độ nhanh nhất, xuyên qua cửa không gian rời đi. Một khắc này, rõ ràng ý thức được không thích hợp chung mặt rất nhanh liền triệt để đổi sắc mặt. Rút lui, toàn quân rút lui. Thế mà, còn chưa dứt lời dưới, hết thảy liền đã muộn. Trong tầm mắt chỗ, đại lượng lít nha lít nhít vết nứt, trong nháy mắt hiện đầy cả một cái không gian. Một giây sau, không gian triệt để sụp đổ, lực lượng kinh khủng, trực tiếp tạo thành một trận dọa người không gian phong bạo. Trung mặt cùng bác kỳ đại xà tốc độ rất nhanh, nhưng nhưng như cũ không thể đào thoát ra ngoài. Bởi vì cái kia không gian phong bạo phạm vi bao trùm, cũng không phải là chỉ có cái này một khối nho nhỏ chiến trường, mà chính là nghiêm chỉnh hành tinh. Giờ này khắc này, nếu là theo cái kia ngoài vũ trụ hướng về viên tinh cầu này nhìn qua, thì sẽ phát hiện cái này nghiêm chỉnh hành tinh, đều tại cái kia lực lượng kinh khủng chà đạp phía dưới cấp tốc sụp đổ tan rã. Làm rau ăn, bô lét dưới trướng, duy nhất một tên cao giai không gian hệ pháp sư, thành công phóng xuất ra pháp thuật này cao giai pháp sư, giờ phút này một cả khuôn mặt, đã là sắc mặt như tro tàn, mà chung quanh hiệp trợ hắn thi pháp trung giai không gian pháp sư nhóm, cũng là đã ngã đầy đất, sinh tử chưa biết. Hào quang màu trắng bạc lóng lánh ở giữa, cái kia thần bí pháp trượng trực tiếp biến thành một cái lớn chừng quả đấm màu trắng bạc kết tinh hình dáng hình lập phương rơi xuống cái kia dừng không ngừng run rẩy trong lòng bàn tay tráng chống đỡ lấy sau cùng một hơi người pháp sư kia cầm từ bản thân pháp trượng mở ra một cái đường kính không đủ 20 mươi cm cổng không gian đem trong tay mình cái kia màu trắng bạc hình lập phương đưa đi vào sau đó nhìn lấy cổng không gian cấp tốc đóng lại hoàn thành chính mình cái cuối cùng nhiệm vụ đồng thời cũng hao hết sau cùng một tia pháp lực pháp sư tại như trút được gánh nặng đồng thời vĩnh viễn đi ngủ trong lúc này điên cuồng quấy không gian lực lượng đã tạo thành một cái cự đại hư không vòng xoáy liền tựa như một cái hắc động đồng dạng không ngừng chìm ngập lấy hết thảy chung quanh đừng nói là thân ở vòng xoáy trung tâm cái tinh cầu kia cho dù là chung quanh một số tiểu hành tinh vào lúc này đều là khó thoát một kiếp bị đều nuốt không tiến vào về sau nương theo lấy pháp thuật giải trừ hư không vòng xoáy biến mất không còn tâm tích bốn phía nghiêm chỉnh mảnh tinh vực bên trong chỉ còn lại có cái kia mênh mông màu đen hư không còn lại hết thảy sự vật tất cả đều chôn vùi. Tiền tuyến tin tức này, tại truyền về về sau, trực tiếp thì tại Trung Quốc quần tổ bên trong, đưa tới một trận sóng to gió lớn. Vô số hoàng kim người chơi, đều là trực tiếp choáng váng. Phải biết, trước lúc này, Rao An, Bô Lét Ma Huyễn Văn Minh, tại Trung mặt lão đại cái kia bất tử tộc đại quân liên tục tấn công mạnh phía dưới, lãnh thổ đã luân hãm vượt qua 2 phần 3. Dưới cái nhìn của bọn họ, Rao An, Bô Lét cũng sớm đã đại thế đã mất, hắn nhất định phải thua. Mang ý nghĩ như vậy, Trung Quốc quần tổ bên trong, cái người chơi khác thậm chí đều đã bắt đầu sớm chúc mừng trận này thắng lợi. Đồng thời, tuyệt đại bộ phận Trung Quốc người chơi cũng đều đã bắt đầu sớm chuẩn bị lên sau khi chiến đấu kết thúc, mỗi người một số phát triển kế hoạch. Kết quả ai có thể nghĩ tới, cái này ra chuyện rồi. Chỗ chết người nhất chính là, bọn họ còn không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Trước mắt có thể xác nhận tình báo cũng là lấy chung mặt lão đại cầm đầu bất tử tộc đại quân, tính cả Minh Vương Long cùng bác kỳ đại xà ở bên trong, Đột nhiên thì toàn bộ bốc hơi khỏi nhân gian, thậm chí ngay cả bọn họ song phương giao chiến cái tinh cầu kia cũng bị mất. Lúc đó xác nhận tin tức này, quần tổ bên trong, bao quát không ít hoàng kim lão đại ở bên trong, cái kia cả một cái người đều là mộng. Sau đó bọn họ phản ứng đầu tiên, cũng là kéo ra hảo hữu của mình danh sách, xác nhận chung mặt lão đại chết sống. Khi nhìn đến đối phương tên chữ vẫn là sáng về sau, lúc này mới thật to nhẹ nhàng thở ra. Sau đó cũng không lo được chuyện khác, vội vàng cho chung mặt lão đại phát đi tin tức hỏi thăm tình huống bất quá bên kia hẳn là ra một ít gì tình huống bọn họ phát ra ngoài tin tức cho tới bây giờ đều còn không có thu đến bất kỳ một cái nào trả lời mà trong đoạn thời gian này bỏ ra cái giá không nhỏ thật vất vả bắt được phản công cơ hội rao ăn bô lét lại làm sao có thể không hề làm gì đâu đã sớm vẫn sức chờ phát động phía sau đại quân lập tức xuất phát cùng một thời gian các nơi chiến khu ma huyện văn minh trú quân cũng là tại nhận được tin tức về sau ào ào thổi lên phản kích kèn lệnh đồng thời tại khởi xướng phản kích quá trình bên trong, không ngừng tại hai quân giao chiến trên chiến trường, lớn tiếng tuyên dương, trung mặt đã chết, tuyên ngôn, dùng cái này đã kích bức tử tộc đại quân sĩ khí. Hoàng Kim các người chơi biết trung mặt không chết, nhưng trung mặt binh lính dưới quyền các tướng quân hiển nhiên cũng không biết. Bởi vậy Rao An, Bô chiêu này đoạn, vẫn thật là đối bọn hắn bất tử tộc đại quân tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Cho dù là làm trung mặt dưới trướng Tam Vương Khô Lâu Vương Ngô Sấm, Vu Yêu Vương Soren cùng huyết tộc Chi Vương Dracula, gần đây cũng đều là bởi vì cái này sự tình, làm đến có chút sức đầu mẻ tráng. Rao An Bolet cái này một đợt sử dụng thủ đoạn, chỉ có thể nói quá thường gặp, nhưng hết lần này tới lần khác một chiêu này cũng là dùng tốt, nhất là tại chung mặt tung tích không rõ tình huống dưới. Cứ việc la tập bọn họ hiện tại vị trí, cơ bản đều tập trung ở đường biên giới phía trên, cũng không có xâm nhập ma huyễn văn minh, còn không đến mức bị trực tiếp cuốn vào đến trong chiến đấu. Nhưng y theo lúc này cục diện này, nếu như bọn hắn không làm điểm gì gì đó, đến đón lấy lại biến thành một cái cái gì tình huống, vậy thật là thì không tốt lắm nói. Mà muốn nói bọn họ bây giờ có thể làm cái gì? Cái kia đương nhiên thì là nói cho bất tử tộc đại quân, chung mặt còn sống tin tức, hy vọng có thể nhờ vào đó ổn định bất tử tộc đại quân sĩ khí. Chỉ cần bất tử tộc đại quân có thể ổn định, như vậy thì tính toán chung mặt tạm thời không tại, trao an, Bolet muốn phản công cũng không dễ dàng như vậy. Mang dạng này tâm tính, Trung Quốc hoàng kim người chơi quần tổ bên trong, mọi người tại một trận sau khi thương nghị, quyết định đẩy một người ra ngoài làm chuyện này mà người kia tuyển cuối cùng không có chút nào ngoài ý muốn thì rơi xuống la tập trên đầu cái này bao nhiêu cũng coi là trong dự liệu tình huống bọn họ hoàng kim người chơi cùng rất nhiều chiến khu bên trong bất tử tộc trú quân quan hệ kỳ thật đều so sánh đồng dạng thậm chí cái khác quan hệ còn không được tốt lắm cái này để bọn hắn nói thế nào đối phương nguyện ý tin sao tại cái tiền đề này dưới bọn họ không thể nghi ngờ liền cần tìm thực lực đáng tin đồng thời còn cùng bất tử tộc trú quân quan hệ vẫn còn người chơi đi làm này kiện sự tình càng nghĩ giống như cũng chỉ có la tập tại loại này ngàn cân treo sợi tóc la tập cũng không có chối từ tại phí hết điểm kình về sau có liên lạc cùng mình đối lập tương đối quen thuộc hoàng sâm tốt xấu là làm qua một đoạn thời gian chiến hữu đối với la tập hoàng sâm còn là có một số cơ bản tín nhiệm bây giờ đang nghe xong la tập mà nói về sau hoàng sâm trong hốc mắt hai đóa hồn hỏa rõ ràng lóe bỗng nhúc nhích liên đới lấy thanh âm đều mang tới mấy phần cấp bách. Tin tức này, người có thể xác định sao? Mặt đối với vấn đề này, La Tập tạm thời là lại kéo ra hảo hữu danh sách nhìn thoáng qua, sau đó khẳng định dị thường nhẹ gật đầu. Ta vô cùng xác định, chí ít hắn hiện tại, 100% còn sống. Căn cứ đâu? Ta cùng hắn tồn tại liên hệ nào đó, nếu như hắn chết rồi, ta sẽ cảm ứng được. Hiển nhiên, cái này là trước kia hoàng kim quần tổ bên trong, đã sớm thương lượng xong một cái lý do thoái thác dù sao bọn họ cũng không có cách nào cùng các cư dân bản địa giải thích hệ thống sự tình. Thế mà, tại lời nói này sau khi ra, tạm thời xem như trong dự liệu chuyện phiền toái, rất nhanh liền tới. Chỉ thấy giờ này khắc này, ngồi ở trước mặt hắn ba đạo thân ảnh, từ trái đến phải, theo thứ tự vì khô lâu vương ngô sấm, vu yêu vương Soren cùng huyết tộc chi vương Dracula. Không sai, chính là chung mặt dưới trướng tam vương. Khô lâu vương ngô sấm cả một cái hình tượng, cơ bản cũng là một cái hình thể khôi ngô mảnh tướng, khác biệt duy nhất, cũng là vị mảnh tướng này chỉ có một bộ bộ xương khô. Cho nên, la tập một mực phân không rõ lắm khô lâu tộc tướng mạo, hắn thấy, lướt qua số ít có điểm đặc sắc, trên cơ bản, mỗi người hình bộ xương khô, dài đến đều không khác mấy, hắn muốn phân chia, ngoại trừ nghe thanh âm bên ngoài, cũng là thuần nhìn trang bị. Tướng tương đối, huyết tộc chi vương Dracula cùng vu yêu vương Soren, bộ dáng của bọn hắn liền muốn tốt phân chia nhiều hơn. Dracula mặc lấy một thân thời trung cổ quý tộc đồng dạng phục sức, sắc mặt tái nhợt, tướng mạo tuấn Mỹ, có được một đôi thầm con mắt màu đỏ, đây cơ hồ xem như huyết tộc tiêu chuẩn phối trí. Tính cách phương diện, cơ bản có thể phân loại đến la tập không thích nhất một loại kia. Theo mặt ngoài nhìn, ngược lại là thông dong ưu nhã, thái độ cũng không thể nói kém, nhưng la tập có thể minh xác cảm nhận được, đối phương ngạo khí tận trong xương tủy chậm, thậm chí ngay từ đầu còn có như vậy một chút vênh váo hung hăng cảm giác. Bất quá bây giờ chẳng biết tại sao, ngược lại là thu liễm không ít. Thuận tiện, cái này Dracula rõ ràng cùng ngô sấm rất không hợp nhãn, lúc đó hắn là cái thứ hai tiến đến sau đó tương đương ghét bỏ ngồi xuống cái thứ ba vị trí bên trên cùng đối phương tách rời ra một khoảng cách cái này cũng trực tiếp đưa đến sau cùng đi tới vua yêu vương so ren ngồi ở trung gian làm bất tử tộc một viên vua yêu tộc tuy nhiên nắm giữ càng thêm tiếp cận với thân thể của nhân loại nhưng dù sao cũng là chết cho nên bọn họ cả một cái hình thể đều là thiên hướng về gầy gò cả một cái trang phục cùng chung mặt giống nhau đến mấy phần cũng là mặc lấy một thân đơn giản trường bào bất quá không giống nhau địa phương ở chỗ, Soren ngược lại là nhiều mang không ít hư hư thực thực pháp thuộc vật phẩm trang sức một dạng đồ vật. Đến mức tướng mạo phương diện, chỉ có thể nói là thường thường không có gì lạ, nhất là đặt ở khuôn mặt tuấn mỹ Dracula bên cạnh, Soren tướng mạo thì lộ ra càng thêm bình thường. Nhưng là trong Tam Vương, La Tập kiên kỵ nhất một cái. Hắn cho người ta một loại vô cùng nội liễm cảm giác. Theo Tam Vương tiến đến một khắc kia trở đi, La Tập vẫn có đang quan sát cùng phân tích bọn họ. Nói đến thẳng thắn hơn, Hô lâu vương Ngô sấm cùng huyết tộc chi vương Dracula tuy nhiên mạnh nhưng đối với bọn hắn La tập đại khái đều có thể có cái đo đếm nhưng duy chỉ có cái này so ren một mực để hắn nhìn không quá thấu mà liền tại La tập quan sát bọn họ quá trình bên trong tam vương một cách tự nhiên cũng đang quan sát La tập cái này tự xưng cùng bọn hắn minh vương bệ hạ tồn tại đặc thù nào đó liên hệ nhân loại đến tụt cùng là cái gì mặt hàng là đối phương đang nói láo vẫn là xác thực đối với điểm này trong lòng bọn họ tạm thời còn thật tò mò. Mang ý nghĩ như vậy, bọn họ kỳ thật vừa lên đến, liền đã đối la tập tiến hành một phen thăm dò. Đó là một loại cùng loại với Long Uy đồng dạng tinh thần uy hiếp thủ đoạn, đối mặt Tam Vương đồng thời tạo áp lực, nhìn chung cả một cái minh hà văn minh, chỉ sợ cũng không có mấy cái có thể chịu đựng được. Kết quả, kia nhân loại đúng là toàn bộ hành trình tựa như một người không có chuyện gì giống như, ngồi ở chỗ đó. Trực tiếp đem tinh thần của bọn hắn uy hiếp làm không tồn tại. Phát hiện này, khiến tam vương rõ ràng bắt đầu cẩn thận đồng thời đối phương trước đó nói tới cái kia một phen có độ tin cậy cũng là lập tức thì tăng lên không ít dù sao bọn họ đã xác nhận giờ phút này ngồi tại trước mặt bọn hắn tên nhân loại này hoàn toàn chính xác không phải cái gì nhân vật tầm thường các hạ nói có thể xác nhận chúng ta bệ hạ còn sống phải chăng xác thực lúc này cục diện này tuy nhiên tạm thời còn không cần bọn họ tam vương trực tiếp vuốt tay áo ra trận nhưng trước khi đi tuyến quá lâu cuối cùng vẫn là không quá ổn thỏa bởi vậy, Soren cũng là không có lãng phí thời gian, trực tiếp cắt vào chủ đề. Mặt đối với vấn đề này, La Tập nhẹ gật đầu. Không sai, chung mặt còn sống. Như thế nào chứng minh? Ừm, tạm thời không có cách nào chứng minh. Vậy các hạ có thể hay không xác nhận chúng ta bệ hạ hiện tại là ở nơi nào? Không có cách nào xác nhận. La Tập câu trả lời này, khiến Soren trên trán xuất hiện một đạo nhỏ xíu nếp uống. Ai ngờ, đúng lúc này, trước một khắc, mới vừa mới nói, không có cách nào xác nhận, la tập, ở phía sau một khắc, lại đột nhiên nhìn về phía hắn, sau đó vẽ mặt thành thật biểu thị. Hiện tại biết. Cái gì? Cái này, so ren mi đầu rõ ràng nhíu lại, hắn cảm giác người trước mắt này, có chút không đáng tin cậy a. À. Kết quả, ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, la tập đã mở miệng lần nữa. Ngay tại vừa mới, chung mặt hắn liên hệ ta. Rao An lúc đó làm ra cái kia một tay, lực sát thương có bao kinh người, đã không cần nhiều lời, liên đới lấy nghiêm chỉnh hành tinh, thậm chí chung quanh tiểu hành tinh đều bị xoắn không có. Thật nếu nói, cái kia đã không thể xem như cấp chiến lược đã kích, mà chính là tiêm tinh cấp. Loại cấp bậc này công kích, cùng đơn giản không gian lưu đầy thế nhưng là không giống nhau. Trung mặt đang bị cuốn vào á không gian đồng thời, cũng là bị tương đương trình độ trọng thương, bởi vậy không thể ngay đầu tiên cho la tập bọn họ trả lời chắc chắn. Về sau hắn hoàn toàn là qua lại mỗi cái không gian loạn lưu cùng kẻ hở không gian bên trong, thật vất vả tìm được một khối đối lập ổn định khu vực, lúc này mới cuối cùng có công phu mở ra hệ thống giao diện. Đoạn thời gian đó, hắn nhận được nói chuyện riêng tin tức có một đống lớn, cân nhắc đến hiệu suất, chung mặt không có từng cái đi xem, mà chính là lựa chọn nhảy qua những cái kia nói chuyện riêng tin tức, trực tiếp chạm vào bọn họ Trung Quốc trận doanh quần tổ bên trong. Tại lật ra một trận tin tức, đại khái hiểu rõ là cái tình huống như thế nào về sau, hắn trực tiếp thì liên hệ la tập. Sau đó thì có hiện tại cái này tình huống hắn bây giờ bị khốn tại kẻ hở không gian bên trong. Bây giờ đạt được đáp án này ngô sấm, Soren cùng Dracula tam vương rõ ràng nhíu mày. Bị vây ở kẻ hở không gian bên trong. Cái này coi như thật chính là quá phiền toái. Bởi vì cái kia ở một mức độ rất lớn thì phải xem vận khí. Nhìn xem có thể hay không tìm tới không gian xuất khẩu hoặc là yếu kém điểm, dùng cái này thoát khốn mà ra. Dưới tình huống bình thường, đây chính là biện pháp duy nhất. Nhưng trên thực tế, đối với chung mặt tới nói Hắn kỳ thật còn có mặt khác thoát khốn mà ra biện pháp. Cái kia chính là xử lý Rao An, Bolet, kết thúc trận chiến đấu này. Chỉ cần Rao An, Bolet vừa chết, mảnh này chiến tranh toàn diện chiến trường liền sẽ triệt để giải trừ, đến khi đó, bị vây ở kẻ hở không gian bên trong chung mặt chỉ cần còn sống, một cách tự nhiên liền sẽ bị hệ thống phóng xuất, đồng thời đưa về hắn bản thổ thế giới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đến xử lý trước Rao An, Bolet. Đối với chung mặt, La Tập cũng không có che giấu, trực tiếp nói cho trước mắt Tam Vương xử lý rau ăn, bô lét, chiến đấu kết thúc, chiến trường giải trừ, sau đó chung mặt liền có thể đi ra, cấp bậc này sự tình, Tam Vương nên cũng biết. Bất quá ở trước đó. Ta như thế nào tin tưởng ngươi nói đều là thật. Vì cẩn thận lý do, Soren không thể nghi ngờ vẫn là cần trước xác nhận một chút. Đối với cái này, La Tập là trực tiếp đem cái này làm người đau đầu vấn đề vứt cho chung mặt. Ngươi người, ngươi nghĩ biện pháp giải quyết. Kỳ thật, tại thành công cùng chung mặt lấy được liên hệ điều kiện tiên quyết, muốn phải giải quyết vấn đề này cũng không khó khăn bởi vì ngươi chỉ cần nói ra một số chỉ có chính bọn hắn biết đến sự tình là được rồi tiếp đó la tập cứ như vậy làm một lần ống loa coi như thuận lợi lấy được soren tín nhiệm của bọn hắn bất quá chuyện kế tiếp cũng không có đơn giản như vậy nếu như đem trước bất tử tộc đại quân so sánh một thanh sắt bén dao nhọn như vậy minh vương long cùng bác kỳ đại xà cũng là chui này dao nhọn sắc nhọn nhất mũi đao bộ phận liền là có cái này mũi đao bọn họ trước đó mới có thể như thế một đường thế như trẻ tre công chiếm sông ma huyễn văn minh 2 phần 3 lãnh thổ. Mà bây giờ, Minh Vương Long, cũng chính là chung mặt, bị vây ở kẻ hở không gian bên trong, không cách nào tham chiến. Đến mức bác kỳ đại xà, thì là tung tích không rõ, không qua đại khái dẫn, cũng là bị vây ở cái kia kẻ hở không gian bên trong. Tại không có cái này hai cổ đỉnh phong chiến lực về sau, muốn muốn xử lý rau ăn, bô vấn đề này lại nói nghe thì dễ. Đối với tình huống này, chung mặt ngược lại là biểu hiện tương đối bình tĩnh. Trực tiếp để La Tập giúp hắn truyền lời, Nói cho Soren bọn họ, bất tử tộc đại quân bên này, hắn tuy nhiên tạm thời không có cách nào cung cấp chiến lực, nhưng là rau ăn, bô lét bên kia, 89 phần 10 cũng giống như nhau. Tay cầm khủng bố như thế tim tinh cấp đã kích, lại là nín đến loại trình độ đó mới giao ra, vậy nói rõ cái kia tim tinh cấp đã kích là phải trả ra vô cùng trả giá nặng nề. Không tới cùng đường mặc lộ cấp độ, thì tuyệt đối không muốn dùng cái chủng loại kia mà đối phương một khi dùng, trong thời gian ngắn, đoán chừng cũng không có khả năng có năng lực lại dùng lần thứ hai. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, tại bọn họ trước đó liên tục tấn công mạnh phía dưới, lãnh thổ luân hãm 2 phần 3, bây giờ chỉ có thể trú đóng ở sau cùng cái kia 1 phần 3 lãnh thổ ma huyễn văn minh đại quân, lại còn có thể còn lại bao nhiêu binh lực. Cho nên, bọn họ kỳ thật không cần đem hiện giai đoạn ma huyễn văn minh đại quân nghĩ quá mạnh. Ngay tại lúc này, chung mặt nhanh chóng cho Tam Vương đơn giản bố trí một chút chiến thuật. Đương nhiên, hắn nói, phần lớn là một cái chiến thuật tư duy. Bởi vì hắn hiện tại dù sao không ở tiền tuyến, không biết tiền tuyến cụ thể là cái tình huống như thế nào, cho nên thực tế thao tác, vẫn là phải dựa vào tam vương chính mình tùy cơ ứng biến. Cùng lúc đó, ma huyễn văn minh phía sau, trước mắt rau ăn, bô lét các nơi đại quân, đã tập thể triển khai phản công. Bất tử tộc đại quân bên kia sĩ khí đê mê, lập tức thì để bọn hắn chiếm cứ thượng phong. Cứ việc đối mới còn không đến mức trực tiếp tan tác, nhưng hiện giai đoạn, Hắn ma huyễn văn minh đại quân tình thế đã mang đi lên. Về sau đợi thêm một đợt bạo phát, Rao An, Bolet ắc có niềm tin triệt để phản giết trở về. Thế mà, cả một cái chiến cuộc chuyển biến tốt đẹp lại là cũng không có để Rao An, Bolet tâm tình có chỗ thư giãn. Thậm chí gần đây hắn cả một cái trạng thái còn có vẻ hơi lo nghĩ. Không có truyền tống về đến. Làm sao còn không có truyền tống về đến? Rao An, Bolet hắn hiện tại tâm tình rất phiền, vô cùng phiền trước đó vì cho mình sáng tạo ra lật bàn cơ hội, hắn đánh ra chính mình vậy cuối cùng sát chiêu ác chủ bài. Không phải cái kia có thể xưng tiên tinh cấp pháp thuật, mà chính là cái kia màu bạc trắng pháp trượng. Đó là hắn ma huyễn văn minh cấp bậc cao nhất trang bị, không gian hệ nguyên tố thần khí, tên là không gian thần quản thúc. Chính là nhờ vào cái này nguyên tố thần khí gia trì, bọn họ mới đánh ra khủng bố như vậy nhất kích. Bất quá một kích kia đại giới, cũng là phi thường trầm trọng không chỉ có tiêu hao hắn phí tổn nhiều năm thời gian góp nhặt lên không gian lực lượng, đồng thời còn sắp hiện ra tràn sở có thi pháp không gian pháp sư, cho hết rút khô. Thì liền dưới trướng hắn duy nhất một tên không gian hệ cao giai pháp sư, đều không thể may mắn thoát khỏi. Kết quả này, bọn họ tại động thủ trước đó, liền đã dự nghĩ qua. Cho nên, không gian hệ các pháp sư, hoàn toàn là ôm lấy một loại hy sinh tâm thái, đi tham dự trận đại chiến kia. Đồng thời, dựa theo bọn họ trước đó xác định rõ kế hoạch, tại hoàn thành thi pháp về sau, cầm đầu cao giai pháp sư, hẳn là muốn đem không gian thần quản thúc cho truyền tống về tới. Nhưng bây giờ vấn đề chính là ở chỗ, không có. Không gian thần quản thúc không có bị truyền tống về đến. Cái này khiến Rao An, Bô lộ ra tương đương nôn nóng. Khi sinh dưới trướng duy nhất một tên không gian hệ cao giai pháp sư, còn có nhiều như vậy không gian hệ trung giai pháp sư, cái này đối với hắn mà nói, đã là tổn thất nặng nề. Cái này muốn là liền xem như nguyên tố thần khí, không gian thần quản thúc, đều bởi vậy thất lạc, vậy hắn nhất định là sẽ phát điên. Mà cũng liền tại Rao An, Bolet vì nguyên tố thần khí chẳng biết đi đâu mà cảm thấy nôn nóng không thôi thời điểm, chiến trường một chỗ khác, giờ phút này chính ẩn thân tại nào đó mảnh rừng sâu núi thẳm bên trong La Dũng, chính là một mặt kỳ quái đánh giá trong tay cái kia đột nhiên theo trong cái khe không gian rơi ra ngoài hình lập phương. Đối với khối này đột nhiên xuất hiện hình lập phương, La Dũng tạm thời là thông qua kỳ thần thuật hướng bọn họ bệ hạ tiến hành qua báo cáo. Nhưng là, La Tập hiển nhiên cũng không biết thứ này là làm gì dùng đó a. À. Bất quá dựa theo La Dũng thuyết pháp, cái kia màu bạc trắng hình lập phương là theo một đạo đột nhiên nứt ra vết nứt không gian bên trong rơi ra ngoài. Đồng thời, vật kia nhìn lấy, còn giống như thẳng không tầm thường, trước thu lại chuẩn không sai. Trong lúc này, La Tập trong lòng cũng là không khỏi có chút ngạc nhiên, La Dũng hiện tại đợi chỗ kia, đến tột cùng là cái gì phong thủy bảo địa? Làm sao vết nứt không gian đều hướng chỗ ấy nứt? Nhưng trên thực tế, la tập cái này một đợt vẫn thật là là nghĩ nhiều. Bởi vì La Dũng cũng sớm đã không tại nguyên lai like chỗ kia, thời gian dài như vậy xuống tới, hắn luôn không khả năng đợi tại nguyên chỗ không nhúc nhích a. À. Đương nhiên, còn có cái càng thêm nguyên nhân chủ yếu là, hắn lúc đó theo trong cái khe không gian rơi ra đến, cũng không biết tạo thành nhiều động tĩnh lớn. Cho nên, xuất phát từ lý do an toàn, tại ổn định thương thế, cương khí cũng khôi phục một chút về sau, La Dũng rất nhanh liền rời đi chỗ đó. Hao tốn một chút thời gian, La Dũng thoát ly cái kia mảnh sơn lâm, về sau đối lập nhẹ nhõm, liền phát hiện một tòa thành thị. Nghiêm chỉnh tòa thành thị bộ dáng, tiếp cận với thời trung cổ phong cách, rõ ràng không giống như là cái thiên khoa kỹ văn minh, về sau nhìn đến theo thành chợ trên không, bay qua mấy chiếc phi thuyền loại nhỏ, để La Dũng triệt để xác nhận, chính mình hẳn là rất xuống cái kia rau ăn, bô ma huyển văn minh lãnh thổ bên trong. Xác nhận điểm này La Dũng, ngay lúc đó ý nghĩ cũng là trước trà trộn vào thành thị bên trong nhìn xem tình huống bất quá hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ mà chính là trước nút trong bóng tối tiến hành quan sát sau đó hắn rất nhanh phát hiện thành thị này là bao phủ tại một loại nào đó to lớn pháp thuật trong kết giới bất kỳ vật gì muốn đi vào tòa thành thị này thì khẳng định đến xuyên qua kết giới kia lúc đó la dũng thì có phán đoán cái kia hẳn là là cùng loại với cảnh giới thiết bị một dạng đồ vật tại đối phương thành thị an bài loại thủ đoạn này điều kiện tiên quyết nếu là hắn tự tiện hành động kết quả phát động cảnh báo bị phát hiện tình huống kia giống như chỉ sẽ biến càng hỏng bét ý thức được điểm này la dũng ngay đầu tiên thì hướng la tập tiến hành báo cáo la tập hiển nhiên cũng không có ý định để la dũng bốc lên nguy hiểm này nói đùa cái gì đây chính là rau ăn bolet tinh cầu a đối với bọn hắn tới nói nguy hiểm cấp bậc không thua gì đầm rồng hang hổ đối phương cũng không có lộ ra cái gì chỗ trống để bọn hắn chui vậy bọn hắn cũng không cần phải bốc lên cái kia mạo hiểm tránh được nên tránh, đây mới là chân thật nhất. Tại xác nhận La Tập thái độ về sau, La Dũng cũng không có ý định mạo hiểm. Bất quá tại cái này về sau, hắn cũng không có trở lại ban đầu cái kia mảnh trong núi rừng, mà chính là di động một khoảng cách, chui vào một mảnh khác trong núi rừng. Đồng thời tại về sau thời kỳ, hắn thường thường cũng sẽ không tại một chỗ dừng lại lâu, vẫn luôn tại tiến hành di động. Bây giờ hắn vị trí vị trí này, cách hắn trước kia theo trong cái khe không gian rơi ra ngoài cái kia mảnh sơn lâm, nói là kém cách xa vạn dặm đều không đủ kết quả lại xuất hiện một khe hở không gian trả lại cho hắn mất đi cái không biết thứ đồ gì đồ chơi đi ra vậy chỉ có thể nói thật là vận khí dựa theo la tập phân phó đem thứ này cất kỹ xuất phát từ cẩn thận lý do tại mảnh rừng núi này chờ đợi vẫn chưa tới 7 ngày la dũng rất nhanh liền lần nữa dời động mà cùng lúc đó làm nguyên tố thần khí không gian thần quản thúc chậm chạp không có truyền tống về đi trao ăn bô lét trong đầu tự nhiên cũng là dâng lên không ít suy đoán nói ví dụ, lúc đó trên chiến trường xuất hiện cái gì đột phát tình huống, dưới trướng hắn cao giai không gian pháp sư còn chưa kịp đối nguyên tố thần khí tiến hành truyền tống, liền đã hy sinh. lại nói ví dụ, pháp sư tuy nhiên tiến hành truyền tống, nhưng bởi vì lúc đó cái tinh cầu kia phạm vi bên trong không gian quá bất ổn định nguyên nhân, dẫn đến truyền tống tọa độ xuất hiện sai lầm, rất xuống địa phương khác đi. nếu như là cái trước, vậy nhưng liền phiền toái, bởi vì y theo tình huống lúc đó nguyên tố thần khí 100% là bị cuốn tiến không gian loạn lưu bên trong. Có thể tìm về khả năng tới tính, đến gần vô hạn bằng không. Mà nếu như là cái sau, cái kia rất có thể là rơi tại hắn văn minh bên trong nơi nào đó. Rơi tại khu thành thị vực khả năng cơ bản có thể bài trừ. Tuy nhiên không phải thiên khoa kỹ văn minh, nhưng là rau ăn, bô đối với mình thành thị lãnh thổ cường độ trưởng khống, vẫn là vô cùng mạnh. Nếu như tại hắn thành thị bên trong, đột nhiên mở một khe hở không gian, hoặc là cổng không gian, mà hắn nhưng lại không biết, vậy hắn dứt khoát tìm khối đậu hũ đụng chết. Nhiều năm như vậy tôi công lăn lộn chứ sao. Cho nên, tại rau ăn, bô xem ra, tại khả năng thiên hướng về cái sau điều kiện tiên quyết, không gian kia thần khí, 89 phần 10 là rất xuống giả ngoại. Vừa nghĩ đến đây, rau ăn, bô cũng là vội vàng hạ lệnh, bắt đầu phái người đi giả ngoại tiến hành tìm kiếm. Tại cái tiền đề này dưới, nhằm vào không gian kia thần khí, hắn đương nhiên là có dò xét thủ đoạn, không có khả năng thật làm cho tay người phía dưới, một tấc một tấc đi lật, cái kia lật đến ngày tháng năm nào, đoán chừng cũng lật không hết. Không gian thần khí tự thân tồn tại, là sẽ đối với không gian chung quanh cấu thành ảnh hưởng. Đơn giản mà nói, cái nào khối khu vực không gian xuất hiện dị thường trạng thái, không gian thần khí liền có khả năng ở đâu khối trong khu vực. Tại xác nhận điểm này điều kiện tiên quyết, mang lên chuyên môn không gian trinh sát trang bị, cái kia cả một cái lượng công việc nhưng là thì nhỏ hơn nhiều, công tác hiệu suất tự nhiên cũng là tăng lên rất nhiều. Bệ hạ vừa mới truyền về tin tức mới nhất, phát hiện dị thường khu vực. Nghe được hồi báo rao an, bô lét tinh thần đại chấn, cả người soát, một chút đứng lên. Nhanh! Cho ta phái đại bộ đội đi qua, tiến hành truy quét. Liền xem như đem mỗi một tấc đất trống đều cho lật qua, cũng phải cho ta đem không gian thần khí cho tìm trở về. Nguyên tố thần khí, với hắn mà nói, thật sự là quá trân quý. Thứ này chỉ có thể theo hoàng kim bảo trương bên trong mở ra, mà lại siêu cấp hy hữu. Trao Ang Bolet tại thế giới chiến trường phía trên lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng liền mở ra như vậy một kiện nguyên tố thần khí, muốn không coi trọng đều không được. Tại thu đến minh xác mệnh lệnh về sau, đại bộ đội rất nhanh liền bắt đầu xâm nhập trước mắt cái kia một mảnh sơn lâm. Cái kia động tĩnh có thể không tính là nhỏ, y theo la dũng cái kia vô song cảnh cấp bậc cảm quan, không có khả năng không có chú ý tới. Cứ việc tại thời gian này điểm, thương thế trên người hắn đã khỏi hẳn, cương khí cũng đã khôi phục lại đỉnh phong trạng thái bất quá La Dũng hiển nhiên cũng không định chủ động đi cùng đối phương dây vào phía trên đụng một cái, mà chính là vẫn như cũ lấy né tránh làm chủ, không muốn phát sinh xung đột, càng không muốn bại lộ tự thân tồn tại. Mang ý nghĩ như vậy, đuổi tại ma huyễn văn minh đại bộ đội thâm nhập vào trước đó, hắn thì trước một bước rời đi. Không gian dị thường khu vực rời đi. Thời khắc chú ý bên này mới nhất tiến độ rao an, bô tại thu đến tình báo mới nhất về sau, hai đầu lông mày trực tiếp vặn thành một đoàn. Không, không đúng, là có người nhặt được không gian thần khí. Hơn nữa còn phát hiện đại bộ đội tồn tại, tên kia muốn chạy. Ý thức được khả năng có người nhặt được không gian thần khí, mà lại, đối phương còn rất có thể muốn đem đồ vật cho tham rau ăn, bô lét, tâm tính lập tức liền có chút nổ tung. Cái gì cũng đừng nói, trực tiếp bắt đầu tăng số người binh lực cùng chiến lực. Không quan tâm là ai, muốn hắn thần khí. Ta nói cho ngươi, không có cửa đâu. Cửa sổ cũng không có. Rao ăn, bô lét bên này, đại lượng chiến lực cùng binh lực phái ra, rất nhanh liền để La Dũng tránh cũng không thể tránh. Cũng cùng đối phương bạo phát đệ nhất tràn chiến đấu. Bây giờ La Dũng thương thế khỏi hẳn, cương khí cũng tận số khôi phục, tầm thường binh lính, lại làm sao có thể là đối thủ của hắn. Tại Long Tượng Bàn Nhược Công gia trì phía dưới, La Dũng thiết quyền xuất liên tục, liên tục trọng quyền, để hắn dễ như trở bàn tay đánh xuyên qua vòng vây, đồng thời thoát khốn mà ra, hướng về nơi xa bỏ chạy. Về sau tạm thời thoát khỏi truy binh La Dũng, cũng là ngay đầu tiên, cùng La Tập báo cáo tình huống mới nhất. La Tập trước đó thì đang suy nghĩ, cái kia theo vết nứt không gian bên trong điều ra tới màu trắng bạc hình lập phương, không chừng là vật gì tốt. Mà bây giờ, hắn triệt để xác nhận. La Dũng trước đó trốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong thời gian dài như vậy, cũng không gặp đối diện có phái người đến đuổi giết hắn. Kết quả một nhặt được cái kia màu bạc trắng hình lập phương, mà huyễn văn minh truy binh liền đến. Nói đối phương không là hướng về phía cái kia màu bạc trắng hình lập phương tới, La Tập mới không tin. Rao An, Bô đều muốn đoạt đồ vật, La Tập tuyệt đối phải bảo vệ đến cùng. Đối với La Dũng thực lực, La Tập vẫn tương đối có lòng tin. Vô song cảnh đại thành cá thể thực lực, liền xem như đặt ở siêu quy cách văn minh bên trong, cũng là có thế có tên tuổi. Bây giờ Rao An, Bô Lét mảnh tướng, cần phải đều tại biên cảnh, vội vàng phản công, tại cái tiền đề này dưới, La Dũng muốn bảo trụ cái kia màu trắng bạc hình lập phương khả năng vẫn còn rất cao. Thực sự không được, đến sau cùng đơn giản cũng là vừa chết. Dù sao La Dũng có thế phục sinh, cùng lắm thì cũng là tổn thất một số tín ngưỡng tinh hoa, cộng thêm một khoản dược nhân điểm số, chữa trị linh hồn thủy tinh thôi. Đồng dạng rõ ràng điểm này La Dũng, đang minh sát la tập mệnh lệnh về sau, tự nhiên là không mang theo sợ. Vì giảm xuống áp lực của mình, mặc đối với kế tiếp truy binh, La Dũng bắt đầu từng bước tăng lớn sự phản kích của chính mình cường độ. Cái này khiến truy sát bộ đội số lượng thương vong nhanh chóng tăng lên. Cứ như vậy duy trì lấy một đuổi một chạy trạng thái, thời gian một tháng lặng yên mà qua. Một ngày này, Tại một mảnh trong núi rừng, La Dũng lần nữa cùng truy sát bộ đội xảy ra chiến đấu. Tại một phen đơn giản sau khi giao thủ, ngay tại La Dũng chuẩn bị dết ra khỏi trùng vây thời điểm, hắn đột nhiên sinh ra một tia cảnh giác, ánh mắt nhanh chóng hướng về một phương hướng nhìn qua, chỉ thấy xa như vậy giữa không trung, một đạo giống như điện quang đồng dạng bóng người trùng sát đi ra, đối phương tốc độ kinh người, trong nháy mắt liền vọt tới trước mắt của hắn. Trong điện quang hỏa thạch, La Dũng phát ra gầm nhẹ, ngang nhiên xuất quyền. Không sai mà đối phương cũng không có lựa chọn đón đỡ nghiêm chỉnh đạo thân ảnh thì giống như mình nhảy đồng dạng tại tránh đi la dũng công kích đồng thời trực tiếp phát khởi phản kích trong chốc lát lôi quan văn khắp nơi công kích của đối phương trực tiếp đánh vào la dũng căng ra kim chung tráo phía trên nhất kích phía dưới kim chung tráo mặt ngoài nhất thời xuất hiện vết nứt vỡ vụn ra phát giác được tình hình này la dũng trong lòng rõ ràng giật mình hắn hộ thể võ học tuy nhiên luyện không tốt nhưng cũng không phải là tùy tiện liền có thể bị đánh nát đối phương vẹn vẹn vẻ nhất kích thì đánh nát hắn kim chung tráo, từ đó đủ để nhìn ra một kích kia uy lực, là kinh người đến mức nào. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, đối phương tần suất công kích cực cao, liên tiếp truy kích, theo sát phía sau thì đánh tới. Thế công mãnh liệt, động tác linh hoạt, đối thủ như vậy, đối với La Dũng tới nói, không thể nghi ngờ nhất đầu nhất. Một cái né tránh không kịp, giờ phút này không có đồ phòng ngự hộ thân La Dũng, nên cũng không dám tùy tiện dùng thân thể ngạnh kháng công kích của đối phương, trong lúc vội vã, chỉ có thể đưa tay đi cản cái này chặn lại phía dưới, là dũng tiểu trên cánh tay, nhất thời thì nhiều hơn mấy đạo vết máu. Cùng một thời gian, điên cuồng ăn mòn tới điện lưu, cũng là khiến la dũng nhớ mày. Lôi thuộc tính công kích, ngoại trừ mang theo siêu cường lực phá hoại cùng bạo phát lực bên ngoài, đối với chúng chiêu người tạo thành đến tiếp sau ảnh hưởng, cũng là làm cho người cảm giác đến đau đầu. Giờ khắc này, hắn hơi nhớ chính mình thiên quân đao, đáng tiếc, hắn thiên quân đao tại bị cuốn vào không gian loạn lưu thời điểm thất lạc. Bất quá, một vòng này giao thủ, cũng tịnh không phải tất cả đều là hắn đang ăn thua thiệt. Chỉ thấy cái kia toàn thân mang theo tử sắc điện lưu địch tướng, tại nhất kích sau đó, cấp tốc nhanh lùi lại. Cái này, là Dũng mới xem như triệt để thấy rõ đối phương hình dáng. Tên kia mặc lấy một thân tử sắc kinh giáp, đồ phòng ngự cơ bản có thể xác định là pháp thuật trang bị, bất quá thứ nhất chói mắt, lại là phải kể tới bộ kia bị đối phương trang bị nơi tay trên chân vũ khí. Vậy hiển nhiên cũng không phải là cái gì thường gặp vũ khí, mà là một loại cùng loại với giáp tay cùng giáp chân loại hình đặc thù vũ khí. Thế nhưng cả một cái ngoại hình lại là làm giống như hung thú móng vuốt đồng dạng. La Dũng trên cánh tay cái kia mấy đạo vết máu, không thể nghi ngờ cũng là cái kia vũ khí kiệt tác. Dung Mạo Phương diện, điển hình phương tây gương mặt, có được một đầu mái tóc màu xám tro, duy trì lấy 20 tuổi ra mặt thanh niên tư thái, dài đến ngược lại cũng coi là mi thanh mục tú, nhưng trên trán, chảy lộ ra ngoài hiếu chiến cùng vẻ điên cuồng lại là khiến người ta minh xác ý thức được, gia hỏa này tuyệt đối không phải cái gì thiện nam tính nữ. Vừa mới một kích kia, hắn tại làm bị thương đối phương đồng thời, một cổ siêu cường lực phản chấn, đúng là suýt nữa để hắn đầu này tại pháp thuật trang bị bảo vệ dưới cánh tay đánh mất tri giác. Đây cũng là hắn vì cái gì đột nhiên nhanh lùi lại, không có tiếp tục truy kích nguyên nhân chủ yếu. Ha 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 ha, ngươi quả nhiên rất mạnh, không có khiến ta thất vọng. Để cho ta càng thêm tận hứng một chút đi. Lời còn chưa dứt, đối phương đã lần nữa hóa thành điện quan hướng giết đi lên. La Dũng tập trung tinh thần, tiến hành ứng đối. Nhưng không biết sao đối phương tốc độ đích thật là nhanh, dẫn đến công kích của hắn trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là đánh không đến tên kia. Ở trong quá trình này, ngược lại là đối phương liên tiếp khiêu khích, cùng thái hiển thị rõ. Trong lúc vô hình, La Dũng thái dương phía trên, đã bạo khởi một sợi gân xanh. Cái kia ngươi có gan ngược lại là tiếp lão tử nhất quyền A. Xú tiểu quỷ. Cứ việc thật tính lên tuổi tác đến, đối phương không nhỏ khả năng so la dũng niên kỹ còn lớn hơn, thế nhưng hơn 20 tuổi ngoại hình hình dạng, lại là để la dũng không tự chủ đem phân chia đến, xú tiểu quỷ, trong hàng ngũ. Đối phương tính cách cực kỳ điên cuồng hiếu chiến, nhưng lại cũng không ngốc. Tại lọc vào không gian lưu đầy trước đó, la dũng thế nhưng là nhất kích đem bọn hắn ma huyễn văn minh một viên đại tướng đánh thành trọng thương. Lúc đó tình báo phản hồi sau khi trở về, là một tên có bi hiếp không nhỏ tính địch nhân tướng lãnh, bọn họ tự nhiên là có đối với hắn tiến hành phân tích nghiên cứu sau cùng ra kết luận, không thể cùng chi chính diện liều mạng. Lần này, tại phát hiện La Dũng đồng thời, bọn họ bên này, không thể nghi ngờ là ngay đầu tiên thẩm tra đối chiếu thân phận, xác nhận tình báo. Bởi vậy, so sánh với lên đối chính mình cái này đối thủ cơ bản hoàn toàn không biết gì cả La Dũng, cái này một đợt đối phương vẫn thật là là chiếm một số tình báo ưu thế. Bây giờ sơ bộ giao thủ, cũng là mơ hồ chiếm thượng phong. Chiến đấu tiếp tục tiến hành, La Tập dù sao cũng là chinh chiến xa trường nhiều năm lão tướng, như loại này thế công mãnh liệt linh hoạt địch nhân, hắn cũng không phải lần đầu gặp phải. Cái này nếu tới một cái, hắn thì ứng phó không được, cái kia còn thế nào lăn lộn. Nhanh chóng điều chỉnh một chút trạng thái, để cho mình một lần nữa tỉnh táo lại la dũng, trực tiếp tiến vào một loại lấy thủ làm công trạng thái. Hừ, muốn tiêu hao ta thể lực, chờ ta trạng thái dưới trơn sao. Liếc mắt xem thấu la dũng ý đồ thanh niên tóc xám, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh thường. Thể lực xác thực không phải hắn cường hạng, nhưng hắn cũng không có yếu đến lập tức liền bị kéo đổ cấp độ mà lại muốn kéo đổ hắn đối phương thật có thể chống đỡ cho đến lúc đó sao nương theo lấy ý nghĩ này lóe qua thanh niên tóc xám khóe miệng quét ra lộ ra hai hàng thảm răng trắng nụ cười lộ ra đến mức dị thường làm người ta sợ hãi ngươi nếu có thể đỡ được thì cứ việc đỡ được cho ta xem một chút đi tiếng nói vừa ra thanh niên tóc xám pháp thuật vũ khí mặt ngoài miên một đám lít nha lít nhít pháp thuật chú văn liên miên sáng lên chỉ một thoáng lôi quan đại phóng, lệnh hắn cả một cái người, tựa như biến thành một đầu mang theo lấy cuồng bạo lôi đình khủng bố lôi thú. Sấm sét hóa thành gào rú, lôi quan thoáng khởi hành hình, đem lực lượng triệt để bạo phát đến cực hạn thanh niên tóc xám, mang theo lấy lôi đình vạn quân chi thế, vọt tới La Dũng phụ cận, cũng vung ra cái kỳ trí mạng nhất trảo. Ai ngờ, ngay lúc này, đều đã vọt tới phụ cận thanh niên tóc xám, đúng là đột nhiên cảm nhận được một cổ không khỏi tim đập nhanh. Là La Dũng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy lúc này la dũng đầu lâu hơi hơi buông xuống bắp thịt toàn thân kinh mạch đều khoa trương bạo khởi quanh thân bạo phát đi ra cương khí tựa như là đạt đến một loại nào đó điểm sôi đồng dạng ở nơi đó điên cùng bốc lên sau cùng đúng là tại phía sau hắn biến thành 11 điều thần long cùng 11 con thần tượng phát ra trận trận long ngâm giống như kêu chớp mắt trong chớp mắt la dũng ngẩng đầu trong đôi mắt tựa như hai bánh liệt dương đồng dạng chướng mắt chói mắt không tốt duy trì lấy đánh giết tư thế công kích còn chưa rơi xuống ý thức được chính mình bị tỏa định thanh niên tóc xám thần tình trên mặt đã là khống chế không nổi lộ ra vẻ sợ hãi thế nhưng vung ra nhất trảo lại là đã lại khó thu hồi chỉ một thoáng quyền trảo chạm vào nhau thú trảo hình dáng pháp thuật trang bị nhất thời vỡ vụn thanh niên tóc xám cả một đầu cánh tay phải tại chỗ bị oanh thành sương máu cái kia hết thảy phát sinh quá nhanh thanh niên tóc xám thậm chí đều còn chưa kịp cảm giác được cảm giác đau đớn trong đầu của hắn liền đã chỉ còn lại có duy nhất một cái ý nghĩ cái kia chính là trốn Đối tại tốc độ của mình, hắn hướng đến tự tin, nhưng tử vong lại là trước một bước đuổi kịp hắn. Thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, cái kia đã ngăn tại trước mặt hắn La Dũng, liền đã lần nữa vung ra quyền đầu. Đã mất đi cánh tay phải thanh niên tóc xám lại cũng vô lực chống đỡ, tại cái kia gần như không thể ngăn cản hủy diệt lực lượng phía dưới, bị triệt để nghiền thành một đoàn xương máu. Long tượng hiển hình, vô song. Giờ này khắc này, La Dũng cái kia cả một cái tư thái, quả thực thì giống như ma thần lâm thế đồng dạng cơ hồ là muốn đem chung quanh truy sát bộ đội binh sĩ dọa đến hồn phi phách tán. Tại thanh niên tóc xám sau khi chết, còn lại những truy binh kia, lại làm sao có thể là La Dũng đối thủ. Bắt lấy lần này bạo phát chiến lực cơ hội, La Dũng trực tiếp đem chi này truy sát bộ đội giết cái không còn một mảnh, sau đó ngênh ngang rời đi. Sau đó, truy sát bộ đội toàn diệt tin tức, rất nhanh liền truyền đến Rao An, Bolet trong lỗ tai. Cái này nhưng rất khó lường, tức giận đến Rao An, Bolet tại chỗ nhất bàn. Sau đó, tại một chút tỉnh táo lại hắn, đối với cái này một chỉnh kiện sự tình, cũng là càng nghĩ càng thấy đến thật không thể tin. Tại xác nhận La Dũng thân phận về sau, đối với La Dũng tại sao lại xuất hiện ở lãnh thổ của mình bên trong, Rao An, Bô Lét kỳ thật đã cơ bản có thế đoán được. Nói trắng ra là cũng là dẫm nhầm cứt chó theo kẻ hở không gian bên trong trốn ra được. Mà tại cái tiền đề này dưới, có phần hơn trước trận chiến kia kinh nghiệm bọn họ, đối với La Dũng thực lực, nhưng thật ra là có cái đại khái ước định cho nên rau an bô mới sẽ phái ra mang theo tính nhắm vào thanh niên tóc xám đi đối phó đối phương. Thanh niên tóc xám bản thân thực lực, thì không kém hơn đối phương, lại thêm năng lực phía trên ưu thế, cùng pháp thuật trang bị gia trì. Rau an bô là làm sao nghĩ, cũng nghĩ không thông truy sát bộ đội là làm sao toàn diệt. Cùng lúc đó, la tập bên này, nhận được la dũng mới nhất báo cáo, hiểu rõ tình huống la tập, ngược lại là hoàn toàn không có cảm giác đến bất kỳ ngoài ý muốn. Vô song, đây là hắn dùng tại trận này chiến tranh toàn diện bên trong, xoát đến võ đạo điểm số, mở khóa võ đạo văn minh mới hạng mục. Hạng mục này cũng không cần thăng cấp, bởi vì nó chỉ có nhất cấp. Nhưng là cái này nhất cấp mở khóa, chỉ là võ đạo điểm số, liền để hắn tiêu hao trọn vẹn 10.000 điểm, văn minh một chút đếm thì càng không cần phải nói. Cứ việc võ đạo văn minh đặc thù điểm số, thu hoạch đường lối cùng hiệu suất, đều cũng tạm được, nhưng cái này 10.000 võ đạo điểm số, vẫn như cũ là để hắn tích lũy quá sức. Bất quá, cái này mục đích hiệu quả, cũng là đầy đủ ra sức. Đơn giản mà nói, vô song hạng mục này, tự như là thú nhân mở cùng hóa một dạng, chỉ có vô song cảnh võ giả, mới có thể phát động, khi tiến vào vô song trạng thái về sau, bọn họ quyết chiến lực bạo tăng, nhưng tướng đúng, tại vô song trạng thái, sau khi giải trừ, võ giả liền sẽ lâm vào một đoạn thời gian suy yếu. Bây giờ la dũng vô song trạng thái, không thể nghi ngờ là đã giải ngoại trừ. La tập căng dặn hắn, trước tìm một chỗ, thật tốt trốn tránh nghỉ ngơi, cái kia rao an, bolet vừa mới bị diệt sạch một chi truy sát bộ đội, liền mảnh tướng đều đã chết một cái. tại còn cần ứng phó bất tử tộc đại quân điều kiện tiên quyết, đối phương trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là rất khó có cái gì đại động tác mới đúng. phân phó xong chuyện bên này, các đức kỳ thần thuộc liên hệ, đem chú ý lực quay lại trước mắt phần báo cáo kia phía trên la tập, thần tình trên mặt cũng không thoải mái. trong đoạn thời gian này, tiền tuyến chiến trường bên kia, bất tử tộc đại quân cùng ma huyễn văn minh đại quân chiến đấu, không thể nghi ngờ là vẫn còn tiếp tục trước kia, bởi vì Trung mặt cùng bác kỳ đại xà song song mất tích, rao an, bô tuyên dương, chung mặt đã chết, ngôn luận, dao động bất tử tộc đại quân sĩ khí, thuận thế phát khởi phản công, dần dần nắm giữ trận này chiến tranh toàn diện quyền chủ đạo. Tại cái này về sau, La Tập tuy nhiên đã minh xác nói cho Ngô Sấm, Soren cùng Dracula bọn họ, chung mặt còn sống tin tức. Đồng thời, Tam Vương cũng đã đi qua xác nhận, đồng thời trong quân đội tiến hành nói rõ. Nhưng nói thật, cái hiệu quả này, thật chính là vô cùng có hạn dưới quyền bọn họ các quân quan cũng đều là đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình chưa chắc sẽ một vị tin vào tam vương tại chung mặt chánh thức hiện thân trước đó muốn đem bất tử tộc đại quân sĩ khí triệt để kéo trở về cái kia thật là quá khó khăn bây giờ tiền tuyến chiến trường bên này cục diện tại tam vương nỗ lực dưới chỉ có thể nói là cục thế miễn cưỡng ổn định thế nhưng cả một cái chiến cục vẫn như cũ là la ấm bô lét ma huyển văn minh đại quân chiếm ưu thế tại cái tiền đề này dưới lại tính toán thời gian một khi đợi đến đối phương biệt xuất đợt tiếp theo bạo phát, vậy bọn hắn bên này tình cảnh, chỉ có thể nói thật sự là quá tệ. Tiền tuyến chiến cục không thể lạc quan, cùng một thời gian, thân ở ải nhân di động khu vực cá nhân trong văn phòng, tựa ở chính mình tấm kia trên ghế làm việc la tập, đầu ngón tay mang theo một loại nào đó đặc biệt quy luật, nhẹ nhàng đập mặt bàn, cả người sững sờ xuất thần, không biết đang suy nghĩ chút gì. Loại trạng thái này, đã duy trì có một đoạn thời gian. Ở trong quá trình này, thân là hộ vệ trưởng tái Thụy Lị Á, cứ như vậy yên lặng đứng ở bên cạnh không có phát ra cái gì một tia tiếng vang để tránh ảnh hưởng đến bọn họ hoàng đế bệ hạ suy nghĩ cứ như vậy lại một đoạn thời gian đi qua ngồi ở chỗ đó la tập đầu ngón tay động tác một trận tái thụy lỵ á đoán cái mặt nghe được la tập cái này không giải thích được tái thụy lỵ á một mặt bình tĩnh mở miệng phản diện nói xong la tập không biết từ chỗ nào lấy ra một cái tiền xu ngón cái bắn ra trực tiếp khiến cho lật qua lật lại bay đến không trung sau đó tùy ý cái viên kia tiền xu tại thanh thúy tiếng vang bên trong rơi xuống đất. La tập tập trung nhìn vào. Chính diện. Phủ phục nhặt lên cái viên kia tiền xu la tập không nói nữa. Mà đứng ở bên cạnh tái thụy lì á, thì là quen thuộc hơn. Bọn họ bệ hạ mỗi lần gặp phải vô cùng xoắn suýt cái vấn đề lúc, thì sẽ trực tiếp để cách mình người gần nhất người, đoán tiền xu. Đến mức chính diện là cái gì, phản diện lại là cái gì, chỉ có bọn họ bệ hạ trong lòng mình rõ ràng. Làm la tập tùy thân hộ vệ, tái thụy lị á hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên tham dự vào hạng mục này chúng tuy nhiên một lúc mới bắt đầu nàng cũng sẽ ở trong lòng nghĩ bọn họ bệ hạ quyết định chuyện thủ đoạn có phải hay không quá tùy tiện một chút nhưng theo số lần tích lũy tái thụy lị á cũng là dần dần ý thức được bọn họ bệ hạ đánh tiền xu cái này cách làm chỉ là một cái hình thức kỳ thật sớm tại tiền xu ném ra ngoài trước đó bọn họ bệ hạ tâm lý liền đã có đáp án bây giờ triệt để làm ra quyết định la tập ánh mắt cấp tốc biến đến kiên định về sau một đoạn thời gian đi qua, tiền tuyến chiến đấu, trước mắt coi như ổn định, bạo phát còn chưa góp nhặt lên ma huyễn văn minh đại quân, tiến công cường độ đối lập có hạn, cho nên bất tử tộc đại quân cũng còn có thể ổn định. Đương nhiên, theo tổng thể cục thế đến xem, ma huyễn văn minh đại quân hiện giai đoạn vẫn như cũ chiếm thượng phong. Nhưng tình huống này, cũng không có để rau an, bô biểu hiện ra bao nhiêu vui vẻ, gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn chính là bởi vì la dũng sự tình mà phát điên không thôi. Lúc đó tiến nhập vô song hình thức la dũng, tại thực lực bạo tăng đồng thời, tốc độ tự nhiên cũng là bạo tăng, tại diệt sạch truy sát bộ đội về sau, trực tiếp thì chạy mất dạng. Cái này khiến Rao An, Bô không thể không một lần nữa triển khai điều tra. Nhưng là đến bây giờ đều còn không có tin tức truyền về, cái này làm đến tâm tình của hắn mười phần bực bội. Đến mức nói, La Dũng có thể hay không mang cho hắn uy hiếp. Cái này, hắn đổ là không có chút nào lo lắng. Không nói trước, La Dũng căn bản cũng không tại hắn trên viên tinh cầu này, coi như tại, Trao An, Bolet cũng căn bản không hoảng hốt. Đồng dạng giống bọn họ dạng này người chơi, tại chiến tranh toàn diện bên trong, cơ bản có thể chia làm hai loại. Một loại là bản thân có chiến đấu lực, đồng thời có thế đối chiến sự tiền tuyến đưa đến không nhỏ giúp ít người chơi. Một loại là bản thân không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, năng lực hoàn toàn thiên về tại văn minh phát triển phía trên người chơi. Trước một loại người chơi, muốn là lá gan đủ lớn, thậm chí sẽ trực tiếp ra tiền tuyến tham chiến, tăng lên chính mình dưới trướng đại quân chiến lực sau đó một loại người chơi, vậy dĩ nhiên là muốn tại một trận chiến tranh toàn diện bên trong, lấy xác thực bảo vệ an toàn của mình, vì ưu tiên nhất cân nhắc. Bảo đảm an toàn biện pháp, cũng đồng dạng có thế đại khái chia làm hai loại. Một loại người, chọn đem chính mình giấu đi, giấu ở một cái ngay cả người mình đều không nhất định biết đến địa phương, thẳng đến chiến tranh toàn diện kết thúc, toàn bộ hành trình cũng không lộ diện, chỗ có mệnh lệnh thông qua viễn trình thiết bị hạ đạt, để tránh tao ngộ nguy hiểm. Mà còn có một loại người, hắn thì là thì đợi tại cung điện của mình bên trong, sau đó bố trí xuống trọng binh trấn giữ, đem chính mình vị trí, chế tạo giống như giống như tường đồng vách sắt, để cho địch nhân coi như biết ngươi ở chỗ này, cũng không có cách nào tùy tiện uy hiếp đến ngươi an toàn. Trao An, Bolet không thể nghi ngờ cũng là cái sau. Hắn vị trí cái này một tòa cung điện, cảnh giới cấp bậc có thể hoàn toàn không phải đề phòng xâm nghiêm, bốn chữ này có thể tiến hành hình dung. Ngoại trừ đóng giữ binh lực bên ngoài, trọng yếu hơn là hắn cung điện, trải qua hắn nhiều năm bố trí, cái này trong trong ngoài ngoài, ít nhất là bao phủ trên trăm trọng pháp thuật kết giới. Phương diện này, tự nhiên là vì phòng địch nhân, mà một phương diện khác thì là vì phòng hoàng kim cự long xa lê. Tại văn minh của mình bên trong, có như thế một cái không ổn định nhân tố tại, trao anh, bô tự nhiên là đến sớm làm tốt phòng ngự công tác. Cái này vì phòng bị hoàng kim cự long xa lê, làm ra pháp thuật kết giới, cái kia cường độ còn phải nói gì nữa sao? Khẳng định là toàn bộ kéo căng A. Cho dù địch người biết vị trí của hắn, Hướng thẳng đến hắn cung điện bên này, ném phía trên liên tiếp cấp chiến lược đã kích tới, hắn đều có nắm chắc, có thể chịu nổi. Cho nên đối với Rao An, Bolet tới nói, hắn cung điện cũng là chỗ an toàn nhất. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên. Tới mở cửa, là La ấm Bolet tiếp thân thân vệ. Ánh mắt đảo qua đứng ở ngoài cửa tên kia người hầu, sau đó rơi xuống trên khay cà phê phía trên, Rao An, Bolet thân vệ một mặt bình tĩnh tiếp nhận khay, sau đó quay người đem đóng cửa lại lại xác nhận cà phê không có vấn đề về sau, mới đưa cho hắn nhóm bệ hạ. Từ khi chiến đấu khai hỏa một khắc kia trở đi, chánh thức có thế tiếp xúc đến rau ăn, bô lét người, ngoại trừ số rất ít tâm phúc bên ngoài, cơ bản cũng chỉ còn lại có tên kia thân vệ. Cho dù là bưng trà rót nước người hầu, đều không có cách nào đi vào gian phòng kia. Đồng thời, cái kia cửa phòng tuy nhiên nhìn lấy chỉ là một cái có giá trị không nhỏ gỗ liêm cửa lớn, nhưng trên thực tế, cái kia trên cửa phòng, cũng đồng dạng hiện đầy pháp thuật chú văn, tầm thường biện pháp, căn bản là mở không ra chớ nói chi là phá hủy uống một miệng thân vệ vừa mới bắt đầu vào tới cà phê dùng lực làm hai cái hít sâu rau ăn bô lét tâm tình một chút bình phục mấy phần cứ việc không gian thần khí sự tình để hắn bực mình nhưng ít ra tiền tuyến tình hình chiến đấu cũng không tệ lắm nha nghĩ tới đây rau ăn bô lét cả một cái tâm tình vẫn là có chuyển biến tốt thế mà ai có thể nghĩ tới hắn ý nghĩ này thậm chí đều còn chưa kịp rơi xuống phía ngoài qua trên đường một tên người hầu thì mặt mũi tràn đầy hốt hoảng, một bên hô to, bệ hạ không tốt rồi, một bên chạy tới. Hắn gian phòng kia hiện đầy pháp thuật chú văn, cho nên rất nhiều thứ, cũng có thể giọng. Nói ví dụ, hắn có thể lựa chọn hoàn toàn che đậy thanh âm bên ngoài, cũng hoặc là là tiếp thu thanh âm bên ngoài. Có điều hắn cái này văn phòng địa điểm, từ trước đến nay rất an tĩnh, cho nên rau ăn, bô lét cũng cơ bản không cần đến cái này che đậy công năng, bây giờ tự nhiên cũng là đem cái kia động tĩnh nghe cái nhất thanh nhị sở. Cái này, hắn có chút ngồi không yên. Tại thân vệ mở cửa phòng đồng thời, hắn trực tiếp bước nhanh tới, hướng về phía tên kia mặt mũi tràn đầy hốt hoảng người hầu hỏi. Chuyện gì xảy ra? Cái gì không xong? Đối mặt ra hỏi, tên kia người hầu hai tay bưng bít lấy lòng ngực của mình, hô hấp dồn dập. Tại hắn bảnh liệt hít hai cái khí, chuẩn bị nói chuyện trong nháy mắt, tên kia người hầu tay phải đột nhiên hướng về rau ăn, bô lét dơ lên, trong tay đúng là nắm lấy một thanh bỏ túi súng lục. Cái kia hết thảy, phát sinh quá nhanh, Rao An, Bô Lét chú ý lực, thậm chí cũng còn tập trung ở tên kia người hầu sẽ phải nói lời phía trên. Đối với đối phương cái kia đột nhiên xuất hiện một động tác, hoàn toàn không thể ngay đầu tiên làm ra phản ứng. Mắt thấy cái kia nút bấm liền muốn giữ lại, đúng lúc này, hàng mang lóe qua, người hầu cầm thương cánh tay kia, nhất thời bay ra. Căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều, có thể làm rau ăn, bô lét thân vệ người, lại làm sao có thể là cái phổ thông nhân vật. Đây chính là hắn ma huyễn văn minh bên trong, thực lực nhất đẳng kiếm sĩ cá nhân thực lực, hoàn toàn đạt đến cấp chiến lược đừng. Cắn chặt răng, bị chém đứt một tay người hầu, giống như cũng không có cứ thế từ bỏ dự định, ngay đầu tiên cải biến kế hoạch, cả người trực tiếp bạo khởi, hướng về rau ăn, bô lét vồ giết tới. Thế mà, hắn lại nhanh, lại làm sao có thể nhanh qua một tên cấp chiến lược kiếm sĩ trong tay lợi kiếm. Kiếm quan lần nữa lóe qua, lần này, bị chém đứt có thể liền không còn là cánh tay của hắn, mà chính là đầu lâu. Một khắc này, tên kia người hầu thậm chí cũng còn duy trì lấy đánh ra trước tư thế, phun ra ngoài máu tươi, trực tiếp tung tóe rau ăn, bô lét một thân, sau đó phanh đông long một tiếng, ném xuống đất. Bị giật nảy mình rau ăn, bô lét, theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước. Mà đứng ở một bên thân vệ, thì là một tay cầm kiếm, hai bộ đi ra phía trước, tại đem thi thể kéo tới gian phòng bên ngoài đồng thời, nhanh chóng cúi người xuống, đi sờ lên cái đầu kia khuôn mặt, sau đó nhướng mày. Lại là thật. Hiển nhiên, Hắn hoài nghi cái này người hầu là địch nhân dùng thủ đoạn gì ngụy trang, nhưng là, hắn vừa mới lại phát hiện, người hầu cái kia khuôn mặt, lại là thật. Cái này nhưng là quá kỳ quái. Cái này người hầu, cũng coi là bên trong cung điện này lão nhân, đã tại bên trong cung điện này, công tác nhanh 40 năm, làm sao có thể là thích khách. Mà liền tại thân vệ, ở bên kia kiểm tra người hầu thi thể thời điểm, rao ăn, bô lét tâm tình, không thể nghi ngờ cũng là cấp tốc bình phục xuống tới. Trên thực tế, tình huống lúc đó, cái kia người hầu ám sát hành động, là không thể nào uy hiếp được tính mạng của hắn. Không chỉ là có một tên cấp chiến lược thân vệ đi theo ở hai bên người hắn, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu là trên người hắn có rất nhiều pháp thuật đạo cụ. Đơn giản mà nói chính là, dù cho thân vệ không xuất thủ, để cái kia người hầu thành công nổ súng, viên đạn cũng sẽ phòng ngự pháp thuật đỡ được. Nhưng liền xem như rau ăn, bolet đều không thể phủ nhận, đối phương cái kia đột nhiên xuất hiện lập tức đem hắn giật nảy mình. Đồng thời, đang nghe thân vệ mà nói về sau, trên mặt của hắn càng là lộ ra tràn đầy thật không thể tin. Từ khai chiến đến nay, hắn bên trong cung điện này to to nhỏ nhỏ mỗi một tên công tác nhân viên liền đã cố định, mà lại rao ăn, bô lét lần lượt nhìn qua mặt bản, độ trung thành thấp nhất một cái, cũng có 85 điểm. Vừa mới tập kích hắn tên kia người hầu, hắn thậm chí nhận biết, có thể kêu lên tên của đối phương, làm sao có thể sẽ là thích khách. Đối với điểm này, hắn là làm sao muốn cũng nghĩ không thông. Ngay sau đó, trong lòng của hắn thì dâng lên một cổ khủng hoảng cảm giác ban đầu hắn, sở dĩ có thể trấn định như vậy, ngoại trừ là tự tin cung điện này phòng ngự lực lượng bên ngoài, cũng bởi vì hắn biết bên trong cung điện này mỗi người đều là tin được. mà bây giờ tình huống thay đổi, đột nhiên xuất hiện tình huống để rau ăn, lét lập tức liền không có cảm giác an toàn, miệng hơi hơi mở ra, tự như là dự định nói chút gì, nhưng lời nói đều còn chưa kịp nói ra miệng, liền bị chính hắn cái kia liên tiếp ho mảnh liệt chỗ đánh gãy, tại ho sạc sụa bên trong. Rao An, Bô Lét chỉ cảm giác cổ họng mình ngòn ngọt, ngọt, một ngụm lớn máu tươi thì trực tiếp như vậy theo trong miệng hắn ho ra. Lúc đó nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn qua thân vệ, vừa tốt liền thấy Rao An, Bô Lét thổ huyết một màn, cả người nhất thời đổi sắc mặt. Bệ hạ, ngài thế nào? Thân vệ trong lúc nhất thời, căn bản cũng không biết Rao An, Bô Lét là thế nào. Phun ra một ngụm máu tươi về sau, thân hình một trận lay động Rao An, Bô Lét, trực tiếp, phù phù, một tiếng ngồi ngã trên mặt đất, một cả khuôn mặt, thậm chí đều đã nổi lên mấy phần tro tàn. Hắn có lòng muốn muốn theo chính mình hệ thống trong ba lô thủ chính mình bảo mệnh thuốc, nhưng không biết sao cả một cái ý thức rất nhanh liền mơ hồ, cơ hồ là muốn đánh mất tri giác. Cái này khiến một bên thân vệ trong lòng càng mộng. Bởi vì hắn thấy, Rao An Bolet hẳn là không có có thụ thương mới đúng a. À. Kết quả là tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, hắn trong cơ thể mình đúng là cũng sinh ra một loại dị dạng cảm giác khó chịu. Cùng một thời gian, ánh mắt vừa tốt đảo qua thi thể kia thân vệ, đột nhiên phát hiện thi thể kia phía dưới vết máu giống như nhỏ đi này huyết có vấn đề chỉ thấy giờ này khắc này theo thi thể kia bên trong chảy xuôi đi ra huyết dịch đúng là chính lấy một loại cực kỳ không tốc độ bình thường nhanh chóng bay hơi mặc cho người ngu đi nữa cũng nên ý thức được vấn đề là độc tố cái kia trong máu có độc y theo hắn cấp chiến lược thể chất thân vệ có thể cảm thụ được điểm này độc tố hẳn là không làm gì được hắn nhưng bọn hắn bệ hạ không giống nhau a à? Rao An Bolet thể chất, cơ hồ là cùng thường nhân không khác, mà lại, vừa mới thích khách thời điểm chết, máu tươi còn trực tiếp tung tóe hắn một thân. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, thân vệ vội vàng ôm lấy đã sắc mặt như tro tàn Rao An Bolet, một bên hô to thầy thuốc. Mau tìm thầy thuốc tới, một bên lấy tốc độ nhanh nhất, mang Rao An Bolet rời đi cái này chỉ sợ là đã tràn đầy khí độc không gian. Nhưng lại đã muộn. Một khắc này, hệ thống nhắc nhở lập tức vang vọng nghiêm chỉnh mảnh chiến trường. Nghe ở bên tai mình vang lên hệ thống nhắc nhở, La Tập cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, tâm tình lộ ra thoáng có chút trầm trọng. Giao chiến trong lúc đó, La Tập tự nhiên là tránh không được hướng rao an, bô lét ma huyễn văn minh xếp vào gián điệp. Nhóm đầu tiên gián điệp, kỳ thật sớm tại lần thứ nhất giao thủ, đối phương đến dò xét hắn một lần kia hành động bên trong, liền đã lăn lộn tiến vào. Mấy tên minh kính thành phố gián điệp, trực tiếp dịch dung thành địch nhân bỏ mình binh lính, theo ma huyễn văn minh bộ đội, cùng một chỗ rút lui trở về tại về sau mấy lần giao thủ quá trình bên trong bọn họ bên này cũng là tìm đúng cơ hội lại sắp xếp mấy đám đi vào những gián điệp này có là trực tiếp chết tại trên chiến trường có thì là còn sống nhưng một đường thành công mò tới đối phương chủ tinh cầu đồng thời thay hình đổi dạng lẫn vào cung điện cũng chỉ có một cái danh hiệu hôi chuẩn lẫn vào cung điện đối với hôi chuẩn tới nói vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu trong cung điện bộ cảnh giới cấp bậc thật sự là quá cao ngoại trừ cái kia thân vệ bên ngoài những người khác căn bản là tiếp xúc không đến Trao ăn, bô lét. Đồng thời, trước đó cũng đã nói, Trao ăn, bô lét trên người có rất nhiều pháp thuật đạo cụ, y theo thực lực của hắn, muốn lấy đối phương tánh mạng, không khác nào là nói chuyện viễn vông. Tại cái tiền đề này dưới, hôi chuẩn nghĩ đến một cái biện pháp, cái kia chính là dùng độc. Nhưng phổ thông dùng độc thủ đoạn, hiển nhiên không đùa, cho nên hắn nghĩ tới một cái khiến người ta khó lòng phòng bị, cái kia chính là đem độc xen lẫn trong máu của mình bên trong. Hắn thu thập tài liệu, dùng luyện kim thuật phân giải máu của mình thành phần, sau đó lẫn vào tài liệu, đem luyện chế thành một loại tiếp xúc đến không khí về sau, thì sẽ nhanh chóng bay hơi kịch độc dịch thể. Tại đối máu của mình, làm xong gia công thời điểm, chính hắn liền đã không còn sống lâu nữa, cho nên động tác nhất định phải nhanh. Chuyện sau đó, đã không cần nhiều lời. Tại thành công chém giết thích khách về sau, người một cách tự nhiên sẽ xuất hiện một chút thư giãn. Đây đối với hôi chuẩn tới nói, chính là độc chết đối phương tuyệt hảo thời cơ hắn ngay từ đầu cũng là lấy cái chết của mình làm là điều kiện tiên quyết sách lược trận này ám sát đối với hôi chuẩn cái này một toàn bộ kế hoạch la tập không thể nghi ngờ là biết đến bởi vì bọn hắn có thể thông qua kỳ thần thuật tiến hành liên hệ thậm chí lúc trước hôi chuẩn hướng hắn tiến hành định kỳ báo cáo thời điểm la tập còn để hắn không nên khinh cử vọng động không có cơ hội thì an an ổn, ổn ổn tìm phục tại chỗ đó là được rồi không thể nghi ngờ khi đó la tập hoàn toàn không có ý định làm chút gì chỉ muốn chờ bất tử tộc đại quân xử lý rau ăn, bô sau đó kết thúc chiến đấu. Nhưng theo về sau ngoài ý muốn tình huống phát sinh, chung mặt bị vây ở kẻ hở không gian bên trong, trong thời gian ngắn, căn bản là ra không được. Mà chung mặt dưới trướng Tam Vương, tuy nhiên miễn cưỡng ổn định cục diện, nhưng tổng thể cục thế, vẫn như củ lọc vào ma huyển văn minh đại quân áp chế, chiếu vào cái kia tình thế đi xuống, một khi để ma huyển văn minh đại quân đánh ra đợt tiếp theo bạo phát, cục thế lại biến thành cái dạng gì, vẫn thật là không tốt lắm nói bất tử tộc đại quân vạn nhất chịu không được mà huyễn văn minh đại quân một đường phản đánh trở về đoạt lại lãnh thổ sứ đến bọn hắn trước đó chiếm xuống tư nguyên điểm toàn bộ lại giao trở về cái kia còn nhẹ sợ là sợ đối phương trực tiếp một đợt lật bàn đè lại tới không chỉ có đoạt lại lãnh thổ của mình thuận tiện lấy còn đem bọn hắn cũng cho tận diệt đối mặt dạng này một cái bẫy mặt tất cả hoàng kim chơi trong nhà không ai muốn bốc lên lớn như vậy mạo hiểm tại cái tiền đề này dưới la tập cùng bọn hắn khác biệt duy nhất chính là bọn họ cái gì cũng không làm được, mà la tập, còn có thể làm chút gì. Bây giờ hết thảy đã thành kết cục đã định, hôi chuẩn thông qua tự mình hy sinh, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. La tập tiếp tục phiền muộn đi xuống, hiển nhiên cũng không thay đổi được cái gì. Điều chỉnh một chút tâm tính, la tập đem sự chú ý của mình, cấp tốc chuyển dời đến chuyện kế tiếp phía trên. Hệ thống này thông báo một vang, cơ hồ là tất cả mọi người biết rau ăn, Bolet chết rồi. Chiến đấu không có lập tức kết thúc, thuần túy là bởi vì biên cảnh chiến khu bên này, bọn họ trung quốc trận doanh bên trong còn có mấy cái cự tuyệt la tập cùng triệu hành hữu tình trợ giúp hoàng kim người chơi đang cùng đối diện nước ngoài hoàng kim người chơi đấu trí đấu dũng nói như vậy kỳ thật cũng không đúng lắm bởi vì cái kia mấy tên hoàng kim người chơi hiện giai đoạn đã vững vàng chiếm cứ thượng phong bất quá đối mặt nước ngoài hoàng kim người chơi vùng vẫy giải chết tại song phương thực lực sai biệt cũng không phải đặc biệt lớn điều kiện tiên quyết muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh xong cũng là rất không có khả năng đến trình độ này la tập trên thực tế cũng là không quá gấp. Dù sao Rao An Bolet đã chết, đại cục đã định. Tại cái này về sau, Bao Quát La tập ở bên trong một đám Trung Quốc các người chơi, vội vàng thông báo chung mặt dưới trướng Tam Vương, nói cho đối phương biết tin tức này. Cứ việc La tập tình báo của bọn hắn, để Tam Vương rất mộng, nhưng bọn hắn hiển nhiên cũng không ngại thật tốt, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, một phen. Tại chiến đấu kế tiếp bên trong, trực tiếp bắt đầu trên chiến trường trắng trận tuyên dương, Rao An Bolet đã chết, ngôn luận Ma huyễn văn minh một phương, mới đầu đương nhiên là không tin. Nhưng cũng không ngăn nổi người ta một mực tại hô. Số lần càng nhiều, dần dần, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra mấy phần lo nghĩ. Mà một khi có lo nghĩ, thì sẽ có người muốn đi vào được xác nhận. Ma huyễn văn minh thủ đô cung điện bên trong, tuy nhiên đã tại đem hết toàn lực phong tỏa tin tức, nhưng trên đời này, lại nào có bức tường không lọc gió. Trao an bô tử vong tin tức, cơ hồ là lan truyền nhanh chóng. Cả một cái ma huyễn văn minh, nhất thời biến đến lòng người bàn hoàng lên, nắm lấy cơ hội tam vương trực tiếp xuất lĩnh đại quân cổ vũ sĩ khí khởi xướng phản công, đóng giữ mỗi cái chiến khu Ma Huyễn Văn Minh bộ đội tại mới đầu thời điểm còn có thể chống đỡ hai lần nhưng là rất nhanh cũng bởi vì vấn đề nội bộ mà dần dần đã rơi vào hạ phong. Tuy nói bất tử tộc đại quân bên này trung mạch cũng không tại, thậm chí đối diện vẫn còn tiếp tục tuyên dương trung mạch đã chết tin tức, nhưng nói đến thẳng thắng hơn thời gian dài như vậy xuống tới bất tử tộc đại quân binh lính quân quan đã dần dần quen thuộc. Đạo lý kia nhắc tới cũng đơn giản, bọn họ cũng sớm đã tiếp nhận cục diện bết bắt nhất, tại sĩ khí rơi xuống đáy cốc về sau, còn có thể biến đến càng hỏng bét sao. Không thể nào, bởi vì đã không có xuống chút nữa rơi không gian. Thậm chí thật nếu nói, bất tử tộc đại quân một phương, cũng bởi vì tiếp xuống phản đánh, mà làm đến cả một cái sĩ khí, xuất hiện tăng trở lại xu thế. Tam vương năng lực, vẫn là không có vấn đề, nắm lấy cơ hội bọn họ, tấp tốc đoạt lại một cả trận chiến đấu quyền chủ đạo, các mảnh chiến khu bất tử tộc đại quân ào ào triển khai phản công. Mấy vòng tiến công xuống tới, bị Song Trọng đã kích ma huyễn văn minh bộ đội, lần nữa lâm vào tan tác cục diện. Đối diện tình huống này, La Tập hoàn toàn là vui tại nhìn thấy. Hắn hiện tại là ước gì bất tử tộc đại quân đem Rao An, Bolet cái kia ma huyễn văn minh lãnh thổ cho toàn chiếm. Là bởi vì La Tập không muốn Rao An, Bolet tin cầu cùng lãnh thổ sao? Dĩ nhiên không phải, hắn muốn vô cùng nhưng bây giờ cục diện này hắn nhất định phải cân nhắc một vấn đề khác đó chính là hắn muốn hay không nổi cái này muốn hay không nổi có hai trọng ý tứ nhất trọng ý tứ chỉ là chinh phục điểm số cứ việc những năm này chiến đấu để hắn soát đến rất nhiều chinh phục điểm số đồng thời hắn cũng một mực tích lũy lấy không dùng nhưng là muốn nuốt mất một cái quy cách đạt đến tinh hệ cấp bậc siêu đại văn minh cái kia điểm chinh phục điểm số đến tột cùng có đủ hay không dùng là tập tâm lý vẫn thật là một chút cơ sở đều không có Vạn nhất đến lúc, hắn phát hiện mình chinh phục điểm số không đủ, căn bản nuốt không được, vậy coi như đến choáng ván. Cho nên, tại cái tiền đề này dưới, đối với la tập mà nói, bảo đảm nhất một cái biện pháp, cũng là trước hết để cho rau ăn, bô lét ma huyễn văn minh bị giảm giá trị. Bị giảm giá trị biện pháp cũng rất đơn giản, cái kia chính là để trừ chính mình bên ngoài thế lực khác, đem rau ăn, bô lét lãnh thổ cho chiếm rơi. Bởi như vậy, những cái kia bị thế lực khác chiếm lĩnh lãnh thổ, hệ thống tại kết toán thời điểm, liền sẽ không đem những cái kia lãnh thổ cho tính toán tiến vào, chiếm đoạt cần thiết tiêu hao chinh phục điểm số, một cách tự nhiên cũng sẽ thuận thế giảm bớt. Mà đổi thành nhất trọng ý tứ, chỉ thì là rau ăn, bô lét ma huyển văn minh lãnh thổ bên trong lưu lại trú quân bộ đội. Đây chính là siêu quy cách văn minh bộ đội, tại chiếm đoạt về sau, người ta khả năng cứ như vậy ngoan ngoãn nghe ngươi sao. Hiển nhiên không có khả năng. La tập trước kia chiếm đoạt văn minh, sở dĩ có thể khống chế ở, có nguyên nhân rất lớn, là bởi vì hắn thực lực bản thân, đã chế trụ đối phương. Cho nên, tại chiếm đoạt Văn Minh về sau, đối phương Tàn Đảng liền xem như muốn làm một số chuyện, hắn cũng có thể lật tay ở giữa đêm trấn áp, căn bản không cần lo lắng khống chế vấn đề. Nhưng là, Rao An Lét cái kia ma huyễn Văn Minh lãnh thổ cũng không đồng dạng a. Vạn nhất hắn chân trước vừa mới chiếm đoạt ma huyễn Văn Minh, kết quả, cái này Văn Minh nội bộ, Rao An Lét bộ hạ cũ vừa quay đầu thì khởi nghĩa vũ trang, mưu phản làm sao bây giờ? Mà đáng ghét nhất chính là, cái này một chi phản quân ngươi còn chưa nhất định có thể tùy tiện tiêu diệt rơi cái này cũng làm người ta rất nháo tâm cho nên nói cho dù là để cho an toàn la tập cũng hy vọng bất tử tộc đại quân động tác có thể nhanh hơn chút nữa dựa theo la tập ý nghĩ là chiếm đoạt ma huyễn văn minh lãnh thổ hắn tốt nhất là chỉ cầm một cái đặc tính lãnh thổ toàn bộ không muốn tuy nhiên bởi như vậy hắn sẽ tổn thất không nhỏ nhưng cũng dù sao cũng tốt hơn phát sinh những cái kia nháo tâm sự tình làm đến văn minh nội bộ đều không bình yên Tại chiến đấu tạm thời còn chưa kết thúc, bất tử tộc đại quân khởi xướng phản công trong quá trình này, trong lúc rảnh rỗi Trung Quốc các người chơi, bao quát bị vây ở kẻ hở không gian bên trong chung mặt ở bên trong, cũng bắt đầu đoán nhớ tới Rao An, Bolet làm sao lại đột nhiên chết chuyện này. Lúc đó bọn họ tuy nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở, biết Rao An, Bolet chết rồi, nhưng căn bản không biết là người nào giết hệ thống cũng không nói. Mà La Tập cũng chắc chắn sẽ không đứng ra thừa nhận. Dù sao, thừa nhận loại chuyện này với hắn mà nói cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Loại thời điểm này, buồn bực thanh âm phát đại tài chính là tại cái tiền đề này dưới, mang một loại nói chuyện phiếm vô nghĩa đồng dạng tâm thái, Trung Quốc quần tổ bên trong, một cái kia cái người chơi đều là nói thiên hoa loạn trụy. Trong đó, đối lập đáng tin thuyết pháp cũng là ma huyễn văn minh phía sau phát sinh bạo loạn, Rao anh, bô lét là bị cuốn vào chính mình nội bộ bạo loạn bên trong chết rồi. Một cái đã trải qua lâu dài chiến tranh, lãnh thổ luân hãm 2 phần 3 văn minh, văn minh nội bộ, bởi vì rung chuyển cùng xã hội không ổn định mà dẫn phát bạo loạn sự tình, kỳ thật không có chút nào hiếm lạ. Mà địch nhân người chơi, không chết ở địch nhân của mình trong tay, ngược lại là chết tại chính mình người dân phát khởi bạo loạn bên trong sự tình, trên thực tế cũng cũng không tính thiếu. Tiếp xuống mấy ngày này, đối với 99% trở lên hoàng kim người chơi tới nói, đều là nhẹ nhõm. Dù sao cũng đối với bọn họ chuyện gì. Duy trì lấy dạng này trạng thái, thời gian cũng là qua nhanh hơn rất nhiều. Trong lúc này, bất tử tộc đại quân tiến công hiệu suất cũng đích thật là không có để la tập thất vọng mà huyễn văn minh lãnh thổ căn bản là bị bọn họ quét cái tám chín phần mười bọn họ động tác chỗ lấy nhanh như vậy tự nhiên là bởi vì công chiếm ma huyễn văn minh lãnh thổ đối với bọn hắn minh hà văn minh tới nói cũng là có lợi ích cực kỳ lớn trong đó chỗ tốt lớn nhất cũng là bổ sung bọn họ bất tử tộc binh lực mà lại ma huyễn văn minh là cái nguyên tố lực lượng đặc biệt nồng đậm văn minh cho nên văn minh bên trong cho dù là phổ thông nhân dân linh hồn chất lượng, đều muốn so nhân loại văn minh phổ thông nhân dân cao hơn một số, những pháp sư kia linh hồn, thì càng không cần phải nói. Đây đối với Minh Hà Văn Minh tới nói, quả thực cũng là một cái siêu cấp đại bảo tàng. Bất quá ở chỗ này, cần phải đặc biệt nâng lên một miệng chính là, một cái pháp sư, vô luận lúc còn sống hắn là cái gì thuộc tính, đang bị chuyển hóa thành bất tử tộc đơn vị về sau, lướt qua giống đại thiên cẩu, bất kỳ đại xà dạng này vô cùng đặc thù đơn vị, trên cơ bản, tất cả pháp sư thuộc tính, đều sẽ bị chuyển hóa thành vong linh hệ đơn giản mà nói chính là không quan tâm khi ngươi còn sống là cái gì pháp sư chết về sau hết thảy là chuyển hóa thành vong linh pháp sư chiến đấu rất nhanh liền triệt để kết thúc tại hệ thống bắt đầu kết toán về sau không ít người chơi đều lộ ra thập phần hưng phấn dựa theo trình tự hệ thống tiên tiến nhất được kết toán cũng là dị trùng văn minh la tập không có chút nào ngoài ý muốn thu được hoàng kim bảo trương tại cái này về sau cũng là cùng mỗi cái nước ngoài hoàng kim người chơi kết toán những thứ này sẽ phải keo kiệt nhiều không có cách la tập đánh bọn hắn cái kia chiến lược trên lệch cơ bản tiếp cận với hàng duy đã kích dưới loại trạng thái này hệ thống đã định trước sẽ không cho hắn cái gì cao đánh giá đừng nói là hoàng kim bảo trương thì liền bạch ngân bảo trương đều không có có thể cho ngươi cái hắc thiết bảo trương ngươi thì vụng trộn vui đi nhưng hiện thực chính là tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là thanh đồng bảo trương đối với cái này la tập cũng không có gì cái gọi là hắn đánh những cái kia nước ngoài hoàng kim người chơi chẳng lẽ là vì bảo trương sao chiếm xuống những cái kia tư nguyên điểm có thể so với cái kia hoàng kim bảo trương giá trị tiền nhiều hơn Là tập cái kia vạn giới văn minh tư nguyên dự trữ lượng cũng coi như thâm hậu nhưng bây giờ trận này chiến tranh toàn diện để hắn một đợt cầm xuống nhiều như vậy tư nguyên điểm vẫn như cũ là để hắn sinh ra một loại nhà giàu mới nổi một dạng cảm giác bảo trương kết toán bên này cơ bản không có gì đáng nói cùng casendon diego cái kia dị trùng văn minh trong chiến đấu La Tập làm trợ công, thu hoạch được một cái Hoàng Kim Bảo Trương. Tại cùng Rao An, Bolet ma huyển văn minh trong chiến đấu, La Tập giết chết Rao An, Bolet, thu hoạch được một cái Hoàng Kim Bảo Trương. Hoàng Kim Bảo Trương chung vào một chỗ, hết thảy hai cái, còn lại cơ bản đều là hắc Thiết Bảo Trương cùng Thanh Đồng Bảo Trương. Hệ thống nhắc nhở vẫn còn tiếp tục, đối với La Tập mà nói, tại cái này về sau, mới là hắn chuyện quan tâm nhất, cũng chính là lãnh thổ chiếm đoạt. Cassandre Diego dị trùng văn minh, hắn có chiếm lĩnh một khỏa biên cảnh tinh cầu bất quá bởi vì cũng không có phát động chinh phục điều kiện nguyên nhân cho nên nương tựa theo viên kia dị trùng tinh cầu la tập không cách nào phát động văn minh của mình kỹ năng văn minh chinh phục giả chỉ có thể sử dụng hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh hiệu quả tiêu hao văn minh một chút đếm đối với hắn tiến hành chiếm đoạt chiếm đoạt về sau viên kia dị trùng văn minh tinh cầu tất cả đặc tính đều sẽ bị toàn bộ xóa đi triệt để biến thành một khỏa phổ thông văn minh tinh cầu bất quá ngay cả như vậy đối với la tập tới nói viên tinh cầu này cũng vẫn tồn tại như cũ lấy to lớn giá trị. Cân nhắc đến hắn về sau tinh hệ quy mô phát triển, cùng viên tinh cầu này nội bộ ẩn chứa phong phú tư nguyên, La Tập cũng khẳng định sẽ đem viên tinh cầu này cho chuyển về đi. Tại cái này về sau, những cái kia bị hắn theo nước ngoài hoàng kim người chơi lãnh thổ bên trong, tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tư nguyên điểm, tự nhiên là lại càng không cần phải nói, toàn bộ nuốt mất. Trước đó hắn cùng triệu hành làm lính đánh thuê, lúc ấy, hắn thu thù lao thời điểm, cơ bản đều là trực tiếp thu văn minh một chút đếm, cho nên hắn hiện tại trong tay văn minh một chút đếm cũng là dư giả vô cùng bây giờ chiếm đoạt lên những thứ này có thể nói là không có áp lực chút nào duy trì lấy hiệu suất cao chiếm đoạt màn kịch quan trọng rất nhanh liền tới hệ thống nhắc nhở phải chăng đối xa công người chơi rau ăn bô văn minh phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng nặng ở một hơi tuy nói cái tràng diện này hắn đã trải qua rất nhiều lần nhưng là chiếm đoạt siêu quy cách lão đại hắn thật là lần đầu tâm lý vẫn thật là có như vậy một chút hơi khẩn trương vì để tránh cho phạm sai lầm, La Tập bây giờ cũng là biểu hiện ra 12 vạn phần nghiêm túc cùng cẩn thận. Đúng. Hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến mục tiêu chính là đặc thù văn minh, phát động văn minh chinh phục giả, kỹ năng về sau, đối phương đặc thù văn minh đặc tính, có thể sẽ đối với ngài văn minh tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng, phải chăng tiếp tục phát động. Tiếp tục phát động. Hệ thống nhắc nhở, phát động văn minh chinh phục giả, kỹ năng, cần tiêu hao, chinh phục điểm số hơn không phải chăng xác nhận tiêu hao em gái ngươi a nghe được mấy cái chữ kia la tập suýt nữa tại chỗ bạo khởi nói tục mặc dù hắn đã sớm dự đoán đến trao bô bolet ma huyễn văn minh tuyệt đối tiện nghi không đi nơi nào nhưng hắn không nghĩ tới sẽ quý thành dạng này a suy nghĩ kỹ một chút hắn trước đó chiếm đoạt natalie betty tinh linh văn minh mới bỏ ra bao nhiêu hơn năm ngàn cái này trực tiếp lật ra gấp 4 lần đồng thời càng quan trọng hơn là hắn lúc trước chiếm đoạt natalie betty tinh linh văn minh là liền văn minh đặc tính chỉ huy đất, trực tiếp toàn bộ nuốt mất. Mà cái này đây, lãnh thổ hầu như đều tại bất tử tộc đại quân trưởng khống phía dưới, la tập cơ bản thì cầm cái đặc tính, vậy mà liền muốn hơn 21,000. Giá tiền này quả thực để hắn thổ huyết. Liền làm hai cái hít sâu la tập, cưỡng ép bình phục một chút tâm tình của mình. Tuy nhiên trong đầu, hắn còn đại khái nhớ đến chính mình trong tay có bao nhiêu chinh phục điểm số, nhưng là xuất phát từ cẩn thận lý do, la tập vẫn là mở ra hệ thống giao diện, lại liếc mắt nhìn. Cứ việc cùng nước ngoài hoàng kim người chơi đánh, toàn bộ thuộc về hành hạ người mới, một trận cũng không kiếm được bao nhiêu điểm số, nhưng lại thắng ở góc gió thành bảo. Mà tại cùng đơn Diego cái kia dị trùng văn minh giao chiến thời điểm, bởi vì là vượt cấp khiêu chiến, chiến đấu độ khó khăn cực cao nguyên nhân, cho nên, hệ thống cũng là 10 phần nể tình cho hắn cung cấp không nhỏ khen thưởng tăng thêm, để la tập một lần điểm số soát đến phi lên. Trừ cái đó ra, hắn cùng ma huyễn văn minh bộ đội, tạm thời cũng coi là từng có mấy lần giao thủ, lại thêm trước kia một số góp nhặt. Trước mắt trong tay hắn chinh phục điểm số số lượng vì 20.6736 điểm. Đầy đủ, là khẳng định đủ. Nhưng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hệ thống này, mỗi lần đều ưa thích đem hắn chỉnh tán gia bại sản. Thế mà, hắn có thể lựa chọn cự tuyệt sao? Hiển nhiên không thể, chỉ là cái kia pháp thuật quyển trục, đối với la tập tới nói, cũng đã đầy đủ mê người, bây giờ cái này đều đã là đưa thịt tới miệng, nào có không ăn đạo lý. Hít sâu một hơi, cố nén đau lòng, lựa chọn xác định, thoáng chốc, hơn 20.000 chinh phục điểm số cứ như vậy trong nháy mắt khấu trừ, để la tập lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là nhất triều trở về trước giải phóng. Bất quá thuận lợi chiếm đoạt ma huyễn văn minh, vẫn là để la tập tâm lý ít nhiều có chút hưng phấn. Nhưng vấn đề này hiển nhiên vẫn chưa hết. Tiếp đó, hắn còn đến bố trí lãnh thổ, đây chính là so trước đó làm phán đoán đề tốn sức nhiều. Mà ở chỗ này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, làm tạ lễ, chung mặt lão đại trực tiếp đưa mỗi cái hoàng kim lão đại một khỏa tinh cầu. Không sai, cũng là một khỏa tinh cầu. Hắn cũng là đem từ chính mình bất tử tộc đại quân chiếm đoạt lĩnh ma huyễn văn minh biên cảnh tinh cầu, trực tiếp đưa cho bọn họ. Đương nhiên, tinh cầu này phía trên, ma huyễn văn minh nhân khẩu, đã toàn bộ bị hắn bất tử tộc đại quân, chuyển hóa thành bất tử tộc đơn vị. Còn lại tinh cầu, với hắn mà nói kỳ thật ý nghĩa không lớn. Vậy còn không bằng trực tiếp lấy ra làm tạ lễ la tập cùng triệu hành không nói trước chung mặt tặng viên tinh cầu này đối với chính hướng về tinh hệ văn minh khởi xướng trùng kích còn lại hoàng kim lão đại tới nói quả thực ý nghĩa trọng đại dựa theo la tập trước đó phỏng đoán muốn đem sinh mệnh của mình theo một khỏa tinh cầu thăng cấp đến tinh hệ hắn bên trong bước then chốt ngay tại ở muốn tại trừ chính mình chủ tinh cầu bên ngoài những tinh cầu khác phía trên hoàn thành đóng quân hoặc là thực dân mà đối với bọn hắn những thứ này hoàng kim người chơi tới nói tại thoát ly chủ tinh cầu về sau cách bọn họ gần nhất tinh cầu là cái gì ánh trăng a cũng chính là mặt trăng cho nên muốn hoàn thành một bước này lên mặt trăng kế hoạch thì là vô cùng trọng yếu nhất hoàng nhưng hoàng kim các người chơi nhưng lại chậm chạp không thể thành công hắn nguyên nhân chủ yếu lại ở đâu là bởi vì trên mặt trăng không có bầu khí quyển ngươi đi lên đi một vòng dẫm cái dấu chân trảo đem đất đó là không chắc chắn cần muốn trường kỳ đóng quân xác xác thật thật đem chiếm lĩnh xuống tới mới được mà tại dưới tình huống bình thường, nhân loại căn bản là không có biện pháp trên mặt trăng tiến hành thời gian dài sinh tồn, chớ nói chi là đóng trại, thậm chí thực dân. Nhưng bây giờ, tình huống không đồng dạng. Trung mặt lão đại trực tiếp đưa bọn họ một khỏa mang theo bầu khí quyển tinh cầu. Bọn họ tiếp đó, chỉ cần đem viên tinh cầu này, bố trí tại cách bọn họ chủ tinh cầu hơi gần vị trí bên trên, bọn họ liền có thể đối lập nhẹ nhõm hoàn thành dị tinh thực dân, độ khó khăn có thể nói là xa xa nhỏ hơn mặt trăng thực dân trong lòng rõ ràng điểm này hoàng kim các đại lão, giờ phút này cũng là ào ào kích động lên. Mà so sánh với lên hoàng kim lão đại, còn lại hoàng kim các người chơi, hiển nhiên thì không thu được cấp bậc này hào hoa tạ lễ. Đỏ mắt về đỏ mắt, nhưng chính bọn hắn trong lòng cũng rõ ràng, cái này một đợt trà trộn vào đến, bọn họ liền không có giúp đỡ bao lớn bận biệu. Cứ như vậy, ngươi cũng không cảm thấy ngại thu loại cấp bậc này tạ lễ. Cái kia không khỏi nghĩ đến quá đẹp. Thậm chí thật nếu nói, chung mặt ngay từ đầu liền không có kéo bọn hắn, là bọn họ muốn cùng lão đại kiếm tiện nghi làm làm ra một bộ nghĩa bất dung từ dáng vẻ cứng rắn muốn theo vào tới đương nhiên trừ cái đó ra còn có một cái nguyên nhân chủ yếu là hiện giai đoạn chung mặt coi như đưa bọn hắn một khỏa tinh cầu đối với bọn hắn tới nói cũng không dùng bất kỳ chỗ dùng nào bởi vì rất nhiều hoàng kim tân nhân còn xa xa không có phát triển đến giai đoạn này tại cái tiền đề này dưới làm vì bọn họ trung quốc trận doanh trấn tràng lão đại chung mặt cô mà lại còn là ý tứ một chút tinh cầu là không có, nhưng lãnh thổ vẫn là đưa những cái kia hoàng kim các người chơi một số. Nói về chính đề, liên quan tới bố trí lãnh thổ chuyện này, là tập tạm thời là đã sớm suy nghĩ qua, trong đầu mạch suy nghĩ, cũng coi là khá là rõ ràng. Địa đồ triển khai về sau, hắn vạn giới văn minh, giờ phút này vẫn như cũ là lấy tinh hệ, tư thái, hiện lên hiện tại trước mắt của hắn. Ở vào tinh hệ trung tâm nhất, là hàng tinh mặt trời, sau đó cũng là hắn vạn giới văn minh chủ tinh cầu đại bản doanh, cùng khoảng cách chủ tinh cầu, vị trí gần nhất mặt trăng. Trước mắt hắn cái này cả một cái tinh hệ trên bản đồ, hiện ra tinh cầu, chỉ có cái này ba khỏa. Đến mức tinh hệ bên trong những tinh cầu khác, vì cái gì không có hiện ra. Vậy hiển nhiên là bởi vì la tập còn chưa kịp đi mở tầm mắt. Bây giờ những cái kia vụn vặt lẻ tẻ nước ngoài hoàng kim người chơi lãnh thổ không nói trước, la tập ưu tiên nhất an bài, khẳng định là trong tay hắn cái kia hai khỏa tinh cầu. Đều là chung mặt lão đại tặng, một viên là dị trùng văn minh biên cảnh tinh cầu, một viên là ma huyễn văn minh biên cảnh tinh cầu. Còn lại hoàng kim lão đại, vì giảm xuống tinh tế thực dân độ khó khăn, 89 phần 10 sẽ đem lấy được tinh cầu, phóng tới cách mình chủ tinh cầu gần nhất vị trí bên trên. Nhưng la tập không giống nhau a, à, cái kia mặt trăng khu vực, cũng sớm đã làm đến tượng mô tượng dạng, chủ tinh cầu phụ cận, không cần thiết lại chen một khỏa tinh cầu. Cho nên, đứng tại hắn lâu dài kế hoạch cấp độ, tiến hành cân nhắc, hắn hoàn toàn có thể lựa chọn đem cái này hai khỏa tinh cầu, an bài đối lập xa hơn một chút lấy mặt trăng khu vực làm trạm trung chuyển, dựng lên thông hướng mặt khác hai khỏa tinh cầu tinh tế vận chuyển lộ tuyến. Tại cái tiền đề này dưới, La Tập ở trong lòng thật tốt suy nghĩ một trận về sau, cuối cùng vẫn là quyết định không đem cái này hai khỏa tinh cầu phân cái tuần tự. Chủ yếu là hắn cái này tinh hệ, đều còn không hảo hảo thăm dò qua, cũng không rõ ràng tổng thể bố cục như thế nào, vẫn là ổn thỏa điểm tốt. Trực tiếp lấy hắn chủ tinh cầu làm làm trung tâm, đem cái này hai khỏa tinh cầu lẫn nhau cách nhau khoảng cách nhất định, sau đó phân biệt bố trí tại thứ hai trên tinh tế quỹ đạo. Tại đem cái này hai quả tinh cầu bố trí hoàn tất về sau, đến đón lấy những thành thị kia an trí, nhưng là quá đơn giản. Những thành thị kia, La Tập tại ngay từ đầu không có ý định đặt ở chính mình chủ tinh cầu bên trong. Dùng hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh chiếm đoạt lãnh thổ, sẽ bao trùm vốn có khu vực, mà La Tập chủ tinh cầu bên trong, kỳ thật đã tương đương chật chội, không có thích hợp đất đai, lại khiến cái này mới lãnh thổ tiến hành bao trùm. Cho nên đối với những thứ này hoàng kim lãnh thổ la tập là trực tiếp dự định an trí tại hắn mới lấy được cái kia hai khỏa tinh cầu bên trong liên quan tới cái này hai khỏa tinh cầu tên la tập cũng không có ý tứ gì đơn giản thẳng thắn hơn chính là la tập vô cùng bất việc lại tùy tiện cho bọn họ lấy tên một cái gọi kim tinh một cái gọi mục tinh nhưng thật đem hai cái danh tự này thật cốt suy nghĩ một chút vẫn thật là là có như vậy mấy phần chuẩn xác kim tinh chỉ là viên kia dị trùng văn minh biên cảnh tinh cầu viên kia biên cảnh tinh cầu hiện giai đoạn là lấy tư nguyên thu thập làm chủ, bên trong tinh cầu bộ đã xây dựng lên số lượng tương đương khả quan thu thập tràn. Thu thập đi ra tư nguyên bên trong, mở kim loại vật chiếm đầu to, từ một điểm này xuất phát, nó gọi kim tinh không có tật xấu. Vậy còn dư lại một tinh, cũng không cần đoán, khẳng định cũng là Ma Huyễn Văn Minh cái tinh cầu kia. Ma Huyễn Văn Minh nói tóm lại, nhân khẩu không thể nói thiếu, nhưng cũng không tính được nhiều, thuộc về là trung quy trung cũ cấp bậc. Tại cái tiền đề này dưới, rau ăn, bô lét trong tay tinh cầu đông đảo, cho nên hắn người dân nhóm, cũng không cần ở đặc biệt chen chút, cho nên hắn cũng là cho tới bây giờ đều không có muốn đem bên trong tinh cầu mỗi miếng đất đều chiếm hết ý tứ. Hắn cơ bản chỉ khai phát có tư nguyên chỗ, không có tư nguyên, thì ném ở đâu mặc kệ. Cái này dẫn đến hắn bên trong tinh cầu bộ, tồn tại đại lượng giả ngoại khu vực. Mà những thứ này chưa khai thác giả ngoại khu vực, dần dần, một cách tự nhiên thì sẽ mọc ra một ít cây cối thảm thực vật đến, thật nếu nói, hắn bên trong tinh cầu, xanh sạch hóa làm đến vẫn thật là rất tốt gọi một tinh không có tật xấu hai tay khoác lên tinh hệ địa đồ hai đầu la tập hai tay thuận kim đồng hồ chuyển động địa đồ đem đã an trí tại trên tinh tế quỹ đạo kim tinh cùng một tinh chuyển tới trước mặt mình sau đó thân thủ nhẹ nhàng điểm một cái kim tinh bên trong tinh cầu bộ địa đồ nhất thời triển khai an trí lãnh thổ so sánh với lên đã xuất hiện đại lượng kiến trúc một tinh la tập kỳ thật càng thêm thiên hướng về kim tinh nguyên nhân cũng là đơn giản bởi vì một tinh bên kia Bản thân thì tồn tại đại lượng thời trung cổ phong cách thành thị kiến trúc. Những thành thị này kiến trúc, La Tập về sau 89 phần 10 là muốn đại quy mô phá đi xây lại. Lúc này thời điểm khả năng có người kỳ quái, nếu là muốn đẩy đến trọng kiến, vậy tại sao không dứt khoát trực tiếp đem những thứ này hiện hữu thành thị bao trùm lên đi. Tuy nói những thứ này hoàng kim thành thành phố, cùng La Tập vạn giới văn minh thành thị tiến hành so sánh, cũng lộ ra tương đương lạc hậu, nhưng làm sao cũng so thời trung cổ thành thị muốn tốt a. À? Theo trên lý luận mà nói, là như vậy nhưng là cái này một tinh phía trên thời trung cổ thành thị cũng không phải đơn thuần thời trung cổ thành thị a mà chính là một cái ma huyễn văn minh lập nên thời trung cổ thành thị tại xác nhận điểm này tình huống dưới những thành thị này bên trong sẽ có ma huyễn văn minh kiến trúc ma huyễn văn minh công xưởng thậm chí bố trí tại thành thị các nơi pháp thuật kết giới chú văn những thứ này đối với la tập vạn giới văn minh tới nói đều là có to lớn giá trị nghiên cứu cho nên hắn không thể tùy tiện bao trùng rơi xuất phát từ ổn thỏa lý do hắn muốn trước bảo lưu lại đến sau đó từ từ tiến hành nghiên cứu cùng khai phát tướng tương đối kim tinh bên này cũng không có cái gì cái gọi là dù sao dị trùng văn minh đồ vật đã bị hệ thống xóa đi sạch sẽ bởi như vậy trên viên tinh cầu này ngoại trừ chính hắn lập nên thu thập tràn cùng theo một chút ra ước chờ tại cái gì thiết bị cũng không có hoàn toàn có điều kiện để hắn tùy ý bày đặt thành thị kết hợp các tòa thành thị tư nguyên tình huống cùng kim tinh nội bộ bố cục la tập hiện tại bày đặt lên vẫn là tương đối ý tứ. Trước đó đoạn thời gian kia, hắn cũng không phải trắng nghiên cứu. Hắn cái này một đợt chiếm được thành thị rất nhiều, cho dù là tại tuyển chọn tỉ mỹ phía dưới, cái kia thành thị chung vào một chỗ cũng có 507 tòa nhiều, trên cơ bản, liền không có một tòa là nhỏ hình thành thị. Trong đó hiếm có thành thị, còn mang theo nhất tinh đến tam tinh kỳ quan. Bất quá, đối với cấp bậc này phổ thông văn minh kỳ quan, có cái hiệu quả gì, là tập tâm lý phần lớn là nắm chắc đồng thời tại bày đặt kỳ quan trong chuyện này, hắn nói mình kinh nghiệm phong phú, hẳn là không ai có ý kiến. Một bộ một bộ, tại kim tinh nội bộ các khối đại lục ở bên trên, nhanh chóng bày đặt lên. Kim tinh to bằng hành tinh, còn lâu mới có thể cùng hắn vạn giới văn minh chủ tinh cầu so sánh, nhưng cũng tuyệt đối không tính là một tinh cầu nhỏ. Chỉ cần la tập nguyện ý, liền xem như đem cái này 507 tòa thành thị, toàn bộ an trí tại kim tinh nội bộ, cũng hoàn toàn là dư xài. Có điều hắn lại không có làm như thế. Tại Kim Tinh nội bộ, hắn một hơi an trí 416 tòa thành thị. Còn lại không đến 100 tòa thành thị, La tập không thể nghi ngờ là dự định an trí đến một tinh. Làm như thế, chủ yếu là vì trực tiếp cho một tinh mang đến một số người miệng. Một tinh nguyên bản cư dân đã toàn bộ bị bất tử tộc đại quân chuyển hóa thành bất tử tộc đơn vị, cho nên trên viên tinh cầu này, ngoại trừ La tập trú quân bên ngoài, đã không có bất kỳ người nào miệng. Đây thật ra là một cái vô cùng phiền phức tình huống. Mọi người đều biết nhân khẩu cũng là sức lao động a à. ngươi một khỏa tinh cầu bên trong nếu như không có nhân khẩu cái kia phía sau kiến thiết phát triển làm sao làm đương nhiên la tập cũng có thể lựa chọn theo chính mình chủ tinh cầu bên kia vận chuyển nhân khẩu đi qua nhưng là hiện giai đoạn tinh tế vận chuyển đối với bọn hắn tới nói cần phải hao phí thời gian vốn là dài dằng dặc về sau một thuyền một thuyền đem người miệng theo chủ tinh cầu vận chuyển đến một tinh cái kia cả một cái hiệu suất không khỏi cũng quá thấp một số nào có giống như bây giờ nhanh tại bố trí hoàn tất về sau La Tập vẫn là như cũ, xuất phát từ cẩn thận lý do, lại toàn bộ kiểm tra một lần. Tại hắn triệt triệt để để xác nhận, cái này bố trí không có bất cứ vấn đề gì, không có sơ hở nào về sau, lúc này mới điểm xuống xác định khóa. Cái này một ấn xuống, La Tập còn lại điểm này chinh phục điểm số, cơ bản xem như không có. Bởi vì chuyển một khỏa tinh cầu, cho dù là tại văn minh chinh phục giả hiệu quả phía dưới, đều là muốn tiêu hao 2.000 chinh phục điểm số. Hai khỏa tinh cầu cũng là 4.000, cái này, La Tập xem như triệt để phá sản, trong tay chinh phục điểm số, lập tức cũng chỉ còn lại có 1,365 điểm. Tướng tương đối, văn minh một chút đếm được tiêu hao, xem ra tuy nhiên càng thêm kinh người, nhưng bởi vì La Tập trong tay còn nhiều, rất nhiều nguyên nhân, cho nên hắn lộ ra tương đương không quan trọng. Về sau nương theo lấy thiên địa biến thiên, cái này một mảnh chiến tranh toàn diện chiến trường, rất nhanh liền triệt để giải trừ. Đợi đến La Tập lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đã mượn hệ thống cái kia tại chiến trường sau khi giải trừ, bổ sung tại chỗ trở về thành hiệu quả, trực tiếp về tới minh kính thành phố. Tuy nói, bọn họ cái này chiến tranh toàn diện, mới vừa vạn kết thúc, nhưng vạn giới văn minh phía sau, lại là cũng không có loại kia vừa mới đánh xong một trận trận đánh ác liệt cảm giác, ngược lại là một bộ hòa bình khá hơn chút năm bộ dáng. Phương diện này, tự nhiên là may mắn mà có Lữ Dương cùng An Lai Di bọn họ cái kia có thể xưng hai bút cùng vẽ chữa trị hình thức. Mà một phương diện khác, thì là bởi vì la tập ở tiền tuyến tiến vào hành hạ người mới hình thức về sau, binh lực bổ sung nhu cầu cùng tài chính kinh phí tiêu hao đều là giảm xuống rất nhiều, sẽ không lại cho phía sau tạo thành áp lực quá lớn. Lại thêm về sau còn một mực không ngừng vận chuyển tư nguyên trở về, cái này khiến vạn giới văn minh tại chiến tranh toàn diện còn không có triệt để lúc kết thúc, liền đã sớm tiến vào một loại khôi phục trong trạng thái. Cho tới bây giờ thời gian này điểm, cả một cái văn minh, thậm chí đều đã gần như hoàn toàn khôi phục. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu bọn họ về sau liền không có công tác, đang đợi được cái này một đợt tiền tuyến đại quân đều rút lui sau khi trở về, cần bọn họ dày vò sau khi chiến đấu công tác, còn là không ít. Thân ở tiền tuyến nhiều năm, về tới Minh Kính thành phố La Tập, vốn là muốn tại nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày sau, thì vùi đầu vào sau khi chiến đấu công tác xử lý bên trong. Kết quả, lúc này mới ngày đầu tiên, hắn tư nhân tin tin tức thì tích 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 vang lên. La Tập nhanh chóng kéo ra hệ thống giao diện nhìn thoáng qua, cái này phát tin tức qua người tới là Triệu Hành. Trước đó, Hắn mặc dù là thiết huyết minh người chơi, nhưng nói thật, hắn cùng triệu hành quan hệ, một mực so sánh đồng dạng, thuộc về là loại kia so người xa lạ quen thuộc một chút, nhưng còn xa xa không có đạt tới, hảo hữu, tấp bật cảm giác. Bất quá, tại đi qua lần này chiến tranh toàn diện về sau, một mực đội hành động, kiếm lời lớn hắn hai, quan hệ không thể nghi ngờ là quen thuộc không ít. Xem như có thể bị la tập sơ bộ tính vào, hảo hữu, trong hàng ngũ. Mở ra triệu hành phát tới tin tức, la tập xem xét phía dưới, mi đầu nhất thời hơi nhíu lên. Triệu Hành lúc này phát tới trong tin tức cho, dùng một câu khái quát cũng là không xong, ra chuyện. Sơ bộ biết một chút tình huống la tập, nhanh chóng đem cùng Triệu Hành tin tức cửa sổ kéo qua một bên, sau đó chạm vào bọn họ Trung Quốc lão đại cái kia quần tổ bên trong. Thời gian này điểm, bao quát Chu Văn Binh, Mạnh Hiên bọn họ ở bên trong, không ít lão đại, hiển nhiên đều đã nhận được tin tức, cho nên bây giờ bọn này tổ bên trong, cũng là rất náo nhiệt. Đến mức nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đơn giản mà nói cũng là sa công trận doanh trấn tràng lão đại xa trăng cùng la sát trận doanh trấn tràng lão đại Ivan, lát ngưng chiến. Xác nhận tin tức này la tập, rất nhanh liền phản ứng lại. Là bởi vì Rao An, lét chết. Tại hoàn thành kết minh đồng thời, chung mặt lão đại bọn họ tam phương, không thể nghi ngờ cũng là lẫn nhau tăng thêm hảo hữu. Tại cái tiền đề này dưới, Rao An, lét tử vong, thân ở một mảnh khác chiến trường Ivan, lát là có thể theo hảo hữu của mình danh sách bên trong tiến hành xác nhận. Xác nhận tin tức này hắn, cơ hồ là ngay đầu tiên cùng cây xa, trăng phát khởi biết lời nói, cuối cùng song phương hòa đàm, đình chỉ bọn họ trận này chiến tranh toàn diện. Thân là la sát trận doanh trấn tràng lão đại, Ivan lát đột nhiên làm ra cử động như vậy, là bởi vì hắn cùng Rao An, bô lét quan hệ tốt sao? Hiển nhiên không phải. Từng có hiểu rõ người đều biết, Ivan lát là từ trong đáy lòng, xem thường Rao An, bô lét cái kia gia hỏa. Ivan cái lát chỗ lấy đột nhiên cùng cây xa, trăng hòa đàm, là bởi vì cái này thế giới chiến trường cục thế thay đổi. Bọn họ kế hoạch ban đầu là xử lý Europa trận doanh hai cái trấn tràn người chơi, để mảnh thế giới này trên chiến trường, lưu bọn hắn lại ba phe thế lực, đạt thành thăng bằng. Nhưng là, hiện tại Rao An, Bô chết rồi. Tại cái tiền đề này dưới, nếu là hắn lại cùng chung mặt liên thủ, xử lý cây xa, trăng, cái kia trên phiến chiến trường này trấn tràn lão đại, thì sẽ biến chỉ còn lại có hai vị, đó chính là hắn cùng chung mặt. Lúc này thời điểm, có người có thể sẽ kỳ quái, một đối một, chẳng lẽ không cũng là lẫn nhau quản thúc sao? Trên thực tế, một đối một đích thật là có thể hình thành nhất định quản thúc hiệu quả, nhưng hắn ổn định tính, lại kém xa tiếp tắp tạo thế chân vạc cục diện. Tại tạo thế chân vạc tình huống dưới, nếu như trong đó một phương tự tiện xé bỏ hòa bình hiệp nghị, vậy còn dư lại hai phe, hoàn toàn có thể trực tiếp liên thủ, xử lý đối phương tỷ lệ, cơ hồ là cao đến 100%. Chính là bởi vì có cái này một phần uy hiếp tại, cho nên thế lực ngang nhau tạo thế chân vạc, mới là lớn nhất ổn định. Chỉ cần bọn họ không muốn lọc vào mặt khác hai phe liên thủ nhằm vào, bọn họ thì không dám tùy tiện xé bỏ hiệp nghị. Nhưng một đối một, thì hoàn toàn không đạt được cái hiệu quả này. Tại một đối một dưới cục diện, bọn họ song phương, chỉ cần xử lý một phương khác, liền có thể triệt triệt để để ngồi vững vàng thế giới bá chủ ngai vàng, loại cục diện này, trên thực tế là vô cùng nguy hiểm. Cho nên, đối với Ivan Lắc tới nói, hắn mặc kệ rau ăn, bô là chết như thế nào, chỉ cần người đã chết, hắn liền sẽ lập tức cùng cây xa trăng hòa đàm đương nhiên tại cái tiền đề này dưới dù là chỉ là đi cái quá trình hắn cũng muốn hỏi một chút rao an bô lét chết là tình huống như thế nào đối với cái này chung mặt cũng là lời thật nói thật trực tiếp nói cho ivan Lát, rao an bô lét tìm cớ co lại ở phía sau vẫy nước sau đó thừa dịp hắn cùng dị trùng văn minh đánh thời điểm đột nhiên phái hoàng kim cự long tập kích hắn bộ đội dưới cờ tại lọc vào tập kích về sau hắn luôn không khả năng không phản kích a kết quả là biến thành dạng này bởi vì la tập hạm đội lúc đó cũng ở tại chỗ chuyện này hắn thậm chí có thể làm đến một đoạn hình ảnh theo trình độ nào đó tới nói cũng là chứng cứ vô cùng xác thực nhằm vào tình huống này ivan Glaz không có phát biểu bất cứ ý kiến gì trao an bolet sẽ sẽ không như thế làm y theo ivan Glaz đối với hắn hiểu rõ khả năng này tính vẫn thật là không nhỏ nhưng chung mặt cũng không phải cái gì thiện nam tính nữ bởi vậy đối với chuyện này Ivan Clark cũng không có gì có tin hay không. Hoặc là nói, chuyện này là thật hay giả, với hắn mà nói, căn bản là không quan trọng. Trọng yếu là thế giới chiến trường cục diện. Cứ việc không giống mong muốn một dạng, triệt để xử lý Europa trận doanh, nhưng tạo thế chân vạc cục diện, tốt xấu là tạo thành. Từ giờ khắc này, Ivan Clark mặc dù không có trực tiếp ngã bài, nhưng ai cũng biết, là sát trận doanh cùng bọn hắn Trung Quốc trận doanh liên minh quan hệ, xem như tự động giải trừ cùng la sát trận doanh duy trì minh hữu quan hệ nguyên nhân chủ yếu nhất, cũng là có cùng chung địch nhân. Mà bây giờ, tên địch nhân này không có, cái kia liên minh quan hệ, tự nhiên cũng liền không tồn tại nữa. Bất quá, làm trước đó minh hữu, Ivan Clark cũng không có vừa lên đến thì bày làm ra một bộ muốn cùng chung mặt đoạn tuyệt quan hệ, cả đời không qua lại với nhau tư thế. Cô mà lại còn là giống một người không có chuyện gì giống như, cùng hắn hàng huyên trò chuyện cục thế. Ở trong quá trình này, chung mặt có thể minh xác cảm nhận được, Ivan lát là muốn đem cái này cục diện một mực duy trì. Đối với cái này, chung mặt chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Ngươi thật coi là cây xa, trăng sẽ một mực tiếp tục như thế. Trước đó Europa hoàng kim người chơi, bốc lên thế giới đại chiến, nói đằng sau không có bọn họ ra hiệu, ngươi tin. Chung mặt tin tức, để Ivan lát lâm vào ngắn ngủi trầm mặt. Tốt a, à, hắn không tin. Thân là trấn tràng lão đại một trong, Ivan lát đối với thuộc hạ thái độ, từ trước đến nay rất rõ ràng. Một số việc nhỏ, cũng đừng đến phiền hắn nhưng nếu như muốn làm chuyện đại sự gì nhất định phải trước hướng hắn báo cáo hắn chuẩn thì làm không cho phép thì ngừng còn lại các đại trận doanh cơ bản cũng đều là như vậy thế giới đại chiến hiển nhiên không thuộc về việc nhỏ không có cái kia hai tên gia hỏa cho phép europa hoàng kim người chơi phách lối nữa cũng không dám tự tiện bốc lên đối mặt trầm mặt đi xuống ivan kellat chung mặt lần nữa phát ra tin tức dựa theo ta phỏng đoán khẳng định là cây xa, trăng cùng Cassandon, Diego xảy ra điều gì trạng thái, nhất định phải thông qua chiến tranh mới có thể giải quyết, cho nên mới sẽ cho phép Europa người chơi bốc lên thế giới đại chiến. Cái kia, bọn họ là xảy ra điều gì tình huống? Không biết. Trung mặt vô cùng ngay thẳng cấp ra câu trả lời này. Có điều, tại cùng Cassandon, Diego chiến tranh toàn diện bên trong, ta không có cảm giác hắn có xảy ra vấn đề gì, cho nên ta suy đoán, vấn đề 89 phần 10 là xuất hiện ở cây xa, trăng trên thân tại cái này về sau đối với chung mặt ivan lát không có lại cho ra đáp lại nhưng chung mặt cái kia một phen đích thật là để hắn nhớ kỹ trước kia bọn họ vẫn cảm thấy là europa trận doanh kiên kỵ trung quốc trận doanh ba trận chiến về sau thực lực tăng trưởng để bảo đảm thế giới của mình bá chủ vị trí cho nên mới tìm cơ hội nâng lên bốn chiến dự định mượn cơ hội hung hăng chèn ép trung quốc trận doanh cắt giảm trung quốc trận doanh chiến lực. dù sao europa trận doanh vẫn luôn là như thế cái nước tiểu tính những chuyện tương tự bọn họ trước kia cũng làm không ít nhưng trên thực tế nghĩ kỹ lại dưới tình huống bình thường trung quốc trận doanh tồn tại thật có thể uy hiếp được europa trận doanh giao động bọn họ thế giới bá chủ ngai vàng sao uy hiếp khẳng định là có nhưng là muốn nói đến giao động bọn họ thế giới bá chủ ngai vàng cái kia thật là là nghĩ nhiều bởi vì trấn tràng lão đại số lượng trên lệch là tuyệt đối europa trận doanh có cây xa trăng cùng casendon diego hai tên trấn tràng lão đại dưới tình huống bình thường còn lại trận doanh muốn động giao động địa vị của bọn hắn là phi thường khó khăn đến mức nói tạo thành liên minh đoàn kết lại loại chuyện này nói cho cùng không phải người một nhà các đại trận doanh cơ hồ là rất không có khả năng toàn tâm toàn ý cùng lẫn nhau tiến hành hợp tác điểm này nhìn trước đó nước ngoài liên minh liền biết tình huống này biến hóa không thể nghi ngờ là hoàn toàn làm rối loạn bọn họ trung quốc trận doanh kế hoạch tiếp theo bây giờ quần tổ bên trong không ít hoàng kim lão đại đều đang nghị luận chuyện này bất quá mọi người hiển nhiên cũng đều là người biết chuyện cho nên vấn đề này các đại lão tâm trong cơ bản đều là nắm chắc tại cái tiền đề này dưới la tập biểu hiện phi thường bình tĩnh mặc kệ đến đón lấy đến tột cùng muốn làm sao làm hắn hiện tại việc cần phải làm cũng là điều chỉnh thời gian lưu tốc sau đó một đầu đâm vào hắn văn minh đang phát triển đi đến mức quần tổ bên này tin tức trước chú ý chính là sự tình khác thì toàn bộ giao cho các đại lão đi quan tâm đi dù sao cái này trực tiếp liên lụy đến trấn tràng lão đại cục diện cũng không phải hắn có thế định đoạt tạm thời đóng lại tin tức cửa sổ nhanh chóng tiêu hao một khoản văn minh một chút đếm vì chính mình điều chỉnh tốt thời gian lưu tốc la tập trực tiếp mở ra văn minh dung hợp giao diện lại tiêu hao một nghìn chinh phục điểm số hoàn thành cùng ma huyễn văn minh chính thức dung hợp đồng thời cũng để cho mình phá sản biến đến càng thêm triệt để sau đó tại chính thức bắt đầu làm việc trước đó chính là cái này sao tựa như bệ hạ tựa ở trên vị trí của mình la tập một tay nâng cầm lên một cái tay khác trong lòng bàn tay, một cái màu trắng bạc, kết tinh hình dáng hình lập phương cứ như vậy lẳng lặng nằm ở nơi đó. Đây chính là la dũng tại ma huyễn văn minh bên trong nhặt được đồ vật, phân lượng không tính là trọng, thậm chí có thể nói là lại nhẹ, đồng thời dựa theo la dũng thuyết pháp, đừng nhìn cái đồ chơi này giống kết tinh giống như, thẳng yếu ớt, trên thực tế vô cùng cứng rắn. Chí ít trước đó hắn tại cùng truy sát bộ đội trong chiến đấu, có mấy lần không cẩn thận va chạm đến cái này hình lập phương, nhưng cái này hình lập phương lại là lông tóc không tổn hao gì. Bởi vậy, hiểu rõ điểm này la tập, giờ phút này cầm cũng là so sánh tùy ý, thậm chí còn án chừng hai lần. Về sau đem phóng tới trước mắt nhìn kỹ, la tập còn có thể nhìn đến cái kia hình lập phương mỗi một mặt mặt ngoài, đều khắc dấu lấy nguyên một đám vô cùng thật nhỏ chú văn, cơ hồ là so con kiến đều còn nhỏ hơn tới một số. Nhưng cho dù là tại loại này điều kiện tiên quyết, cái này nguyên một đám lít nha lít nhít chú văn, cũng không tồn tại bất luận cái gì một tia mơ hồ, la tập có thể minh xác phán đoán ra, hắn nhìn đến mỗi một cái chú văn, đều vô cùng rõ ràng. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, la tập rút ra chính mình cái kia nâng cầm lên cái tay kia, sau đó nhẹ nhàng tại cái kia hình lập phương trước mặt vạch một cái, nhất thời, một cái giả thuyết giao diện thì hiện lên hiện tại trước mắt của hắn. Tên, không gian thần quản thúc. Loại hình, pháp thuật trang bị, nguyên tố thần khí. Giới thiệu, ma huyễn văn minh bên trong, không gian hệ đỉnh cấp thần khí, ẩn chứa vô cùng uy năng. Đối với hắn rót vào lực lượng, Thần khí đem tự động chuyển đổi thành thích hợp nhất người sử dụng hình thái. Đối mặt mở ra cái này giả thuyết giao diện, La Tập vừa mới nhìn đến loại hình chỗ ấy, cả người thiếu chút nữa cười ra tiếng. Hắn là làm sao cũng không nghĩ tới a, à, La Dũng vậy mà trực tiếp cho hắn nhặt được một kiện thần khí trở về. Đồng thời, nhìn trong tay cái này tên là Không gian thần quản thúc nguyên tố thần khí, hắn không khỏi nghĩ đến trước đó chiến tranh toàn diện bên trong, chung mặt cùng Bác Kỳ đại xà bị cuốn vào kẻ hở không gian, nghiêm chỉnh hành tinh liên đối lấy nghiêm chỉnh chi bất tử tộc đại quân đột nhiên biến mất sự tình chẳng lẽ nói cũng là ngươi tạo thành giờ khắc này nhìn trong tay cái này nguyên tố thần khí la tập miệng đã không tự chủ liệt ra chỉ thiếu chút nữa cùng cười ra tiếng nói đến thần khí này lại còn có thể chuyển đổi hình thái bất quá cái này chỉ sợ là cần thuộc tính tương xứng hợp năng lượng mới được a không gian hệ năng lượng cầm lấy cái kia hiện ra vì hình lập phương hình dáng nguyên tố thần khí la tập trong đầu suy nghĩ rất nhiều bất quá, hắn cuối cùng vẫn quyết định thử một chút. Vừa nghĩ đến đây, La Tập không khỏi đứng dậy, mấy bước đi tới một cái rộng rãi địa phương, sau đó chiếu vào cái kia giới thiệu bên trong nói như vậy, hướng về cái này nguyên tố thần khí rót vào năng lượng. La Tập thể nội, có hai loại năng lượng, một loại là lôi thuộc tính cương khí, một loại thì là các giáo đồ hội tụ ở trên người hắn tính ngưỡng lực. La Tập lớn nhất sử dụng trước, là lôi thuộc tính cương khí, cái kia như có điện quang lưu chuyển cương khí, cấp tốc theo La Tập cánh tay, hướng về bị hắn nắm trong tay nguyên tố thần khí dũng mãnh lao tới. Thế mà, cái kia lôi thuộc tính cương khí, tại tiếp xúc đến nguyên tố thần khí trong nháy mắt, la tập lại là minh xác cảm nhận được chính mình cương khí, hoàn toàn không cách nào rót đi vào. Cái này nguyên tố thần khí, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ bài xích phản ứng. Nhưng hắn cương khí, cùng cái này nguyên tố thần khí ở giữa, tựa như là tồn tại một nói bình chướng vô hình một dạng, hoàn toàn bị đã phân biệt ra. Một lúc sau, võ đạo tu vi cũng không tính cao la tập, cái kia phóng ra ngoài cương khí, rất nhanh liền tứ tán tại trong không khí. Tại xác nhận điểm này về sau, La Tập rất nhanh liền đình chỉ cương khí quán thâu, không có lại tiếp tục lãng phí đi xuống, mà chính là ngược lại thử nghiệm hướng cái kia nguyên tố thần khí rót vào tính ngưỡng lực. Nhưng kết quả vẫn như cũ là cùng trước đó một dạng, cái này khiến La Tập cơ bản xác định, cái này không gian thần quản thúc hẳn là thật chỉ có thể cực nhập không gian hệ lực lượng. Bất quá, hắn vạn giới văn minh trước đó, căn bản cũng không có không gian hệ pháp sư hoặc là chiến sĩ, cho nên hiện giai đoạn cũng là cơ bản không cần trông cậy vào. Về sau, La Tập chuyên môn hạ rồi một đạo mệnh lệnh, gọi chú Văn sở nghiên cứu bên kia phái người tới, đối không gian này thần khí phía trên chú Văn tiến hành sao chép. Bởi vì giống như vậy chú Văn, trên cơ bản là không có cách nào tiến hành sao chép, chỉ có thể từ chuyên nghiệp nhân sĩ đến tiến hành sao chép. Kết quả, bên này sao chép công tác, tiến hành cũng không phải đặc biệt thuận lợi. La Tập phát hiện, chú Văn sở nghiên cứu bên kia phái qua người tới, nhìn chầm chầm cái kia nguyên tố thần khí, nhìn hơn nửa ngày, hơn nửa còn nhìn sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, sau đó tại mảnh liệt ít mấy hơi về sau, trung trung rẩy rẫy cầm lấy trong tay mình pháp thuật bút, tại chính mình mang tới chuyên môn dùng để ghi chép chú văn pháp thuật trên giấy vẽ lên một bút. Sau đó người ngay tại chỗ đã hôn mê, đồng thời, cái kia bị vẽ lên một khoảng pháp thuật giấy, cũng là trong nháy mắt chôn vùi. Gặp quỷ, đây là trắng bất tỉnh. Dưới tình huống bình thường, dùng để ghi chép pháp thuật chú văn trang giấy, đều phải phải là từ linh một làm nguyên vật liệu chỗ chế thành pháp thuật giấy bởi vì những thứ này chú văn mỗi một cái kỳ thật đều là mang có sức mạnh phổ thông trang giấy căn bản là không có biện pháp tiếp nhận của lực lượng này lần này phụ trách tới sao chép nguyên tố thần khí phía trên chú văn cái này một tên tinh linh chú văn sư cá nhân năng lực đang trù yểu văn sở nghiên cứu bên trong có thể vững vàng xếp vào ba vị trí đầu đồng thời hắn chuyên môn mang tới dùng để sao chép nguyên tố thần khí phía trên chú văn giấy cùng bút cũng đều không phải là hàng thông thường. Liền nói cái này giấy tốt, nó nguyên vật liệu, là năm đạt đến 1 năm linh một. Mỗi một trương đều vô cùng trân quý, nói là đáng giá ngàn vàng đều không đủ. Mà bây giờ, một trương cứ như vậy không có, người còn đã hôn mê. Tình huống lúc đó, thế nhưng là đem người bên cạnh giật nảy mình, liền vội vàng tiến lên, xác nhận một chút tên kia tinh linh chú văn sư mạch đập cùng hô hấp, tại xác nhận người còn sống về sau, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm về sau dựa theo đi theo tinh linh thuyết pháp tên kia tinh linh chú văn sư là bởi vì tinh thần lực hao tổn nghiêm trọng bất tỉnh cái này sao chép pháp thuật chú văn sự tình có thể không coi trọng đến đơn giản như vậy tại người ngoài nghề xem ra khả năng vô cùng đơn giản một khoản liền có thể vẽ xong một cái chú văn nhưng ở chuyên nghiệp chú văn sư trong mắt lại là vô cùng phức tạp bởi vì chú văn sư nhóm nhìn thấy đồ vật cùng người ngoài nghề nhìn đến chính là không giống nhau đơn cử đơn giản ví dụ đem một cái chú văn, so sánh là một khối hợp kim. Người ngoài nghề nhìn khối này hợp kim, khả năng cảm thấy đây chính là một khối không biết cái gì phẩm loại kim loại, trừ cái đó ra, hắn cũng nhìn không ra bất kỳ vật gì tới. Nhưng ở chú văn sư trong mắt, khối này hợp kim thành phần, kết cấu, các loại phức tạp lại to lớn kinh tức, toàn bộ đều sẽ hiện lên hiện tại trước mắt của bọn hắn, bọn họ nhìn đến cũng là các loại kim loại nguyên tố, mà không phải một khối hoàn chỉnh hợp kim. Không sai biệt lắm cũng là loại cảm giác này cái kia nguyên tố thần khí phía trên một cái chú văn bên trong ẩn chứa lượng tin tức thật sự là quá to lớn, cực lớn đến để một cái lão luyện chú văn sư đều không chịu nổi cấp độ đến mức pháp thuật giấy đột nhiên tự hủy sự tình nói trắng ra là cũng là trương này pháp thuật giấy khả năng cấp bậc còn không quá đầy đủ đạt được đáp án này la tập trong lòng tràn đầy gây rối làm một nghìn năm trăm năm còn chưa đủ đây là đến xa xỉ đến mức nào a à? nếu như cần cao hơn nửa năm pháp thuật giấy vậy hắn về sau còn phải chuyên môn đi tạo mới được tại hắn vạn giới văn minh một nghìn năm trăm toàn khối pháp thuật khắc giấy liền đã vô cùng vô cùng xa xỉ dùng càng người có tuổi hơn phần linh mục làm pháp thuật giấy loại này phá của sự tình hắn thật đúng là thì không có làm qua đồng thời càng làm cho la tập cảm giác đến đau đầu chính là nếu như hắn làm như vậy cái kia pháp thuật giấy tạo ra về sau cũng không nhỏ khả năng vẫn là sẽ thất bại tỉnh táo lại suy nghĩ kỹ một chút thứ này tại lúc giới thiệu liền đã rõ ràng nói cho hắn biết, đây là đỉnh cấp thần khí, thuộc về cấp bậc cao nhất cái kia một số. Tại cái tiền đề này dưới, hệ thống rất có thể tại ngay từ đầu thì không cho phép bọn họ làm như vậy. Nếu là như vậy, la tập lại thế nào dày vò, chỉ sợ đều là trắng tháp. Nhằm vào tình huống này, la tập rơi vào trầm tư. Hiện giai đoạn, hắn cần phải dùng đến tư nguyên địa phương còn nhiều chính là, hiện tại trực tiếp cùng chết cái này cũng không biết có thể thành công hay không sự tình, tính so sánh giá cả thật sự là quá thấp, vạn nhất không thành, đây không phải là bình lãng phí không rất nhiều tư nguyên vừa bồi phu nhân lại chiếc binh sao vừa nghĩ đến đây la tập quyết định đem vấn đề này trước thả một chút chờ ngày nào hắn văn minh phát triển không sai biệt lắm tư nguyên cũng tương đương dư giả lại nói ở trước đó cái này không gian thần quản thúc liền từ hắn trước thu lại tại đem chuyện bên này tạm thời xử lý tốt về sau la tập trở lại thanh la điện vọc vào tắm sau đó trở lại phòng khách bảo trương ok lão bà ok lão bà trong tay đồ ăn vặt cũng ok toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Đến đón lấy không cần nhiều lời, vậy dĩ nhiên là muốn tới mở bảo trương. Một trận đánh xuống, La Tập kiếm được bảo trương, phân biệt là hoàng kim bảo trương hai cái, hắc thiết bảo trương 5 cái, thanh đồng bảo trương 9 cái. Bảo trương số lượng không nhiều, cấp bậc phần lớn cũng không cao, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hiện giai đoạn, y theo La Tập hiện tại cái này tình huống, muốn soát bảo trương đã là rất không có khả năng một chuyện. Đồng thời, Trừ Phi là đối lên siêu quy cách cấp bậc lão đại bằng không, hắn bây giờ muốn cầm cái hoàng kim bảo trương, khả năng này cơ bản là không. Cho nên, cái này bảo trương cũng là không có cái gì tích lũy cần thiết. Bởi vì đã tích lũy không đứng dậy, nắm bắt tới tay, trực tiếp mở chính là. Cũng không có gì đặc biệt ý nghĩ, nói cứng, la tập trong lòng so sánh muốn mở ra một số ma huyễn văn minh đạo cụ. Làm một cái vừa mới dung hợp tiến đến mới văn minh, la tập đối với ma huyễn văn minh đạo cụ nắm giữ dẫn, cơ bản là không, không biết cái kia không gian thần quản thúc có tính hay không đạo cụ tại cái tiền đề này dưới tại la tập xem ra chỉ cần là mở ra ma huyễn văn minh đạo cụ cái kia bao nhiêu đều có thể cử đi một chút tác dụng ràng dựa theo hắn nhất quán thao tác trước theo cấp thấp nhất thanh đồng bảo trương mở lên cùng mở ra hoàng kim cấp đạo cụ cùng bạch ngân cấp đạo cụ thời điểm sẽ theo bảo trương khe hở bên trong tràn ra kim quan cùng ngân quan trạng thái khác biệt mở ra hắc thiết cấp đạo cụ cùng thanh đồng cấp đạo cụ một toàn bộ quá trình là phi thường keo kiệt không có bất kỳ cái gì quan mang theo bảo trương trong khe hở tràn ra tới nói cứng có hiệu quả gì cái kia chính là tại bảo trương bị mở ra quá trình bên trong phát ra từng đợt trợn người chói tai tiếng vang cuối cùng mở ra một kiện căn bản không lọc mắt xanh thanh đồng cấp đạo cụ hoặc là hắc thiếp cấp đạo cụ la tập cái này một đợt vận khí giống như không được tốt lắm liên tiếp chính cái thanh đồng bảo trương mở xong đừng nói là có thể sử dụng đạo cụ liền một kiện có thế nhìn đạo cụ đều không có để la tập nhịn không được sinh ra một loại muốn hay không hôm nào thay cái lương thần các nhật lại tiếp tục mở tí nghĩ nhưng suy nghĩ một chút thôi được rồi. Trực tiếp nối liền hắc thiết bảo trương, tiếp tục mở. Chỉ có 5 cái hắc thiết bảo trương, thế nhưng là không có chút nào trải qua mở, không ra một lát sau thì chạy đến cái thứ năm phía trước 4 cái, một cái đều không có xuất hàng, làm đến La Tập sắc mặt đều có chút biến thành đen. Dùng lực chà sát gương mặt, tại đem chính mình cái kia một cả khuôn mặt xoa hơi đỏ lên về sau, La Tập ấn mở cái thứ 5 hắc thiết bảo trương. Trong nháy mắt đó, theo cái kia keo kiệt hắc thiết bảo bối trong trương một mảnh điệu thấp xa hoa có nội hàm ngân quan tràn ra ngoài. Để sắc mặt biến thành màu đen la tập, tinh thần rõ ràng chấn động. Rất nhanh, hệ thống nhắc nhở vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng Trung Quốc người chơi, la tập, thu hoạch được ma huyễn văn minh bạch ngân cấp đặc thù đạo cụ, tam giai pháp thuật quyển trục chế tác bản vẽ. Xuất hàng. La tập tuy nhiên tạm thời còn không rõ ràng lắm, cái này tam giai pháp thuật quyển trục chế tác bản vẽ tại ma huyễn văn minh đạo cụ trong ao, có tính hay không phía trên hi hữu, nhưng theo hắc thiết bảo trương bên trong mở ra bạch ngân đạo cụ, bản thân liền đã đại biểu hắn thời cơ đến vận chuyển. Bây giờ trong tay hắn cũng liền thừa hai cái hoàng kim bảo trương, la tập không nói hai lời, trực tiếp thì lấy tốc độ nhanh nhất ấn mở. Không có cái kia rợn người chói tai tiếng vang, hoàng kim bảo trương tại đánh mở một sát na kia, vẫn là bức cách rất đủ. Theo bảo trương khe hở bên trong bốn phía mà ra kim quang, để la tập nội tâm vô cùng quyết tâm. Đến một bước này, hắn cơ bản có thể xác định, trong này ít nhất là kiện hoàng kim cấp bậc đạo cụ nương theo lấy hắn ý nghĩ này lóe qua hệ thống tiếng nhắc nhở cũng là đúng giờ ghé vào lỗ tai hắn vang lên hệ thống nhắc nhở chúc mừng trung quốc người chơi la tập thu hoạch được hoàng kim cấp ải nhân văn minh đặc thù đạo cụ chiến tranh chi vương lốt óc ô bản thiết kế một chiến tranh chi vương lốt óc u đó là vật gì la tập không biết nhưng là nghe không tệ hơn nữa còn là ải nhân tộc hoàng kim cấp đạo cụ muốn đến hẳn là vật gì tốt mới đúng Bất quá La Tập hiện tại cũng không có thời gian nghiên cứu cái này, thừa dịp mình bây giờ vận khí vừa vặn, La Tập vội vàng tăng tốc động tác, mở ra trong tay mình cái cuối cùng hoàng kim bảo trương. Rất nhanh, hệ thống nhắc nhở âm thanh ngay tại cái kia bốn phía kim quang bên trong vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng Trung Quốc người chơi La Tập thu hoạch được hoàng kim cấp võ đạo văn minh đặc thù đạo cụ Thanh Long Đại Trận Trận Đồ một Mở hết sau cùng hai cái hoàng kim bảo trương, La Tập một mực treo lấy viên kia tâm, xem như triệt để thả lại trong bụng. Tuy nhiên hắn còn chưa kịp nghiên cứu cái này, chiến tranh chi vương, lốt óc của bản thiết kế cùng thanh long đại trận trận đồ, cụ thể hiệu quả. Nhưng hai cái này đạo cụ, một cái là ải nhân văn minh hoàng kim cấp đạo cụ, một cái là võ đạo văn minh hoàng kim cấp đạo cụ, muốn đến hẳn là không kém. Đương nhiên, La Tập Thật cũng không đem trước đó mở ra bạch ngân cấp, tam giai pháp thuật quyển trục chế tác bản vẽ, đem quên đi. Cái này một đợt mở rương, trên cơ bản, hắn thu hoạch lớn nhất, cũng là cái này ba kiện đạo cụ trước thận trọng đem lão bà để qua một bên, sau đó la tập rất nhanh liền đem cái kia ba kiện đạo cụ, dựa theo mở ra trình tự, theo thứ tự bỏ vào trước mắt của mình. Trước nhìn cái kia bạch ngân cấp, tam giai pháp thuật quyển trục chế tác bản vẽ. Đối với vật này, la tập tâm lý đại khái là có một vài. Bởi vì lúc trước trong chiến đấu, ma huyễn văn minh một phương bộ đội, thì có động tới giống loại pháp thuật này quyển trục một dạng trang bị, trực tiếp thuấn phát pháp thuật, cái này, tam giai pháp thuật quyển trục chế tác bản vẽ, hẳn là dạy bọn họ làm sao chế là pháp thuật quyển trục. Cái này chế tác bản vẽ, bản thân thì làm như cái quyển trục một dạng. La tập tại đem lấy ra về sau, tạm thời là trước nhìn một chút giới thiệu, bạch ngân cấp tăng ít gia thành, kỳ thật vẫn còn, tăng thêm 30% chế tác hiệu suất cùng 15% chế tác xác suất thành công. Đồng thời, dựa theo pháp thuật này quyển trục chế tác bản vẽ danh xưng tiến hành phỏng đoán, muốn đến cái kia ma huyễn văn minh đạo cụ trong ao, hẳn là còn có cấp 4 pháp thuật quyển trục chế tác bản vẽ, cấp 5 pháp thuật quyển trục chế tác bản vẽ, cứ thế mà suy ra. Mà cái này tam giai pháp thuật quyển trục chế tác bản vẽ, không thể nghi ngờ cũng là dùng để chế tam giai pháp thuật pháp thuật quyển trục. Tại hiểu rõ tầng này về sau, đối với mình không thể trực tiếp chạy đến cấp 5 pháp thuật quyển trục chế tác bản vẽ hoặc là cấp 6 pháp thuật quyển trục chế tác bản vẽ, chuyện này là tập trong lòng thoáng có chút tiếc nuối. Bởi vì đối với hiện giai đoạn hắn tới nói, có thể thuấn phát thượng vị pháp thuật mới là trọng yếu nhất bất quá đổi cái góc độ suy nghĩ kỹ một chút hiện giai đoạn hắn pháp sư bộ đội trên chiến trường dùng nhiều nhất pháp thuật là cái gì cũng là tam giai pháp thuật tại cái tiền đề này dưới có thể chế tác tam giai pháp thuật quyển trục cái này kỳ thực cũng xem là tốt tại có lúc cần thiết có thể giảm mạnh pháp sư bộ đội thi pháp áp lực thời khắc mấu chốt thậm chí còn có thể cứu tràng tại nghĩ như vậy về sau cái này tam giai pháp thuật quyển trục vẫn là rất trọng yếu đem quyển trục mở ra, nội dung bên trong, la tập phần lớn có thể xem hiểu một chút. La tập tuy nhiên đối pháp thuật không có gì xâm nhập nghiên cứu, nhưng làm hoàng đế, vì hiểu rõ dưới tay mọi ngành mọi nghề, đối với pháp thuật tri thức cái này một khối, những năm qua này, la tập hiểu rõ vẫn tương đối nhiều. Tại thô sơ giảng lược nhìn một lần về sau, la tập ánh mắt, cuối cùng như ngừng lại chế tác tam giai pháp thuật quyển trục tài liệu tờ đơn phía trên. Bên trong tuyệt đại bộ phận tài liệu, hắn đều chưa từng gặp qua, muốn đến hẳn là ma huyễn văn minh đặc hữu đặc thù tài liệu. Về sau dưới tay hắn những cái kia ban ngành liên quan, vì nghiên cứu cùng xác nhận tài liệu mới, tuyệt đối là có dày vò. Cứ như vậy, tạm thời đem pháp thuật quyển trục để qua một bên, la tập chú ý lực rất nhanh liền chuyển dời đến một bên cái kia ải nhân văn minh, chiến tranh chi vương, lốt óc của bản thiết kế, phía trên. Thứ này, nghe tên thì rất biết đánh nhau dáng vẻ, cho nên la tập trong lòng, vẫn thật là có như vậy mấy cái phần mong đợi. So sánh với lên trước đó quyển trục, cái này cũng là so sánh điển hình nhất đại xếp bản thiết kế. Cái này chỉ là độ dày, cảm giác là có ba bản từ điển cùng nhau dày như vậy a. À. Lớn nhỏ trực tiếp cũng là từ điển gấp bội. Đối mặt một bộ này bản thiết kế, liền xem như để la tập thô sơ giảng lược vượt lên một lần, hắn đoán chừng đều không rảnh. Nhưng may ra, chỉ là lật nhìn phía trước vài trang, đối với vật này, trong lòng của hắn thì có chừng đếm. Đơn giản mà nói chính là, bọc thép. Trước đó ải nhân tộc phát triển hạng một bên trong thì có xương vỏ ngoài cường hóa bọc thép loại này trang bị, mà cái này, chiến tranh chi vương, lốt óc u bọc thép, không thể nghi ngờ là muốn so cơ sở khoảng xương vỏ ngoài cường hóa bọc thép, còn muốn càng cao cấp khác cường hóa bọc thép. Chỉ từ bản thiết kế phía trên kiểu dáng đến xem, cái kia cả một cái tạo hình thì cùng phim khoa học viễn tưởng bên trong binh sĩ bọc thép một dạng. Trên thực tế, bên ngoài hình thiết kế phương diện, huyền giáp quân hộ giáp cùng cái này, chiến tranh chi vương, lốt óc u bọc thép có chút cùng loại. Đương nhiên, huyền giáp quân hộ giáp bản thân cũng không có đủ bao nhiêu khoa học kỹ thuật thiết bị, chẳng qua là bên ngoài tại tạo hình phía trên giống mà thôi. Mà ải nhân tộc một bộ này, hiển nhiên là có càng nhiều công năng. Đến mức cụ thể có nào công năng, La Tập tạm thời còn không biết. Bởi vì cái kia xếp bản thiết kế thật sự là quá dày, hắn cũng không có cái kia thời gian rỗi từ từ xem, quay đầu trực tiếp đem cái này bản thiết kế giao cho quân giới nghiên cứu bộ phó bộ trưởng Mục Mang Truy, để hắn đi chậm rãi nghiên cứu tốt. Đem bản thiết kế chuyển đến một bên, La Tập trước mắt rất nhanh cũng chỉ còn lại có sau cùng một kiện đạo cụ. Trận đồ thứ này, hắn kỳ thật cũng quen. Trước đó mở khóa võ đạo văn minh chiến trận bộ môn thời điểm, cơ bản mỗi cái chiến trận, hệ thống đều sẽ cung cấp một phần trận đồ, nói cho các người chơi làm như thế nào bài binh bố trận mới có thể phát động hiệu quả. La tập vốn cho là, cái này Thanh Long đại trận cần phải cũng giống như nhau. Nhưng trên thực tế, cái này hoàng kim cấp Thanh Long đại trận trận đồ, hệ thống ngoại trừ cho hắn cung cấp một phần trận đồ bên ngoài trả lại cho hắn cung cấp một cái đường kính đại khái tại 4 ly mét khoảng chừng hình tròn thiên thanh sắc bảo ngọc. La Tập đem cái kia thiên thanh sắc bảo ngọc phóng tới trước mắt, hướng bên trong nhìn qua, cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn giống như loáng thoáng thấy được có một đầu tiểu long tại bảo ngọc bên trong du động. Giờ khắc này, hắn đã minh xác ý thức được, cái này Thanh Long đại trận không có hắn trong dự đoán đơn giản như vậy. Sau đó, chỉ thấy La Tập hướng về viên kia thiên thanh sắc bảo ngọc, nhẹ nhàng vạch một cái đầu ngón tay, một cái hệ thống giao diện Nhất thời ngay tại La tập trước mắt triển khai. Tên: Thanh Long Bảo Ngọc. Loại hình: Đạo cụ. Giới thiệu: Truyền thuyết, ẩn chứa thanh long chi hồn bảo ngọc, chỉ có bị thanh long bảo ngọc tuyển định người mới có thể đeo, cũng trở thành thanh long đại trận mắt trận. Cả một cái giới thiệu cũng không phức tạp, vô cùng đơn giản. Sau khi xem xong, La tập cũng là rất nhanh liền hiểu rõ viên này Thanh Long Bảo Ngọc tác dụng. Nguyên lai đây chính là Thanh Long đại trận mắt trận đạo cụ a. Mà lại, cái này Thanh Long Bảo Ngọc còn giống như không phải tùy tiện ai cũng có thế đeo, nó sẽ tự mình chọn chủ. Nếu như không có cái này thanh long bảo ngọc, cái kia thanh long đại trận thì không cách nào kết thành. Giờ phút này la tập đem viên này thanh long bảo ngọc cầm ở trong tay, thanh long bảo ngọc giống như cũng không có có phản ứng gì, xem ra, cái này thanh long bảo ngọc là không có lựa chọn hắn. Đối với kết quả này, la tập kỳ thật cũng không có gì tốt thất lạc. Lướt qua còn lại bên ngoài nhân tố, chỉ nói võ đạo thực lực, đoán chừng một số vương bài bộ đội bên trong binh sĩ, không chừng đều so với hắn có thể đánh. Theo trên căn bản, hắn không coi là là một cái mảnh tướng. Tại cái tiền đề này dưới, cái này Thanh Long Bảo Ngọc muốn là tuyển hắn, cái kia La Tập chỉ sợ chính mình cũng sẽ cảm thấy cái này Thanh Long Bảo Ngọc mắc mù. Hiểu rõ tình huống La Tập, tạm thời đem cái kia Thanh Long Bảo Ngọc, thả lại cái kia trang nó hộp gỗ đàn bên trong, sau đó nghiêm túc đem cái kia Thanh Long đại trận trận đồ nhìn một lần. Tại sau khi xem xong, y theo kinh nghiệm của hắn, La Tập cơ hồ là có thể 100% xác định, cái này thanh long đại trận, tuyệt đối là võ đạo văn minh cực kỳ cường lực đỉnh cấp chiến trận. Tại xác nhận điểm này về sau, La Tập thẳng tiếp nhận một đạo mệnh lệnh, đem hắn vạn giới văn minh bên trong mỗi cái trong quân mảnh tướng, toàn bộ triệu tập tới, cho cái này thanh long bảo ngọc chọn chủ. Mạnh như vậy chiến trận, dù sao cũng phải chọn cái đúng quy cách mắt trận mới được. Bây giờ vạn giới văn minh, xuất hành vẫn là vô cùng thuận tiện, thu đến mệnh lệnh một các tướng lĩnh nhóm, rất nhanh liền tề tụ một đường. Cái nhìn này nhìn sang, người vẫn thật là không ít vì lấy phòng ngừa vạn nhất la tập là đem một vài thiên quân cảnh cấp những sĩ quan khác cũng đều cho triệu đến đây nói như vậy luôn cảm giác là lạ giống như thiên quân cảnh rất yếu một dạng trên thực tế hoàn toàn không phải chuyện như thế thiên quân cảnh mặc dù là danh xưng cường giả cánh cửa nhưng có thế đạt tới thiên quân cảnh cường giả kỳ thật đã là số rất ít dưới tình huống bình thường một tòa thành thị mấy triệu nhân khẩu bên trong có thế ra một cái thiên quân cảnh cường giả thế là tốt rồi nhưng thường xuyên cũng là một cái đều không có la tập cũng không nói nhảm bọn người toàn bộ đến đông đủ về sau trực tiếp cùng dưới trướng một các tướng lĩnh nhóm nói rõ tình huống sau đó mở ra hộp gỗ đàn một khắc này tại chỗ một các tướng lĩnh nhóm ánh mắt ào ào tập trung đến viên kia thanh long bảo ngọc trên thân những tướng lãnh này bên trong có thần sắc hỏa nhiệt mà có thì biểu hiện so sánh lạnh nhạt thì nói ví dụ la dũng chu tiễn bạch trạch cùng vương khải bọn họ không sai la tập để vương khải cũng đi tiếp cận cái náo nhiệt bọn họ bản thân cá thể thực lực tại vạn giới văn minh bên trong, cũng đã là đạt đến trần nhà cấp bậc. Cái này thanh long bảo ngọc, bọn họ muốn là lấy được, đối bọn hắn tới nói cũng là dệt hoa trên gấm, lấy không được, kỳ thật bọn họ cũng cũng sẽ không cảm thấy đặc biệt tiếc nuối, cả một cái tâm tính thì thả vô cùng bình. Mà so sánh với lên một mặt bình tĩnh bọn họ, tại chỗ rất nhiều thực lực chỉ có thiên quân cảnh quân quan, nhưng là không nghĩ như vậy. Cái này thanh long bảo ngọc tồn tại, rất có thể cải biến nhân sinh của bọn hắn. Mặc dù bọn hắn bây giờ trong quân đội địa vị, cũng đã khá cao, nhưng bây giờ, thực lực bọn hắn lại muốn tăng lên một cảnh giới, cho dù là cảnh giới nhỏ, đều là muôn vàng khó khăn. Không ít quân quan, rất có thể đời này cứ như vậy thẻ ở nơi đó. Mà cái này Thanh Long Bảo Ngọc xuất hiện, lại là cho bọn hắn một cái cơ hội, một cái đột phá cực hạn, tiến thêm một bước cơ hội. Ngay tại tại chỗ chúng tướng, muốn hỏi bọn họ một chút hoàng đế bệ hạ, muốn làm sao cho cái này mai Thanh Long Bảo Ngọc chọn chủ thời điểm, trước đó một khắc, còn yên tĩnh nằm tại hộp gỗ đàng bên trong Thanh Long Bảo Ngọc ở phía sau một khắc lại đột nhiên hào quang tỏa sáng hào quang chói sáng bên trong một đầu xinh xắn lanh lợi thanh long đột nhiên theo cái kia thanh long bảo ngọc bên trong bay ra trạng huống này để la tập đều ngoài ý muốn một chút hắn không nghĩ tới còn không đợi hắn những tướng lãnh kia tiến lên cái này thanh long bảo ngọc tại cảm ứng được các tướng lĩnh tồn tại về sau chính mình thì chủ động bay ra ngoài chọn lấy tại chỗ chúng tướng cũng đều là có chỗ dự đoán phần lớn biểu hiện tương đối trấn định bất quá tình cảnh này cảnh tượng đích thật là kỳ dị vô cùng thì liền trước đó đều không sao cả chú ý bên này một mực đợi trong góc cùng mấy cái lão chiến hữu cùng tiến tới nhẹ giọng nói chuyện phiếm la dũng bọn họ cũng nhịn không được đem ánh mắt quay lại cái kia tiểu thanh long tại mọi người phía trên nhanh chóng bay hai vòng mấy lúc sau tựa như là tìm đúng mục tiêu nhanh chóng hướng về một phương hướng bay đi khi nhìn rõ cái kia tiểu thanh long bay đi phương hướng về sau tại chỗ không ít quân quan đều là lộ ra một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ không cần suy nghĩ nhiều chính là dũng bọn họ tụ lấy nói chuyện trời đất cái kia góc nhỏ. La dũng bọn họ cái kia mỗi một cái đều là vô song cảnh đứng đầu cường giả, đương nhiên không có khả năng chú ý không đến cái kia tiểu thanh long hướng lấy bọn hắn bay tới. Đến giờ phút này, bọn họ ngược lại là tới như vậy một chút hào hứng, muốn nhìn một chút cái kia tiểu thanh long đến tột cùng tuyển người nào. Mà theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, đáp án này cũng rất nhanh liền miêu tả sinh động. Chỉ thấy cái kia tiểu thanh long, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, chui vào bạch trạch thể nội. Cái này, sự tình xem như hết thảy đều kết thúc. Thanh Long Bảo Ngọc đã chọn chủ. Những người khác, có thể tạm thời lui xuống trước đi, đối với bạch trạch cái này nhân tuyển, la tập còn là vô cùng hài lòng. Tiếp đó, la tập cũng là cầm lấy trận đồ kia, cho bạch trạch càng tiến một bước nói một chút cái kia Thanh Long Đại Trận sự tình. Cái này Thanh Long Đại Trận, là từ cốc, can, để, phòng, tâm, vĩ, kỳ, bảy cái trận hình tạo thành. Mỗi cái trận hình, thấp nhất mức độ cũng đều cần một tên thiên quân cảnh cường giả làm là trận nhãn. Lại dựa vào 107 tên yếu nhất bách chiến cảnh võ giả tiến hành bố trận, tổng số 108 người, tạo thành bên trong một cái trận hình. Mà giống như vậy trận hình, khoảng chừng 7 cái. 7 cái trận hình phối hợp lẫn nhau lên, lại từ một tên thực lực đủ cường đại, đeo thanh long bảo ngọc đứng đầu cường giả, là chủ từng trận mắt, cái này thanh long đại trận liền xem như kết thành. Đây là thanh long đại trận yêu cầu thấp nhất, nếu có năng lực, hoàn toàn có thể lại hướng lên thăng. Nói ví dụ, đem 7 cái trong trận hình, phụ trách bày trận 749 tên bách chiến cảnh tướng sĩ, toàn bộ đổi thành thiên quân cảnh. Ý nghĩ này, tại la tập trong đầu chợt lóe lên về sau, trực tiếp liền bị hắn vò thành đoàn, ném vào trong thùng rác. La tập vẫn thật là làm không ra lớn như vậy phô trương đến, liền xem như thiên quân cảnh võ giả, cũng không có nhiều như vậy a. À. Trừ cái đó ra, hắn kỳ thật cũng có thể lựa chọn đem mắt trận thiên quân cảnh võ giả, đổi thành vạn phát cảnh. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng không thực tế bảy cái vạn pháp cảnh, la tập đương nhiên là có, nhưng cấp bậc này mảnh tướng, trên cơ bản, mỗi cái đều là một phương đại tướng, trong quân đội vai gánh trách nhiệm nặng nề. Làm sao có thể liền vì cái thanh long đại trận, trực tiếp tháo bọn họ quân vụ, đem bọn hắn điều đến bạch trạch dưới trướng, luyện chiến trận này. Đối với thanh long đại trận, la tập vẫn là tương đối xem trọng, cho nên, hắn cũng là cho bạch trạch tại mỗi cái trong quân, chọn lựa người thích hợp quyền lực. Tóm lại, trước hết để cho bạch trạch chậm rãi xếp bốc lên lại nói. Trong lúc này, Tam giai pháp thuật quyển trục chế tác bản vẽ cùng chiến tranh chi vương, lốt ốc u bọc thép bản thiết kế, la tập tự nhiên cũng đều là sai người an bài đi xuống. Cái này một đống lớn sự tình một làm, la là tập vốn là an bài cho mình nghỉ ngơi mấy ngày nay, thời gian qua được kỳ thật cũng không phải là đặc biệt nhẹ nhõm. Kết quả vẫn là đi làm việc. Mở ra chính mình tùy thân sách nhỏ, hắn đến đóng lấy việc cần phải làm, vô cùng vô cùng hơn nhiều. Một hơi, khẳng định là làm không được, tại chiến tranh toàn diện đằng sau mấy năm, la tập tạm thời là tại sách nhỏ phía trên cho mình làm cái an bài tóm lại từng cái từng cái tới đi việc cấp bách sự tình vẫn là trước xử lý một chút sau khi chiến đấu công tác khôi phục công việc thường ngày trạng thái la tập ngay đầu tiên thì chạm vào nghị chính điện chờ đợi hắn xem qua văn kiện đã chồng chất đến mức nhất định đương nhiên la tập biết lượng công việc này cũng chẳng qua là xem ra dọa người mà thôi trong này tuyệt đại bộ phận sự tình trên cơ bản lữ dương henry vô cùng lưu hiển bọn họ đều đã xác nhận dễ xử lý phương án, la tập việc cần phải làm, cũng là xem một lần, sau đó ký tên con dấu, tiến hành phê chuẩn mà thôi. Y theo lữ dương năng lực của bọn hắn, bọn họ đã làm ra xử lý phương án văn kiện, trên cơ bản là không cần la tập tiến hành sửa đổi. Tại cái tiền đề này dưới, mang theo một thân hoàng kim cấp chính vụ kỹ năng la tập, cái kia cả một cái phê duyệt hiệu suất, có thể là phi thường cao. Cũng không cần tận lực tăng ca, duy trì lấy công việc bình thường thời gian, qua không sai biệt lắm 13 ngày, liên quan tới sau khi chiến đấu công tác cái này một khối, cần hắn phê duyệt văn kiện, cơ bản đều đã phê duyệt hoàn tất. Đến đón lấy chủ yếu thì nhìn phía dưới ban ngành liên quan tiến hành áp dụng. Nghị chính điện bên trong, liên quan tới sau khi chiến đấu công tác cái này một khối sự tình, xem như tạm thời có một kết thúc, rất nhanh, là tập khải hoàng hội triều về sau lần thứ nhất triều hội, bắt đầu như thế đó. Nha, đây không phải lão triều sao. Có đoạn thời gian không gặp, gần nhất thế nào a à? a à, Tiểu lưu, các ngươi lão bộ trưởng về hưu về sau, ngươi nhậm chức cần phải có 3 tháng A. Thế nào? Đã quen thuộc chưa? Chúng ta bộ tài chính, cùng các ngươi kiến trúc công trình bộ từ trước đến nay như thể chân tay, thân như một nhà, có khó khăn nói thẳng, cũng đừng thách khí với ta A. Lão Vương. Đã lâu không gặp A. Thái Hòa Điện bên ngoài, cùng nhau đi tới, nhìn lấy long tinh hổ mảnh, thần Thái Phi Dương, còn kém không có đem, đắc ý, hai chữ này trực tiếp viết lên mặt bộ tài chính lão bộ trưởng, còn lại mỗi cái trước tới tham gia triều hội bộ trưởng, các trọng thần, thần tình trên mặt tại vô cùng vi diệu đồng thời, trong đầu ý nghĩ, lại là nhất trí kinh người. Bộ tài chính lão bộ trưởng người này, thật là là quá tốt đã hiểu. Bộ tài chính vị này lão bộ trưởng, vốn là cuối năm đều đã chuẩn bị muốn về hưu, theo lý thuyết, mới bộ trưởng nhân tuyển, cùng mặt sau này một số giao tiếp công tác, cũng nên chậm rãi chuẩn bị đi lên. Kết quả, ngay tại trước một hồi, bọn họ bệ hạ khải hoàng hồi triều, về sau có người đến hỏi cái kia lão bộ trưởng về hưu trước giao tiếp công tác làm thế nào, kết quả cái kia lão bộ trưởng trực tiếp bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Về hưu? Cái gì về hưu? Lui cái gì nghĩ? Lão già ta năm nay mới 68 tuổi, lại làm 10 năm cũng không thành vấn đề. Bây giờ đại chiến vừa mới kết thúc, hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, chính là văn minh cần ta thời điểm, thân là thần tử, ta tự nhiên nghĩa bất dung từ, sao có thể ngay tại lúc này về hưu? Cái kia một phen, nói gọi là một cái chính khí lăng nhiên, hoàn toàn thì là một bộ muốn cúc cung tẩn tụy, chết thì mới dừng, tư thế. Kết quả vấn đề này truyền đi về sau, tất cả biết chuyện này đồng liêu, nét mặt của bọn hắn cùng tâm tình, nếu như dùng một câu tiến hành khái quát, cái kia chính là Lão tử tin ngươi cái quỷ Lão già này trước đó còn lôi kéo đuổi theo treo dây thừng, khóc hô hào muốn về hưu đây. Lướt qua những cái kia sống lâu chủng tộc, bọn họ vạn giới văn minh bây giờ nhân dân bình quân tự nhiên thọ mệnh, gần 100 tuổi, 68 tuổi về hưu, ngược lại cũng không phải nói không được, nhưng cũng đích thật là có trên lệch chút ít sớm. Dưới tình huống bình thường, về hưu ít nhất phải là tại 70 tuổi về sau, mà như cái khác năng lực đặc biệt xuất chúng, trạng thái cũng rất cốt lão nhân, thậm chí có thể công tác đến 80 tuổi về sau lại về hưu. Bất quá, phía trên cân nhắc đến bộ tài chính tình huống đặc biệt, lại thêm trước đây ít năm áp lực đích thật là đại muốn chết, vô cùng vất vả, cho nên, đối với bộ tài chính lão bộ trưởng 68 tuổi thì kêu lấy muốn về hưu chuyện này phía trên cũng là mở một mắt nhắm một mắt kết quả lão già này vừa quay đầu thì đổi tính rồi mới là lạ vấn đề này nói trắng ra là cũng là bộ tài chính muốn có tiền kỳ thật thật nếu nói sớm theo la tập tại dị trùng tinh cầu khai thác tư nguyên đồng thời định kỳ đưa về khi đó lên bọn họ vạn giới văn minh tài chính tình huống cũng đã bắt đầu ổn định sau đó chậm rãi chuyển tốt nhưng tài chính áp lực vẫn như cũ không nhỏ chánh thức ý thức được muốn có tiền là theo bọn họ bệ hạ khải hoàng hồi triều một khắc này bắt đầu. Bởi vì bọn hắn bệ hạ chuyến này xuất chinh, trực tiếp thì cho bọn hắn lột hai khỏa tinh cầu trở về. Liền tên đều thủ tốt, một khỏa gọi kim tinh, một khỏa gọi một tinh. Mới đầu thời điểm, tất cả mọi người thẳng mộng. Nhưng về sau suy nghĩ kỹ một chút, đây chính là bọn họ bệ hạ, vạn giới văn minh hoàng đế. Chinh phục vương la tập. Có thể làm ra chuyện như vậy, giống như cũng không tính được cái gì hiếm lạ sự tình. Tại cái tiền đề này dưới, hai khỏa tinh cầu đại biểu cho cái gì tư nguyên a trọn vẹn hai khỏa tinh cầu tư nguyên những tư nguyên này bản thân liền là tiền trừ cái đó ra lấy những tư nguyên này làm trung tâm cái này hai khỏa tinh cầu phía trên còn tất nhiên sẽ hình thành nhiều cái sản nghiệp khổng lồ liền những thứ này dây chuyền sản nghiệp sẽ cung cấp công tác cương vị công tác cương vị có thể giải quyết đại lượng nhân khẩu vấn đề nghề nghiệp từ đó mang đến cá nhân thu nhập cuối cùng tăng lên thu thuế nói tóm lại ba chữ bọn họ muốn có tiền Đối với bộ tài chính mà nói, bọn họ khó khăn nhất địa phương, không phải không tiền, mà chính là bọn họ tại không có tiền tình huống dưới, còn có một đám người đem bọn hắn ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây lại, quản bọn họ đòi tiền. Chỗ chết người nhất chính là, những thứ này đến đòi tiền hỗn trướng, còn không có một cái dễ treo. Thời gian khổ bức đến loại tình trạng này, cũng không trách mỗi một thời đại bộ trưởng bộ tài chính, đều có thể thuần thục nắm giữ treo ngược cái này một bắt buộc kỹ năng. Thân là bộ trưởng bộ tài chính, không có chiêu này thời gian không có cách nào qua a. À. bất quá bây giờ không đồng dạng, chỉ cần cái kia hai khỏa tinh cầu dày vò lên, tất nhiên có thể vì bọn họ vạn giới văn minh mang đến không thể đo lường to lớn lợi ích, tài chính kinh phí tự nhiên cũng sẽ thẳng tắp tăng vọt. chiếu vào cái này tình thế đi xuống, bọn họ bộ tài chính rất có thể tại hắn cái này đệ nhất, nên đón đỉnh phong a. À. làm không tốt còn có thể trực tiếp tái nhập sử sách, tên lưu ngàn sử. ở cái này điểm mấu chốt phía trên về hưu, cái này giống chạy marathon khoảng cách điểm cuối thì thừa một hai trăm mét, kết quả ngươi lại từ bỏ một dạng. Cái này muốn là về hưu, hắn trước đó hơn nửa đời người, không phải toi công bận rộn rồi. Thái hòa điện bên trong, trước kia mỗi lần triều hội, đều sẽ tự động co lại đến trong góc, thỉnh thoảng rung lẫy bẫy, thỉnh thoảng hồn du thiên ngoại bộ tài chính lão bộ trưởng, đến lần này triều hội, ngược lại là rất có như vậy mấy phần chỉ điểm phong vân ý tứ. Hiển nhiên là phía trước mấy chục năm nghề nghiệp kiếp sống qua được quá khổ bức, hiếm thấy có như thế một cơ hội, hắn có thế không cố gắng khoe khoang khoe khoang. Đương nhiên, hắn cũng không phải chỉ lo khoe khoang. Có thể trở thành bộ tài chính bộ trưởng, đồng thời tại vị nhiều năm như vậy, bản thân cũng đủ để chứng minh năng lực của hắn. Bây giờ đứng tại bọn họ bộ tài chính góc độ, nhằm vào mỗi cái bộ môn nói lên phương án thiết kế, bộ trưởng bộ tài chính, thường thường đều là nói trúng tim đen, khiến người ta không thể không bội phục vị này lão bộ trưởng năng lực. Tuy nhiên tại không ít người trong ấn tượng, bộ trưởng bộ tài chính cũng là chuyên nghiệp treo ngược nhưng người ta sứ lên bản lĩnh thật sự đến, cũng là không mang theo hàm hồ, đây chính là đường đường chính chính nhân tài. Đây cũng là bộ tài chính lão bộ trưởng hôm nay triều hội một mực như thế đắc ý, nhưng la tập lại không nói gì thêm, ngược lại là một mực ngồi tại trên vương vị gặm hạt dưa xem kịch vui nguyên nhân chủ yếu. Giờ khắc này, bộ tài chính lão bộ trưởng, chỉ cảm giác mình cái này mấy chục năm xuống tới, thì không có một ngày, là như hôm nay như thế sảng khoái, cảm giác cả người đều lập tức trẻ mấy tuổi, hắn còn có thể lại làm 20 năm, cùng trước kia cái kia vừa mở triều hội, thì hồn du thiên ngoại trạng thái so sánh, bộ tài chính lão bộ trưởng bây giờ cái kia nói tới nói lui, trực tiếp nói chúng tim đen trạng thái, vẫn thật là là tăng lên thật nhiều trận này triều hội hiệu suất. Để trận này triều hội, rất nhanh liền tiến vào cái kế tiếp giai đoạn. Khụ khụ. Làm ho hai tiếng, đem trong tay hạt dư hột, nhét vào ngã khắc trong tay la tập, nhanh chóng nói đến bọn họ lần này triều hội trọng yếu đề tài thảo luận. Đồng thời cũng là bọn hắn vạn giới văn minh tương lai mấy năm, thậm chí mấy chục năm trọng yếu kế hoạch. Cái kia chính là hướng kim tinh cùng một tinh điều phái nhân thủ. Vừa nhắc tới chuyện này, lão bộ trưởng nhất thời thì lai kính. Dù sao, đây chính là hai tòa siêu cấp đại kim quán A, bọn họ tương lai vạn giới văn minh tài chính kinh phí có thể tăng dài bao nhiêu, thì đều xem đối cái kia hai khỏa tinh cầu khai phát. Bệ hạ, đối với việc này, lão thần đại lực đồng ý. Mắt thấy tại hướng sẽ lên càng đánh càng hăng lão bộ trưởng, liền muốn chậm rãi mà nói đến đến, cái tráng treo hạ mấy đầu hắc tuyến la tập, vội vàng kịp thời tiến hành đánh gãy. Được rồi, lão bộ trưởng ngươi cũng đã nói một lúc lâu, vẫn là tới trước ngồi bên kia phía dưới nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, la tập lại vẫy vẫy tay. Ngã khắc, cho lão bộ trưởng rót một ly cappuccino. Đối mặt la tập cái này chiến trận, cái kia đầy mình sụp sôi tâm tình không chỗ phát tiết lão bộ trưởng, cuối cùng chỉ có thể một mặt u oán nhìn la tập liếc một chút, sau đó ngoan ngoãn lui sang một bên uống cà phê đi. Cái này khiến Thái Hòa Điện bên trong, không số ít lớn lên trọng thần, trong lòng đều là nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên cái này lão bộ trưởng trước đó nói lời, đều có lý, đối với bọn hắn tại hướng trong hội, thảo luận nội dung, cũng rất hữu dụng, nhưng là đi, cái này đột nhiên đổi tính, biến thành dạng này, mọi người vẫn thật là là thật là không có thói quen. Bây giờ bọn họ bệ hạ cái này vừa ra tay, để không số ít lớn lên trọng thần, đều kém chút nhịn không được hô lên một tiếng bệ hạ anh minh tới. Tại đem lão bộ trưởng trấn áp đến một bên về sau, la tập lần nữa đem thoại đề chuyển tới chính sự phía trên cái này kim tinh cùng một tinh, cách bọn họ vạn giới văn minh chủ tinh cầu vị trí, không tính quá xa. Dù sao la tập cũng biết bọn họ trước mắt tinh tế vận chuyển năng lực, cái này muốn là bày quá xa tới thời điểm đuổi cái đường, đều bắt kịp cái 8 năm 10 năm, cái kia còn thế nào làm. Bất quá, gần cũng gần không đi nơi nào. Dựa theo la tập sơ bộ tính ra, trước mắt nếu là dùng tầm thường tàu không gian tiến hành đi đường, cái kia đoán chừng là muốn 3 năm dáng vẽ chừng. Nhưng muốn là đổi thành ma đạo hạm, tuy nhiên tăng lên tiêu hao, nhưng di động hiệu suất cũng sẽ tùy theo tăng lên rất nhiều. Nhóm người thứ nhất viên, không sai biệt lắm một năm rưỡi, hẳn là có thể đến kim tinh cùng một tinh. Hiện giai đoạn, cái này di động hiệu suất cũng là chuyện không có cách nào khác, bọn họ vạn giới văn minh, tại tinh tế vận chuyển di động hiệu suất phía trên, vẫn là tồn tại hết sức rõ ràng khiếm khuyết. Trước đó tại chiến tranh toàn diện bên trong chiến trường, cốt xấu còn có u linh hạm đội có thể dẫn bọn hắn, mà bây giờ là chỉ có thể thuần dựa vào chính bọn hắn di động. Tiếp đó, như thế nào tăng lên bọn họ tinh tế vận chuyển năng lực, sẽ là một cái vô cùng trọng yếu đầu đề. Đồng thời, vấn đề này cũng không phải một lát ở giữa, có thể nghiên cứu minh bạch. Ở trước đó, nhân viên khẳng định là trước tiên cần phải phái đi ra. Cái này nếu như chờ đến bọn họ nghiên cứu xong, lại phái người, cái kia phải đợi đến ngày tháng năm nào đi. Tuy nói trong khoảng thời gian này, hắn trước kia liền đã bố trí tại cái kia hai khỏa tinh cầu thành thị bên trong chữa trị đám quan chức, cũng một mực có thông qua kỳ thần thuật, hướng hắn báo cáo tình huống nhưng loại trạng thái này, cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài, cái này muốn là qua cái 8 năm 10 năm, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. La Tập hiện tại duy nhất may mắn, hẳn là những tinh cầu kia phía trên, chí ít lương thực là không thành vấn đề. Kim tinh bên kia, La Tập khai thác tư nguyên, cũng là nhiều năm rồi. Bản thân thì có rất nhiều lương thực vật tư độn ở nơi đó, lại thêm về sau mấy năm, yêu tinh tộc tại tinh cầu bên trên làm xanh sạch hóa đồng thời, cũng bắt đầu ở tiền tuyến trồng trọt một số lương thực, cho nên giải quyết lương thực nhu cầu, cơ bản không thành vấn đề. Mà một tin bên kia, thì càng không cần phải nói, rau ăn, bô tinh cầu bên trên, khẳng định là có lương thực trồng trọt đó a, à, lại thêm la tập bố trí đi qua những thành thị kia bên trong, cơ bản cũng đều có sản lượng, một chút chữa trị một chút, hoàn thành tự cung tự cấp là không có áp lực. Một số phổ thông nhân viên dấu hiệu cùng tuyển bạc, nhưng thật ra là tương đối đơn giản. Trọng yếu là cái này hai khỏa tinh cầu, tại cùng chủ tinh cầu ở giữa, giao thông khó khăn điều kiện tiên quyết, La Tập cần phái hai cái có thể ổn định đại cục, một mình đảm đương một phía người đi qua. Hai người kia, nhất định phải có cho dù là chủ tinh cầu không có cách nào cung cấp viện trợ, cũng có thể để kim tinh cùng một tinh ổn định phát triển năng lực. Tại cái tiền đề này dưới, La Tập trong suy nghĩ, lựa chọn tốt nhất, đương nhiên thì là hắn còn lại mấy khối đại lục ở bên trên chấp chính quan. Sau cùng xác nhận vì dọc nghiệm rất phong phú, đồng thời tư lịch cũng sâu nhất Diệp Hoa cùng Robert Smith. Diệp Hoa bên kia, ngược lại là không hề có một chút vấn đề thậm chí tại thu đến la tập mệnh lệnh về sau còn có vẻ hơi phấn khởi hắn vốn cho là mình đời này làm đến nam đại lục chấp chính quan cũng đã là cực hạn thăng không thể thăng nhưng hắn thật sự là không nghĩ tới người này a à, chỉ cần còn sống lại luôn là có thể đụng tới một số vượt qua bọn họ tưởng tượng kinh hỷ lại còn có càng lớn sân khấu đang chờ hắn mà so sánh với lên cảm thấy vui mừng phấn khởi diệp hoa robert smith con hàng kia cảm nhận được thì hoàn toàn là làm kinh sợ Ta đây là thăng chức rồi. Lúc đó duy trì lấy co quách, ngồi phịch ở hắn tây đại lục trong phòng làm việc Robert Smith, tại nhận được tin tức về sau, trực tiếp sợ run cả người. Không đi không đi không đi. Ngươi mơ tưởng lừa vĩnh ta đi làm việc. Lừa dối. Này làm sao có thể nói là lừa dối đâu? Robert Smith phản ứng, bao nhiêu xem như tại la tập trong dữ liệu. Đừng kích động, một khỏa tinh cầu, tuy nhiên xem ra thật lớn, nhưng hiện giai đoạn có thể có bao nhiêu việc cần hoàn thành. Ngươi công việc chủ yếu, cũng là phê duyệt một chút thuộc hạ báo cáo, tuyệt đại bộ phận sự tình, người phía dưới cũng là có thể giải quyết, ngươi đi qua, thì là phụ trách trù tính chung đại cục, sự tình không có ngươi nghĩ nhiều như vậy. Lão tử tin ngươi cái quỷ. Ngươi khi đó cũng là như thế gạt ta đến Tây Đại Lục. a, à, Có sao? Cho dù là đối với La Tập tới nói, đem Robert Smith điều đi Tây Đại Lục đảm nhiệm chấp chính quan chuyện này, cũng đã qua tương đương lâu, hắn mỗi ngày phải xử lý nhiều chuyện như vậy, chút chuyện này, hắn thật đúng là chỉ là có chút nhớ không rõ. Cái này khiến Robert Smith tâm tình biến đến càng thêm khó chịu. Có A. À. Tóm lại, lần này ngươi đừng nghĩ lừa phỉnh ta. Ta liền muốn giống điều cá ướp muối một dạng tại Tây Đại Lục đợi, chỗ nào đều không đi. Đang khi nói chuyện, lê dơ trong màn hình Robert Smith lại khôi phục hắn bộ kia các gia co quắc tư thái, cái kia một mặt phách lối bộ dáng, quả thực thì không giống như là một tên thần tử tại cùng hoàng đế của bọn hắn bệ hạ nói chuyện. Đối với cái này, là tập nháy nháy mắt. Vậy được đi, ta biến thành người khác. A. À. Cái này, Robert Smith không thể nghi ngờ là ngây ngốc một chút, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, La tập vậy mà làm như vậy giòn, đồng thời còn tùy tiện như vậy liền đem quyết định cho sửa lại, liền tranh thủ đều không tranh thủ một chút. Trong lúc nhất thời, tâm lý đúng là hơi nhỏ thất lạc. Bất quá cũng tốt, dù sao thật sự là hắn là không quá muốn qua bên kia làm thập yêu tinh bóng chấp chính quan, Tây Đại Lục bên này công tác, hắn đã thành thói quen, hắn cũng không muốn để cho mình biến đến càng bận rộn chính là tâm lý luôn luôn có như vậy một chút tiểu khó chịu. Hợp lý có phải hay không ta căn bản không quan trọng a. À. Kết quả, ngay tại Robert Smith nghĩ như vậy thời điểm, La Tập bên kia đột nhiên nói một câu. Nói đến, những năm này Tây Đại Lục bên kia, đích thật là vất vả ngươi. Nghe nói như vậy Robert Smith trên mặt thần sắc, một chút hòa hoãn mấy phần. Kết quả, còn không đợi hắn kéo dài thêm cùng một giây, La Tập thanh âm lại lần nữa theo laser màn hình một đầu khác vang lên. Y theo năng lực cá nhân của ngươi, có thể thống trị tốt Tây Đại Lục, liền đã rất không dễ dàng, một khỏa tinh cầu, đối với ngươi mà nói áp lực vẫn là quá lớn, suy nghĩ kỹ một chút, Hans kỳ thật mới là nhân tuyển tốt hơn, nhiều năm như vậy chấp chính quan ngay sau đó đến, phương diện kinh nghiệm, cơ bản cũng không thành vấn đề, chuyện này, là ta có chút thiếu suy tính. Nói xong, còn hướng Robert Smith ném một cái tràn ngập ấy nấy ánh mắt. Đối mặt cái này chiến trận, Robert Smith khóe mắt bắp thịt rõ ràng co quắp hai lần, sau đó phát ra khô khốc một hồi cười. A a a a, ta nói cho ngươi, kế khích tướng đối với ta vô dụng, ta không ăn bộ này. Ai ngờ, hắn lời này vừa mới nói ra miệng, cái kia lê giờ màn hình một đầu khắc la tập, thì lấy một loại một mặt vẽ mặt mờ mịt, nhìn về phía hắn, biểu tình kia, tốt tựa như nói, con hàng này đang nói gì đấy. Không có chuyện gì, trước hết như vậy đi, ta còn phải đi thông báo Hans đây. Đang khi nói chuyện, la tập liền làm ra một bộ muốn cúp điện thoại động tác. Đối với cái này, Robert Smith sửng sốt không nhúc nhích. Ta còn thực sự cũng không tin, ngươi chẳng lẽ còn có thế thật. Suy nghĩ đều mới đến một nửa, chỉ thấy trước mắt hắn lê màn hình, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, trong nháy mắt khép kín biến mất. Còn thật dập máy. Robert Smith một cái cá chép nhảy, trực tiếp theo ghế salon kia phía trên ngồi dậy. Giờ khắc này, tâm tình của hắn rất phức tạp. Tây đại lục bên này công tác, hắn đã thành thói quen, không muốn biến đến càng bận rộn, cái này đích xác là hắn ngay lúc đó ý nghĩ, nhưng nơi này mặc, nhưng thật ra là có một cái tiền đề, cái kia chính là thân là Tây Đại Lục chấp chính quan hắn, trên cơ bản là đã không có thăng chức không gian. Lại nghĩ nghịch tập, vậy cũng chỉ có thể khởi nghĩa vũ trang A. Nhưng la tập cùng vạn giới văn minh thực lực, hắn là rõ ràng, tạo phản cùng tự sát không có gì khác nhau. Đoán chừng hắn trước một giây vừa mới tạo phản, sau một giây, thu đến mệnh lệnh la dũng, thì một đường đạp lên âm bạo, trực tiếp nhìn nát hắn ký túc xá nóc phòng, sau đó giống sách con gà con giống như, đem hắn nhấc lên trên thực tế nhiều năm như vậy xuống tới cái này tạo phản ý nghĩ hắn thật đúng là thì không sao cả dân lên qua một mặt là la tập đối vạn giới văn minh trưởng khống lực cùng tại nhân dân quần chúng bên trong nhân vọng hoàn toàn chính xác đủ mạnh nhất là tại quốc giáo thông dụng mở đến về sau càng là một lần hành động đem la tập nhân vọng đẩy đến một cái mới cao điểm tại cái tiền đề này dưới văn minh nội bộ trên cơ bản là không khả năng sẽ có người để đó thật tốt thời gian bất quá ăn nhiều chết no cùng hắn đi tạo phản mà cái nguyên nhân thứ hai nói đến một chút để hắn có như vậy điểm không cam tâm nhưng lại không thể không thừa nhận chính là những năm này hắn thời gian qua được hoàn toàn chính xác thẳng thoải mái trước kia làm hoàng đế thời điểm hắn tuy nhiên đại quyền trong tay nhưng đế quốc bên trong sự tình các loại cũng là để hắn quan tâm không thôi mỗi ngày đều mệt chết đi sống lại thời gian vẫn thật là không thể nói có bao nhiêu thoải mái mà bây giờ thì không đồng dạng hắn tuy nhiên vẫn như cũng muốn xen vào lấy một mảnh lớn như vậy tây đại lục nhưng là có la tập giúp hắn lật tẩy a nói một cách khác hắn coi như không cẩn thận làm hư hại trời sập xuống cũng là la tập đỉnh lấy dưới loại trạng thái này cái kia cả một cái tâm tính biến hóa là hoàn toàn không giống nói về chính đề nguyên bản hắn trên cơ bản là đã không tồn tại cái gì thăng chức không gian thời gian cũng qua được thẳng thoải mái tự nhiên cũng sẽ không sinh ra cái gì khác suy nghĩ nhưng lần này không đồng dạng hắn đột nhiên phát hiện chính mình vậy mà lại có thể thăng chức một khắc này Robert Smith nội tâm là có chút kháng cự, nhưng cùng lúc lại có chút ý nghĩ như vậy. Có thể chỉ cần la tập vừa nhắc tới đến, hắn lại là bản năng tiến vào một loại cùng la tập làm trái lại trạng thái bên trong. Đối với la tập tính cách cùng xử sự phương châm, Robert Smith cũng coi là tương đối quen thuộc, cho nên cũng hoàn toàn không sợ sẽ đem la tập cho làm phát bực. Nhưng hiện tại cái này tình huống, Robert Smith vẫn thật là có chút không nghĩ tới. Tại cúp máy truyền tin về sau, đại khái qua 3 giây, ngồi tại thiên điện trong văn phòng la tập nhìn lấy robert smith điện báo biểu hiện khóe miệng của hắn hơi vểnh không có vội vã tiếp điện thoại đang đợi cái kia điện thoại vang lên một trận về sau lúc này mới không nhanh không chậm nhấn xuống nút trả lời sau đó lê giờ màn hình tại trước mắt hắn triển khai robert smith cái kia tràn đầy khó chịu gương mặt nhất thời thì xuất hiện ở la tập trước mắt xem như ngươi lợi hại cái gì la tập một mặt vô tội thêm mờ mịt giang tay đối mặt cái này chiến trận Robert Smith sắc mặt hơi hơi đỏ lên, sau đó hung tận biểu thị. Chuyện kia, ta tiếp. Đối với cái này, La Tập cười nhẹ một tiếng, không có lại đi kích thích đối phương, hắn cũng biết thấy tốt thì lấy đạo lý, để tránh Robert Smith con hàng kia thẹn quá hóa giận, sau cùng ngược lại lên phản hiệu quả. Để Robert Smith phụ trách kim tinh nắm quyền công tác, mà một tinh bên kia, thì giao cho Diệp Hoa. Hai người này công tác phân phối, La Tập là đã sớm muốn tốt. Kim tinh bên kia, đến đón lấy trọng yếu nhất, cũng là xây dựng cơ bản cùng khai phát công tác, bởi vì bên kia ra một chút thu thập công trình cùng khu vực thiết bị bên ngoài, cơ bản cái gì đều không dày vò qua, mà cái này một khối công tác, vừa tốt cũng là Robert Smith vô cùng am hiểu một cái lĩnh vực. Đến mức một tinh bên kia, việc cần phải làm, thì so sánh tạp. Một mặt là la tập muốn phát triển viên tinh cầu này, mà một phương diện khác, hắn cũng muốn thu thập, xác nhận, cũng chỉnh hợp ma huyễn văn minh trong thành thị các trồng đồ, vật, muốn làm gì đó, vô cùng vô cùng lộn xộn cùng phong phú mà Diệp Hoa, vừa tốt cũng là cái vô cùng am hiểu, chỉnh lý, người. Để Diệp Hoa phụ trách một tin bên này, hẳn là có thể đem cái kia một đống lớn lung ta lung tung công tác, sửa sang lại ngay ngắn rõ ràng. Tại cái tiền đề này dưới, để bảo đảm hai người chính lệnh có thể thuận lợi áp dụng, lấy và cá nhân an toàn cùng bên trong tinh cầu trú quân vấn đề. La Tập cũng là cố ý tiến hành một phen điều binh khiển tướng. Diệp Hoa bên kia, không cần nhiều lời, liền để hắn bạn nối khố chu dịch xuất quân, đi theo hắn cùng đi một tinh đến mức robert smith la tập vốn là muốn cho la dũng xuất quân đi theo nhưng là trước kia lần kia thanh long bảo ngọc chọn chủ sự tình sau đó la dũng trực tiếp tới cùng hắn xin nói cần bế quan một đoạn thời gian muốn đến là trải qua trước đó chiến tranh toàn diện nhiều lần kịch chiến về sau có cảm giác ngộ loại chuyện này la tập đương nhiên không có khả năng không cho phép tại phê chuẩn đồng thời phụ trách cùng robert smith đi kim tinh đi nhậm chức nhân tuyển tự nhiên cũng là đến thay đổi một đổi nhằm vào tình huống này La Tập vẫn thật là là một chút suy nghĩ một hồi, sau cùng quyết định đem Quách Chấn cùng Đỗ Viễn Chi điều đi Kim Tinh, trở thành bên kia đóng giữ đại tướng. Đây đối với Quách Chấn tới nói, không hề nghi ngờ cũng là thăng chức, nguyên bản hắn chỉ là phụ trách tọa trấn chủ tinh cầu Tây cảnh chiến khu. Nhưng bây giờ, hắn lại là muốn trực tiếp tọa trấn nghiêm chỉnh hành tinh. Cứ việc chủ tinh cầu quy cách vượt xa Kim Tinh, nhưng là một cái chủ đại lục Tây cảnh quy cách vẫn là xa không có cách nào cùng Kim Tinh so. Theo trình độ nào đó tới nói, Quách Chấn cái này thăng chức vẫn thật là là thăng lớn a, mà làm ra phen này điều động la tập, tự nhiên cũng có lo nghĩ của hắn. Quách Chấn tòng quân nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, điểm ấy không cần nhiều lời. Càng quan trọng hơn là từ khi la tập cho hắn xoát ra một cái ngũ tinh thống soái về sau, hắn thống binh năng lực cũng là thẳng tắp tăng lên, lại thêm dưới trướng còn có đổ viễn chi phụ tá. Đem tổ hợp này đặt ở tây cảnh, vẫn thật là có như vậy một chút đại tài tiểu dụng cảm giác. Bây giờ đem điều đi kim tinh cũng coi là la tập đối quách chấn một chút kỳ vọng. Đem cần điều người trong quá khứ tuyển, toàn bộ an bài hoàn tất về sau, cũng sớm đã vận sức chờ phát động tinh tế hạm đội, rất mau ra phát. Trong khoảng thời gian ngắn, đột phá bầu khí quyển bọn họ, trước đã tới khoảng cách chủ tinh cầu gần nhất mặt trăng khu vực, thêm chút tu chỉnh, sau đó bọn họ liền phải đạp vào một trận chánh thức dài dằn dặc tinh tế vận chuyển. Trong lúc này, nhằm vào như thế nào tăng lên bọn họ vạn giới văn minh hạm đội tinh tế vận chuyển hiệu suất chuyện này, bọn họ bây giờ cũng là làm ra một cái hai bút cùng vẽ bố trí trực tiếp nhất một cái biện pháp cái kia chính là thăng cấp vũ trụ hạm động lực hệ thống từ đó thu hoạch được cao hơn vận chuyển tốc độ cái này thăng cấp hạng mục bọn họ vạn giới văn minh kỳ thật vẫn luôn có tại làm chẳng qua là hạng mục lâm vào bình cảnh chậm chạp không cách nào làm ra đột phá mà thôi đến mức một cái biện pháp khác cái kia dĩ nhiên chính là tìm biện pháp xây dựng ra á không gian thông đạo cái này tinh tế thời đại á không gian thông đạo thì tương đương với là thời đại hoàng kim đường sắt cao tốc một dạng, người đầu tiên liền phải kỹ thuật đạt tiêu chuẩn, sau đó đem cao tốc đường sắt dựng dựng lên, bởi như vậy, người cái này di động hiệu suất liền có thể tăng lên thật nhiều. Nhằm vào cái này á không gian thông đạo dựng, là tập trước mắt duy nhất có thể tìm tới đột phá khẩu, cái kia chính là ma huyễn văn minh không gian pháp thuật. Nhưng không biết sao những tin tình báo kia tin tức, trước mắt toàn bộ đều tại một tin phía trên. Mà hiện giai đoạn, một tin phía trên, sự tình phong phú, chỗ chết người nhất chính là còn vô cùng lộn xộn, bên kia đám quan chức cũng sớm đã bận biểu hỗn thiên âm thầm, hoa mắt ván đầu. Trong thời gian ngắn, muốn để bọn hắn đem những pháp thuật này tri thức toàn bộ chỉnh lý tốt, sau đó thông qua kỳ thần thuật, cáo tri cho La Tập, giống như cũng là có như vậy một chút ép buộc. Tại cái tiền đề này dưới, La Tập muốn gấp cũng gấp không đứng dậy, dứt khoát thì đem chuyện này cho trước để qua một bên. Dù sao trước đó đại chiến, hắn kiếm lời văn minh một chút đến kiếm lời bác đầy bồn tròn, cái này một đợt hắn điều trên lệch là có điều. Về sau rút cái hư không, la tập thật cũng không quên, đem mấy cái kia người chơi di vật bao mở một chút. Lúc đó hắn cùng triệu hành đội gây án, những cái kia nước ngoài hoàng kim người chơi di vật bao, tuyệt đại bộ phận là ở trong tay của hắn, còn có một phần nhỏ là tại triệu hành trong tay, trên cơ bản là ai giết tới, coi như người nào. Bây giờ mở những thứ này di vật bao, la tập đối đạo cụ cơ bản không có gì trông cậy vào, dù sao cũng không có khả năng có vật gì tốt, với hắn mà nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là văn minh một chút đếm đối phương người chơi sau khi chết văn minh một chút đếm toàn ở di vật trong bọc tại đem những thứ này văn minh một chút đếm toàn bộ nhận về sau là tập văn minh một chút đếm tiền tiết kiệm lại có thể thẳng tắp tăng lên mà những thứ này văn minh một chút đếm có thể làm cho hắn cái này một đợt phát triển thời gian biến đến càng thêm dư giả đến mức nói có cái nào di vật bao coi như có chút hàng tốt vậy hiển nhiên cũng là rau ăn bô lét di vật bao hết gần chục tỷ văn minh một chút đếm để la tập có loại trong nháy mắt phất nhanh cảm giác trừ cái đó ra rau ăn bô lét di vật trong bọc đạo cụ tuy nhiên tốt nhất cũng chỉ là bạch ngân cấp đạo cụ nhưng trọng điểm ở chỗ những cái kia đạo cụ tất cả đều là ma huyễn văn minh đạo cụ a những cái kia đạo cụ bên trong có sách kỹ năng có bản thiết kế trên cơ bản nhiều loại đều có có lẽ những cái kia đạo cụ đối với rau ăn bô lét tới nói cũng sớm đã không có gì trứng dùng nhưng ném lại không địa phương ném cho nên chỉ có thể toàn bộ đặt ở hệ thống trong ba lô mốt meo. Nhưng là đối với vừa mới chiếm đoạt, đồng thời dung hợp ma huyễn văn minh la tập tới nói, những thứ này đạo cụ chỗ mang cho hắn giá trị, không thể nghi ngờ là muốn so nó nguyên bản đẳng cấp muốn cao hơn nhiều. Bởi vì y theo hắn tình cảnh hiện tại, hắn đã rất khó thu hoạch được nhiều như vậy ma huyễn văn minh đạo cụ. Thừa dịp nghỉ ngơi, cùng dịp thanh tuyền cùng một chỗ, đem những này đạo cụ chỉnh sửa lại một chút. Liên quan tới những cái kia ma huyễn văn minh bản thiết kế, toàn bộ độc lập lấy ra trong này một ít gì đó khả năng đối với hắn vạn giới văn minh tới nói đều có chút lạc hậu nhưng những pháp thuật này đạo cụ một số thiết kế lý niệm chế tác kỹ pháp cùng khắc dấu ở phía trên chú văn trên thực tế đều là có giá trị nghiên cứu chỉnh lý đạo cụ vấn đề này sau so la tập trong dự đoán còn muốn càng tốn thời gian vừa quay đầu chính mình cái kia nghĩ một ngày kỳ cứ như vậy đi qua làm đến la tập còn thật chỉ là có chút phiền muộn chủ yếu vẫn là không thích ứng như loại này đại chiến vừa ra chinh cũng là đã nhiều năm sau khi đánh xong muốn trong khoảng thời gian ngắn lại đem chính mình cái kia trạng thái cho quay lại đến kỳ thật không dễ dàng như vậy liền xem như la tập hiển nhiên cũng phải cần một khoảng thời gian đến thật tốt điều chỉnh điều chỉnh một ngày mới la tập rút cái thời gian gọi dịp thanh tuyền đem trước bảo tồn tại hệ thống trong ba lô ma huyễn văn minh hài cốt chiến hạm giao cho phía dưới mỗi cái bộ môn tiến hành nghiên cứu tuy nói là thi thể nhưng cái đầu kia thế nhưng là nửa điểm không nhỏ để người phía dưới chính mình vận chuyển chỉ sợ là thật phiền toái cuối cùng vẫn là vất vả dịp thanh tuyền tự mình chạy một chuyến trực tiếp đem cái kia thi thể cho phía dưới bộ môn đưa qua trong lúc này la tập tự nhiên cũng có sự tình khác phải bận rộn lúc trước chiến tranh toàn diện bên trong thành công chiếm đoạt ma huyễn văn minh la tập tại cầm xuống văn minh đặc tính cùng một khỏa tinh cầu đồng thời muốn nói còn có cái gì thu hoạch vậy khẳng định cũng là trước kia trong chiến đấu tù binh thiên mã cái này vài thất thiên mã cũng coi là mệnh lớn bởi vì tại bất tử tộc đại quân quá cảnh về sau, trước kia ma huyễn văn minh bên trong sinh vật, trên cơ bản là chết hết, toàn bộ bị chuyển hóa thành bất tử tộc đơn vị, cái này vài thất bị vạn giới văn minh tù binh thiên mã, ngược lại là ngoài ý muốn may mắn còn sống sót xuống dưới. Bây giờ tạm thời an trí tại minh kính thành phố bên ngoài chuồng ngựa bên trong. Kỳ thật tính toán thời gian, cái này vài thất thiên mã bị bọn họ tù binh, cũng đã qua rất lâu một đoạn thời gian, cùng ngay từ đầu so sánh, bọn họ không thể nghi ngờ là đàng hoàng rất nhiều nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, La Tập vẫn là gọi liệu nguyên hỏa đi trước chuồng ngựa bên kia ở, chính là vì nhìn lấy cái này vài thất thiên mã. Thân là ma thú học gia mi, gần đây trong khoảng thời gian này, cũng là trực tiếp ở tại lập tức tràn bên này, mỗi ngày vòng quanh cái này vài thất thiên mã chuyển. Không thể không nói, thiên mã cái kia ưu mỹ trang nhã ngoại hình cùng tư thái, thật sự là rất lấy nữ tính ưa thích, chí ít mi hiện giai đoạn, liền đã sinh ra một cái muốn cho mình làm một thất thiên mã tọa kỳ ý nghĩ. Bây giờ thấy một lần la tập tới, Tại đơn giản chào sau đó, Mia cũng là nhanh chóng tiến hành một vòng tiểu báo cáo. Căn cứ Mia trong khoảng thời gian này quan sát cùng giải, này thiên mã tại thân thể tố chất phương diện, là không có cách nào cùng xích diễm mã loại kia bắt thịt lập tức so. Bất quá, thể trạng, sức chịu đựng, tốc độ, các phương các mặt năng lực, kỳ thật đều lộ ra 10 phần cân đối. Nhưng ai cũng biết, những thứ này cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ loại này thiên mã tọa kỵ, là nắm giữ rất nhiều tăng thêm pháp thuật, nắm giữ rất mạnh phụ trợ năng lực đến mức pháp thuật thuộc tính, trước mắt có thể xác định chính là, không thuộc về bất luận cái gì tự nhiên thuộc tính. Cái gì là tự nhiên thuộc tính đâu? Đơn giản mà nói, bình thường tinh linh các pháp sư nắm giữ pháp thuật, cũng là tự nhiên thuộc tính, bao quát phong hệ, hỏa hệ, lôi hệ, thủy hệ, vân vân. Mà rau ăn, bô ma huyễn văn minh, tuy nhiên cũng có pháp thuật, tại hệ thống phía trên, tồn tại nhất định trùng hợp, đồng thời cũng là lấy pháp sư đơn vị là chủ lực văn minh. Nhưng bọn hắn nắm giữ pháp thuật, hiển nhiên không hề chỉ chỉ có tự nhiên thuộc tính so sánh điển hình chính là không gian hệ tự nhiên thuộc tính cũng không bao gồm không gian hệ ở bên trong nói về chính đề này thiên mã cũng là không sai biệt lắm một cái tình huống dựa theo mia mà nói tới nói này thiên mã có thể là không thuộc tính ma thú đồng thời nó nắm giữ tăng thêm cùng phép thuật phụ trợ bản thân cũng không tồn tại cái gì thuộc tính đương nhiên những chuyện này la tập kỳ thật cũng không thèm để ý theo trước đó chiến tranh toàn diện trong chiến đấu đối với cái này thiên mã tọa kỵ la tập thì đã có một cái đối lập trực tiếp hiểu rõ thậm chí theo trình độ nào đó tới nói không thuộc tính vật cưỡi ma thú có thể không cần cân nhắc có thể hay không cùng tự thân kỵ sĩ thuộc tính sinh ra xung đột tình huống này phản bà phi thường thông dụng tiếp đó la tập chuyện quan tâm nhất cái kia đương nhiên thì là những ngày này lập tức có thể hay không bồi dưỡng lên bồi dưỡng hiệu suất thì thế nào tại xác nhận cái vấn đề này đồng thời la tập còn quay đầu nhìn thoáng qua xa xa cái kia vài thất thiên mã giờ này khắc này cái kia vài thất thiên mã cứ như vậy tụ thành một đoàn yên lặng đợi ở nơi đó tuy nhiên đã không lại giống ngay từ đầu như thế địch ý mãnh liệt nhưng la tập vẫn như cũ có thể cảm nhận được bọn chúng bài xích dù sao ma thú đều là cao trí tuệ sinh vật lại thêm bản thân thọ mệnh dài dằng dặc cái này khiến tính cách của bọn nó phần lớn là có chút mang thù bất quá không quan trọng la tập ngay từ đầu cũng không có ý định để cái này vài thất thiên mã cho bọn hắn làm thú cưỡi nói cho cùng cái này vài thất cũng không đủ dùng a à đối với la tập mà nói cái này vài thất thiên mã chỉ cần sinh hạ đời sau mở rộng tộc quần là được rồi dựa theo chuồng ngựa bên này xác nhận cái này vài thất thiên mã trên cơ bản là có công hữu mẫu theo lý thuyết sinh sôi đời sau là không có vấn đề mà nếu quả thật có vấn đề cái kia la tập cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác theo trên lý luận mà nói tại dung hợp ma huyễn văn minh hợp lý dưới hắn vạn giới văn minh bên trong hẳn là cũng sẽ lưu giữ tại thiên mã cái này một ma thú thực sự không được vậy hắn cũng chỉ có thể lựa chọn thử thời vận nhìn xem có thể hay không bắt đến hoang dại bất quá ở trước đó vì để tránh cho một số phiền toái không cần thiết sự tình cái này vài thất thiên mã hắn vẫn là có ý định hết sức tranh thủ một chút liền để liệu nguyên hỏa thật tốt cho bọn họ làm một chút tư tưởng công tác tốt mang ý nghĩ như vậy la tập mang theo liệu nguyên hỏa đi đến một bên cùng hắn nói một chút tình huống sau đó liệu nguyên hỏa nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ bày ra một bộ ta đến giải quyết bộ dáng chuyện bên này, tạm thời trước hết như vậy đi. Hắn hiện tại trong tay, thiên mã cứ như vậy vài thất, muốn bồi dưỡng ra kích thước nhất định, không có mấy trăm năm, đoán chừng là một chút kịch đều không có. May mà hắn lần này phát triển thời gian đầy đủ dư giả, căn bản không hoảng hốt. Bên này trước hết để hắn chậm rãi xếp bốc lên đi. Tại xác nhận tình huống bên này về sau, tại trên đường trở về, tự như nhớ ra cái gì đó la tập, lên tiếng hỏi. Đúng rồi, xa lê các hạ hiện tại đến chỗ nào rồi? Đối với cái này, cái Thụy Lị Á tìm kiếm trong tay máy tính bản biểu thị căn cứ bên kia mới nhất phản hồi về tới tin tức Sa Lê Các hạ hiện tại là tại tinh linh hành tinh bên kia. Nếu như nói lần này chiến tranh toàn diện là tập thu hoạch lớn nhất là chiếm đoạt ma huyễn văn minh, như vậy thứ hai đại thu hoạch tuyệt đối cũng là đem hoàng kim cự long Sa Lê cho thành công cướp trở về chuyện này. Lúc trước chiến tranh toàn diện vẫn còn đang đánh thời điểm, La Tập liền đã phái cá nhân khiến người ta mang theo Sa Lê tại hắn vạn giới văn minh các nơi bắt đầu đi loanh quanh bây giờ không trước xác nhận một chút la tập còn thật cũng không biết sa hiện tại là ở đâu la tập có một số việc muốn tìm sa bất quá ngược lại cũng không cần chuyên môn gặp mặt một lần y theo hắn vạn giới văn minh khoa học kỹ thuật lực làm cái viễn trình truyền tin cũng là dễ như trở bàn tay chuyện này la tập đã để tái thụy lỵ á cùng theo sa Lê tên lính kia tiến hành an bài đối với la tập cái này từ xưa đến nay một cái duy nhất đạt tới cùng mình cùng một cấp bậc hảo hữu sa Lê vẫn là tương đối coi trọng tại la tập đem chuyện nào phân phó về sau, nhân tài vừa trở lại hoàng cung, cùng ở bên cạnh tái Thụy Lị Á thì nói với hắn. Bệ hạ, đã chuẩn bị xong, khoảng cách cái kế tiếp nhật trình an bài, bây giờ còn có 20 phút, động tác nhanh điểm, lập tức thì có thể tiến hành viễn trình truyền tin. Tốt, đem truyền tin kết nối đi. Lên tiếng tái Thụy Lị Á cầm lấy chính mình máy tính bản nhanh chóng an bài một chút, rất nhanh, máy tính bản phía trên, một cái laser hình chiếu phát ra, sau đó triển khai một cái màn ảnh. Giờ này khắc này, chỉ thấy cái kia màn hình bên trong, xa bộ dáng, đã cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Chỉ thấy hắn một tay cầm ice cola, một tay ôm lấy bắp trang, mang trên mặt ba dây kính mắt, trên thân còn mặc một bộ mang theo cự hình người máy đồ án, hư hư thực thực cái nào đó hệ cơ chiến liệt kê tác phẩm đại áo thun, tại truyền tin kết nối thời điểm, hắn còn vừa tốt cắn thói quen, lắm điều một miệng vui vẻ. Cái này một trước một sau, biến hóa quá lớn, tại la tập trí nhớ lúc trước bên trong, Scarlett vẫn là đầu kia uy nghiêm lộng lẫy hoàng kim cự long, Kết quả vừa quay đầu, thì biến thành một bộ một tay lắm điều lấy ice cola, một tay ôm lấy bắp trang bộ dáng. Trời mới biết hắn trong khoảng thời gian này đã trải qua cái gì. Cái này muốn là lại phối hợp thêm một cái các gia co quắp chỉ sợ la tập đều phải hoài nghi những năm này. Scarlett có phải hay không bị hắn vạn giới văn minh nghề giải trí từng bước xâm chiếm, một không chú ý thì biến thành một đầu phế long. Cái này tương phản, vẫn thật là để la tập vận hồ một chút, thoáng một cái, đúng là quên chính mình tìm hắn làm gì. Khụ khụ, đại khái là nhìn ra la tập mộng bức sa lê trong lòng thoáng có chút lúng túng ho khang hai tiếng ta vốn là đang chuẩn bị xem phim đâu cơ động chiến sĩ tạp mổ hai bộ phim này là la tập viễn chinh trong lúc đó cao văn con hàng kia chơi đùa đi ra vây quanh to lớn người máy triển khai chiến tranh phim khoa học viễn tưởng nhân vật chính vẫn là cái địa tinh phi công vốn là cái này điện ảnh cũng là cao văn chính mình vỗ chơi bất quá cốt xấu là địa tinh vương địa tinh khoa học kỹ thuật thứ hai cổ đông hắn điện ảnh vậy dĩ nhiên là kinh phí kéo căng. Kết quả điện ảnh ở trên chiếu về sau, trực tiếp bạo đỏ. Dùng không ít người xem lời nói tới nói, người coi như chỉ là vào xem cái đặc hiệu, đều có thể giá trị về giá vé. Về sau thời gian qua đi 2 năm, trực tiếp thì ra tục làm. Đương nhiên, những chuyện này, la tập hoàn toàn không biết, mấy năm trước, người khác còn ở tiền tuyến đây. Xa lê các hạ, ta lần này, nhưng thật ra là có chút việc muốn hỏi ngươi. Nghe được la tập lời này, Scarlett nhất thời nghiêm túc mấy phần, sau đó. Lại lắm điều một miệng ice Ngươi hỏi. Ta là muốn hỏi một chút ngươi, có biết hay không như thế nào xây dựng không gian thông đạo, từ đó hoàn thành cự ly xa di động với tốc độ cao. Đang khi nói chuyện, La Tập đem cả một cái đầu đuôi sự tình, kỹ càng nói một lần. Sau khi nghe xong, Scarlett hơi có vẻ buồn rầu. Cái này lúng túng, pháp thuật không phải ta am hiểu lĩnh vực, trên cơ bản, ta chỉ sẽ đơn giản một chút pháp thuật, mà dựa theo lại nói của ngươi, xây dựng lên một cái thời gian dài ổn định không gian thông đạo, cái này trên thực tế là một kiện độ khó khăn khá cao sự tình, chuyện này, ta chỉ sợ là giúp không được gì. Đang khi nói chuyện, xa lên một mặt bất đắc dĩ gian tay. Đối mặt tình huống này, La Tập kỳ thật cũng không có cảm thấy quá nhiều thất lạc, trong lòng càng nhiều, ngược lại là tại vì phát sinh ở xa biến hóa trên người, mà cảm thấy ngạc nhiên. Đầu này Hoàng Kim Cự Long, vẫn thật là là biến đến càng lúc càng giống là một cái bọn họ vạn giới văn minh người hiện đại cứ việc mình muốn biết đến sự tình, không có đạt được đáp án, bất quá, làm làm hảo hữu, La Tập cô mà lại còn là quan tâm một chút đối phương gần đây sinh hoạt. Vừa nhắc tới cái này, Salep nhất thời mặt mày hớn hở lên. Tốt a, La Tập đã có thể cảm nhận được, Salep mấy năm này qua được có bao nhiêu thư thả. Bất quá cũng không tính được cái gì hiếm lạ sự tình. Dù sao, bọn họ vạn giới văn minh văn hóa hệ thống hạng gì to lớn. Rao An Bolet mặc dù là cái người hiện đại, nhưng ma huyễn văn minh khoa học kỹ thuật lực nhận hạn chế, văn minh nội bộ, tuy nhiên có không ít ma huyễn chết hắc khoa kỹ, nhưng cho ăn bể bụng cũng liền như vậy, hắn có thể làm ra bao nhiêu thứ đến. Nhưng vạn giới văn minh thì không đồng dạng, trong này đồ vật thật sự là nhiều lắm, có thể xưng trăm hoa đua nở, đối với Sa tới nói, hắn tựa như là một cái sinh hoạt tại thời trung cổ người, đột nhiên đi tới xã hội hiện đại một dạng, hết thảy trước mắt, với hắn mà nói, đều là văn hóa đại trùng kích. Không nói địa phương khác, liền nói rạp chiếu phim tốt, hắn mỗi lần đâm tiếng rạp chiếu phim, đều có thể trực tiếp ở bên trong mang phía trên mấy ngày mấy đêm, thậm chí càng lâu, bởi vì hắn ưa thích đem ngay tại chiếu lên tất cả điện ảnh, toàn soát một lần, dần già, hắn tồn tại, thậm chí đều biến thành các tòa thành thị trong rạp chiếu bóng, giống như đô thị truyền thuyết đồng dạng tồn tại. Rõ ràng là tại hiểu hắn tình hình gần đây, kết quả nói nói, hình ảnh một đầu khác xa lê đúng là đột nhiên trái lại, bắt đầu hướng la tập điên cùng an lợi cơ động chiến sĩ tạp mổ. Một đầu ma huyễn chết hoàng kim cự long, một không chú ý, đúng là thành to lớn người máy bột sắt. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng không có gì mau bệnh. So sánh với lên những cái kia ma huyễn chết đồ vật, rõ ràng là thiên khoa kỹ đồ vật, càng có thể làm xa lê hứng thú. Bệ hạ, thời gian không sai biệt lắm. Đối mặt xa lê điên cùng an lợi, thời gian lặng yên mà qua. La tập một mặt bất đắc dĩ, đánh gãy chính nói đến cao hứng xa lê. Rất xin lỗi, xa lê các hạ, ta đợi chút nữa còn phải triển khai cuộc họp. Scarlett nhất thời lộ ra tiếc núi thần sắc, nhưng rất nhanh lại tinh thần. Cơ động chiến sĩ tạp mổ thực thể bàn, ta mua ba bộ, về tóc ngươi một bộ, tin ta, ta mãnh liệt đề cử. Nhất định muốn nhìn. Cái này Scarlett là trúng độc không cạn A, lại còn mua ba bộ bàn, đây là dự định một bộ cất giữ dùng, một bộ chính mình thưởng thức dùng, một bộ truyền giáo dùng A. Lúc này mới bao lâu, thì làm đến chuyên nghiệp như vậy sao? Đối với cái này, la tập cũng chỉ có thể nói. Cái kia, ta có rảnh nhất định nhìn. Nói xong, La Tập liền chuẩn bị cúp máy truyền tin, kết quả đúng lúc này, tựa như nhớ ra cái gì đó Starley, vội vàng đoạt tại hắn cúp máy truyền tin trước đó hô. Chờ một chút, chờ một chút. Ừm. Còn có chuyện gì sao? Không biết có phải hay không là La Tập ảo giác, đang hỏi ra câu nói này về sau, hắn đúng là theo Starley trên thân, nhìn ra mấy phần không có ý tứ. Chuyện là như thế này, ta muốn tìm công tác. Vì cái gì? la tập một chút ngoài ý muốn một chút nhưng sau đó lại mơ hồ ý thức được một ít gì sa lại không ngốc hắn tại vạn giới văn minh cũng là chờ đợi khá nhiều năm rồi hắn đương nhiên biết ở chỗ này hắn xem phim mua hết bàn vui chơi giải trí cũng phải cần một cái tên là tiền đồ vật mấy năm này nói trắng ra là thì là la tập tại nuôi hắn nhưng là thân là một đầu cổ long sa ở một mức độ rất lớn là một đầu tốt rồng hắn có lòng tự trọng mà lòng tự tôn của hắn hiển nhiên cũng không cho phép hắn tại hảo hữu của mình chỗ này ăn uống chùa nhất là tại xâm nhập hiểu rõ xã hội loài người một số văn hóa về sau hắn ý nghĩ này thì biến đến càng thêm mãnh liệt loại này không biết xấu hổ sự tình hắn nhưng làm không được đối với Lê cái này một thái độ la tập vẫn là rất thưởng thức tin tưởng trên đời này cũng sẽ không có người nào ưa thích cùng một cái không biết xấu hổ gia hỏa kết giao bằng hữu bất quá tìm việc làm vấn đề này Lê cắt hạ ta chỗ này trong lúc nhất thời vẫn thật là nghĩ không ra có cái gì ngươi có thể làm công tác muốn không vẫn là thôi đi chúng ta không là bằng hữu sao tại ta địa phương ta chiêu đãi ngươi là cần phải không 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 thân huynh đệ còn tính sổ sách rõ ràng đâu chúng ta là bằng hữu cho nên ta tuyệt đối sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi ta không hy vọng bởi vì loại chuyện này ảnh hưởng giữa chúng ta hữu tình không thể không nói Scarlett mấy năm này học vẫn rất nhiều nhưng đối với chuyện này La Tập cũng thật là có chút đau đầu bởi vì hắn đích thật là không có địa phương tốt gì, có thể an trí đầu này hoàng kim cự long. Cái kia, muốn không, ngươi đến cho ta làm hộ vệ. Đối mặt la tập đề nghị, Scarlet lâm vào ngắn mũi trầm tư, suy nghĩ kỹ một chút, chính hắn ngoại trừ đặc biệt có thể đánh bên ngoài, còn giống như thật liền không có còn lại rõ rệt sở trường. Mà trong lúc này, đưa ra đề nghị này la tập, thanh âm dừng một chút, sau đó mở miệng lần nữa. Ngươi ngày bình thường, cũng không cần theo ta, chỉ cần đến tác chiến thời điểm, cùng ta xuất chinh, phụ trách bảo đảm an toàn của ta là được rồi mỗi tháng tiền lương đãi ngộ vẫn là tương đối không tệ la tập lời nói này tuyệt đối là khiêm tốn làm hộ vệ của hắn cái kia tiền lương đãi ngộ cũng không phải coi như không tệ mà là phi thường tốt cứ việc quanh năm suốt tháng cũng không có gì nghỉ dài hạn đỉnh nhiều chỉ có sắp xếp lớp học về sau xếp tới mấy ngày ngắn giả đồng thời một khi bạo phát chiến tranh bọn họ bệ hạ nếu là lao tới tiền tuyến đi theo bọn họ trực tiếp liền phải tăng ca tăng thêm đã nhiều năm nhưng dù ai cũng không cách nào phủ nhận, hắn cái này nguyên một đám bọn hộ vệ, chỉ là mỗi tháng cầm tiền lương, liền đã có thế biến thành ẩn hình thổ hào. Chớ nói chi là làm la tập hộ vệ, ngoại trừ mỗi tháng tiền lương bên ngoài, còn có một đống lớn còn lại phúc lợi. Đang nói chuyện đồng thời, la tập còn nhìn thoáng qua thời gian. Tại tái Thụy lỵ Á thông báo hắn thời gian không sai biệt lắm thời điểm, khoảng cách tiếp xuống hội nghị, thì chỉ còn lại không tới 5 phút đồng hồ. Mặc dù sẽ nghị phòng ngay tại sát vách, thì cái kia mấy bước đường khoảng cách cũng không cần quá mau, nhưng hiển nhiên cũng không có quá nhiều thời gian để Sa từ từ suy nghĩ. Ngay tại La Tập chuẩn bị để Sa Lây từ từ suy nghĩ, nghĩ kỹ, lần sau liên hệ lại cho hắn trả lời chắc chắn thời điểm. Sa lại là đột nhiên mở miệng. Như vậy sao được? Công việc này ta tiếp, bất quá đã đáp ứng muốn làm hộ vệ của ngươi, hộ vệ này chức trách ta thì khẳng định sẽ thực hiện đến cùng. Tại Sa xem ra La Tập thế nhưng là cùng hắn cùng một cấp bậc tồn tại chỗ nào cần hắn đến bảo hộ bây giờ la tập rõ ràng cũng là thực sự tìm không thấy có thể cho hắn làm sự tình cho nên tùy tiện an bài cho hắn cái sống để cho hắn không cần để ý chuyện tiền bạc điểm này theo la tập gọi hắn ngày bình thường cũng không cần theo liền có thể nhìn ra nhưng hắn sa lệch là như thế rồng sao ngươi hiện tại ở đâu ta lập tức liền có thể qua tới làm kết quả lời này vừa mới nói ra miệng nhớ tới trong tay isaac cola cùng bắp trang sa lệch rõ ràng lúng túng hắn quên chính mình đang chuẩn bị xem phim đây. ngạch có thể chờ hay không ta xem xong cơ động chiến sĩ tạp mổ hai lại tới. a à, cái này thật không cần. lần này la tập vẫn thật là không phải đang cùng sa lê khách khí. người khác ở địa bàn của mình lại không cần xuất chinh tác chiến, bình thường chỗ nào cần một đầu hoàng kim cự long đi theo hắn a. À. nhưng sa lê hiển nhiên mặc kệ những thứ này. chuyện này quyết định như vậy đi, điện ảnh nhanh mở màn, ta đi trước a. À. nói xong xa liền trực tiếp dập máy truyền tin đối với cái này la tập cùng đứng ở một bên tái thụy lỵ á đối mặt tình huống này đều là một bộ không biết nên làm ra cái biểu tình gì mới khá bộ dáng bất quá làm hộ vệ trưởng tái thụy lỵ á cô mà lại còn là nhắc nhở một chút la tập thời gian vừa mới như thế dày vò khoảng cách sẽ nghỉ bắt đầu thì chỉ còn lại không tới một phút đồng hồ cái này la tập cũng không có rảnh tiếp tục chậm trễ tại một chút chuẩn bị một lúc sau bước nhanh hướng về bên cạnh phòng họp đi đến trận này hội nghị mở đến thời gian ngoài ý muốn dài. Tuy nói, tuyệt đại bộ phận sự tình, lúc trước triều hội phía trên, mọi người liền đã xác nhận không sai biệt lắm. Bất quá tại đem những cái kia an bài dần dần áp dụng đi xuống về sau, lần lượt phản hồi đi lên vấn đề, vẫn là rất nhiều. Lần này hội nghị, chủ yếu thảo luận chính là cái này. Đợi đến hội nghị kết thúc, bên ngoài mặt trời cũng xuống núi. Ngay tại la tập chuẩn bị xuống lớp về thanh la điện lúc ăn cơm tối, đột nhiên có cảm giác la tập, nhanh chóng hướng về xa giữa không trung nhìn qua. Hắn thị lực không tính là tốt, nhưng hắn thần giác, lại là tại nói cho hắn biết, có đồ ngay tại cực tốc tiếp cận tới. Cùng một thời gian, vừa tốt ngay tại khu vực bên trong trực ban ni đô, trực tiếp phát ra một tiếng long ngâm, từ đằng xa trong tầng mây hiện thân. Bất quá, nương theo lấy khoảng cách cấp tốc rút ngắn, chờ xác nhận người đến thân phận về sau, ni rõ ràng thoáng buông xuống mấy phần cảnh giác. Chỉ thấy giờ này khắc này, tại cái kia trời chiều bên trong, giống như một vệt kim quang đồng dạng, cực tốc bay tới bóng người, ngoại trừ Saley bên ngoài, còn có thể là ai? Tại ở gần đến mức nhất định về sau, Saley hẳn là phát hiện La Tập tồn tại, thân hình tại rơi xuống đất đồng thời, lần nữa biến thành rồng nhân hình thái. Xem hết một bộ phim về sau, trực tiếp theo tinh linh hành tỉnh bay đến Minh kính thành phố. Hắn tốc độ này vẫn là không có vấn đề. Đoán chừng Saley cũng còn không có tốc độ cao nhất bay, bằng không tốc độ cần phải càng nhanh mới đúng. La Tập các hạ từ giờ trở đi ta liền là của ngươi hộ vệ ta cần làm chút gì từng xa cắt hạ ta đã tan việc a à. nhìn lấy xa bộ dáng kia la tập nhịn cười không được hai tiếng bất quá đều đã đến trình độ này la tập cũng không có gì tốt từ chối nữa cái kia xa lê cắt hạ tái thụy lị á là hộ vệ trưởng ngươi trước hết theo nàng ở chỗ dàn xếp lại đồng thời tái thụy lị á cũng sẽ nói cho ngươi biết một số chuyện công tác không có vấn đề a à không có vấn đề, nếu là đáp ứng sự tình, ta thì khẳng định sẽ làm tốt. Sa đối với mình lòng tin tràn đầy, mà la tập, cũng là tức thời hướng tái Thụy Lị Á ném một ánh mắt. Không cần nói thêm cái gì, tái Thụy Lị Á trong lòng đã hiểu ý. Sa mặc dù là thật chạy tới cho hắn làm hộ vệ, nhưng bọn hắn hiển nhiên cũng không thể đem làm thành là một cái bình thường hộ vệ đến đối đãi Dưới tình huống bình thường, muốn làm la tập hộ vệ, ngoại trừ thực lực, nhân viên văn phòng thư ký công tác cũng phải nắm giữ một số dù sao la tập ngày thường công tác cùng sắp xếp hành trình cơ bản đều là giao cho hộ vệ sửa sang lại tái thụy lị á là hộ vệ trưởng nhưng cũng không thể mỗi ngày đi làm bình thường thay phiên nghỉ ngơi thời điểm loại này công tác liền sẽ từ ba ren cờ cùng ngã khắc bọn họ tới làm bất quá xa lây hắn coi như xong trước hết để hắn làm một người phổ phổ thông thông hộ vệ là được rồi dù sao hắn tùy thân hộ vệ đều là hai người tổ một đi làm công tác cơ bản đều có thể giao cho cùng tổ một người khác Vương Khải cùng giới tử xuyên lâu dài bế quan, dưới tình huống bình thường, còn lại hộ vệ là tái thụy lị á cùng hổ triệt làm một tổ, ba ren cờ cùng ngã khắc làm một tổ. Chủ yếu vẫn là cân nhắc đến bọn họ cá nhân năng lực cân đối tính. Sa đột nhiên thêm tiếng đến, không thể nghi ngờ là phá vỡ cái này tổ hai người thăng bằng. Bất quá cũng không có gì cái gọi là, tái thụy lị á trực tiếp liền đem chính mình tổ này điều chỉnh một chút, đổi thành nàng cùng Sa cân nhắc đến Sa tình huống đặc biệt, vẫn là từ nàng mang theo so sánh an tâm, sau đó hộ vệ đội bên trong còn lại ba người, cũng chính là ngã khắc, hổ triệt cùng ba ren cờ, thì là tạo thành tổ ba người tiến hành sắp xếp lớp học.